Truyền đi. Tác phẩm: Tơ hồng vương vấn. Tiểu thuyết. Tác giả: Hồ Biểu Chánh. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc: Thủy Tiên. Đoạn thứ nhất Gây cuộc tình duyên Một la mã Thế cuộc vần xây hết suy tới thạnh Nhân quần tấn hóa Đổi cựu ra tân Đó là định luật dĩ nhiên Dầu muốn giàu không Ai ai cũng phải chịu Không làm sao sửa được Nhớ lại mà coi sau khi đánh phá đại đồn chí hòa rồi binh đội pháp lần lần xâm chiếm tất cả sáu tỉnh của đất gia định từ hạng nông phu cho tới nhà học thức thảy đều tức tuổi mà quay đầu trông về phú xuân thì triều đình im lìm dường như bỏ sụi, còn chóng mắt ngó vào đám anh hùng nghĩa sĩ thì các cụ trương công định nguyễn trung trực thiên hộ dương thủ khoa quân lần lượt thất bại tiêu tan đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào? Nếu cương quyết giữ nền nếp cũ thì lấy chi mà nương níu, còn nếu đổi thái độ cho xuôi lòng thì lỗi với tổ tiên mà cũng thẹn với cây cỏ. Trong lúc dân trí đường phân dân như vậy, nhà cầm quyền Pháp khôn ngoan nên chăm lo gây thiện cảm với nhân dân. Người ta biết thâu phục đất đai thì dễ, nhất là gặp xứ không có binh đội tổ chức hoàng bị. Còn thâu phục nhân tâm là điều rất khó khăn. Phải đổi thay văn hóa, phải ung đúc tâm hồn. Mấy việc đó phải dày công phu, phải nhiều thế kỷ thì mới làm được. Mới chiếm trị đất Nam Việt, nước Pháp phải bận lo nhiều nổi. Lo chia sáu tỉnh cũ ra làm hai chục hạt mới. Rồi đặt quan tham biện ở mỗi hạt đặng sắp đặt cơ quan hành chánh cho phù hợp với cách cai trị mới mà không đụng chạm đến phong hóa cổ truyền. Lo xây dựng an ninh cho nhân dân được lạc nghiệp an cư từ thành thị vô tới đồng bái. Lo tổ chức đường giao thông cho tiện bề mậu dịch. Tuy phải gấp rút xây nền hành chánh, người Pháp cũng không bỏ dẹp vấn đề thâu phục nhân tâm. Những người sống trong mấy năm cuối cùng của thế kỷ 19 là khoảng từ năm 1895 tới năm 1900, ai cũng nhận thấy Pháp mới chiếm trị Nam Việt có ba chục năm mà đã khởi công xây dựng một nền văn hóa mới để hướng dẫn tâm hồn Việt Nam quay về phía Âu Tây. Mới lúc ấy mà đã. a à, có mấy người Việt thông minh được chọn lựa đem qua Pháp mà giáo hóa, ấy là các cụ Diệp Văn Cường, Trương Minh Ký, Bùi Quang Nhơn bùi quang chiêu nguyễn trọng quảng b cho xuất bản gia định báo với thông loại khóa trình lại còn cho in nhiều loại sách để phổ thông chữ quốc ngữ do các cụ trường vĩnh ký trương minh ký và quỳnh tịnh của chăm nom c mở trường thông ngôn collège des interprètes để cho những cụ đi học bên pháp trở về hiệp với mấy cụ nho học uyên thăm dạy các quan tham biện các nhân viên hành chánh và các sĩ quan trong hải quân và lục quân học tiếng việt mà cũng dạy luôn sử ký cùng phong hóa của người việt nữa mà điều cần yếu của người pháp trong lúc ấy là phải có nhiều người bổn thổ phụ sự trong chức vụ thông ngôn ký lục để giúp các ngành hành chánh cùng công thương muốn cho được thỏa mãn nhu cầu khẩn cấp này người ta phải lo lập liền a à, một trường sư phạm trung đẳng tại sài gòn để đào tạo giáo viên dạy các trường sơ đẳng ở mấy hạt b một trường trung học phổ thông phân làm hai chặng bắt đầu học tại mỹ tho hai năm rồi lên sài gòn học tiếp hai năm nữa mới được bổ dụng làm thông ngôn kỷ lục học sinh hai trường này đều được hưởng học bổng nghĩa là được nhà trường nuôi ăn ngủ gia phát quần áo giày nón khỏi trả tiền chi hết C, lần lượt mở trường sơ đẳng Pháp Việt tại Châu Thành Các Hạt để cung cấp cho trường trung học Mỹ Tho. Nhà trường Pháp thì sốt sắng xây nền giáo dục mới, nhưng nhân dân Nam Việt coi bộ hững hờ. Chú thích, hững hờ, đọc tiếp, chưa quyết yểm cựu nghinh tân, vì dân trí còn lơ lửng như vậy, nên những trường tân học mở ra không được dân chúng quan nghênh cho lắm thành thử nhà nước tốn công tốn của rất nhiều mà mỗi năm trường sư phạm chỉ đào tạo chừng ba chục giáo viên còn trường trung học sát sư lô ba đào tạo lối năm chục thông ngôn ký lục không phải người việt nam không ham học nên trường tân học lập ra không được thạnh phát không phải vậy người việt ham học lắm chứ họ hẫn hờ với tân học nhưng họ vẫn hăng hái với nho học luôn luôn ấy là họ thỏa thích món ăn tinh thần cũ của họ xưa nay, họ say mến, họ quý trọng, họ không đành bỏ mà dùng món ăn tinh thần khác, chưa chắc cái khác đó mà ngon ngọt, béo bùi hơn cái của họ đã có sẵn. Để nói riêng tình hình giáo dục trong hạt gò công hồi cuối thế kỷ 19, thì đủ biết lúc ấy trong mấy hạt khác cũng vậy. Trong khoảng đó, Người ta nhận thấy tại Châu Thành Gò Công, nhà nước có một trường sơ đẳng học, gồm 5 lớp. Có một quan đốc học, người Pháp, với 5 giáo viên, người Việt. Từ lớp nhất đến lớp tư thì dạy Pháp văn nhiều hơn Việt văn. Còn lớp 5 là lớp chót thì giao cho một thầy nho biết chữ quốc ngữ dạy trẻ đồng ấu học dần xuôi, dần ngược, rồi tập đọc, tập viết quốc văn học trò cả thảy chừng một trăm rưỡi. Lớp chót được lối năm chục trò. Còn mấy lớp trên chừng dài ba chục, tới lớp nhất chỉ còn từ mười đến mười lăm là nhiều. Lại học trò toàn là con trai chứ không có con gái. Cha mẹ ở tại chợ hoặc trong mấy xóm làng xung quanh. Cách chợ lối dài ba ngàn thước. Muốn lấy lớp trên có thêm học trò đông lại cũng muốn pháp ngữ được thông dụng trong mấy làng xa tham biện mới mở tại bốn chợ trong bốn tổng mỗi chợ một trường dạy pháp văn gọi là trường tổng gồm hai lớp lớp nhỏ chuyên dạy cho biết đọc biết viết chữ quốc ngữ rồi lên lớp lớn bắt đầu dạy pháp văn trong lúc nói đây trong hạt có bốn trường tổng đặt tại bốn chợ rạch giả đồng sơn dòng ông quê vĩnh lợi cửa khâu tăng hòa và chợ tổng châu tân niên tây mặc dầu có quấn lệnh dạy hương giáo mấy làng chung quanh chợ ép buộc mấy người có con phải cho đến mấy trường tổng đó mà học lại mặc dầu mỗi năm trước khi khai trường có gom học trò lớp lớn của mấy trường tổng về châu thành mà thi chung mấy chục trò giỏi được hưởng học bổng mỗi tháng năm đồng bạc để ở ăn cơm quán tại châu thành tiếp học thêm mấy lớp trên của trường sơ đẳng học thế mà trong bốn trường tổng số học trò cũng không được đông ở chợ lớn như chợ dòng ông quê thì được bốn chục đến năm chục còn ở mấy chợ nhỏ thì dài ba chục mà thôi có một điều đáng để ý là lúc ấy ở châu thành cũng như ở mấy chợ đã có trường tổng mà lại có trường tư dạy chữ nho ở chợ người ta thấy có tới hai ba trường trai gái học chung kể đến bốn năm chục. Còn trong các làng chưa kiếm được giáo viên dạy chữ quốc ngữ thì hương chức rước một thầy nho để dạy trẻ em tại đình học chữ nho. Ở mấy xóm đông có trẻ em nhiều thì người có cơm tiền, có nhà rộng cũng nuôi một thầy nho để dạy con cháu. Người trong xóm thường cho con tự lại đó mà học chữ nho mỗi tháng đền ơn cho thầy hoặc một hai quan tiền hoặc một quẩu gạo hoặc bánh trái hay tôm cá hạng già cả nghe nhắc tới khoảng này sẽ cảm xúc mà nhớ bộ tịch tèm lem dơ dái của đám trẻ em mỗi ngày băng đồng lội rạch trải nắng dầm mưa đi đến mấy trường làng và trường xóm mà học chữ nho hồi đời đó sớm ơi ăn cơm rồi mới đi học đến gần nửa buổi chiều mới trở về nhà Mỗi trò đem theo một cái ống tre, có dây buộc hai đầu để mang vào vai, đặng đựng sách vở, viết mực, dầu mắt mưa hay lội sông cũng khỏi ướt. Mấy trò nhỏ mới tập viết, không có tiền mà mua giấy mực xối xả như bây giờ, thì có sắm sẵn để tại trường một tấm dáng, một cái ghè đựng nước, vài cây cọ đẽo bằng tre với ít cục đất sét nhồi nắng rồi phơi khô. Hễ tập viết thì chấm đầu cục đất sét vào ghè nước mà thoa trên tấm dáng rồi cầm cây cọ mà viết hãy viết rồi chữ đó thì lấy cục đất mà chà lên đặng bôi bỏ mà viết chữ khác với cách tập viết tiện tặng như vậy nên trẻ em mới học thì tay chân quần áo bị bùng lấm lem giờ giải hết sức phải con nhà giàu lại phải biết viết rồi được lên hạng tư hạng năm và hạng sáu nghĩa là mỗi trương giấy bạch viết được 4, 5 hoặc 6 hàng rồi thì mới bỏ cọ, bỏ dáng mà cầm viết đặng viết trên giấy. Mà thầy giáo chấm dở và chấm sách cho học trò cũng không có mực đỏ như bây giờ. Người ta kiếm đá ong trải trên lộ, lựa cục nào màu đỏ nhiều thì lượm đem về, rồi lấy dĩa đổ chút nước mà mài thành son để thầy giáo chấm dở và khuyên mấy chữ viết tốt hiện giờ dòm thấy trẻ em đi học quần áo đẹp đẽ giày nón dẻn gian tay ôm cặp da túi vắt giết mái người ta nhớ lại tình cảnh của học trò hồi sáu chục năm về trước người ta chẳng khỏi thương tâm tội nghiệp cho trẻ xưa cực khổ cam go nhưng cũng ráng là học học đặng biết nghĩa biết nhân biết thảo biết thuận biết quấy biết phải biết cao biết thấp xây nền tân học người ta khuyên dụ vừa ép buộc mà người việt cứ dụ dự và đeo đuổi theo nho học nó sẽ đưa mình đến chỗ nào còn tân học thì mịt mù không hiểu nó sẽ dắt mình đi đâu sợ e nó sẽ phân rẽ mình với tổ tiên nó sẽ làm cho mình quên cả ơn nhà nợ nước sự dụ dự đó không phải vô lý ai hiểu hết tâm hồn của người hồi đời đó thì không dám chê lù mù, mà giàu tiền nhân lù mù đi nữa, người ta cũng có tâm, có trí, có nghĩa, có tình, lại tâm trí nghĩa tình của người ta bền vững khư khư, chứ không phải thứ tâm trí say chiều theo luồng gió hay là thứ nghĩa tình phát sanh vì mối lợi. Vì vậy nên lúc tân cựu giao thời đó. Cũng gây trong dân gian lắm chuyện thắc mắc. Có chuyện thật thà, nghĩ lại, bắt tức cười. Mà cũng có chuyện éo le, nhớ tới ứa nước mắt. Hồi đó cũng có nhiều cuộc bèo mây tan hiệp, hiệp tan, làm cho con người khi đau đớn, khi vui cười. Nhưng có cuộc tình duyên này nó trắc trở dị kỳ. Nếu nhắc lại nghe chơi, dầu, không đến nỗi tức cười, hay là muốn khóc, thì có lẽ cũng giúp cho người đời nay biết được tâm hồn của người thuộc thế hệ trước thế hệ vừa mới qua trong năm sáu chục năm nay hai la mã lúc ấy trong hạt gò công tại chợ dòng ông quê mà bây giờ người ta gọi tắt là chợ dòng mặc dầu nhà nước pháp đã có mở một trường tổng trong một tòa nhà cất bằng gạch ngói đẹp đẽ đàng hoàng và có bổ hai giáo viên dạy một lớp chữ quốc ngữ và một lớp xen nhiều giờ chữ pháp. Mà trường tư của ông giáo quân cũng vẫn có học trò học đông hoài. Ông giáo quân là một nhà nho học hoạt bát, thông sử kinh rành nghĩa lý, giảng sách dễ hiểu, viết chữ có gân, tuổi đã quá 50 mà sức khỏe còn đầy đủ cách 10 năm trước vợ ông chết để lại cho ông một thớt giường trong làng Vĩnh Hữu và một đứa con trai 20 tuổi. Ông phải cưới vợ sớm cho con, đặng có dâu lo việc cơm nước trong nhà, rồi ông chấp nối tóc tơ với Thiếm Hằng là một quá phụ ở ngoài chợ dòng. Thiếm Hằng này hồi trước vốn là vợ của một người khách trú thuộc bang Triều Châu tên Hứa Thêm có một tiệm bán trà và bánh in theo lèo ở chợ dòng. Vợ chồng sanh được đứa con trai đặt tên là Hứa Mỹ. Khi Hứa Mỹ được 7 tuổi, Hứa thêm buôn bán khá, có tiền dư nhiều mới giao tiệm cho vợ rồi đem con về tàu đặng để nó ở với bà nội mà học chữ. Rủi thai, Hứa thêm dắt con đi vừa được một tháng thì thiếm hằng được thơ của bà mẹ chồng cho hay hứa thêm đau nên chết. Bà giữ hứa Mỹ lại đặng trong nôm cho nó ăn học, chừng khôn lớn rồi bà sẽ cho nó trở qua. Thiếm Hằng buồn rầu về sự mất chồng, lại xa con, thiếm hết muốn buôn bán nữa. Thiếm sang tiệm bánh cho người khác, tôm góp vốn liếng được gần ba ngàn. Thiếm mua một nhà ngói ba căn, dách dáng, phía trước có sân, phía sau có một miếng giường nhỏ nhỏ, sân thì thím để chất đống củi đòn trữ mà bán lẻ còn phía sau thím cất thêm một nhà lá ba căn cao ráo khoảng khoát để trữ cá khô và nước mắm mà bán cho bàn hàng chẳng bao lâu thím chấp nối tóc tơ với ông giáo quân vợ chồng toan tính với nhau mới đóng dách mà ngăn một căn trong nhà lá phía sau để trữ nước mắm với cá khô còn hai căn thì đóng bàn ghế dọn thành một trường học cho ông giáo dạy chữ nho. Trường học của ông giáo quân ở gần chùa ông Quang Đế, dựa bên lộ từ phía cây me lớn đi lên, trước chùa ông, sau nhà Việt Vĩnh Lợi, rồi đi thẳng vô Vĩnh Hữu. Trường mở dạy đã 7 năm rồi, trai gái học chung, số học trò luôn luôn không dưới bốn chục. Học trò ở chợ quần áo sạch sẽ chứ không phải tèm lem như trẻ em ở đồng ở rẫy. Mới tập viết, thì dùng giấy dùng viết chứ không phải dùng đất mà viết trên dáng rồi bôi. Học trò phân nhiều lớp. Lớp mới học dở lòng, la rùm, thiên trời, địa đất, nhân người. Rồi tập viết chữ lớn bằng khu tô thì đóng tiền trường mỗi tháng hai cắt bạc. Lớp đã viết được rồi, dầu con viết hàng ba thì phải đóng tiền trường năm cắt. Còn lớp nghe giảng sách, bất luận học minh tâm, bửu giám, hay áo học tầm nguyên hay tứ thơ thể chú thì phải đóng chẳng một đồng. Nhờ vậy nên mỗi tháng ông giáo quân kiếm vài chục đồng bạc, uống trà hút thuốc không hết, quê lợi trong giường trong vĩnh hữu, ông giao hết cho con với dâu ăn xài thông thả. Thời dụng biểu trong trường ông giáo quân không giống với trường nhà nước. Sớm mời ăn cơm rồi, ngoài 9 giờ thì bắt đầu dạy. Gần 12 giờ, thầy nghỉ trưa, Lúc ấy học trò tự do nhưng không được cười giỡn làm rầy. Muốn về nhà thì về, muốn đi chơi cũng được, hay là muốn ở đó mà học ôn hoặc tập viết tùy ý. Thường thường mấy trò trọng tuổi nghe sách thì ở luôn mà học, duy có mấy trò nhỏ hay đi chơi hoặc ra chợ mua bánh mà ăn. Hôm nay quá 9 giờ rồi, học trò rải rác đi học, vô sân rồi thì đi dọc theo đường bên hè mà vô trường ở phía sau. Ông giáo quân ăn cơm uống nước rồi. Ông đứng tại cửa giữa dấn thuốc mà hút. Ông ngó ra lộ, thấy có một cậu trai chừng 15-16 tuổi, đường đi thơ thẫn thì ông kêu. Xuân, vô đây cho thầy hỏi thăm một chút coi. Cậu trai ấy nghe kêu thì xăm xăm đi vô, tới thềm thì chắp tay cung kính xá thầy ông giáo quân hỏi dồn dập. Cháu còn đi học chữ Tây hay không? Học đến bực nào rồi? Nói tiếng tay được hay chưa? Thôi học hay sao nên thả đi chơi vậy hứ? Không đợi người ta trả lời, ông liền tiếp xây lưng đi vô nhà và đi và nói tiếp. Vô đây, vô nói chuyện cho thầy nghe thử coi. Ông giáo kéo ghế ngồi giữa cái bàn. Cậu Xuân thấy thiếm hằng đương ngồi trên bộ dáng ngang đó tem trầu mà ăn. Cậu xá thiếm, rồi đứng sớ rớ, tay vịn cây cột. Ông giáo quân hỏi lại, cháu còn học dưới gò hay không? Thưa con, còn học sao lại được về mà đi chơi? Thưa bãi trường từ hôm qua con về. À, bãi trường, nghĩ tới chừng nào mới học lại? Thưa nghĩ tới 25 tháng giêng. Giữ hồn, nghĩ hơn hai tháng, học trò quên chữ hết còn gì. Thưa bãi trường lớn nên nghỉ lâu, cháu xuống gò học đã được hai năm rồi, bây giờ lên tới cấp nào? còn học bao lâu nữa mới rồi? thưa hồi mới xuống con ngồi học lớp ba học một năm, năm nay con học lớp nhì mãn rồi, ra diên khai trường, con sẽ lên lớp nhất, học thêm một năm nữa thì cuối năm đi thi, thi thì chắc cháu đậu, vì thầy biết cháu ham học lại siêng năng nên chữ gì cũng vậy, hệ cháu học thì chắc cháu giỏi hơn chúng bạn. Mà qua năm nay, cháu thi đậu rồi, cháu được làm ông gì hay thầy gì nè? Thưa thầy, con nghe người ta nói, hãy học lớp nhất mà thi đậu, nhưng mình thôi học thì nhà nước cho làm thầy giáo, và bố đi dạy mấy trường công hoặc trường làng. Còn nếu mình chịu đi học thêm cho học lực được cao, thì nhà nước nuôi cơm nước áo quần cho mình học 2 năm tại trường lớn Mỹ Tho, rồi lên Sài Gòn học tiếp 2 năm nữa, Mãn 4 năm thì ra trường sẽ được bổ làm thông ngôn ký lục trong các sở hoặc làm giáo viên dạy mấy trường sơ học. Nếu qua sang năm thi rồi cháu thôi học để đi làm giáo làng hoặc giáo tổng, mỗi tháng lãnh lương 90 đồng có nghĩa gì, sợ không đủ cơm áo cho cháu, đâu có dư mà nuôi chị Hương văn được. Phải ráng học thêm 4 năm nữa đặng làm thông ngôn ký lục mới khá. Cha chả mà chị hương văn nghèo chỉ đủ sức cho cháu học đến bốn năm hay không thưa con chưa nói chuyện đó cho má con biết bụng con thì muốn học nữa ngặt con thấy má con cực khổ quá nên con không nỡ lo tương lai cho phận con mà để cho má con cực khổ thêm tới bốn năm nữa có lẽ con học thêm một năm lớp nhất nữa rồi con xin đi làm giáo làng đặng con giúp đỡ má con cháu biết thương mẹ như vậy thì cháu là con có hiếu ngặt hồi trước cháu học với thầy cháu thông minh mẫn cán học được đại học trung dung luận ngữ rồi kế cháu bỏ để qua học chữ tây học thêm đã mấy năm rồi nếu ra làm giáo làng thì uổng công phu của cháu quá chớ chi hồi đó cháu học luôn chữ nho thì bây giờ cháu đủ sức mở trường tư mà dạy học như thầy lương hướng hơn giáo làng mà được thông thả, khỏe khoắn. Hồi cháu từ biệt thầy đặng qua trường tổng mà học chữ Tây, thiệt thầy buồn quá. Người Nam thì học chữ Nam, đặng ăn ở theo định nghĩa của mình. Học theo người ta làm chi? Thứ học để làm tôi mọi, thà dốt rồi làm ruộng hoặc lập giường mà nuôi thân cũng còn vinh quang hơn nhiều. Thầy thương cháu lắm. Hồi trước cháu là ngôi sao sáng lạng trong trường của thầy thầy chắc thầy sẽ truyền đạo học của thầy cho cháu được bởi vậy cháu bỏ mà đi ngã khác thầy tiếc hết sức thưa thầy tại cha con mất má con nghe lời cậu ba con ép con phải qua trường tổng mà học cho khỏi tốn tiền thầy rồi sau được làm giáo viên vì vậy nên con mới đi học chữ tây chớ thôi học chữ nho thiệt con cũng buồn lắm nếu anh hương văn còn sống chắc thầy cản ảnh, thầy không để ảnh cho cháu bỏ nho mà học chữ Tây. Mà bây giờ bãi trường nghỉ tới hai tháng, cháu ở nhà làm cái gì? Không lẽ mỗi ngày ăn no rồi thả đi chơi hoài? Thưa, con coi bài vở cũ lại, chứ không có làm chi hết. Ông giáo quân lơ lửng mà suy nghĩ. Ông mở cái hộp thuốc ra và lấy thuốc dấn mà hút nữa. Thiếm hàng nói thiếu gì con nhà giàu có, bạc tiền dư giả, mà họ lại không chịu đi học. Còn cháu Xuân đây ham học, lại có khiếu thông minh, mà nhà thì nghèo, mẹ quá con côi, đi học không được. Ông trời trớ trêu quá, chớ chi ông cho cháu Xuân sanh trong một nhà giàu có lớn, thì cháu sẽ học giỏi biết chừng nào. Ông giáo nói, ở đời phải có trặc trẹo như vậy mới có chuyện mà nói chứ có lẽ tạo quá gây cuộc khó khăn để trui gan, thử chí con người. Bởi vậy gặp khó khăn mà lướt qua mới thiệt là giỏi. Thiếm Hằng hỏi Xuân. Chị Hương Văn, lúc này còn bán ngoài chợ hay không cháu? Hết mùa bắp khoai rồi, chị bán thứ gì? Thưa má con bán xôi với bánh bèo. Bán xôi, bánh mà lời lớn bao nhiêu? Thưa, mỗi bữa lời năm ba cắt cũng đủ ăn. Sự sống bắt buộc phải tốn hào nhiều thứ, như nhà cửa, áo quần, thuốc men, chớ có phải tốn cơm cá mà thôi đâu cháu. Ông giáo nói, nhà nghèo phải chịu nhiều nỗi khổ, nói sao cho xiết, mà khó khăn cho mấy người ta cũng sống được, có sao đâu mà lo. Nếu có lo là lo đừng gì chữ bần hàng mà làm trái đạo nghĩa, làm nhục tổ tiên mà thôi ông giáo xây câu chuyện qua địa hạt phong hóa thiếm hằng không muốn theo nên thiếm làm lơ ông giáo mới nói với cậu xuân xuân thầy giảng tứ thơ cho cháu vừa hết bộ luận ngữ thì cháu thôi học cháu còn thiếu bộ mạnh tử chưa nghe bữa nay thầy bắt đầu giảng mạnh tử cho con cúc hương học cha cô cúc hương đã học xong đại học trung dung luận ngữ bây giờ cô nghe tới mạnh tử lần giỏi quá nó thông minh lắm, lại siêng năng cũng như cháu hồi trước vậy. Nó cũng lớn rồi, cha mẹ nó muốn bắt nó ở nhà đặng tập buôn bán. Nghe giảng sách tai đôi, một thầy một trò, thiệt buồn quá. Ngặt cúc hương cứ năn nỉ, xin thầy dạy dùm mạnh tử nữa, cho nó học đủ bộ tứ thơ, rồi nó sẽ ở nhà mà buôn bán. Vì vậy nên thầy phải ráng dạy dùm cho nó, đặng nó khỏi thiếu sót thầy nghĩ đất gia đình mình bây giờ không còn thi cử gì nữa người mình cần học nho để tu tâm dưỡng tánh mà ở đời vậy thôi mà xuất thân làm ăn nếu không học mạnh tử thì như đi chiếc thuyền không có bánh lái cúc hương tính buôn bán nó muốn học mạnh tử là phải lắm đó là thêm một lý thầy phải dạy nó nữa may gặp dịp bãi trường cháu ở không tới hai tháng Thầy muốn cháu thừa cơ hội mà học luôn mạnh tử với Cúc Hương. Có thêm một trò nữa thì thầy mới sốt sắng. Cháu chịu hay không? Xuân dụ dự rồi đáp. Thưa, để thủng thẳng con suy nghĩ coi. Suy nghĩ làm chi? Có điều chi trắc trở đâu mà suy nghĩ? Con phải thưa cho má con hay, coi má con có bằng lòng hay không. À, cháu sợ phải đóng tiền chớ gì. Không, Thầy dạy dùm cho cháu, cháu khỏi đóng tiền học. Bãi trường, cháu học thêm mạnh tử cho có đủ nhân nghĩa mà xử sự có ít quá. Ở không mà thả rễu có ích gì đâu. Cháu bắt đầu học liền bữa nay đi. Chiều về sẽ nói lại cho chị Hương Văn hay. Nói thầy dạy dùm, thầy không đòi tiền. Mà cháu ăn cơm sớm mơi rồi hay chưa? Thưa rồi. Vậy thì đi xuống trường với thầy. Bây giờ chắc học trò đã tới đủ rồi. Ông giáo dắt Xuân vô trong rồi đi cửa sau mà xuống nhà dạy học. Đi dọc đường, ông hỏi. Bộ sách tứ thơ của cháu hồi trước cháu còn đủ hay không? Thưa, còn đủ hết. Đi học thì con gói cất trong tủ. Bãi trường con mới đem ra mà đọc lại. Con mới lấy ra hồi hôm nay. Được lắm. Vậy mai cháu đem mạnh tử theo mà học. Bữa nay cháu dò chung sách của Cúc Hương. Chừng thầy giảng giải rồi, thầy sẽ cho cháu mượn sách của thầy đặng cháu học đỡ ông giáo bước vô nhà học sau lưng có xuân đi theo học trò ngồi chật ba cái bàn thấp mà dài cả thầy đồng đứng dậy chắp tay xá thầy ông giáo khoát tay biểu ngồi xuống và ông đi ngay lại chỗ cúc hương ngồi mà nói cúc hương thầy lại kiếm thêm một trò xin nghe giảng sách mạnh tử nữa đây đặng cháu học cho có bạn cháu biết xuân mà Cô cúc hương ngó Xuân, miệng chúm chím cười mà đáp. Thưa biết, anh Xuân là học trò cũ của trường này, anh bỏ đi học chữ Tây mấy năm nay. Xuân biết ý Cúc Hương muốn mở hơi bao biếm, nhưng nghĩ không phải chỗ biện bạch quấy phải, nên cậu cũng chúm chím cười, chớ không nói chi hết. Ông giáo biểu mấy trò dồn xuống một chút, đặng trống ở đầu bàn giữa một chỗ, cho xuân ngồi ngang mặt với cúc hương ngồi phía bên kia ông giáo đi qua hai bàn hai bên mà chỉ đạo cho học trò học xuân ngồi ngó tứ phía thì thấy dáng bàn ghế võng đều còn y như mấy năm trước không dời đổi chút nào hết phía trong lót bộ dáng gõ nhỏ để cho thầy nằm ngồi trước bộ dáng thì để một cái ghế nghi trên ghế có một bình trà hai chén nhỏ một hộp thuốc, một lư lửa với một cặp kiến. Để cho thầy mang mà xem sách. Một bên lại có để ba chồng sách thấp thấp, sách cũ mà bìa cứng hoành. Trên dáng có gối dựa, có gối đầu, có quạt lông, lại có một ngọn roi mây để khi nào học trò nhỏ làm rầy lúc thầy giảng sách thì thầy nhịp trên dáng mà biểu im lặng. Thầy đã có chỗ nằm ngồi thông thả, mà ngang với bộ dáng lại có văn một cái giọng bố để lúc thầy dạy mệt thì nằm đưa nhúc nhích cho mát. Còn ba dãy bàn của học trò ngồi học thì hai dãy hai bên toàn là học trò nhỏ cộng chung với lối ba chục trò. Một bên học tam tự kinh, một bên học tam thiên tự, bàn nào học theo bàn nấy nên la rùm. Bên nay học phụ cha, mẫu mẹ, sư thầy, quân vua thì bên kia lại la thiên trời địa đất thất mất tồn còn tử con tôn cháu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước xuân ngồi mắt ngó trước sau tai nghe in ỏi quan cảnh cách mấy năm trước diễn lại trước mắt xưa nay cũng vậy cậu xúc động nên liếc cúc hương mà cười tại bàn giữa chỗ cậu ngồi chỉ có mười trò, ba gái, bảy trai, toàn là học trò nghe sách. Duy có Cúc Hương, mười lăm tuổi, học tứ thơ. Còn chính trò kia, gái cũng như trai, còn học sách minh tâm. Tuổi tác sắp xỉ với nhau, lối mười ba hoặc mười bốn. Ông giáo quân lần lượt dạy giáp hai bàn hai bên, rồi ông nhịp roi, biểu nín hết, đặng ông giảng sách cho học trò lớn. Nhờ tập quen kỷ luật nhiều năm, bởi vậy vừa nghe nhịp roi thì học trò nín êm. Chỉ có ít học trò lầm thầm trong miệng. Ông giáo lại ghế nghi, lấy cuốn sách minh tâm với cặp mắt kiến, rồi đi ra mà ngồi cái ghế để tại đầu bàn giữa, phía ngoài cửa, dở sách ra đọc chữ, rồi cắt nghĩa từng chữ, từng câu cho học trò nghe. Cậu Xuân cũng như Cúc Hương, dây lại phía trò ngồi gần, liếc mắt dòm vào quyển sách, mà dò chung với bạn ông giáo cắt nghĩa được hai tờ sách rồi ông xếp lại mà nói thôi bữa nay giảng bao nhiêu đó đã nhiều rồi bay học đi có câu nào chưa hiểu rõ thì sẽ hỏi lại bây giờ để thầy giảng mạnh tử cho cúc hương mấy trò cũng nên lóng nghe lần đặng hiểu chút đỉnh nghĩa lý sao học cho dễ ông đi lại ghế nghi đổi sách mà lấy mạnh tử thượng quyển rồi kéo ghế ngồi đầu bàn phía trong. ông thấy cậu Xuân ngồi khoanh tay không có sách trước mặt. ông mới biểu trò gái ngồi gần Cúc Hương. đổi chỗ với Xuân, đặng Xuân qua ngồi dựa bên Cúc Hương mà dò chung sách của Cúc Hương. Xuân dâng lời thầy mà đổi chỗ, không ái ngại chi hết. Cúc Hương đẩy cuốn sách qua phía Xuân. thầy bắt đầu đọc từng câu mà cắt nghĩa xuôi rồi nói tới lý hai trẻ cúi mà dòm chung vào quyển sách hai đầu gần đụng nhau nhưng mắt lo dò cho nhớ chữ và hiểu nghĩa nên không ái ngại chi hết dạy được ba tờ sách rồi ông giáo nói bữa đầu giảng ít một chút đặng khỏi ngán quen rồi sẽ giảng nhiều hơn ông trao quyển sách của ông cho xuân mượn ông lại bộ dáng ngồi rót nước trà mà uống và lấy cây quạt mà quạt học trò đứa cầm dở lên hỏi chữ, đứa cầm sách lại hỏi nghĩa, tiếp tục lên xuống không ngớt. Xuân gầm đầu vào quyển sách, không để ý đến việc chi khác, cũng không tính đổi chỗ ngồi trở lại đặng xa cúc hương. Mặt trời gần đứng bóng, ông giáo thấy học trò các cấp đều lo học, không còn hỏi chữ nghĩa gì nữa. Ông lại giỏng nằm, một hồi rồi bỏ đi lên nhà trên. Học trò biết thầy đi nghỉ trưa, tới giờ mình được thông thả, nên rủ nhau tốt đi chơi, tốt đi chợ mua bánh về ăn. Phần đông thì ra chợ, nhưng đi riêng thì tốt đôi ba trò, chớ không đi chung. Trò nào không muốn đi thì gửi tiền cho chúng bạn mua dùm kẹo, cốm hoặc chuối nấu. Bây giờ trong trường chỉ còn có mười mấy trò, nhưng dụm nhau từ khóm năm ba trò. Con trai thì ra sau hè đánh đáo con gái thì ngồi dưới đất đánh đũa trên bàn giữa chỉ còn có xuân với cúc hương ngồi êm chăm chú ngó vào sách mà học ngồi một bên nhau nhưng không ai nói tới ai thình lình cúc hương kêu mà hỏi anh xuân bài đầu ý nói cái gì vậy anh nãy giờ em suy nghĩ hết sức mà em hiểu không thấu học mà tập luôn luôn thì vui vui cái gì bạn ở xa lại thì mừng Sao mà mừng, người ta không biết mà mình không hờn, vậy mới là quân tử, không biết giống gì. Anh hiểu sao đâu, anh làm ơn cắt nghĩa lại cho em nghe thử coi." Xuân Ngó ngay Cúc Hương và nghiêm chỉnh đáp, "Theo lời thầy dạy hồi nãy thì bài này khó hiểu là tại chữ học, cô phải định nghĩa chữ học cho đúng thì tự nhiên cô hiểu hết." Cúc Hương cười mà nói, anh kêu em bằng cô, nghe kỳ quá. Anh em học với nhau một trường từ hồi nhỏ. Mà anh kêu cô thì dường như thỏa nay chưa quen biết nhau. Chớ kêu thế nào? Kêu bằng em. Cô đã lớn rồi, kêu em sao phải? Anh mấy tuổi mà anh nói em lớn? Tôi 16 tuổi. Em mới 15, nhỏ hơn anh một tuổi thì làm em là phải lắm chứ. Em muốn từ rầy sắp lên, anh kêu em bằng em cho có tình thân thích một chút. Đừng kêu bằng cô nữa nghe hồn. Muốn vậy cũng được, tự ý em. Bây giờ anh cắt nghĩa bài sách lại cho em nghe đi. Chữ học đây là học đạo nho, chứ không phải học đặng biết chữ tàu. Như mình học đây vậy. Sách nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Tôi hiểu nghĩa như vậy mình được nghe giảng về đạo nhân nghĩa của nho giáo rồi mỗi giờ mỗi khắc mình gia công rèn tập làm y như lời dạy mình học đã đắc đạo há mình không vui lòng đẹp dạ hay sao chữ duyệt là vui đẹp nhưng vui đẹp ở trong chớ không lộ ra ngoài anh giải nghĩa như vậy thì dễ hiểu quá em hiểu rồi hồi nãy em bối rối là tại em không biết định nghĩa chữ học để em giải câu thứ nhì cho anh nghe coi trúng hay không. Hữu bằng tự diễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Ý sách nói, có người bạn ở phương xa họ nghe mình học đã đắc đạo, họ đến mà bàn luận hoặc học hỏi với mình, được như vậy mình không vui hay sao? Em nói như vậy thì trúng lắm. Nhưng em nên nhớ chữ lạc, nghĩa là vui như chữ duyệt, xong vui lộ ra ngoài, chớ không phải vui ở trong như duyệt. Cảm ơn anh, em sẽ nhớ. Còn câu chót, phải như vậy hay không? Nhân bất tri, nhi bất uống, bất diệt quân tử hồ. Nghĩa là, ví dầu người ta không hay, không biết mình tu tập đã đắc đạo. Nếu không ai tìm tới đặng học hỏi với mình, mà mình cũng không hờn trách, mình ăn ở được như vậy không phải là quân tử sao? Các nghĩa như vậy, chúng hay không anh Xuân? trúng lắm em giỏi quá may có anh học với em nên em học dễ mà lại vui nữa nếu để em học một mình chắc em bối rối lắm anh thôi học chữ tây hay sao nên trở lại học chữ nho đây anh xuân lúc này bãi trường tôi được nghỉ tới hai tháng hồi nãy tôi ghé thăm thầy thầy nói bữa nay thầy bắt đầu dạy em học bộ mạnh tử thầy biểu tôi nhân bãi trường được ở nhà tôi nên học luôn mạnh tử với em đặng thông trọn bộ tứ thơ. Tại vậy nên tôi mới học đây, chứ không phải tôi bỏ chữ Tây. Chừng khai trường, tôi phải đi học thêm một năm nữa cho mãn lớp nhất rồi mới thôi. Nếu vậy thì anh học ở đây tới hai tháng. Em học mạnh tử có anh dìu dắt, em mừng lắm. Em học xong bộ tứ thơ rồi em cũng thôi, đang ở nhà tập buôn bán. Anh nhắm coi trong hai tháng mình học hết bộ mạnh tử hay không thầy nói thầy ráng dạy cho hết em mừng quá mình được học với nhau tới hai tháng chừng thôi mình sẽ thôi với nhau một lượt anh không có sách mạnh tử hay sao có ở nhà bữa nay tình cờ thầy biểu học tôi có dè đâu mà đem theo ngày mai tôi sẽ có sách dầu không có anh học chung sách của em cũng được anh học nho giỏi năm đó anh bỏ nho mà học chữ tây thầy tiếc quá em cũng buồn tại sao anh bỏ nho học đặng theo tân học vậy anh xuân tại ý cậu tôi muốn như vậy cậu nói con người trước hết phải lo cho no cơm ấm áo đi học phải chú trọng về cơm áo ngày sau đời này mà còn học nho để dùng vào chỗ nào cha tôi mất má tôi nghèo nên tôi phải nghe lời cậu tôi mà bỏ cũ theo mới vì cơm áo nên đi học Học như vậy, em sợ không được cao thượng phải hôn anh. Phải lắm. Nhưng nhà nghèo, ăn bữa trước phải lo bữa sau, làm sao mà nghĩ đến cao thấp cho được em. Tôi đi gọt công mà học hai năm nay, mai có học bổng tôi học mới được. Nếu không có thì tôi cũng phải bỏ rồi, mặc dầu cậu mợ tôi cho tôi ăn cơm. Anh có chí háo học, lại có khiếu thông minh, mà bị nhà nghèo thiệt uổng quá. Mỗi người đều có mạng riêng, tôi không phiền mà cũng không tiếc chi hết. Anh đói bụng hôn anh Xuân, em có tiền đây, để em mượn học trò đi mua cốm chùi cho anh ăn. Mặc dầu Xuân cản, nói không đói bụng, Cúc Hương cũng đứng dậy đi lại chỗ mấy trò gái đường đánh đũa mà đưa tiền mượn một trò đi mua đồ ăn. Một lát trò ấy đem vô hai miếng cốm gạo với hai dắt cốm chùi, cúc hương bẻ ra thưởng cho trò đi mua nửa vắt cốm chùi rồi mời xuân ăn chơi xuân từ chối không chịu ăn cứ nói không đói cúc hương làm mặt buồn mà hỏi cốm của em mua nên anh chê phải không em cũng không đói sở dĩ em mượn đi mua là vì bữa nay gặp nhau lại còn được học chung với nhau nữa em mừng em muốn anh em ăn chung thứ gì một chút cho vui vậy thôi anh ăn cốm của em mua có gì đâu mà mắc cỡ anh từ chối em buồn lắm anh ăn một thẻ cốm gạo đây cúc hương lấy một miếng cốm gạo đưa cho xuân với những lời thiết tha vừa nghe đó thì khó cho xuân từ nữa được nên cậu phải lấy miếng cốm gạo của cúc hương đưa mời nhưng cậu lấy rồi cậu bẻ ra làm hai để phân nửa trên miếng cốm thứ nhì còn phân nửa cầm mà ăn Cúc Hương giói lấy nửa miếng để lại đó mà ăn và nói. Anh chia hai như vậy em chịu lắm. Anh ăn phân nửa, em phân nửa. Hai trẻ ngó nhau, đồng cười với nhau. Tuy Xuân thôi học trường này đã hơn ba năm, nhưng ở chung một chợ, hai trẻ lâu lâu thì gặp nhau ngoài đường hoài. Mà gặp thì thấy thoáng qua vậy thôi, chớ không ngó cho kỹ tình cờ hôm nay được ngồi dựa bên nhau, được nói chuyện với nhau nhiều, lại nãy giờ lật sách, chỉ chữ, nhiều khi đụng chạm tay nhau. Cả hai trẻ đồng nhận hình dạng bây giờ biến đổi khác hẳn với hình dạng ngây thơ hồi trước, rồi trong lòng xúc động, dường như có cái gì nó lây chuyển trong đầu óc, mà nó còn làm phơi phới trong ruột gan nữa vậy cúc hương thấy xuân bây giờ là một cậu trai mạnh mẽ gương mặt hiền từ cặp mắt sáng trưng tướng mạo nghiêm trang nói chuyện hòa hưởng xuân khác hẳn mấy cậu trai tí lia nhút dắt mà cũng không giống mấy cậu nhút nhát sụt xè tuy xuân là con nhà nghèo mặc quần áo giải bố song từ văn nói cho tới thái độ con nhà giàu khó mà bị kịp còn cậu xuân thấy Cúc Hương năm nay đã ra mã con gái, tóc bới bén khéo, mặc áo lụa quần hàng, nét mặt vừa đẹp đẽ vừa thuần hòa, tiếng nói vừa trong ngần vừa lễ nghĩa. Đã vậy mà còn thêm tướng đi yếu điệu, miệng cười có duyên, ngón tay no tròn, nước da trắng đỏ. Cả nhan sắc và tánh tình đều hiệp nhau, khiêu gợi ham thèm của trai mới lớn lên. Cậu Xuân tuy nết na đầm thắm cử chỉ đàng hoàng song cậu cũng có máu có thịt biết muốn biết yêu nên thân cận với cúc hương cậu chẳng khỏi rúng động can trường như muôn ngàn thanh niên khác cúc hương thấy xuân ăn hết miếng cốm gạo rồi cô liền lấy vắt cốm chùi bẻ làm hai mà đưa phân nửa cho xuân và nói anh ăn thêm nửa vắt cốm chùi với em rồi em đi múc nước cho anh uống có anh học chung với em học tới chừng nào em cũng không lo xuân không có lý mà từ được những lời mời hữu tình hữu nghĩa của cúc hương nên phải lãnh ăn thêm nửa vắt cốm chùi nữa cúc hương vui vẻ nói chuyện không ngớt chừng thấy xuân ăn rồi cô mới vô trong lấy tô múc một tô nước mưa bưng ra cho xuân uống và rửa tay cô đứng ngó xuân cô rất vui lòng mà được cho xuân ăn uống bởi vậy cô chúm chím cười hoài. Đợi Xuân rửa tay rồi, cô lấy tô với cốm ăn không hết, đem lại chỗ ba trò gái đánh đũa mà mời ăn cốm, rồi nhờ đem dùm cái tô vô trong mà cất luôn. Chừng cô trở lại cái bàn giữa thì thấy Xuân đã đem sách vở qua ngồi phía bên kia đối diện với cô, nên cô hỏi. Sao anh không ngồi bên này nữa? Tôi có sách nên không phép ngồi chung hoài, nhất là không có thầy. Em hiểu rồi. Thôi, bây giờ để em đọc và cắt nghĩa anh nghe luôn. Anh dò coi nếu có chỗ nào sái, anh sửa dùm cho em. Bây giờ Cúc Hương mới đọc và giải nghĩa. Xuân dò theo, chỗ nào Cúc Hương giải không rành thì Xuân nói thêm. Có khi Cúc Hương cầm sách đi qua đứng một bên Xuân mà nói chuyện. Xế rồi, học trò đi chợ hoặc đi chơi lần lượt trở về đủ hết bằng nào cũng lo học lại đặng một lát nữa thầy sẽ xuống mà dọn bài. Mấy trò nhỏ nếu quên chữ nào hay là không hiểu câu nào thì hỏi mấy trò lớn mà học. Đó là tục lệ của trường ông giáo quân thuở này. Hễ lớn thì phải dùm giúp nhỏ, giỏi phải nâng đỡ dở. Chớ không phải như thoái đời, lớn thì hiếp nhỏ, giỏi thì khi dở. Ông giáo quân nghỉ trưa Ông thức dậy tắm và uống trà rồi, ông mới xuống trường. Ông dọn bài lớp nhỏ ngồi hai bàn hai bên, rồi ông cho về trước. Còn bàn giữa, học minh tâm giới tứ thơ, thì ông để ở lại đặng ông dọn kỹ. Ông biểu một trò trong đám học minh tâm đọc, rồi giải nghĩa từng câu trong mấy tờ sách ông đã dạy hồi sớm mơi. Mấy trò khác ngồi dò mà nghe. Trò này giải dài ba câu, thì ông biểu trò khác giải tiếp có câu nào giải trật hoặc không rành thì ông chận mà giải lại. Qua tới mạnh tử, ông giáo buộc Cúc Hương phải giải. Cúc Hương nhờ có xuân các nghĩa dùm rành rẽ trước rồi nên cô giải có mạch lạc, nói đủ ý nghĩa, không sai, không sót chi hết, làm cho ông giáo rất hài lòng nên ông khen Cúc Hương nức nở, mặc dầu ông biết có xuân phụ giúp nên Cúc Hương mới thông được như vậy. Gần nửa chiều, Dọn bài xong rồi, ông giáo cho về hết. Xuân bước lại để quyển mạnh tử trên ghế nghi và xá thầy mà ra trước một mình. Cậu sợ mẹ không biết cậu đi đâu nên mẹ trông, bởi vậy cậu riết về nhà ở xóm cây mè lớn. Cúc Hương ôm sách thủng thẳng ra sau, rồi tẻ xuống phía chợ đặng về nhà ở giữa mé kinh. Ba La Mã cặp thiếu niên nam nữ, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều ham học, đều dễ thương, gặp nhau liền kháng khích, liền thân yêu, là con nhà ai, ở đâu. Xuân với Cúc Hương là hai nhân vật chánh của truyện này. Một nghèo, một giàu. Nhà nghèo thì khổ với nghèo, còn giàu cũng khổ với giàu. Vì nặng tình nặng nghĩa nên cả hai đều chịu khổ như nhau cưu mang nỗi khổ của dương trần khổ đến kẻ mất người còn mà tình nghĩa vẫn khư khư tình không phai nghĩa không lợt vậy nên dẫn phức tông tích của cặp thiếu niên này ra đây cho rồi không cần phải giấu giếm nữa xuân thiệt tên họ là phan vĩnh xuân con trai của phan vĩnh thanh sanh trưởng tại chợ dòng ông quê trong một xóm cách chợ ít trăm thước Gọi là xóm cây me lớn, vì chỗ đó có một cây me cố cựu, gốc lớn đến hai người nối tay nhau ôm mới giáp. Phan Vĩnh Thanh có vợ là Thị Hài, vợ chồng sanh có một đứa con trai là Vĩnh Xuân đó mà thôi. Vĩnh Thanh nghèo nhưng có nghề đương thúng, đương rổ khéo, bởi vậy người trong chợ và mấy làng xung quanh đến đặt đương thúng rổ, phải ngồi làm tối ngày mà cũng không kịp cho người ta lấy còn vợ là thị hài lại giỏi về nghề mua bán khi làm bánh bò bánh ếch khi nấu bắp nấu khoai khi mua ớt mua rau khi mua xoài mua mít đem ra giữa chợ ngồi bán vợ chồng đều có nghề riêng bởi vậy nhà tuy nghèo xong cơm gạo đủ quần áo lành khỏi nợ nần không vất vả vĩnh thanh hồi nhỏ có học chữ nho vừa đủ dùng lại có qua tay nên viết chữ coi sắc sảo và tươi tốt. Nhờ qua tay đó mà được hương chức trong làng chọn cử lên chức hương văn để khi cúng miễu, cúng đình thì Vĩnh Thanh viết văn tế. Vợ chồng sanh có một đứa con mà may Vĩnh Xuân có khiếu thông minh, lại có tánh háo học. Mới năm sáu tuổi, Vĩnh Xuân thấy con nít trong xóm ôm dở đi học, nó đòi đi theo cha nó thấy vậy mới mua sách tam tự kinh rồi lúc nào rảnh rang thì dạy nó học tiếng một và tập nó viết chữ chừng nó được bảy tuổi cha nó đem đến trường ông giáo quân xin cho nó học ông giáo quân thấy vĩnh xuân còn nhỏ mà đã thuộc sách và viết được thì ông đem lòng yêu ông ân cần dạy vĩnh xuân trong năm năm thì đã dạy tới tứ thơ ai thấy vĩnh xuân mới mười hai tuổi mà học tứ thơ cũng cho là kỳ quái, nên gọi là thần đồng, làm cho ông giáo quân càng thêm tự hào, nên ông chuyên chú dạy Vĩnh Xuân sốt sắng đặc biệt. Rủi thay, Vĩnh Xuân học luận ngữ vừa rồi, thì hương văn Vĩnh Thanh bệnh trong mấy ngày rồi mất. Thị hài có người em trai tên là Ba Cao ở tại chợ Gò Công, hay anh rể mất, vợ chồng liền lên giúp giới trị lo việc tống táng. Ba Cao hồi trước cũng nghèo, may gặp người vợ gốc ở Giàm Láng, có vốn được bảy tám trăm. Vợ chồng lên gọt công, cất nhà ở gần chợ, rồi mua một chiếc xe kiến với ba con ngựa để chạy mối đưa rước hành khách. Lúc ấy đã có lộ đá bắt từ gò công thông ra các chợ, mà xe thì ít có, bởi vậy ba cao đưa hành khách thâu lời dồi dào. Khi hương văn Vĩnh Thanh chết đây, thì vợ chồng ba cao đã có một bầy ngựa sáu con để kéo chiếc xe tờ chạy đường cửa khâu mỗi ngày hai chuyến một chiếc xe kiến chạy đường chợ tổng châu với một chiếc xe hai bánh dùng chạy mối riêng trong nhà có tới ba người bạn giữ ngựa và đánh xe trong tủ thường có bạc ngàn luôn luôn ngặt vợ chồng không có con nên còn buồn về chỗ dư bạc tiền mà thiếu con cháu chôn cất hương văn vĩnh thanh xong rồi vợ chồng ba cao hỏi thăm gia đạo của chị khuyên chị bán nhà cửa đồ đạc về gò công mà ở trước chị em gần nhau sau vĩnh xuân học chữ tây đặng lập thân cho vinh hiển với người ta thì hai nói ở đâu quen đó đã có nghề mua bán thì ở đây mẹ con cũng có thể thông thả sống với nhau chị không đành bỏ xứ mà đi nhất là hương văn mới nhắm mắt nắm mã chưa khô nên không nở lìa xa mồ chồng mới quá giảng. Bà Cao muốn đem chị về nuôi mà chị không chịu, chàng mới xin cho Vĩnh Xuân làm con nuôi, đặng chàng cho học chữ Tây, sau làm thầy ký, thầy thông, rồi lần lần làm ông huyện ông phủ. Chàng nói đời đã đổi mới, phải học quốc ngữ với pháp văn mới có chỗ dùng, chớ chữ nho thông dụng hồi cựu trào, bây giờ không ai dùng nữa, giàu học giỏi, học nhiều, cũng không ít gì. Thị hài nghe lời em nói có lý, nhưng thương con không nở lìa xa, nên nói, thôi để chị đem Vĩnh Xuân qua trường tổng chợ dòng cho học chữ Tây thử một vài năm. Như nó học được rồi, sẽ gửi nó ở với cậu mợ nó dưới gọt công, đặng học tiếp. Vì vậy nên cách vài ngày sau, thị hài dắt con lên thưa cho ông giáo quân hay mà đem Vĩnh Xuân qua trường tổng cho học chữ Tây. Ông giáo quân mất một trò giỏi, ông tiếc vô cùng, nhưng vợ Hương Văn Thanh đã muốn con học cho hợp thời. Mà ông cũng dư biết chữ nho bây giờ không được thông dụng nữa, bởi vậy Vĩnh Xuân đi thì ông tiếc, mà nghĩ tới đời tương lai của Vĩnh Xuân thì ông không nỡ níu lại đặng học hoài với ông. Vì thương Vĩnh Xuân nhà nghèo mà lại mẹ quá con côi, ông không dám diện nghĩa vụ hoặc nợ nước mà khuyên phải ăn bần cho trọn đạo ông giáo quân phải ép bụng để cho vĩnh xuân bỏ nho học theo pháp học, mà chừng vĩnh xuân từ biệt đặng theo mẹ đi về, ông đứng trong cửa ngó theo, ông ứa nước mắt. Từ đây vĩnh xuân đặt chân vào một con đường mới, lấy dần a, b mà ráp thành chữ, thành câu và cũng lấy câu ủy môn từ để làm nấc thang leo lên đài danh lợi, với chí ham học sở hữu. Vĩnh Xuân học thứ gì, cậu cũng cố gắng đêm ngày. Bởi vậy, học trường tổng một năm thì chữ quốc ngữ cậu đọc mau lẹ, viết dễ dàng. Còn chữ Pháp, cậu đã hiểu mấy câu dễ dễ. Giờ được 15 tuổi thì Vĩnh Xuân được chọn đi thi học bổng. Cậu đậu cao, được nhà nước cấp cho mỗi tháng 5 đồng bạc đặng xuống trường sơ học gọt công mà học lớp 3. Thị Hà dắt Vĩnh Xuân xuống gửi nhà ba cao mà đi học vợ chồng ba cao hay cháu học chữ Tây tấn phát thì mừng rỡ vô cùng, chịu lãnh nuôi Vĩnh Xuân. Còn số tiền học bổng mỗi tháng sẽ giao lại cho thị hài may áo quần nhà bận. Tại như vậy đó, nên hai năm nay, Vĩnh Xuân mới học trường gọt công, ngồi lớp 3 một năm, lên lớp nhì một năm nữa. Bây giờ bãi trường và nghỉ đợi ra viên khai trường sẽ trở xuống học một năm lớp nhất nữa rồi đi thi còn cúc hương là danh tự của ông giáo quân đặt riêng cho môn đệ của ông học giỏi tên thiệt của cúc hương là lý thị tư con gái thứ tư của lý văn mỹ một người buôn bán lúa gạo giàu lớn nhà và dựa ở giữa mé kinh gần đầu cầu sắt chợ dòng thuở ấy chưa có nhà máy nhỏ lập trong các chợ các làng để xây lúa ra gạo trắng mà bán như bây giờ duy tại chợ lớn mới có nhà máy xay lúa mà thôi mà thương gia ngoại quốc mua nông sản của ta thì mua gạo trắng với gạo lứt vì xứ họ không có nhà máy xay nếu mua lúa thì tốn tiền chở chuyên nhiều mà đem về rồi khó làm ra gạo bán liền cho được vì lẽ ấy nên mấy nhà máy ở chợ lớn đã mua lúa để xay ra gạo mà họ xay không đủ để cung cấp cho thị trường nên ai có gạo trắng hoặc gạo lứt chở đến bán họ cũng mua luôn nữa. Đường sông Gò Công lên chợ lớn rất thuận tiện, ghe chở lúa gạo đi mất có hai con nước thì tới, vì vậy nên trong hạt Gò Công, những người có vốn được đôi ba ngàn, họ sướng ra làm nghề lái lúa, đặng góp mua lúa, mua gạo, chở đi bán. Rạch dàm dòng bên cửa tiểu, nhờ có kinh đào đi ngang qua chợ dòng rồi thông với rạch gò công bên sông bao ngược là sông dàm cỏ bởi vậy địa thế giúp cho chợ dòng biến thành một thị trường lúa gạo trong hạt gò công. Ở đây có rất nhiều người cất dựa để trữ lúa, trữ gạo từ ngoài đồng đem vô bán. Họ mua để bán lại cho những lái lúa gạo chở lên chợ lớn mà bán ngay cho mấy nhà máy hoặc bán cho mấy tàu khẩu làm trung gian mua cho nhà máy. Hồi đó, hãy đến mua gặt lúa thì chợ dòng phồn thạnh lắm dưới kinh ghe mua lúa đậu chật. Còn trên bờ, từ nửa buổi chiều cho tới hết canh một, ở ngoài đồng họ gánh gạo vô bán, kể đến mấy trăm người. Mỗi sớm đi chung một tốp, lại có năm ba xe bò chở lúa đem vô nữa. Chở lúa gạo này buổi chiều nhóm tại dốc cầu sắt. Đàn bà con gái dọn ngồi bên đường mà bán dầu lửa, nước mắm, hộp quẹt, trà tàu, cá khô, bánh trái, thúng, rổ, nón, guốc, nia đệm. Nghĩa là bán đủ thứ thường cần dùng ở chốn thôn quê mấy người dựa lúa gạo lại đó trả giá mà mua hễ định giá xong rồi thì người ta gánh lại dựa mà đông lấy tiền rồi thì người ta trở lại dốc cầu sắt mua đồ mà về lý văn mỹ ở gần đầu cầu sắt nên mua bán lúa gạo thuận tiện vô cùng ông ta nhờ nghề này mà làm giàu to mà thêm bà vợ là thị phú được bà mẹ chia gia tài cho một sở giường gần một mẫu ở ngoài chợ mới thuộc làng Vĩnh Hựu Với 10 mẫu ruộng tốt ở phía u giữa thuộc trong địa phận làng Vĩnh Trị nữa, nên vợ chồng ông Lý Văn Mỹ thấy gia tài càng thêm vững vàng. Ông Mỹ gốc con cháu khách, cha ông hồi trước là một khách triều châu, có tiệm bán giải tại chợ dòng, vì vậy nên làng gọi ông là Minh Hương, mặc dầu ông giàu, làng cũng không khứng cử ông làm hương chức ông mỹ không thèm lấy sự đó mà phiền lòng ông nói làm ông gì cũng không bằng ông có tiền mình làm ông ấy mình khỏi bẩm dạ ai mà cũng khỏi lo sợ ai cách chức mình được vợ chồng ông mỹ có được bốn đứa con đứa lớn thứ hai nên đặt tên hai đã có vợ mà mở tiệm bán giải với hàng lụa tại đầu chợ đứa kế thứ ba con gái nên đặt tên thị ba vợ chồng ông đã gả nó cho con ông cả quý trên chợ cầu ngang đứa kế nữa thứ tư nên đặt tên là thị tư ấy là cô cúc hương đương học với ông giáo quân đó hiện giờ cô mới mười lăm tuổi cha mẹ cô nhất định năm tới cô mười sáu tuổi cô phải thôi học để tập bán buôn may vá rồi gả lấy chồng còn đứa con út cũng con gái năm nay đã được mười tuổi từ nhỏ tới giờ khí bẩm yếu ớt nên eo ột hoài cha mẹ không chịu cho đi học. Cúc Hương đến mười một tuổi cha mẹ mới cho đi học chữ nho với ông giáo quân. khi cô vô trường bắt đầu học dở lòng thì Vĩnh Xuân đã học rồi. đường nghe giảng Minh Tâm bởi vậy cho nên hai trẻ không gần nhau. mà cô học mới được hơn một năm thì Vĩnh Xuân lại xin thôi đặng đi học bên trường tổng. đó gốc tích của Vĩnh Xuân với Cúc Hương là vậy đó cậu nghèo cô giàu nên gia đạo khác nhau nhưng cậu cô đều ham học như nhau học nho cũng đồng sức với nhau bởi vậy cây tình bằng hữu dễ dàng trước kia hai trẻ gặp nhau hàng ngày ngó nhau với cặp mắt ngây thơ không thấy vẻ gì đáng thương yêu hoặc kêu tình cảm hôm nay không phải vậy nữa hai trẻ gặp nhau lại rồi nhìn nhau mà không dám ngó chán trường. Cúc Hương tỏ ý sụt xè, còn Vĩnh Xuân ra bộ ái ngại. Cả hai đều lập nghiêm làm tỉnh, nhưng trong lòng dường như có cái gì làm phơi động, không dám tìm hiểu mà cũng không muốn nói ra. Phải đợi ông giáo đi nghỉ rồi, lại cũng phải nhờ Cúc Hương kiếm thế gợi kêu câu chuyện trước, bắt đầu cậy giải thích bài sách rồi lần lần nói tới việc học hành, nói cho quen, đặng phá tan ái ngại, sụt xe rồi mới dám mời ăn cốm, mới dám ngó ngay nhau mà nói mà cười, mới dám biểu lộ thân yêu, mới dám vui mừng tái hiệp. Chiều bữa đó Vĩnh Xuân về nhà, bà Hương Giang hỏi con đi chơi nhà nào mà ở lâu dữ vậy? Vĩnh Xuân cười ngõn ngoãn, thuộc chuyện ông giáo quân biểu thừa dịp bãi trường lại nghe ông dạy bộ mạnh tử. Ông nói ông dạy dùm, ông không ăn tiền. Ông buộc phải học luôn mạnh tử cho trọn bộ tứ thơ. Bà Hương Giang nghe như vậy, bà rất vui lòng. Thầm nghĩ lúc bãi trường, giàu học chữ nho cũng có ít hơn đi chơi. Bởi vậy bà không ngăn cản, lại hứa mỗi bữa bà nấu cơm sẵn rồi sẽ đi chợ mà bán, đặng con có cơm ăn sớm mà đi học. Còn Cúc Hương về nhà, cô không nói tới sự gặp gỡ vĩnh xuân cho ai biết nhưng thấy đứa em gái thì cô vui vẻ phi thường mà hễ ngồi đứng một mình thì cô buồn hiu coi bộ lững lơ tư lự sáng bữa sau ăn cơm rồi cúc hương lật đật ôm sách đi học sớm vô tới trường cô thấy mới có vài trò nhỏ tới trước mà thôi cô thở dài đi lại bàn mà ngồi dở sách ra coi. Nhưng cặp mắt cứ ngó chừng ra góc nhà trên là ngã học trò vô ra. Có ý trông Vĩnh Xuân đến. Học trò tốp đôi ba lứa lần lượt đi vô trường. Bây giờ Cúc Hương mới thấy Vĩnh Xuân thủng thẳng đi vô với mấy trò nhỏ. Cô mừng, ngực nhảy thịt thịt, trong trí bối rối. Không biết nên ngồi đây mà tiếp Vĩnh Xuân hay phải làm sao. Cô lính quýnh, giói lấy nghiêng mực, cầm đi vô trong đổ một chút nước, đặng mài mực mà viết. Chừng cô bưng nghiêng mực đi trở ra, thấy Vĩnh Xuân đã ngồi trên bàn rồi, ngồi đối diện với cô, trước mặt có để một cây viết với một quyển sách. Bìa có đề bốn chữ mạnh tử thượng quyển. Thì cô đi thẳng lại, đứng tại đầu bàn cho gần cậu, rồi lấy thẻ mực mà mài, miệng cười, mắt ngó cậu mà nói. Em tưởng anh đi học sớm nên em đi sớm dữ quá nãy giờ em chờ anh lâu dữ thầy ăn cơm rồi thầy dạy mấy trò nhỏ trước gần trưa mới giảng sách cho mình đi sớm làm chi vô sớm mình tập viết rồi xem thử bài học trước đặng chừng thầy cắt nghĩa mình hiểu cho nhau anh mới mua cây viết đó phải không không viết cũ hồi trước tôi cất để dành thấy còn dùng được nên tôi đem theo đặng có mà chấm sách hoặc âm nghĩa em có đem theo một cây viết mới đặng em cho anh đây hiệu viết của em tốt lắm tía em mượn tài phú tiệm xương thành mua giùm trên chợ lớn mua mỗi lần một chục để dành viết cây viết của tôi còn dùng được cúc hương mài mực rồi để nghiêng mực trước mặt vĩnh xuân và lấy cây viết mới với một tờ giấy đưa mà nói đâu anh viết thử một hàng coi chữ còn tốt hay không tôi bỏ mấy năm nay bỏ bút lông mà cầm bút thép thì còn hay gì được nữa. Ấy, anh viết thử coi mà." Vĩnh Xuân để dẹp cây viết mới một bên, cậu lấy cây viết cũ của cậu rồi coi theo sách mà viết ra một hàng. Cúc Hương đứng một bên, chống tay trên bàn mà coi viết, chừng thấy viết đủ hàng rồi, cô nói: "Anh bỏ lâu mà anh viết còn hay quá, chữ tốt lại cứng hơn chữ của em nhiều." Anh lấy cây viết mới anh viết thử một hàng nữa coi. Vĩnh Xuân cầm lấy cây viết mới, chấm mực, viết thêm một hàng nữa. Viết chữ nhỏ hơn, cúc hương càng khen hơn nữa. Cô lấy tờ giấy Xuân mới viết đó, đem về chỗ mà ngồi, rồi lấy cây viết của cô, cầm cụi viết hai hàng cũng như Xuân vậy. Viết rồi, cô đưa tờ giấy qua cho Xuân mà nói. Thiệt chữ của em yếu hơn chữ của anh. Vĩnh Xuân coi rồi nói Con gái viết chữ được như vậy thì đã hay lắm rồi, còn muốn sao nữa? Nếu muốn viết chữ cho tốt thì cần phải luôn tập nhiều năm. Mà hay chữ quý hơn chữ hay. Viết chữ hay không có ít lắm. Nghe thầy nói hồi xưa ai viết chữ hay, hệ thi đầu thì được bổ vào hàng lâm diện để chép sách, đặng khắc bản mà in. Đời nay thì có thi cử gì nữa đâu, viết chữ hay, chỉ đợi chợ Tết ra ngồi viết liễn mướn, ăn tiền, vậy thôi. Học trò tự đủ nãy giờ rồi. Ông giáo ở trên nhà thủng thẳng đi xuống trường. Cúc Hương dối lấy tờ giấy viết nãy giờ đó mà cất và nói nho nhỏ. Em cất để dành làm vật kỷ niệm. Anh lấy luôn cây viết mới để mà dùng. Ông giáo bước vô, học trò các bang đều đứng dậy chào thầy. Ông giáo hỏi Xuân có đem sách theo hay không. Xuân thưa có, và luôn dịp chuyển lời bà Hương Văn cảm ơn thầy chiếu cố đến Xuân. Ông giáo gật đầu, rồi đi dạy học trò từ nhỏ lên lớn như ngày hôm qua và các bữa thuở này. Đến trưa, ông giáo cũng lên nhà trên nghỉ, học trò cũng nghỉ học ra đi chơi. Bữa nay Cúc Hương không cần hỏi Vĩnh Xuân no đói gì nữa, cứ đưa tiền cho mấy trò đi chợ mà mượn mua chuối nấu với chuối chiên. Cô cầm sách qua ngồi khích một bên xuân, rồi hai trẻ đọc và tập giải nghĩa lại với nhau. Chừng học trò đem chuối về, Cúc Hương mời Xuân ăn, thì Xuân vui mà ăn với bạn liền, không ái ngại từ chối như bữa trước nữa. Cách thân thiết của hai trẻ mỗi ngày càng đậm thêm một chút. Trong vài bữa, Cúc Hương đem biếu cho Xuân một cái khăn giải trắng, gốc có thêu mỏ neo xanh. Cô nói, em cho anh khăn này để anh lau miệng, hãy lấy khăn ra thì nhớ đến em. Em lựa khăn có thêu mỏ neo, anh hiểu tại sao hay không? Ý em muốn nhắc cho anh nhớ thân em như chiếc thuyền bỏ neo đậu mà chờ anh. Vĩnh Xuân trao mày và ngó lơ mà hỏi, chờ chi vậy? Cúc Hương chúng chiếm cười, miệng hữu duyên, mắt hữu tình cô dụ dự rồi mới đáp chờ coi anh học chữ tây rồi anh làm ông gì vĩnh xuân lặng thinh gầm đầu ngó vào cuốn sách cúc hương hỏi trong ít năm nữa anh học xong rồi thế nào anh cũng phải cưới vợ vậy chớ có khi nào anh suy nghĩ anh muốn có người vợ thuộc vào hạng nào hay không anh muốn có vợ mập hay ốm vui hay buồn tốt hay xấu giàu hay nghèo hay chữ hay là dốt nát giỏi mua bán hay là giỏi làm ruộng tôi chưa có tính tới việc vợ chồng sao vậy má tôi nghèo phải mua bán cực khổ đặng có cơm mà nuôi sống hàng ngày tôi còn đi học chưa làm ra tiền để giúp đỡ má tôi tôi phải lo lập thân mà trả thảo trước đã chừng nào có cơm tiền dư giả rồi sẽ tính cưới vợ chứ đâu anh nói thử ý anh cho em biết chơi vậy mà tôi tưởng trai với gái kết làm vợ chồng đều do ông tơ bà nguyệt định đạt chớ không phải tại mình muốn mà được đâu phải có duyên nợ mới làm vợ chồng làm sao mà biết mình có duyên nợ với người này còn không có với người kia cái đó tôi không hiểu em hỏi mấy người lớn họ có chồng có vợ rồi có lẽ họ biết họ sẽ cắt nghĩa cho em nghe con gái mà đi hỏi như vậy họ cười chết mắc cỡ quá ai hỏi cho được em muốn anh cắt nghĩa cho em biết mà thôi chớ em không dám hỏi người khác dĩ như một cặp trai với gái được gần nhau rồi yêu mến nhau như vậy không phải là duyên nợ hay sao qua sợ không phải đâu em qua có nghe má qua nói ở xóm hoa hồi năm ngoái có anh tồn ảnh thương chị lợi mà chị Lợi cũng thương ảnh nữa. Té ra, tía chị Lợi gả chị cho anh nào ở Bình Phú Tây. Anh tồn buồn, ảnh bán nhà vô chợ Sáu Thoàng mà ở, rồi ảnh có vợ trong đó. Ấy vậy, thương yêu nhau đó, không phải là duyên nợ đâu. Em muốn làm sao mà biết ai là duyên nợ, ai không phải. Chỉ có ông Tơ bằng Nguyệt mới biết được, chớ người phàm làm sao mà biết. Ai biết ông Tơ, bà Nguyệt ở đâu mà hỏi? Em muốn hỏi để qua chỉ cách cho mà hỏi. Bằng đêm canh vắng, em cứ giái ông Tơ, bà Nguyệt, làm ơn mách bảo lương duyên của em là ai. Em thành tâm khấn giái như vậy hoài, mỗi đêm mỗi giái. Có lẽ Nguyệt Lão động lòng sẽ chỉ dùm em. Cảm ơn anh, bắt đầu tối nay em sẽ giái. Ý Vĩnh Xuân muốn diễu chơi, mà thấy Cúc Hương hăng hái tin chắc như vậy, thì cậu tức cười nên nói Em gái mà có ông Tơ bà Nguyệt về nói với em làm sao Em nhớ thuật lại cho qua nghe với Đừng có quên nghe hồn Mấy bữa sau, lúc nghỉ trưa Cúc Hương không nói tới việc vợ chồng nữa Nhưng đối với Vĩnh Xuân Càng bữa cô càng thêm gian díu Càng thêm kháng khích Tỏ ý mến yêu Nói chuyện thân mật Khi cô ngồi đụng vai Xuân Khi cô nắm tay Xuân mà cô không ái ngại chút nào hết. Còn cậu Vĩnh Xuân, cậu quen biết Cúc Hương nhiều rồi, cậu thấy Cúc Hương vui vẻ lại thành thiệt, cậu cũng bắt đầu có cảm tình. Bởi vậy cậu hài lòng mà để cho Cúc Hương chiều chuộng, ân cần, cậu không thèm dè dặt mà cũng không tính ngăn cản. Nhưng có đêm, cậu nằm nhớ tới Cúc Hương, nhớ cách cô gian díu thân yêu, nhớ bộ cô kháng khích vô ngại, thì cậu giật mình. Nam nữ gần nhau cũng như lửa gần rơm. Mình có đủ nghị lực và kiên nhẫn mà giữ gìn, cấm cản cho lửa khỏi táp rơm mà phát quả hay không? Vậy phải dè dặt, phải đề phòng cho nàng khỏi mang tiếng gái hư mà mình cũng khỏi ôm lòng hối hận. Bốn La Mã Học dứt mạnh tử thượng quyển rồi, thì mới mùng 10 tháng chạp, ông giáo quân nói phải học rút hết trung quyển cho mau, đặng nghỉ ăn Tết. Mùng 8 tháng giêng học hạ quyển cho rồi trước khi Vĩnh Xuân xuống gò công tụ trường. Kể từ đây, ông dạy mỗi bữa tới 6-7 tờ sách. Vĩnh Xuân với Cúc Hương mắc học nhiều quá nên buổi trưa phải lo học, không thể nói minh mông nữa được. Một buổi sớm mơi, Vĩnh Xuân ôm sách vô trường, cậu vừa ngồi thì cúc hương hớn hở ngó cậu vừa cười vừa nói hồi hôm ông tơ về mách bảo cho em rồi anh xuân ạ à. vĩnh xuân nghe như vậy thì chừng hững nên nghiêm nét mặt mà hỏi ông mách bảo sao đó ông nói ngộ lắm để trưa nghỉ học rồi em sẽ nói cho anh nghe đến trưa ông giáo đi nghỉ học trò đi chơi cúc hương liền lại đứng tại đầu bàn cho gần vĩnh xuân mà nói Hồi hôm ông Tơ hiện về nói, anh chánh là duyên nợ của em. Em nghi trúng quá. Tại anh em mình có duyên nợ với nhau, nên gặp nhau mới thương yêu nhau liền đó chứ. Ông Tơ nào ở đâu mà nói kỳ vậy? Em nói thiệt chứ không phải nói chơi đâu. Em nghe lời anh dạy hôm nọ, hôm nay hễ tối đi ngủ thì em khấn giái, xin ông Tơ bà Nguyệt làm phước chỉ dùng căn duyên của em, cho em biết trước đặng em khỏi lầm. Hồi hôm nay, lúc nửa đêm, tư bề im liềm, em nằm mơ màng, bóng thấy một ông già tóc râu đều bạc trắng, đầu bịch khăn đỏ, mình mặc áo xanh, tay cầm quạt lông trắng. Ông đứng trên đầu giường em, ông kêu em mà nói như vậy. Cúc hương, lão đây là ông tơ, dân lệnh thiên đình, cầm sổ xuống trần gian, coi trai nào có duyên nợ với gái nào, thì lấy chỉ điều buộc chân để thành vợ chồng với nhau. Lão thấy nàng thành tâm khấn giái lão với Nguyệt Bà, nên lão làm ơn mách bảo cho nàng biết. Phan Vĩnh Xuân là lương duyên của nàng, số năm tàu có biên rõ ràng. Vậy chẳng nên thấy Vĩnh Xuân nghèo mà chê, để ưng người khác giàu có mà trái mạng trời. Em mừng quá, em chần giờ ngồi dậy, tính cảm ơn ông rồi hỏi thăm đời của vợ chồng mình sao. Té ra em vừa mở mắt thì ông tờ đã biến mất. Em đổ mồ hôi ướt áo, em mò lấy hột quẹt mà đốt đèn, rồi ngồi tiếc không kịp hỏi coi anh em mình thành vợ chồng mà ngày sau được hiển đạt hay không. Có được mấy đứa con và sống được bao nhiêu tuổi mới chết. Vĩnh Xuân để cho Cúc Hương nói, cậu cứ ngó cô mà cười. Chừng cô nói dứt rồi cậu mới trề môi mà nói. Tục truyền về chuyện ông Tơ bà Nguyệt, nhưng thuở này có ai được thấy ông Tơ bà Nguyệt hồi nào đâu. Hôm trước qua nói chơi với em. qua biểu em nếu muốn biết duyên nợ thì phải giái ông Tơ bà Nguyệt mà hỏi, chớ người phàm làm sao mà biết được. qua diễu chơi mà em tưởng thiệt. Em lại tin tưởng thái quá, nên em ngủ rồi trí em thấy ông Tơ về nói như vậy chớ đâu có ông tơ thiệt mà em tin tại em mơ tưởng quá nên em ngủ rồi chim bao người ta nói mộng là mị đó là chuyện dị đoan môn đệ của khổng mạnh làm nhân nghĩa chớ không được phép tin mộng mị em thấy hình dạng em nghe tiếng nói rõ ràng thiệt ông tơ về mách bảo cho em chớ không phải mộng mị đâu anh em tin chắc anh em mình có duyên nợ với nhau anh kiếm chuyện mà cãi thế nào anh cũng không phá tan đức tin của em được Ông Tơ đã cho em biết rồi. Ông nói có ghi trong sổ Nam Tàu rõ ràng em là vợ của anh, anh là chồng của em. Em không được ham giàu ham sang, chê phan vĩnh xuân nghèo mà ưng người khác. Em không dám trái mạng trời, em chí quyết em là vợ phan vĩnh xuân. Thà em chết, chứ em không xứng làm vợ người nào khác. Vĩnh Xuân chào mày, dây qua ngó mấy trò gái đương đánh đũa chơi ngoài thềm. Cúc Hương lấy làm lạ mà thấy Vĩnh Xuân hay ông Tơ mách bảo duyên nợ trăm năm. Cậu không mừng như cô mà cậu lại lộ sắc buồn lo. Cô ngó cậu với cặp mắt thương yêu, quyến luyến, thấy cậu ngó sắp nhỏ đánh đũa rồi dở quyển sách ra xem, không chịu nói gì hết. Cô bước lại ngồi một bên cậu để một bàn tay lên vai cậu mà hỏi. Tại sao biết được duyên nợ rồi anh lại buồn? Anh nghĩ em không đáng làm người bạn trăm năm của anh hay sao? Xin anh nói cho em biết, đừng ngại chi hết. Vĩnh Xuân lắc đầu, dây lại ngó cúc hương mà đáp. Quà có phước lớn lắm mới có được một người bạn trăm năm như em. Lẽ thì qua mừng lắm, chớ sao lại chê em không xứng đáng. Được nghe ông tơ mách bảo, rồi lại được thấy tình em nồng nàn mà qua không mừng. Ấy là gì, qua nhận thấy duyên nợ của đôi ta có nhiều trong gai, ân tình của đôi ta có nhiều trắc trở. Dầu thiệt có dây tơ hồng buộc chân nhau đi nữa, qua sợ không phải dễ phối hiệp cùng nhau được đâu em. Qua thấy khó lắm. Có gì đâu mà khó. Mình đã biết có duyên nợ với nhau rồi, mình còn nhỏ nên yêu nhau thì để bụng. Anh lo học thêm ít năm nữa, trong lúc ấy em tập buôn bán, hễ anh học xong rồi thì anh cưới em. Miễn anh với em quyết chí phối hiệp cùng nhau, vẫn lòng chờ đợi nhau. Đường mình đi nếu gặp gai góc thì mình nhổ bỏ, gặp trắc trở thì mình lướt xong. Mình cứ tin tưởng lời dặn của ông Tơ, mình quyết làm vợ chồng cho khỏi trái thiên mạng thì không có khó gì hết. Qua thấy khó chỗ này. Phận qua côi cút lại nhà nghèo má qua bán bánh trái mỗi bữa kiếm lời mua gạo mà ăn. Hai năm nay, qua xuống gò công mà học được là nhờ có học bổng của nhà nước cấp cho qua. Lại cũng nhờ cậu ba mở ba qua nuôi cơm không lấy tiền tháng. Qua nghèo ai cũng biết. Đến thầy dạy qua đây cũng miễn tiền học cho qua. Còn phần em là con nhà giàu, có ruộng giường, có tiền bạc. Nếu qua cậy mai nói mà xin cưới em, thì có thể nào tía má em chịu gả em cho qua đâu. Ai cũng vậy, nhà giàu có con, tự nhiên lựa nhà giàu mà làm xuôi cho con sung sướng tấm thân. Phận qua nghèo nàn sống trong hai căn nhà lá lúm túm, dột nát. Má qua phải cực khổ mới có cơm mà ăn. Có lý nào tía má em đành gả em vào nhà bần hàng vất vả như vậy? Anh nghèo mà anh học giỏi, học giỏi có giá trị về phương diện tinh thần, còn đối với đời sống thực tế có quý gì đâu em. Huống chi học lực của qua có cao bao nhiêu mà em gọi là học giỏi. Về nho học thì chỉ biết nghĩa lý bộ tứ thơ mà thôi. Dĩ như qua vừa mới để chân lên mé rừng nho, chứ chưa thấy trong rừng có những cây gì quý giá. Đã vậy mà nho học bây giờ đã vô dụng rồi, dầu học giỏi lại ít gì sao lại vô dụng? Thế cuộc biến chuyển, chớ đạo nhân nghĩa của khổng mạnh làm sao bỏ được mà anh gọi là vô dụng? Đời xưa người ta nói, chứa tiền đầy nhà, sắm ruộng muôn sở, không bằng học thuộc một kinh của đạo thánh. Đời nay người ta nói, có tiền đựng đầy rương quý hơn là có sách chứa đầy tủ. Người ta kể bạc tiền, chớ có kể nhân nghĩa gì nữa đâu em. Anh đã có nho học, mà bây giờ anh còn có thêm tay học nữa thế thì anh quý lắm ai mà dám chê anh quý nội gì thứ học đặng làm tay sai cho người ta qua theo tay học người ta chê qua là vong bổn là phản quốc chứ nếu học thứ gì cũng bị người ta chê hết thôi thì dắt nhau trốn lên rừng lên núi mà ở rồi trồng khoai trồng bắp mà ăn sống chung với thiên hạ làm gì nữa tại anh có tánh bi quan anh dòm chỗ nào cũng tối đen, anh xem thứ gì cũng mục nát, rồi anh chán nản, nên anh mới nói như vậy. Chứ nếu anh học chữ Tây cho giỏi, anh thi đậu làm thầy thông thầy ký, làm thầy giáo ông phán, anh sẽ vinh hiển cao sang, rồi bực bá hộ hoặc thiên hộ cũng dành nhau mà gả con cho anh. Anh lo gì tí má em chê anh nghèo khổ nữa. Biết qua có học cho tới bực đó hay không? Tới, em chắc tới. Em muốn anh phải học cho tới đó. Còn lâu lắm, em chờ qua được hay sao? Sao lại không được? Chờ đến bao lâu em cũng chờ. Anh cứ bền chí mà học đi, đừng thèm buồn lo chi hết. Em hứa chắc với anh, vì có lời ông tơ mách bảo, nên em là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương. Em thề quyết kiếp này em làm vợ Phan Vĩnh Xuân mà thôi. Tha chết, chứ không thế nào em ưng làm vợ người khác. Dĩnh Xuân vội vã nắm tay Cúc Hương, cặp mắt ngó ngay vào mặt cô, rưng rưng nước mắt mà nói: "Qua cảm ơn em, được em thương tưởng, qua sẽ phấn chí mà đi học đến mức. Qua cũng yêu em lắm. Vì thấy có chỗ bần phú bất đồng, nên hôm nay qua ái ngại, qua không dám thố lộ nỗi lòng của qua cho em biết, mà qua còn muốn tránh xa em nữa, thà trước chịu buồn xa nhau." đằng sau khỏi tiếng nhơ lại còn bị đau khổ với nhau nữa. Này đôi ta đây biết bụng nhau rồi. Em đã hứa chờ qua, thì qua cũng hứa không phụ tình em. Nhưng qua khuyên em điều này, tuy đôi ta kết tình và hứa hẹn cùng nhau, song chúng ta phải dè dặt. Đừng biểu lộ ý tứ cho người ta biết mà bị che cười. Cũng đừng gian díu, lã lơi, rủi xa tội lỗi mà mang nhơ nhuốc. Cúc Hương gật đầu nói Em sẽ dâng theo ý anh Em sẽ làm theo lời anh dạy Đôi ta yêu nhau theo cái yêu thanh bạch Chứ không phải yêu nhảm nhí Đôi ta phải sùng bái ái tình của chúng ta chớ không được làm cho nó trở nên thấp hèn Chúng ta giữ cho nó cao thượng Khác hơn ái tình của đám tục tử phạm phu hết thảy Vĩnh Xuân cười rồi biểu cúc hương trở về chỗ cô đặng ngồi cắt nghĩa sách cho cô dò. Bộ sách Mạnh Tử tình cờ gây cuộc tình duyên này. Thầy Mạnh Tử không dè thì đã đành, mà ông giáo quân cũng không để ý chút nào hết. Đến 22 tháng chạp, ông giáo dạy hết quyển thứ nhì của bộ Mạnh Tử. Ông nói ngày mai sẽ đưa ông Táo về chầu Ngọc Hoàng, dạy ông cho học trò lớn nhỏ đều nghỉ ăn Tết rồi mùng 8 tháng giêng hạ nêu rồi sẽ ráp học lại. Ông hứa với Vĩnh Xuân ra viên ông sẽ ráng dạy quyển chót của bộ mạnh tử cho dứt trước khi Vĩnh Xuân đi học chữ Tây lại. tuy bà Hương Giang Thanh nghèo, sau ngày Tết bà cũng mua vài phong bánh in với một gói trà cho Vĩnh Xuân đi Tết ông giáo quân. Mùng 8 tháng giêng khai trường dạy lại, số học trò cũ thiếu hết ba trò, nhưng có thêm năm trò mới bởi vậy số học trò không sụt Phần cách nhau trót nửa tháng trong khoảng ấy tuy có thấy nhau nhiều lần song thấy xa chớ không được nói chuyện với nhau bởi vậy hôm nay cúc hương gặp vĩnh xuân mà lại được ngồi đối diện cùng nhau nói nói cười cười thì cả hai đều thơi thới vui mừng nhất là cúc hương lăng xăng thuật việc này hỏi chuyện nọ nói không ngớt chừng ông giáo quân giảng mạnh tử hạ quyển cho cúc hương và vĩnh xuân rồi ông nói vì gần tới ngày vĩnh xuân đi học nên thầy phải dạy rút đặng lối hai mươi cho rồi hết mỗi bữa thầy giảng nhiều cúc hương phải ráng mà học nghe hôn con có chỗ nào con không hiểu rõ thì hỏi lại thầy hoặc hỏi xuân cũng được Ông giáo vô ý nhắc chuyện Vĩnh Xuân gần đi học, ông làm cho Cúc Hương buồn hiu, thiệt quả trong ít ngày nữa thì hai trẻ không còn cơ hội mà gần gũi với nhau như vậy được. Chừng ông giáo đi nghỉ trưa, Cúc Hương mới nói với Vĩnh Xuân. Còn lối 15 bữa nữa thì anh em mình sẽ xa nhau, anh xuống gò công mà học tiếp, còn em thì về nhà tập buôn bán. Em nhớ tới việc đó em hết vui tại sao vậy em đã khuyên qua ráng học đặng lập thân danh rồi cưới em gần đến ngày qua đi học sao em lại hết vui em không hiểu tại sao mà em buồn chắc là tại em nghĩ đôi ta phải xa nhau qua đi học đôi ba tuần qua về thăm má qua một lần Hãy qua về thì có lẽ sẽ thấy mặt nhau chớ phải qua đi biệt hay sao mà buồn thấy mặt chớ nói chuyện gì được đã hứa hẹn với nhau rồi thôi còn chuyện gì nữa mà nói vì yêu nhau nên xa nhau tự nhiên phải buồn phải nhớ chứ phải thường tình hễ yêu nhau mà phân rẽ thì nhớ nhau rồi buồn nhưng em phải biết ở đời có cực trước rồi sau mới sướng có buồn thì chừng được vui mới biết giá trị của cái vui vậy đôi ta phải ráng chịu cái buồn phân ly bây giờ đặng ngày sau được thưởng thức cái vui sum hiệp Cúc Hương suy nghĩ rồi nói cứng cỏi. Em có đủ nghị lực chịu buồn, đang để cho anh học mà lập thân. Em xin anh cố gắng, xin anh nhớ sự học tập của anh đó là con đường đưa anh đến cảnh sum hiệp trăm năm. Vĩnh Xuân nói, qua khuyên em ráng ẩn nhẫn mà chờ qua, đừng buồn về sự phân rẽ tạm thời, mà cũng đừng lo cho phận qua ăn học. Bấy lâu nay, qua xem sự ăn học là cái phương pháp để giải thoát nghèo khổ bây giờ nó lại là phương pháp để thỏa mãn ái tình nữa vậy hoa sẽ cố gắng bội phần hoa sẽ ráng học cho thành công đặng tạo ra một cảnh đời êm ấm thanh cao trước hoa trả thảo cho má hoa sau hoa đáp tình với em là người sanh sống giữa đống lúa bên tủ tiền mà lại biết quý trọng văn học hơn vàng bạc được nghe mấy lời ấy Cúc Hương vui sướng thỏa thích vô cùng. Bởi vậy cô đổi buồn làm vui, dở sách ra mà học. Vĩnh Xuân với Cúc Hương tánh nết không giống nhau. Vĩnh Xuân thì ôn hòa, trầm tĩnh, kiên nhẫn, cương quyết. Bởi vậy được may mắn, nhưng vui có chừng. Còn gặp rủi ro thì cũng buồn, song không buồn quá độ. Còn Cúc Hương thì cô khác hẳn. Cô lẹ làng, nóng nảy, lại đa cảm đa sầu, Hễ gặp buồn hay được vui, cô liền biểu lộ ra ngoài, không dằn được, không giấu được. Hễ đắc chí thì cô cười, hễ trái ý thì cô khóc. Tánh nết thì khác nhau như vậy, nhưng lòng dạ thì hai người giống nhau như một. Trọng nhân nghĩa, khinh tiền tài, ưa trong sạch, thẳng ngay, ghét a vua, hỏng hách. Vì lòng dạ giống nhau, nên yêu nhau thì phải rồi, mà giàu tánh nết khác nhau, nếu yêu nhau thì cũng được bởi vì cô yêu cậu thì cô chiều chuộng cậu lấy ôn hòa mà chế bớt nóng nảy cho cô cậu lấy kiên nhẫn mà phá tan chán nản của cô vợ chồng yêu nhau mà lại biết phân biệt quấy phải chồng biết cắt nghĩa vợ biết thuận tùng chồng nói vợ nghe thì hòa khí có lẽ sẽ vững bền ân tình có lẽ sẽ chặt chẽ rằm tháng giêng có lễ thượng ngương các chùa đều mở cửa cho thiện nam tín nữ đến lễ bái thánh thần, trời Phật tưng bừng. Vì các trò mới Tết thầy hôm Tết ngương đáng, nên ông giáo quân cấm trước, ông không cho đem lễ vật mà Tết thầy nữa. Trưa bữa đó, ông giáo đi lên nhà trên mà nghỉ rồi, thì Cúc Hương nói nhỏ với Vĩnh Xuân. Hồi nãy đi học, em đi ngang qua chùa ông, em thấy chùa mở cửa, người ta vô ra bận rộn, Giác trưa này chắc bớt người đến cúng rồi. Em muốn anh dắt em đi lại chùa, đặng em giái ông quan đế phò hộ đôi ta, giúp cho em an ổn mà chờ anh, giúp cho anh ăn học, tinh tấn, rồi giúp luôn cho hai đứa mình được phối hiệp trăm năm, đừng có điều chi trắc trở. Vĩnh Xuân nói, hai đứa đi, rủi người ta gặp, sợ họ đàm tiếu chứ. Cúc Hương nói, để em mượn một trò nhỏ lại chùa coi có ai hay không, chùa ở một bên đây, đi lại đó mình đi ngã trước làm chi mà sợ người ta thấy. Hai anh em mình lén đi ngã sau giường đây, mình băng qua chùa thì êm ru, để em mượn học trò đi coi trước. Cúc Hương bước ra ngoài kêu một trò trai chừng 12 tuổi mà nói nhỏ, rồi trò ấy phát ra đi liền. Cúc Hương trở vô nói với Vĩnh Xuân, em mượn đi coi rồi, nếu không có ai thì mình đi ngã sau mà qua chùa, em muốn thừa dịp này mình giái rồi thề nguyện với nhau trước mặt ông quan đế đặng ông chứng minh lòng dạ của mình thế mình phải nói làm sao mình nói tên họ rồi thề nguyện dầu thế nào mình cũng không bỏ nhau nếu đứa nào bội ước thì ông dặn họng cho chết ghê quá anh sợ hay sao sợ giống gì qua có tính bội ước đâu mà sợ nếu anh không tính bội ước thì cứ thề với em em không sợ gì hết đi đến ông nào bà nào mà thề em cũng dám em muốn thề thì qua thề cho em tin bụng trò nhỏ sai đi hồi nãy trở về nói chùa ông mở cửa nhưng không có ai cúng hết ông từ nằm ngủ trưa trong tròi lá nhỏ bên chùa cúc hương móc túi lấy đưa cho trò ấy một đồng xu bản mà thưởng công rồi hối thúc vĩnh xuân theo cô băng giường đi ngã sao mà qua chùa hai người không thấy ai hết bèn do cửa hông mà bước vô chùa. Trong chùa im liềm, hai người ngó vào bàn thờ, ông thì thấy nhan đèn còn cháy. Cốt ông ngồi giữa mặt đỏ, áo xanh, rau dài năm chòm tướng mạo oai nghiêm, lẫm liệt. Bên này thì cốt quan bình ôm chồng sách hầu, gương mặt hiền từ. Còn bên kia thì cốt châu thương, cầm siêu đứng phò mặt nổi gân đen, rau mọc xồm xàm, bộ tướng dữ tợn. Hai người khiếp sợ nên dội lại đứng mà ngó. Vĩnh Xuân nghĩ, làm trai mà nhút nhát thì khó coi, lại đến cung kính mà lễ bái thánh thần, chứ không phải làm điều gì quấy mà sợ. Cậu bèn mạnh dạn bước tới, đứng ngay trước bàn thờ ông xá ba xá, rồi giói lấy hai cây nhang châm vào thép đèn dầu phỏng mà đốt. Nhang cháy rồi, Vĩnh Xuân ngoắt cúc hương lại, cậu đưa cho cô một cây, rồi hai người song song đứng trước hương án, hai tay cầm nhang, đưa ngang trán mà dái. Vĩnh Xuân dái trước. Tôi là Phan Vĩnh Xuân, 17 tuổi, ước nguyện kết tóc trăm năm với Lý Cúc Hương, kính cẩn dái ông ủng hộ cho hôn sự được thành. Tôi thề, nếu tôi vong tình bội ước thì bị ông bẻ cổ chết. Cúc Hương tiếp nói, tôi là Lý Thị Tư, biệt hiệu Cúc Hương, vừa mới được 16 tuổi. Tôi ước nguyện kết nghĩa vợ chồng với Phan Vĩnh Xuân. Tôi lại mà cầu ông chứng minh lời ước nguyện của tôi, phò hộ cho Vĩnh Xuân mạnh giỏi và ăn học thành công đặng cưới tôi. Nếu tôi bội ước không chờ Vĩnh Xuân thì xin ông dặn họng cho tôi chết. Vĩnh Xuân góp hai cây nhang đem cặp trên bàn thờ rồi cùng với Cúc Hương lại mỗi người bốn lại. Giái lại rồi, hai người mới thủng thẳng nhẹ bước lui ra cửa, ngực nhảy thình thịch, mặt còn tái xanh. Chừng về tới giường ông giáo rồi, Cúc Hương mới níu Vĩnh Xuân đứng lại mà nói. Hồi nãy mới bước vô chùa, em thấy cốt ông em sợ quá. Anh dạng thiệt, may có anh, em mới dám giái lại, chớ một mình em chắc em trở ra liền. Em có dám lại đứng trước bàn thờ đâu. Thôi, hôm trước ông Tơ đã định nhân duyên, Bây giờ ông quan đế lại làm chứng cho anh em mình kết nghĩa vợ chồng với nhau nữa. Việc đó đã chắc chắn rồi, không ai làm sao cho rã rời được. Vậy anh cứ ăn lòng mà ăn học, dầu phải chờ bao lâu, em cũng chờ. Đến ngày 21 tháng Giêng, Vĩnh Xuân với Cúc Hương chỉ còn nghe thầy giải năm tờ sách chót thì hết bộ mạnh tử. ấy vậy ngày nay là ngày hai trẻ được chung chạ với nhau lần cuối cùng rồi người đi học phương xa, kẻ ở nhà buôn bán. Bữa ấy Cúc Hương đi học sớm, lại có đem một gói cuốn tròn ngoài bao giấy trắng và buộc nhợ gai chắc chắn. Chừng Vĩnh Xuân vô tới, thì Cúc Hương cười mà nói, Đôi ta còn gần nhau có một bữa nay mà thôi. Vậy thầy giảng sách rồi thì anh em mình vui chơi với nhau một bữa rồi có phân ly. Cô nói cô cười mà cô ứa nước mắt vĩnh xuân tuy cảm xúc song bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường nhưng ngồi học một hồi cậu liếc mắt ngó cúc hương rồi cậu cho mày lộ vẻ buồn lo về sự sắp ly biệt đến trưa ông giáo quân cắt nghĩa bộ sách mạnh tử cho cúc hương với vĩnh xuân dạy dứt rồi ông rất vui mừng mà nói thầy lấy làm hài lòng mà dạy hai cháu được trọn bộ tứ thơ học mạnh tử rồi thầy chắc hai cháu đã nhận thấy đạo học của thầy mạnh đức khổng tử chủ chữ nhân ngài dạy sát thân dĩ thành nhân chữ nhân của ngài nó hàm xúc bao la tất cả mối đạo thầy mạnh tử chủ chữ nghĩa thầy dạy xá sanh nhi thủ nghĩa chữ nghĩa của thầy nó cũng bao trùm cả đạo học như chữ nhân nhưng muốn nên người quân tử phải làm cho tròn nhân tròn nghĩa kể từ ngày mai hai đứa sẽ rời xa thầy đứa thì đi học chữ tây đứa thì về nhà ở nhà buôn bán trước khi từ biệt nhau thầy dặn hai cháu điều này dầu học thứ chi dầu làm việc chi hãy có rảnh hai cháu nên lấy bộ tứ thơ ra mà đọc đi đọc lại đọc đại học trung dung hai cháu sẽ nhớ nguyên tắc nho giáo đọc luận ngữ để tu tâm dưỡng tánh còn đọc mạnh tử để hành vi xử sự đạo học của thầy mạnh tử có vẻ thực tế vậy hai cháu ở đời cứ đọc mạnh tử rồi nương theo ý thầy mạnh mà xử sự thì khỏi sợ thua súc người hai cháu học đã dứt rồi muốn về liền bây giờ cũng được Vĩnh Xuân với Cúc Hương đồng nói ở đặng dò hết lại coi có câu nào không hiểu rõ thì hỏi thêm rồi chiều sẽ về. Ông giáo gật đầu rồi ông đi nghỉ trưa. Cúc Hương đưa một cắt bạc mượn học trò ra chợ mua bánh trái đem về đãi Vĩnh Xuân đặng giả từ nhau. Cô đưa cho Vĩnh Xuân cái gói cô đem theo từ sớm mơi mà nói Trong vài bữa nữa anh sẽ đi gò công học em chẳng biết lấy vật chi mà tặng anh. Hồi hôm em đi mua vài thước giải với vài thước hàng để anh mai áo bận đi học. Anh bận áo thì anh nhớ em. Vậy xin anh đừng từ chối làm cho em buồn. Vĩnh Xuân bối rối không kiếm được lời mà từ nên phải nhận lãnh. Thầm tính đem về nhà, nói dối với mẹ, hàng giải của thầy cho thì khỏi mang tiếng gì hết. Cúc Hương với Vĩnh Xuân giang díu, dặn dò nhau đủ điều. Đến xế, ông giáo trở xuống trường dọn bài các bàn đủ, rồi ông cho học trò về. Cúc Hương với Vĩnh Xuân dắt nhau đến trước mặt mà tạ ơn và cáo biệt thầy. Ông giáo chúc cho hai trẻ, tuy đi riêng hai ngã, song cả hai đều được thành công mỹ mãn và được đạo nhân nghĩa giúp cho rực rỡ hiển dinh. vĩnh xuân tuổi còn trẻ mà đã mang chí to vì nhà nghèo cha chết sớm mẹ cực thân nên cậu nuôi cái chí tấn thủ thiệt mạnh thiệt cao quyết lấy sự học để lập thân học cho giỏi cho nhiều đặng vượt ra khỏi cảnh bần hàng mà bước vào chốn vinh quang cho thân được thảnh thơi danh được rỡ ràng mẹ được sung sướng mà vong linh của cha cũng được ăn vui nơi chính suối nữa Hôm nay Vĩnh Xuân lại mang thêm một khối tình riêng nữa. Ngày như đêm, nó cứ triều triệu trong lòng. Theo thế thường, thanh niên mà dương vấn bệnh tình thì như say như mê, chỉ biết vui với người yêu, không còn kể thế gian thấp cao hay khôn dại gì nữa. Đối với Vĩnh Xuân, không phải vậy. Với Vĩnh Xuân, tình không hại chi, trái lại tình giúp thêm nghị lực, thêm hăng hái cho chí tấn thủ để lập thân. Trước kia phải lập thân đặng vượt khỏi cảnh nghèo lang bang. Bây giờ còn phải lập thân để được thỏa mãn tình yêu đầm ấm. Khai trường, Vĩnh Xuân được đốc học chọn cho lên học lớp nhất, đặng thầy dạy rút, rồi cuối năm cho đi thi. Vĩnh Xuân phấn chí, nỗ lực học hành, vào trường chăm chú nghe thầy giảng bài, về nhà cặm cụi kiếm thế học thêm, đêm ngày không rời cuốn sách vợ chồng ba cao tuy thương vĩnh xuân như con song dốt nát không dạy dỗ gì hết chỉ cho ăn cơm mỗi ngày hai bữa vậy thôi mà cả hai vợ chồng lại có tánh ham bài bạc nên thường ngồi sòng hoài để vĩnh xuân thông thả học hay chơi tùy ý trong hai năm trước vĩnh xuân để hai tuần lễ mới về thăm mẹ một lần chiều thứ bảy về rồi khuya thứ hai đi xuống bây giờ bài vở nhiều lại muốn dùng chú nhật rảnh mà coi lại bài cũ bởi vậy vĩnh xuân định mỗi tháng về một lần chớ không về thường nữa mới học lớp nhất tháng đầu thì vĩnh xuân lại chiếm ưu hạng được ông đốc với thầy nhất ban khen vĩnh xuân vui lòng nên thứ bảy tuần đó về thăm mẹ cậu không để ý tìm kiếm cúc hương nhưng sáng chủ nhật cậu ra chợ chơi dường như có ám lực xô đẩy cậu phải đi ngang qua nhà cúc hương rồi say mặt ngó vào nhà. Cậu không thấy dạng cúc hương, cậu lo buồn. Buổi chiều muốn đi nữa, mà sợ đi cũng không thấy rồi càng buồn thêm. Bởi vậy, nằm nhà, dở sách mạnh tử đọc chơi, rồi khuya dậy sớm mà đi học. Tháng sau, Vĩnh Xuân về nữa, cậu nhất định không léo hánh trước nhà cúc hương. Vì sợ không thấy được thì buồn, mà giàu có thấy cũng không nói chuyện được. Sớm mời lúc chợ nhóm đông, Vĩnh Xuân thả bước ra chợ chơi. Cậu vào nhà lồng rộng lớn minh mông của chợ dòng. Bắt từ đầu trên, phía đình thờ thần, đi lần xuống phía chợ cá. Nửa cái nhà lồng phía trên không có ai mua bán vật chi hết. Bỏ trống cho bầy con nít chạy vòng theo những cục gạch bự, chơi cút bắt, la om sòm. Đi tới phía trước mới có đàn bà con gái dọn hàng, ngồi dây lưng vô mấy góc cột gạch mà bán. Vĩnh Xuân chợt thấy Cúc Hương ngồi tại một góc chợ, trước mặt và hai bên bày đồ bán đủ thứ, đường, đậu, chùm kết, bún tàu, thuốc giấy, hộp quẹt, nước mắm, dầu lửa, giải trắng, giải đen, chổi quét nhà, khăn lao mặt. Cậu đứng xa xa mà ngó, không muốn lại gần, vì có người khác cũng dọn đồ ngồi bán chung quanh, sợ lại đó nói chuyện rủi biểu lộ thân tình rồi người ta nghi mà mang tiếng. Chẳng dè Cúc Hương ngó thấy, cô đứng dậy kêu mà nói lớn, anh Xuân, anh mới về phải hôn? Bước lại đây cho em hỏi thăm một chút. Vĩnh Xuân dụ dự, thấy kẻ mua người bán lăng xăng, không biết có nên lại nói chuyện với nhau hay nên làm lơ bét đi chỗ khác. Cúc Hương ngồi xuống nhưng kêu nữa, không thể làm lơ được Vĩnh Xuân thủng thẳng đi lại mà trong bụng ái ngại cực điểm. Mai lúc ấy không có ai mua đồ của Cúc Hương mà có chị Tỷ, có chồng khách trú ở trong một căn phố phía sau chợ. Chị cũng dọn gian hàng ngồi bán dựa bên Cúc Hương. Chị ngó Vĩnh Xuân trân trân làm cho cậu bối rối hết sức. Thấy Vĩnh Xuân lại tới, Cúc Hương hỏi Từ hôm khai trường đến nay anh ở luôn dưới mà học hay sao nên không thấy về năm nay bài nhiều nên một tháng tôi mới về một lần hôm trước tôi có về em không hay năm nay anh học được lên lớp nhất phải không phải em chắc anh học giỏi hơn người ta rồi thì ráng học vậy thôi tía em giao cho em ít trăm đồng bạc làm vốn đặng tập mua bán em mua rồi mới dọn ra đây bán chừng mười bữa rày em chưa thạo cách mua bán May nhờ có chị hai ngồi một bên em đây chị chỉ dẫn dùm cho em. Nên chắc ít tháng em quen rồi em làm được. Chủ nhật nào anh có về thì ghé đây nói chuyện chơi. Mỗi bữa tháng sáng em dọn ra đây bán, chừng tan chợ thì dọn về. Chị hai tỷ tuổi lối ba mươi, chị hỏi em Vĩnh Xuân. Em là con thím hương văn phải không? Thưa phải. Em học dưới gò công hay học ở đâu? tôi học dưới gò công. Có một bà già ghé lại gian hàng hai tỷ lừa đường tán mà mua. Liền đó lại có hai chị bưng thúng ghé gian hàng cúc hương hỏi giá đặng mua dầu lửa với nước mắm. Vĩnh Xuân nhân dịp có khách hàng lại mua đồ mới từ Cúc Hương với 2 tỷ mà đi. Cúc Hương không cầm lại mà dặn. Tuần nào anh có về thăm bác thì ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân ừ nhưng thầm tính không nên dẫn dơ chỗ Cúc Hương buôn bán, vì gặp nhau Cúc Hương hay hỏi việc này việc nọ lăng xăng, rủi cô nói lỡ lời làm cho mấy người ngồi gần đó họ hiểu được tình ý thì sanh chuyện không tốt. Thiệt quả mấy lần sau vĩnh Xuân về, cậu ít muốn ra chợ, lần nào cậu nhớ Cúc Hương quá, tính thấy hình dạng một chút cho nguôi bớt nỗi lòng thì cậu đi ngoài xa đặng thấy mặt nhau vậy thôi chớ không dám lại gần mà nói chuyện trước mắt thiên hạ nhất là trước cặp mắt láo liên của chị hai tỷ hễ chị thấy cậu thì chị chúng chiếm cười cười bởi duyên cớ nào cười mừng hay là cười ngạo lật bật đã tới bãi trường nửa năm vĩnh xuân đã chắc chắn chiếm cái địa vị của một trò giỏi nhất trường gọt công không có trò nào còn lăm le muốn tranh danh mà ông đốc với mấy giáo viên đồng đặt hy vọng vào Vĩnh Xuân để dựt giải trong kỳ thi học bổng sắp tới. Vĩnh Xuân rất vui lòng thấy sự cố gắng của mình được kết quả tốt đẹp. Nhưng vật nào có bề mặt thì cũng có bề trái, là cái bề thô bỉ xấu xa. Vĩnh Xuân học thì tinh tấn như vậy, mà vợ chồng ông cậu là ba cao, bài bạc thua khiến mắc nợ lúc đầu. Còn có ba tháng nữa Vĩnh Xuân đi thi thì vợ chồng ba Cao phải bán hết xe, ngựa cùng nhà cửa, đặng trả nợ rồi tính dắt nhau xuống giàm láng ở mà mua bán cá biển. Vĩnh Xuân bối rối. May cậu còn lãnh học bổng mỗi tháng năm đồng. Lại may có trò học một lớp nhà ở xóm cầu tàu dắt cậu về thưa với cha mẹ cho cậu ở ăn cơm quán mà học cho đến mãn năm. Người ta thấy tình thế của Vĩnh Xuân nguy nan học giỏi mà nhà nghèo, người ta chịu nuôi cơm dùm, mỗi tháng chỉ đòi ba đồng mà thôi, để hai đồng cho cậu ăn bánh sớm mời mà đi học. Nhờ cái mai đó nên Vĩnh Xuân có chỗ dung thân mà học cho đến cuối năm rồi đi thi. Năm đó trường Gò công chọn sáu trò cho lên Sài Gòn thi chung với học trò các trường sơ học trong lục tỉnh Trường Gò Công có hai trò được chấm đậu là Phan Vĩnh Xuân với một trò nữa tên Nguyễn Ngọc Chọn gốc ở chợ Tổng Châu. Thi rồi trở về. Hai trò thi đầu được ông Đốc học với mấy thầy giáo ngợi khen nức nở. Ông Đốc nói nếu không muốn học thêm 4 năm nữa thì ông sẽ xin giới tham biện cấp bằng cho làm giáo tổng lương mỗi tháng 12 đồng. Thầy nhất và mấy thầy đều khuyên ráng học thêm 4 năm đặng làm thông ngôn ký lục lương lớn hơn mà sao lại còn được lên chức huyện phủ dinh hiển học được nhà nước nuôi cơm cháo lại phát áo quần có tốn hao gì mà không chịu học Vĩnh Xuân bương bả về nhà cho mẹ hay đặng mẹ mừng mà cũng cho cúc hương hay đặng cô vui bà Hương Văn Thanh thấy con về nghe con thi đậu thì bà vui mừng cực điểm bà hỏi thi đậu rồi làm việc gì vĩnh xuân đem lời của ông đốc học nói với lời của mấy thầy giáo khuyên mà thuật lại cho mẹ nghe rồi cương quyết nói thế nào cũng phải đi học thêm bốn năm nữa chớ được người ta nuôi cơm nước phát áo quần mà mình bỏ để lãnh chức giáo tổng thì uổng lắm sáng bữa sau vĩnh xuân đi thăm ông giáo quân ông nghe thi đậu ông mừng hết sức rồi ông cũng khuyên ráng học thêm vì ông biết với trí thông minh và tánh cần mẫn của vĩnh xuân thì nên học cho đến cùng đặng thân danh được hiển đạt vĩnh xuân trở ra chợ đi ngay lại gian hàng của cúc hương mà báo tin thi đầu vì cậu thấy đường tấn thủ đã mở rộng chí lập thân còn hùng hào cậu không thèm ái ngại điều gì nữa cúc hương rất vui mừng chị hai tỷ rất khen ngợi chị hỏi thi đầu rồi được làm thầy giáo hay là còn phải đi học nữa Vĩnh Xuân cương quyết nói còn đi học tiếp 4 năm nữa, 2 năm tại Mỹ Tho, 2 năm tại Sài Gòn, rồi làm thông ngôn, ký lục. Cúc Hương tiếp cắt nghĩa cho chị hai tỷ hiểu, học 4 năm nữa mà nhà nước nuôi cơm và chịu quần áo, mình khỏi tốn gì hết. Đi học như vậy sung sướng quá, người ta muốn hết sức mà muốn không được, chớ phải dễ hay sao? Vĩnh Xuân khoái chí nên chúm chím cười. Cúc Hương hỏi rồi chừng nào anh mới lên mỹ tho học còn lâu mà ăn tết rồi lối cuối tháng giêng tôi mới đi ở chợ mình có ghe đi mỹ tho mỗi ngày anh đi cũng tiện lắm anh có lên thưa cho thầy hay rồi chưa anh lên nói chắc thầy mừng lắm tôi đi thăm thầy rồi tôi mới ra đây thầy mừng dữ thầy biểu phải chịu cực học thêm cho nên danh đừng ham làm giáo tổng không có tương lai gì hết anh nên vâng lời thầy ý em cũng muốn như vậy. Vĩnh Xuân nghe Cúc Hương nói câu chót, thì sợ câu chuyện kéo dài rồi rối nùi, nên cậu tự giả chị hai tỷ với Cúc Hương mà đi. Cúc Hương nói Vĩnh Xuân còn nghỉ lâu, vậy thì buổi sớm mơ nào rảnh ra đây nói chuyện chơi. Vĩnh Xuân làm lơ mà đi, không dám hứa. Buổi chiều cậu đi viếng mộ cha, cậu giái vong linh cha phò hộ cho cậu mạnh khỏe học đến cùng đặng lập thân và báo hiếu tháng chạp sớm mơi chợ nhóm đông đảo lại buổi chiều tại đầu cầu sắt người ta gánh gạo chở lúa vào bán cũng vui thế mà vĩnh xuân sợ gặp cúc hương rồi tình yêu khêu gợi sanh chuyện không hay nên cậu ít muốn đi chơi cứ lục đục ở nhà đọc sách cũ lại đặng chừng vào trường lớn học khỏi thua súc chúng bạn. Một đêm bà Hương Văn Thanh nằm nói chuyện học hành của con. Bà than rằng ba năm nay con học dưới gò công nhờ vợ chồng ba cao nuôi cơm lại nhờ có thêm học bổng để may áo quần mà bận lành lẽ. Bây giờ đi học xa tuy nhà nước nuôi cơm và chịu áo quần song mình cũng phải có tiền đặng ăn bánh trái chút đỉnh với người ta lại còn phải có tiền đặng lúc khai trường và lúc bãi trường đi tàu đi xe chứ. Thế nào mỗi năm bà cũng phải có ít lắm là một chục đồng bạc để cung cấp cho con. Ngặt bà không có vốn nên mua bán bánh trái lặt giặt mỗi ngày lời năm ba cắt đủ mua cơm gạo là may. Nếu dành dụm có dư thì may áo quần mà bận cho khỏi lang thang rách rưới. Làm sao tôm góp cho tới bạc chục mà giúp con. Vậy thì ông đốc học nói như muốn thôi học ông cho làm giáo tổng, lương mỗi tháng 12 đồng. Con nên chịu lãnh chức ấy phức cho rồi. Có lương ăn liền, khỏi lìa xa mẹ già, khỏi cực thân học tới 4 năm, lại cũng khỏi lo tiền bạc thiếu thốn. Vĩnh Xuân ngồi học, cậu nghe mẹ than như vậy thì cậu châu mày, ngó sững ngọn đèn, rồi thủng thẳng nói. Con xin má đừng lo. Con đi học, con ăn cơm ăn cháo của nhà trường mà thôi, con không cần bánh hàng gì hết mà, tốn tiền. Con nói bướng như vậy sao được? Đi học thế nào con cũng phải cần dùng vật này, vật nọ chứ. Nhà trường phát sách, giấy, viết mực, đủ thứ hết mà. Còn khai trường và bãi trường, tiền đâu con đi tàu, đi xe. Con đi bộ. Trời ơi, đi sao nổi con? Hai năm đầu con học Mỹ Tho, ở đây lên Mỹ Tho thì gần có thể đi bộ được lại có ghe đò đi mỗi chuyến có năm ba cắt bạc chẳng nói làm chi chừng con lên học sài gòn đường xa xuôi cách bức quá đi làm sao cho nổi tàu lên chợ lớn ăn có chín cắt mà mỗi năm con phải tụ trường hai lần và bãi trường còn phải về hai lần thì tiền tàu đã tới bốn đồng bạc rồi chớ phải ít sao đó là chưa kể tiền xe từ đây xuống gò công và từ chợ lớn ra Sài Gòn. Chớ chi má mua bán mỗi ngày lời tới một hai đồng, thì má có lo đâu con. Vĩnh Xuân cảm xúc, không dám đối đáp với mẹ nữa. Cậu chống tay ngồi ngó ngọn đèn dầu leo lét, mặt cậu buồn hiu. Trong nhà, ngoài sân đều im liềm, chỉ nghe có tiếng gà gái xa xa. Bà Hương văn đi ngủ, Vĩnh Xuân gài cửa rồi tắt đèn lại dán mà nằm. Sự mừng vui hôm mới về nó hừng hực trong lòng, làm cho cậu hăng hái nhảy bay, tưởng bước đường dễ dàng, êm ấm, không có chi cản trở. Năm La Mã Bữa nay, mẹ chỉ cho cậu thấy cảnh đời thực tế, nó cam go nhiều nổi, giàu mang thiện chí đầy mình đi nữa, với hai tay không, thì không dễ gì lướt qua được đâu à tiền bạc tiền bạc mi đáng ghét chị mi hay cám dỗ lôi cuốn con người vào đường bất nhân bất nghĩa mà mi cũng đáng yêu vì có khi mi giúp cho con người thoát hèn hạ mà lên thanh cao mi đưa đẩy người thành tâm thiện chí có thể lập thân đặng đền ơn đáp nghĩa người quân tử thường khinh rẽ mi này thấy rõ, nếu không có mi thì giàu quân tử cũng nằm co, không làm sao mà cửa quậy được. Vĩnh Xuân suy nghĩ tới đó thì trong lòng lạnh ngắt, tay chân bủng rủng, dường như thấy tương lai đã bích chịch, không còn ngã nào mà đi tới nữa. Cậu tức vợ chồng ba cao, bài bạc làm chi mà phải mang nghèo, chớ chi còn khá như mấy năm trước thì cậu năn nỉ bao cho cậu ăn học đủ bốn năm rồi chừng cậu xuất thân làm việc, cậu sẽ trả lại. Bà con không có ai hết, biết cậy nhờ ai. Ông giáo quân chắc có tiền, ông lại thương mình, ngặt mình không bà con với ông, nên không biết ông dám bao hay không mà nói. Bây giờ, chỉ còn trông cậy vợ chồng ông giáo mà thôi, mình xin ông cho mượn mỗi năm 10 đồng bạc, không cần nhiều hơn. Ông bao 4 năm, cộng 40 đồng, ví như ông buộc chừng mình học xong ra làm việc mình phải trả góp lại cho ông tám chục hoặc một trăm mình cũng chịu cuối tháng giêng mới đi học nên không gấp gì để ăn tết rồi mình sẽ yêu cầu ông mà ví như ông giáo chịu bao mình đi học được rồi mẹ mình ở nhà mua bán số lời có thể đủ sống trong bốn năm mà chờ mình nên danh hay không còn thêm cái vấn đề rắc rối đó mình muốn đi học đằng sau làm ông này ông kia mà bây giờ mình bỏ mẹ ở nhà áo quần rách rưới bữa đói bữa no vậy thì học làm chi nhớ tới nỗi mẹ vĩnh xuân đau đớn rồi chán nản cực điểm chán nản đến nỗi tưởng mạng số của mình phải chức giáo làng hoặc giáo tổng là cùng vĩnh xuân buồn rầu hết muốn đi chơi cứ nằm giàu giàu như chim bị nhốt trong lòng cá bị sa vào rọ bà hương văn mắt lo làm bánh bán bà không để ý đến sự khủng hoảng tinh thần của con hồi hôm bà than thở với con ý bà muốn tỏ gia đạo khó khăn cho con biết vậy thôi chớ không phải bà tính ép con làm giáo tổng đặng có lương mà nuôi bà bà quen cái cảnh nghèo đã mấy mươi năm rồi tuy bà đã gần năm mươi tuổi nhưng bà chưa mệt mỏi mà cần phải cậy con giúp đỡ Chiều bữa sau, mẹ con đưa ngồi ăn cơm, thình lình Vĩnh Xuân hỏi mẹ. Dĩ như con đi học thêm nữa, mà con làm sao được mặt con, má khỏi tốn tiền cho con. Vậy mà, má ở nhà, má mua bán, má kiếm lời đủ cho má sống hay không má? Má lo là lo cho con, chớ phận má dễ dàng, má có lo gì đâu. Má không cần làm đăng đê làm chi cho mệt mỗi bữa má gói vài chục cái bánh ếch hoặc má xôi một chỏ xôi mà bán cũng có lời mua gạo ăn không hết con khỏi lo cho má con sợ con đi học nữa mà học tới bốn năm má ở nhà mua bán không đủ ăn rồi phải chịu đói rách chứ không không một mình má thì má sống dễ dàng dầu con ở nhà đây cho má nuôi cơm nữa má cũng không sợ ngặt con đi học nữa mà lại đi xa, phải tốn tiền nhiều nên má mới sợ má lo không nổi. Con tính con cậy người ta bao cho con đi học đặng má khỏi lo. Con cậy ai? Cậu ba con nghèo rồi, nó bao làm sao cho nổi. Con tính con cậy thầy con. Con xin thầy giúp cho con mỗi năm 10 đồng đặng con ăn học. Chừng con làm việc có lương, mỗi tháng con sẽ góp mà trả lại. Được lắm, nếu ông giáo quân chịu cho con mượn tiền mà ăn học thì má hết lo thím hằng thiếu gì tiền thím bao dễ như chơi bà giáo cũng thương con lắm hôm thi đậu mới về con có lên thăm thầy con thầy con mừng dữ thầy con khuyên con phải ráng học thêm bốn năm nữa đặng lập thân danh sẵn trớn cứ đi luôn đừng bỏ nửa chừng uổng lắm vậy để qua tết rồi con sẽ năn nỉ với thầy con thiệt cái nghèo nó dở quá con muốn đi học mà nhà lại không có tiền nếu má dư giả như người ta thì con muốn học chừng nào má cũng chịu vĩnh xuân đã ăn lòng về phận ở nhà rồi nhưng còn việc cậy ông giáo quân chưa biết ông có sẵn lòng giúp hay không đó là một mối lo nó vấn vít trong trí cậu luôn luôn bởi vậy cậu không vui mà đi chơi mặc dầu gần tới tết Ngoài chợ họ chưng đồ mà bán đủ thứ, sớm mơi cũng như buổi chiều, thiên hạ đi chợ Tết rần rần. Bắt đầu 27 tháng chạp thì có chợ đêm, các tiệm đều mở cửa bán sáng đêm. Còn trong nhà lòng cũng như các nẻo đường chung quanh thì bạn hàng dọn đồ mà bán đủ thứ. Hai bên lề đường người ta có cấm cây làm rạp, đặng ban ngày ngồi bán cho khỏi nắng. Đi ngõ nào cũng thấy dưa hấu, cải cây, củ cải, chuối, bưởi, cam với hộp dưa khô. Trong tiệm cũng như mấy gian hàng trong nhà lòng thì người ta bày cam tào, trà lạ, hồng khô, trái giải với đường phổi. Tượng liễn treo bán cũng nhiều, lại còn treo khăn lụa với dây lưng xanh đỏ vàng hường, đủ màu làm cho chợ có vẻ tươi cười đặc biệt mới ra chợ Tết. Hồi chiều bà Hương Văn Thanh bưng thúng đi chợ đặng mua chút đỉnh mà ăn Tết với người ta đến tối bà mới về mua được hai nải chuối hườm hườm một trái bưởi với một cặp dưa hấu nhỏ bà khoe chở tết đông đảo vui lắm chọn cơm ăn với vĩnh xuân rồi bà cứ thôi thúc con ra chợ mà xem thiên hạ mua bán một năm mới có một lần vui như vậy không nên bỏ qua vĩnh xuân không dám trái ý mẹ nên cậu thay đồ sạch sẽ rồi đi chơi cậu đi mà trong trí lơ lửng, không quyết định đi hướng nào, mua vật gì. Ra tới chợ, cậu thấy trong nhà lòng người ta đi chật nứt, mà mấy đường chung quanh người ta cũng đông dày dày. Cậu đứng ngó thiên hạ lại qua một hồi, rồi cậu thả bước trôi theo lượng sóng người, chậm chân bò trên con đường hông nhà chợ, là chỗ hàng dưa hấu nhiều hơn hết. Đi ngang phía sau gian hàng của Cúc Hương ngồi bán mấy tháng nay, cậu ngó vô nhà lòng, thì thấy chỗ cúc hương cũng như chỗ chị hai tỷ chỗ nào cũng có đôi ba người mua đồ người này ra đi người khác ráp lại luôn luôn có khách hàng hoài vĩnh xuân xuống múc chở cá rồi băng qua phía bên kia mà trở lên phía này trống trải vì bán thưa thớt nên người ta không đông lắm đi giáp hai bên rồi thì đã nửa canh hai nghĩa là lối mười giờ vĩnh xuân thấy trong nhà lòng người đã thưa cậu mới bước vô đó. Tính bắt từ đầu trên đi tuốt tới đầu dưới, đặng xem coi Cúc Hương bán thứ gì. Lúc cậu đi gần tới gian hàng của Cúc Hương, có vài người đương lựa cam hồng mà mua. Còn chị hai tỷ thì chị ngồi ngó mông vì không có khách hàng. Chị thấy Vĩnh Xuân thì đưa tay ra ngoắt mà nói Lại đây chơi, có mua hồng cam hay là dưa hấu thì ghé đây, Hàng này bán rẻ lắm mà bán cầu danh chớ không phải cầu lợi. Vĩnh Xuân men men đi lại, Cúc Hương tay mắt cân cam mà bán, xong cô thấy Vĩnh Xuân thì cô nói lớn. Giữ hôn, đợi tới bữa nay anh Xuân mới chịu đi chợ Tết. Xuân chúm chím cười, chị hai tỷ nói, ngồi đây em, ngồi nói chuyện với chị chơi. Vĩnh Xuân ngồi chồm hổm trước gian hàng của chị hai tỷ mà nói. Họ đi chợ Tết đông quá chị hai ha. Bây giờ họ về hết phần nữa rồi. Hồi chiều mới thiệt đông, chen chân không lọt. Chị bán khá hôn. Ba ngày Tết ai bán cũng được hết. Hồi chiều họ bu lại làm chị mệt hết sức. Bán đây tới mấy giờ mới dọn về nghỉ. Dọn về sao được. Tớp người đương mua đây là tớp đi hồi chiều. Họ đã về hết nhiều rồi. Còn một mớ lát nữa đây họ sẽ về hết mà chừng ba giờ khuya có tớp khác đi chợ nữa chợ sẽ đông lại cho tới trưa dọn về rồi vài giờ phải dọn trở ra lại hơi nào mà gánh ở luôn ngoài này rồi làm sao mà ngủ nằm bật đây mà nghỉ lưng chị với con tư thai phiên với nhau người này ngủ thì người kia thức coi chừng luôn hai bên mệt chết có ba đêm mà nhiều nhỏi gì bán chợ tết thì phải chịu cực chớ bên cúc hương bây giờ khách hàng đã đi hết rồi lại có ba bốn người ghé coi đồ bên chị hai tỷ cúc hương kêu mà nói anh xuân anh xê qua đây cho em hỏi thăm một chút cúc hương trải sẵn một tờ giấy bên phía tay mặt của cô chừng xuân qua thì cô chỉ tờ giấy mà mời ngồi rồi cô hỏi hôm nay anh đi đâu mất không thấy anh ra chợ chơi qua buồn quá nên ở nhà chớ có đi đâu tại sao mà anh buồn việc nhà có điều chi trắc trở hay sao vĩnh xuân dây mặt ngó chỗ khác bộ buồn hiu không muốn nói cúc hương thôi thúc anh buồn về việc gì xin anh nói cho em biết không biết chừng em cũng có thể làm cho anh đổi buồn ra vui được chứ khó lắm việc qua buồn qua còn đương tính mà gỡ để ăn tết rồi qua gỡ được hay không qua sẽ nói thiệt cho em biết em muốn biết liền bây giờ nếu có rối thì em sẽ tiếp tay với anh mà gỡ. Dì liêm sĩ nên qua không được phép nói cho em biết. Dầu có việc chi bí mật hay khốn khổ, anh phải giấu kín thì giấu ai, chứ giấu em nữa sao? Đã có thề nguyện với nhau rồi, anh vui thì em vui, anh buồn em phải buồn. Sao anh còn nghi bụng em như vậy? Vĩnh Xuân ngó ngay cúc hương, bộ buồn lắm. Cúc Hương biết Vĩnh Xuân đau khổ nhiều mà lúc ấy chị hai tỷ lại ngồi dây lưng qua phía bên này. Dường như có ý muốn để cho hai trẻ nói chuyện thông thả, khỏi ái ngại. Cúc Hương mới nói, có chuyện gì làm cho anh khổ tâm, xin anh nói thiệt cho em nghe. Anh đừng giấu em, anh giấu thì em càng buồn hơn anh nữa. Nói đi. Vĩnh Xuân ứa nước mắt và thở một hơi dài mà nói. Qua sợ qua đi học nữa không được em ạ. À. Ủa sao vậy? Hôm qua thì đậu qua về, vì qua mừng quá nên qua vô ý, không suy nghĩ cho kỹ việc đi học tới 4 năm. Cách dài ngày, má qua nói chuyện với qua, má qua dạch mắt cho qua thấy đường tấn thủ của qua gầy gò lắm, chứ không phải dễ đâu. Đi học tự nhiên phải chịu cực, mà học cho tới bốn năm, tự nhiên sự cực phải kéo dài nhằng chứ sao? Chỉ quyết lập thân, qua có sợ cực khổ đâu em? Qua sợ là sợ đường qua đi nó bích chịch. qua tới không được nữa, cái đó mới nguy hại chứ. Sao mà bích đường? Anh nói rõ cho em nghe thử coi. Mã qua cắt nghĩa như vậy, qua đi học thêm bốn năm được học bổng thì nhà trường chịu cơm, cho chỗ ở, phát quần áo nón dài, nghĩa là nhà trường lo cho qua no bụng ấm thân, có chỗ nằm ngủ, có chỗ ngồi học, có giấy mực sách vở đủ hết. Nhưng qua cũng phải có một số tiền riêng bỏ túi để mua lặt vặt đồ cần dùng, để ăn bánh, ăn hàng chút đỉnh, nhất là để trả tiền xe, tiền tàu khi đi tụ trường và khi bãi trường về. Má qua than thở nhà nghèo. Má qua bán bánh trái có lời đủ độ nhực là hay. Làm sao có dư mà cung cấp cho qua đi học xa được. Qua nói thiệt với em. Qua quyết học đặng lập thân. Qua sẵn sàng xông lướt tất cả khó khăn cực khổ. Qua không cần bánh hàng chi hết. Có đói thì qua bóp bụng mà chịu. Đầy lên Mỹ Tho, qua đi bộ, không cần phải đi đò hay đi xe. Ngặt chừng lên Sài Gòn mà học tiếp thì đường xa xui cách trở không thế gì đi bộ được tự nhiên phải đi tàu tuy tàu ăn tiền không phải nhiều song mỗi năm đi lên hai lần đi về hai lần thì hao tốn ít lắm cũng đến bốn năm đồng bạc ấy vậy nếu qua đi học nữa thì mỗi năm phải có tiền nhà cung cấp cho qua ít nào cũng 10 đồng bạc qua đi học mới được số ấy không phải nhiều nhưng nó quá sức của má qua cung cấp dài ba đồng hoặc mai còn ráng được, chớ đến bạc chục thì vô phương. Tưởng là chuyện gì? Chớ chuyện đó anh đừng lo. Bác cung cấp cho anh không nổi, thì em lãnh em giúp cho anh đi học. Khoan! Vì em cứ theo hỏi hoài, nên qua phải nói thiệt cho em nghe. Chớ việc này, qua đã tính rồi. Anh tính cách nào? Qua tính ăn Tết rồi, qua lên thăm thầy mình, và tỏ gia đạo của qua cho thầy nghe rồi qua xin thầy làm ơn bao cho qua mỗi năm 10 đồng bạc đặng qua ăn học chừng qua học rồi qua đi làm việc lãnh lương qua sẽ trả góp lại cho thầy trả bằng hai cũng được hôm thì đậu rồi về qua có thăm thầy thầy khuyên qua phải học thêm chớ đừng bỏ vì vậy nên qua nói chắc thầy chịu như thầy không chịu rồi anh làm sao Vĩnh Xuân trao mày suy nghĩ rồi đáp. Hòa phải bỏ mà đi qua đường khác, chứ biết tính làm sao. Hòa xin làm giáo tổng đặng dạy học lãnh lương mà ăn. Cúc Hương nói, không được. Anh không nên bỏ dở cảnh tương lai rực rỡ đã lộ ra trước mắt anh rồi. Em không bằng lòng cho anh bỏ. Anh chẳng cần yêu cầu thầy bao làm chi. Anh để cho em giúp anh phải hơn. Tưởng là học mỗi năm tốn một hai trăm thì khó cho em thiệt chớ dài ba chục thì em giúp dễ như chơi. Em bán chưa đầy một năm, mà hôm rằm em tính thử, thì em có lời hơn năm chục. Bán dịp Tết này, em lời thêm ít chục nữa. Em buôn bán nuôi anh ăn học được mà. Vĩnh Xuân nói, Em tính như vậy, quá khó chịu quá. Khó cái gì? Em bao cho anh ăn học. Sao anh làm nên, anh trả lại cho em, trả vốn, trả lời, hoặc trả bằng hai như anh tính trả cho thầy vậy cũng được anh tính chắc lại coi mỗi năm phải giúp cho anh bao nhiêu đủ anh ăn học mười đồng ít quá phải hai chục mới đủ nhiều quá vô ích thôi thì mười lăm đồng chớ mười đồng ít lắm đi học anh phải sắm đồ cần dùng đem theo mà xài như lược chải đầu bằng chải răng cùng nhiều thứ lặt vặt nữa sẵn đây để em đưa trước số tiền năm thứ nhất cho anh như có thiếu thì bãi trường nửa năm em sẽ đưa thêm. Cúc Hương dở rổ tiền lấy ba tấm giấy bạc năm đồng xếp để vào miếng giấy gói trà mà gói lại rồi đưa cho Vĩnh Xuân. Vĩnh Xuân dụ dự không muốn lãnh. Cúc Hương cười và nói. Anh cần phải có một người giúp, anh mới đi học được. Em lãnh em giúp cho anh khỏi cậy người khác, sao anh lại dục dạc sẵn đây thì lấy đi cho rồi. Mỗi năm em sẽ giúp một số như vậy, cho tới chừng nào anh học thành công hoàn toàn rồi mới thôi. Em giúp rồi, qua về, qua phải nói sao với má qua, nói thiệt thì kỳ quá. Ý, nói thiệt sao được? Ừ, anh nói chị hai tỷ nghe anh than chỉ động lòng nên chỉ ra tiền bao cho anh ăn học, sao anh sẽ trả lại? Anh cứ nói vậy đi, em sẽ dặn trước chỉ đặng có ai hỏi chỉ cũng chịu có như vậy Dĩnh xuân nghe như vậy mới chịu lấy gói tiền vừa để vào túi vừa nói trong túi hết bạc tiền dâu tráng sĩ cũng phải chịu hổ thẹn làm trai mà cậy sức đàn bà đặng lập thân thì hẹn quá nhưng tình thế ép buộc nên qua không thể giữ liêm sĩ được qua xin trời đất thánh thần biết cho qua mà thà là ân nghĩa gom về một tay, ngày sau dễ cho qua đền đáp hơn. Cúc Hương nói, anh làm nên em cũng được hưởng. Vậy em lo buôn bán, anh lo học tập, mỗi người lo một thế, góp sức cùng nhau mà xây nên hạnh phúc chung, chớ ân nghĩa gì đâu. Vĩnh Xuân vừa đứng dậy vừa nói, nếu không ân thì là nghĩa, mà nghĩa càng nặng thì tình càng sâu. Thôi, để qua về, ngồi nói chuyện lâu quá, chẳng khỏi người ta dị nghị. Vĩnh Xuân bước qua cáo từ chị hai tỷ, chị vui vẻ nói, em về hay sao, còn hai buổi chợ đêm nữa, tối ra đây nói chuyện chơi nghe hôn em. Chị không có anh em trai, nghe em học giỏi, chị thương quá. Ra đây chơi với chị đừng ngại chi hết. Khoan khoan, em lấy một trái dưa đem về ăn chơi. Con bảy hồ nói dưa ngon, nó tấn cho chị nửa chục hồi tối. Em lấy một trái về ăn thử coi. Đi chợ Tết về phải có thứ gì chớ về tay không coi sao được. Chị giói lấy một trái dưa hấu mà trao cho Vĩnh Xuân. Cậu cảm ơn, dây lại ngó cúc hương mà cười, rồi ôm trái dưa đi về. Tuy hết buồn rầu, xong thêm ngần ngại. Bà Hương Văn thức chờ con, Thấy con bước vô, tay có ôm một trái dưa hấu, thì bà hỏi. Dưa ở đâu vậy? Con có tiền hay sao mà mua? Thưa không, dưa của chị hai tỷ cho con. Chỉ mua nửa chục, chỉ nói giống dưa rầy ngon lắm. Chỉ cho con một trái biểu đem về ăn thử. Bà Hương Văn lại lấy trái dưa đưa gần đèn mà coi. Bà nói trái dưa này đáng bốn năm cắt, cuốn nhỏ, vỏ cứng, già lắm, chắc ngon. Bà hỏi con như muốn ăn liền thì bà sẽ cho mà ăn. Vĩnh Xuân nói để dành Tết cúng rồi sẽ ăn, không nên ăn trước ông bà. Cậu ôm trái dưa đem để trên bàn thờ rồi hân hoan thừa với mẹ. Con hết buồn hết lo rồi má à. Sao vậy? Có người chịu bao tiền cho con học thêm rồi. Con có lên trên ông giáo hay sao? Thưa không, con không có lên mà bây giờ con khỏi nói với thầy con. Chị hai tỷ thương con, chỉ nghe con tỏ việc nhà của mình bẩn chật, chỉ động lòng nên chỉ chịu cho con mượn mỗi năm 15 đồng đặng con ăn học. Chừng học thành công rồi, con làm việc có lương, con sẽ trả lại cho chị. Tử tế dữ ha. Phải hai tỷ là vợ chú sắm, bán hàng ngoài chợ đó hay không? Thưa phải vợ chú sắm làm tài phú cho tiệm thuốc quảng sanh đường đó. Con quen với hai tỷ hồi nào? Con quen thuở nay ở một chợ với nhau chứ phải xa lạ gì sao mà không quen. Chỉ không có em trai nên chỉ ưa con lắm. Hồi nãy chỉ đưa trước 15 đồng cho con ăn học năm đầu đây. Chỉ hứa mỗi năm chỉ đưa một số tiền như vậy cho con đi học đủ 4 năm. Dĩnh Xuân móc túi lấy gói giấy bạc mở ra cho mẹ coi. Bà Hương văn lộ sắc vui mừng, biểu con cất để dành mà đi học. Bà nói có người giúp con như vậy thì bà nhẹ lo. Dĩnh Xuân nói, phận con đi học thì đã yên rồi, bây giờ con chỉ còn lo má ở nhà mua bán, không biết có đủ ăn hay không. Ôi, con đừng có lo cho má, con cứ lo học cho giỏi đặng lập thân. Má ở nhà, má đủ sức chịu đựng với đời ráng học cho nên danh đi rồi con sẽ nuôi má chừng đó má ăn ở không mà đi chơi con học con sẽ thành danh cho má hưởng sung sướng con hứa chắc với má mẹ con vui cười nói chuyện tương lai chơi với nhau một hồi rồi vĩnh xuân đi ngủ bà hương văn đi hấp bánh đặng khuya đem ra chợ bán Hai đêm sau, Vĩnh Xuân đợi khuya khuya rồi mới ra ngồi tại gian hàng của chị hai tỷ, nói chuyện chơi một lát. Vì muốn tránh tiếng, nên không muốn ngồi bên phía Cúc Hương, mà cũng không dám trà lết ở lâu. Vì chợ Tết người ta đông, bà Hương Văn phải làm bánh, phải xôi nếp nhiều đặng bán khuya. Bán chiều hai buổi, bà kiếm lợi được sáu bảy đồng, bởi vậy có tiền đủ mua đồ mà cúng ba ngày Tết như thiên hạ. Qua Tết rồi, người ta ít mua đồ, những bạn hàng ngồi bán hàng trong nhà lòng không cần dọn ra bán sớm. Họ ở nhà nghỉ, tính mùng 8 hoặc mùng 10 rồi sẽ bán mở hàng năm mới. Vĩnh Xuân đi chơi, không thấy Cúc Hương với 2 tỷ ngồi bán. Cậu mới đi vòng ra phía sau chợ, rồi đi theo con đường lên dốc cầu sắt. Chị hai tỷ ở đường này, chị thấy Vĩnh Xuân đi ngang, chị bước ra kêu cậu và mời ghé nhà chơi. Dĩnh xuân vô, chị hai tỷ mời ngồi, rót một tách nước trà mời uống, rồi chị kéo ghế ngồi gần mà nói nhỏ. Việc riêng của em, con tư đã có thuật đầu đuôi cho chị nghe rõ hết. Chị thương hết hai em, chị coi cũng như em ruột của chị vậy. Hai em hứa hẹn ngày sau sẽ phối hiệp với nhau, nếu được vậy thì chị mừng lắm. Em đừng ái ngại chi hết em đừng có ghé chỗ chị với con Tư bán thường nữa. Rủi người ta sầm xì thấu tới tai cha mẹ con Tư. Rồi nó bị bó buộc khó lòng. Em muốn nói chuyện gì với nó thì buổi chiều chị không đi bán. Em ra nhà chị mà nói rồi chị trao lời lại cho nó. Làm như vậy khỏi ai nghi. Con Tư thương em, nó lo từng chút. Nó sợ em đi học không có áo quần bận cho lành lẽ như người ta. Tuy nói nhà trường phát đồ xong cũng phải chờ người ta mai rồi mới phát được. Bởi vậy, nó có cậy chị mua rồi mướn mai cho em một bộ đồ lụa với một bộ đồ giải, đặng bữa khai trường em có sẵn bận mà đi. vậy trưa hay chiều em có đi chơi thì em đem ra cho chị một cái áo với một cái quần, đặng chị đưa cho thợ mai đo ni mai cho dừa. Hàng giấy giải chị mua rồi đây, để chị lấy cho em coi chị hai tỷ mở tủ lấy một sắp lụa trắng với một sắp vải trắng để trước mặt Vĩnh Xuân. Cậu rờ coi sơ sài rồi nói Đồ cũ em còn đủ bận, Cúc Hương mua làm chi nữa thêm tốn tiền. Chị hai tỷ nói ấy nó có tình nên nó lo cho em. Em nhận lãnh cho nó vui lòng. Chiều em đem ni đặng chị mướn mai cho kịp. Vĩnh Xuân về rồi, chiều đem một cái áo với một cái quần giao cho chị hai tỷ. Thợ mai mai trong một tuần lễ thì xong, nên chị hai tỷ nhắn Vĩnh Xuân ghé lấy. Cúc Hương với hai tỷ đã dọn hàng ra chợ bán hổm này. Vĩnh Xuân sắm đồ đi học đã xong rồi hết. Bữa 29 tháng giêng khai trường, Vĩnh Xuân xuống gọt công lấy giấy tờ xong rồi, định sáng 28 đi đò mà lên Mỹ Tho. Sớm mời 27, cậu ra chợ từ giá Cúc Hương với chị Hai tỷ, rồi đi thẳng lên trình với ông giáo quân mà đi. Sáng 28, cậu cậy một người trong xóm giác dùm rương, đem xuống ghe đò, đậu sau chợ cá. Cậu đi theo sau, phải đi ngang qua chợ. Cúc Hương với Hai tỷ ngó thấy. Cả hai người đều đứng dậy mà ngó. Vĩnh Xuân với Cúc Hương lấy mắt nhìn nhau, người từ biệt, kẻ tiễn hành, nhưng không nói gì được. Duy có chị hai tỷ nói lớn. Em đi mạnh giỏi nghe hôn em. Vĩnh Xuân dở nón chào, nói cảm ơn, rồi ngó người yêu một lần chót. Chị hai tỷ bước lại nói nhỏ với Cúc Hương. Nó bận đồ mới mai, nhưng bận đồ giải, chớ không bận đồ hàng. Cúc Hương vừa ngồi xuống vừa nói, tại tánh không ưa xe xua. Cách một lát, nghe tù và thổi dưới bến chợ, thổi luôn ba hiệp. Chị hai tỷ kêu Cúc Hương mà nói, ghe đò lui. Cúc Hương buồn hiu. Sáu la mã. Vĩnh Xuân ra đi, tuy cậu ôm ấp một chí lập thân rất mạnh mẽ, lập thân đặng trả thảo, đặng phỉ tình, đặng thoát khỏi thấp hèn mà bước lên dinh diệu, xong đò mở dây từ từ rời bến. Cậu đứng ngoài dịnh tay trên mui ghe Trong lòng cảm xúc vô cùng Cậu ngó lên chợ Cậu đoán bây giờ có lẽ Cúc Hương Đương bùi ngùi nhớ bạn trăm năm Vì nhau mà phải ly hương Rồi cậu trông về xóm cây me lớn Cậu nhớ bà mẹ già Phải ráng chịu vất vả, quạnh hiu Để cho con bay nhảy tranh đua Đặng tạo một đời sống mới mẻ Thảnh thơi, ăn vui, sang trọng Trạo phu chèo Bó mái chèo sạc sạc anh đà công một lát rút tù và một hơi đặng kêu khách đi đò. Trong thuyền đã có một người khách trú, hai người đàn ông và hai người đàn bà, thành thử cái mùi tum húp mà phải chứa đến sáu người. Vĩnh Xuân nghĩ mình chung vào đó nữa thì chật chội khó thở. Trời chưa nắng gắt, cậu đội nón ngồi ngoài cho mát mẻ. Đò đi xa chợ rồi, bây giờ hai bên mé rạch nhà cửa thưa thớt, nhưng vườn tược liên tiếp bịch bùng mà vườn nào cũng trồng dừa cao với chuối Chớ ít thấy cây gì khác Mặt trời lên cao dọi nắng nóng mặt Vĩnh Xuân chui vào mui Che ngồi một bên người khách trú Hai người đàn bà xuống tại bến chợ Là người bán trái cây Thường lên Mỹ Tho mua mít, bưởi, quýt, cam Chở về chợ dòng mà bán Hai chị biết bà Hương Văn Thành Thấy Vĩnh Xuân giống bà Mới hỏi phải là con của bà hay không Cậu nói phải. Hai chị hỏi cậu đi Mỹ Tho có việc chi? Cậu nói cậu đi học. Sáng bữa sau là ngày khai trường. Hai chị ráp nói chuyện với Vĩnh Xuân. Nói đò ra dàm dòng bị nước ngược là gió ngược nên đi lâu lắm. Có lẽ tối mới lên tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì thang đò lên tối. Phải chờ tới sáng bữa sau vô trường mới được. Hai chị hỏi có quen với ai trên Mỹ Tho hay không. Vĩnh Xuân nói mới đi Mỹ Tho lần này là lần đầu nên chưa quen với ai hết. Một chị nói, Không có quen thì có chỗ đâu mà nghỉ đêm nay. Em mướn phòng ngủ ở khách sạn phải tốn đến một đồng bạc. Như em muốn ít tốn thì em nói với chủ đò đêm nay ở luôn dưới đò mà nghỉ cũng như hai chị em qua vậy. Em trả thêm một cắt mà thôi. Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì mừng khỏi lo chủ ngủ nữa. Gần nửa chiều, đò lên ngang dàm kỳ hôn. Chủ đò đi góp tiền đò mỗi người bốn cắt. Vĩnh Xuân xin cho nghỉ dưới đò đợi sáng rồi sẽ nhập trường. Chủ đò biểu trả thêm một cắt. Vĩnh Xuân trả liền. Tối đỏ đèn rồi, đò mới lên tới chợ Mỹ Tho. Hành khách đi hết, chỉ còn có Vĩnh Xuân với hai chị mua bán trái cây mà thôi. Vĩnh Xuân lên chợ ăn một tô cháo Quảng Đông no cành mua hờ một ổ bánh mì rồi thả theo mé sông mà chơi. Châu thành Mỹ Tho lớn hơn gọt công, buôn bán thạnh hơn, mà dân cư cũng đông hơn. Quan cảnh thì vui, nhưng vì ban đêm lại xứ lạ. Vĩnh Xuân không dám đi xa, đi tới nhà ga xe lửa rồi trở lại đò mà nghỉ. Hai chị mua bán trái cây nằm trong muôi mà nằm phía sau, chừa phía trước cho Vĩnh Xuân nằm. Hai chị nói chuyện nhà với nhau, một chị thuật việc chồng mê sa vợ bé nói mà giận dường như muốn gây lộn chị kia cười ngất rồi kiếm lời lẽ ôn hòa khuyên bạn thư đàn ông ai cũng vậy hơi nào mà ghen họ có vợ bé họ theo nó thì mình khỏi tốn cơm khỏi hầu hạ họ chị nọ nói chị chưa có chồng nên chị nói nghe xui quá để tôi chống con mắt mà coi chừng chị có chồng chị sẽ vui lòng chia chồng với người khác hay không tôi nói thiệt với chị tôi nhất định bữa nào đây tôi phải sởn đầu tóc của con đó tôi mới nghe. Vĩnh Xuân nằm nghe hai chị nói chuyện ghen thì tức cười. Không dè con người đã có vợ rồi mà còn có thể đem tình yêu vợ sang sớt cho người khác được. Cậu nhớ lại Cúc Hương yêu cậu đắm đuối, yêu mà không ích kỷ, yêu mà lại quyết giúp cho cậu vượt lên cao hơn người nên lo cho cậu từ chút, đã giúp bạc tiền cho cậu đi học lại còn may quần áo cho cậu khỏi rách rưới có một người vợ như vậy ở trong nhà nỡ lòng nào mà yêu người khác nữa cho được có lẽ chị bán trái cây này ăn ở với chồng không có tình không có nghĩa nên chồng buồn mới đi tìm tình yêu khác để vùi lấp những nỗi bực trí khổ tâm hai chị đàn bà ngủ quên không còn nói chuyện nữa bây giờ lại nghe xuồng bơi mà rao bán đồ ăn vừa mới nghe rao bánh bò bánh cam rồi lại nghe rau thịt bò bánh hỏi vĩnh xuân lạ cảnh nhớ nhà nằm trăn trở hoài ngủ không được cậu nhớ mẹ nhớ cúc hương nhớ hai tỷ nhớ giáo quân rồi cậu nhớ sáng mai cậu sẽ nhập trường để mở rộng học thức và rèn tập văn chương mà bay nhảy với người đời cho mẹ già hết cực thân cho tình nhân được thỏa nguyện sáng ngày sau Dĩnh Xuân lên bờ mua một cặp lạp xưởng xuống ăn với ổ bánh mì mua hồi hôm, rồi kêu xe kéo và từ giả chủ đò với hai chị bán trái cây, chở rương đi vô trường. Nhà trường mở cửa. Đã có cả chục trò ở các hạt, chật sẵn ngoài cửa, đợi người ta cho vô. Dĩnh Xuân để rương trên lề đường, đứng chung lộn với đám học trò ấy, làm quen nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau cho biết trò nào ở hạt nào. Đúng 8 giờ rưỡi, người giữ cửa trường mới mở cửa giữa kêu học trò vô và dắt hết đi thẳng vô phía trong xa. Có một thầy ngồi tại cái bàn để ngoài hành lang. Mỗi trò đều phải ghé đó, nói cho thầy biên tên họ và quê quán, rồi thầy chỉ thang, biểu đem rương lên lầu, lựa giường mà nằm. Năm thứ nhất qua lầu phía tay mặt, năm thứ nhì qua lầu phía tay trái vĩnh xuân tuy là học trò mới song cậu không bợ ngợ chút nào lên lầu cậu thấy giường sắp bốn hàng ngay ngắn mỗi hàng kê hơn ba chục cái giường cây sơn đen nhưng không có chiếu gối cậu nhắm hàng giường dựa bên cửa sổ phía mặt trời mọc có thanh khí sớm mơi lại khỏi bị nắng chiều cậu bèn đem rương để mà choáng một cái ở khúc giữa cậu đương bối rối không biết làm sao có một chiếc chiếu để trải giường mà nằm. Thời mai trò Nguyễn Ngọc Trơn ở Gò Công thi đậu một khóa với cậu, trò đem rương lên tới. Xuân mừng rỡ, kêu Trơn biểu lại choáng cái giường kế đó đặng anh em nằm gần nhau. Trơn nói chân đi tàu lên chợ lớn rồi đi xe lửa mới xuống tới. Anh em đương bằng tính về sự thiếu chiếu thì nghe mấy trò chiếm hàng giường phía trong rủ nhau đi chợ mua chiếu. Mua thao rửa mặt, và mua ca để uống nước. Chơn biểu Xuân ở đây coi chừng rương để chân đi mua đồ luôn cho hai người và mua bánh mì thịt xá xíu đặng trưa ăn cho tiện. Vì ngày mai nhà trường mới bắt đầu nấu cơm cho học trò ăn. Xuân gửi ba đồng bạc cho Chơn đi mua đồ, nói mền gối lược bàn chải răng đã có sẵn trong rương rồi nên khỏi mua mấy món đó. Chơn đi rồi, Xuân đi một vòng giáp hết cái lầu đặng xem chơi. Học trò cắt hạt tốp đôi ba trò lần lượt tới hoài không ngớt. Vĩnh Xuân ngồi trên cái rương mà ngó, các trò đều lạ quắc, phải chung sống với nhau một thời gian rồi mới quen. Cậu thầm nghĩ mà mừng gò công có được bạn chân thi đậu với cậu, mai có được một người bạn đồng hương để chia sớt buồn vui trong buổi đầu thì cũng đỡ khổ. Đến trưa chân đi chợ về, chia đồ mua cho Xuân và tính giá như vậy chiếc chiếu nhỏ để trải giường bốn cắt cái thao rửa mặt năm cắt cái cao mút nước hai cắt thịt xá xíu hai cắt hai ổ bánh mì một cắt chân nói phần bạn hết thảy là một đồng tư tôi mua thịt với bánh mì nhiều đặng để dành ăn luôn buổi chiều khỏi đi mua nữa tôi mua phần tôi cũng y như vậy nhưng tôi thấy tiệm bánh có bánh bàn nhỏ coi bộ ngon lắm nên tôi có mua riêng một cây để tối ăn chơi. Trơn trả tiền dư lại cho Xuân một đồng sáu cắt. Xuân lấy chiếc chiếu trải lên giường, mở rương lấy mền gối bỏ ra, rồi nhắm thử. Đủ đồ cần dùng rồi, cậu hết lo gì nữa. Cậu đắc chí thầm nghĩ bà mẹ cậu thiệt là sáng suốt. Đi học xa phải có tiền riêng, nếu không có thì làm sao có chiếu mà nằm, có thau mà rửa mặt bốn giờ chiều nghe học trò nói có dán giấy biên tên chia ra hai lớp xuân với trơn khóa rương rồi dắt nhau xuống tầng dưới mà coi thiệt quả học trò năm thứ nhất chia ra hai lớp a và b xuân học lớp a còn trơn học lớp b chiều bữa đó học trò cũ và mới trong hai niên khóa đều tới đủ mỗi lâu có một thầy gác để giữ trật tự sáng bữa sau học trò coi theo giấy mà vô lớp rồi người ta phát sách dở, mực, viết. Các việc xong rồi thì mấy giáo sư người Pháp bắt đầu dạy liền. Cái ngày Vĩnh Xuân trong trót hai tháng nay đã tới. Cậu được học chắc chắn rồi, bây giờ chỉ lo học, học cho xuyên, học cho giỏi, đặng mẹ già được vui lòng, đặng tình nhân khỏi thất vọng. Cách vài tháng sau, nhà trường phát áo quần, giày nón đủ hết sáu chục cậu học năm thứ nhất mới được lãnh y phục có dấu hiệu của nhà trường bổn quốc hễ lên lầu nghỉ trưa thì lấy ra xăm soi ban đêm có cậu đợi thầy gác ngủ rồi thì lén dậy bận thử đồ mới coi vừa hay không rồi nhắm díu coi hình dáng đẹp thế nào vĩnh xuân quen tánh ôn hòa thận trọng nhưng cũng không khỏi trông cho mau tới chúa nhật đặng bận sắc phục mới mà đi chơi học có 4 tháng rưỡi thì tới bãi trường nửa năm học trò được về nghỉ 20 ngày. Tuy thời gian học tập ngắn ngủi, song Vĩnh Xuân đã sẵn chí tấn thủ. Lại cũng đã được mấy giáo sư cũng như các bạn học trong lớp nhận thấy Vĩnh Xuân có đường dựt giải nhất hay nhì cuối năm. Xuân đã kết bạn thân với một trò nhà ở bên chợ cũ, nên bãi trường Xuân đem rương với mền chiếu qua nhà bạn mà gửi nghĩ về nhà không tới ba tuần nên chẳng cần chở rương về làm chi. Xuân trải chăn, gói hai bộ đồ của Cúc Hương Mai Cho với các áo quần của nhà nước mới phát, đặng về cậy mẹ kết nút mấy bộ đồ tay cho chắc chắn và cắt sửa mấy bộ đồ mát lại đặng bận cho vừa. Cậu nghỉ nhờ nhà bạn một đêm rồi sáng kiếm đò chợ dòng. Cậu mới kêu xe kéo chở gói áo quần với gói sách vở cần ít qua đò mà về. Chủ đò đã có đưa cậu lên hôm tháng giêng rồi, đã quen với cậu. Bây giờ thấy cậu đi về, mặc đồ tay đàng hoàng, áo nỉ nút bằng thao, bâu áo và trên nón có thêu lá cây bằng kim tuyến. Không dám xem cậu là người khách thường, nên bãi bui, niềm nở hết sức. Nghe đò còn cả giờ nữa mới lui. Xuân để đồ trong mui, đặng lên chợ ăn uống cho no, rồi sẽ trở lại cậu nghĩ đã nửa năm rồi mà mua đồ và ăn hàng chưa tới bốn đồng bạc thế thì không cần phải tiện tặng thái quá cậu vô tiệm cháo ăn tới hai tô mì mua hai ổ bánh mì với hai cặp lạp xưởng chung một gói buộc dây chắc chắn rồi xách đi cậu ghé tiệm trà mua một gói trà đại hồng một cắt với phong bánh in một cắt nữa cậu đi ngang tiệm trà thấy có chăn bán đủ thứ cậu trả giá lựa mua một cái chăn mới sáu cắt đặng gói đồ cho rộng rãi. Trở xuống đò, Xuân thấy có một bà già mà thôi, hành khách chưa lại đông. Cậu móc gói bánh mì lạp xưởng trên mui ghe, rồi cởi giày thay áo quần mặc đồ mát, đặng nằm ngồi cho tiện. Chuyến này, cậu mới chịu mặc bộ đồ hàng trắng còn mới tin. Cậu soạn đồ lại, sắp hết đồ của nhà trường phát vào cái chăn mới mà gói riêng. Còn một bộ đồ mát bằng vải trắng với khăn bàn, mùa xoa, kiến Lược, bằng chải thì cậu gói vào cái chăn cũ với trà tàu bánh in và sách vở cậu để riêng một cuốn sách ở ngoài đặng nằm đọc chơi còn mấy gói với giày cậu đẩy vào một góc cho trống chỗ hành khách xuống thêm hai người nữa một người đàn ông một người đàn bà chủ đò nói bữa này đò rộng biểu đà công thổi tù và một cấp chót rồi có lui cho thuận nước thiệt quả có một người gánh lại gửi hai giỏ thơm cho một bạn hàng ở chợ dòng. Trả tiền chở, chứ không đi theo, nhà cũng không có ai đi đò thêm nữa. Đò lui, hành khách chỉ có bốn người nên rộng rãi, ai cũng nằm được. Gặp nước xuôi, lại có gió xuôi, bởi vậy ra khỏi giàm rồi trạo phu trương bùm mà chạy, khỏi chèo. Mặt trời vừa trịch bóng, đò đã tới giàm dòng, gặp nước lớn đi vô dàm đi xuôi nữa. Chủ đò đón trước bữa nay về tới chợ dòng sớm lắm, chừng nửa buổi chiều. Vĩnh Xuân nghe nói như vậy, bèn ngồi dậy. Bây giờ, đò vô rạch dàm dòng, hai bên cây cối rậm rạp, án gió không bọc bườm được nữa. Trạo phu hạ bùm, rồi gây chèo mà chèo, nhờ nước xuôi nên ghe đi lẻ lắm. Ly Hương đã gần năm tháng, hôm nay được trở về nhà lúc gần tới tự nhiên vĩnh xuân khoan khoái trông đến cho mau đặng mừng mẹ thấy người yêu cho phỉ tình hoài vọng vô khỏi chợ mới chủ đò xin tiền đò vĩnh xuân biết đò đã gần tới rồi mới thay đồ bận sắc phục học sinh trường bổn quốc mang giày đội nón ra đứng giữa mui mà ngó hai bên cậu nhớ gói bánh mì lạp xưởng mua hồi sớm mơi nhưng sự mừng vui tràn ngập cành hông. Bởi vậy cậu không muốn ăn thứ gì hết. Cậu đứng ngó vườn tược, ngó nhà cửa dài theo mé sông, ngó người ta đi trên bờ lộ, ngó thứ gì cũng vui, cũng đẹp. đo gần tới bến chợ, anh Đà Công cầm tù và rút dài hơi, trên bờ trẻ nhỏ chạy theo la, đò dê! Trong phố người ta bước ra đứng ngó, hành khách sửa soạn hành lý, Vĩnh Xuân giói lấy cái gói bánh mì nhét vào gói chăn cũ. Rồi chừng đò cắm xào, cậu xách hai tay hai gói từ giá chủ đò mà lên bờ. Cậu dò con đường bên hông chợ đi lên phía nhà Việt, đặng về xóm cây me lớn. Trời chiều mát mẻ, Vĩnh Xuân hân hoan Hai bên phố ai thấy Xuân đi ngang cũng liếc mắt ngó, miệng Xuân chúm chím cười. Bây giờ cậu mới xăm bước đi riết về nhà đặng thăm mẹ. Bà Hương văn thanh bưng thúng nếp đi ra sau hè, tính giúp cho ráo đặng khuya xôi mà bán. Nghe tiếng dậy lộp cộp ngoài lộ, bà say mặt ngó ra. Bà thấy con, bà dục la lớn, Xuân! Vĩnh Xuân cũng la lớn, Má! Vĩnh Xuân sách gói đi riết vô sân, bà Hương văn bưng luôn thúng nếp ra đón, mẹ con nhìn nhau, mừng vui không kể xiết. Bà tí lia hỏi, bãi trường hay sao mà con về? Thưa bãi trường nửa năm, nghỉ được bao lâu? Hai mươi ngày, thôi thôi vô, vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Vĩnh Xuân xách hai gói vô để trên gián, và đi và hỏi. Mấy tháng nay má ở nhà mạnh giỏi luôn hả má? Ừ má mạnh luôn luôn, con học bình yên hay không con? Bình yên lắm, đồ nhà nước phát cho con bận đó phải hôn? Thưa phải, tốt quá ngặt đồ tay họ kích nút sơ sỉa nên xúc hoài còn hai bộ đồ mát họ may rộng rinh bận coi kỳ quá con đem hết về đặng mượn má kết giùm nút lại cho chắc còn đồ rộng thì xin má cắt sửa lại cho vừa bận mới được vĩnh xuân lột nón máng vào cây đinh đóng sẵn trên cột nhà rồi cậu mở gói áo quần nhà trường phát lấy hai bộ đồ mát đưa cho mẹ coi bà hương Giang ngồi xề dựa hai bên cái gói Bà đẩy thúng nếp vô xa, rồi sổ một bộ đồ mát ra coi. Bà nói, giải không được dày lắm, nhưng bận mà học cũng được. Cha chả, mà quần lại mai kiểu xẻ đáy, dễ xúc đường chỉ quá. Còn áo rộng quá, mà lại mai tay sùng xình, bận coi như thầy bán quế. Tuy vậy mà không sao đâu, để má sửa cho con bận. Mình nghèo cần có như vậy mà bận chớ chê nổi gì vĩnh xuân mở gói thứ nhì lấy đồ ra mà nói con có mua một gói trà với một phong bánh in đây để nấu nước chế trà cúng cha rồi má ăn bánh in mà uống trà ừ con gói bánh mì đây nữa hồi sớm mơi ăn uống rồi con mua tới hai ổ bánh mì với hai cặp lạp xưởng tính đem xuống đò trưa đói bụng có sẵn mà ăn hé ra được về thăm má con mừng quá quên đói nên còn y nguyên má cất rồi lát nữa ăn Bà Hương Văn nói, Con xài lớn quá, mua tới trà bánh đem về làm chi? Phải để dành tiền đặng ăn mà học chứ. còn có xài gì đâu mà má nói con xài lớn. Mấy tháng nay con xài có năm đồng mấy cắt. Mà xài tới số đó là tại con phải mua chiếu, mua chăn, mua thao, mua ca, với đi đò nữa. Về ăn uống, con chắc không tới hai đồng. Vậy thì, tiền con còn đủ đi học tới mảng năm con còn gần 10 đồng mà bây giờ khỏi mua gì nữa hết. Má cảm ơn con 2 tỷ quá. Nó bao cho con ăn học. Mà hôm tháng 3 nó còn mua đem vô cho má một dốc xuyến đen. Má không chịu lãnh. Má nói nó giúp cho con ăn học. Ơn đã lớn lắm rồi. Má không dám chịu ơn hơn nữa. Nó cứ ép má phải lấy dốc xuyến mai áo mà bận đặng đi sớm có áo mặc cho lành lẽ với người ta. Nó nói thương con cũng như em ruột nó vậy. Nó giúp má đặng con yên lòng mà học. Chừng con học nên danh rồi, con sẽ đền ơn lại cho nó. Nó biểu má đừng ngại chi hết. Mua bán có thiếu hụt chút đỉnh thì cho nó hay, nó sẽ giúp đỡ cho. Còn hai tỷ thiệt là tử tế. Con về đây, con phải đi thăm nó nghe hôn con. Vĩnh Xuân hiểu Cúc Hương giúp mình mà còn mượn tay hai tỷ giúp mẹ mình nữa. Bởi vậy cậu cảm động hết sức. Nhưng phải dằn lòng nói dối với mẹ. Chị hai tỷ thấy con nghèo mà ham học nên chỉ thương con, chứ không có ý chi hết. Vậy con đi học, ở nhà má có việc chi rắc rối, má cho chị biết, chắc chỉ sẵn lòng gỡ rối cho má. Con còn ở nhà lâu, để mai mốt, con sẽ đi thăm chị. Bà Hương Văn giói bưng thúng nếp mà nói Thôi, để má giúp ba hột nếp rồi lo nấu cơm cho con ăn. Có lạp xưởng con đem về đây thêm được một món nữa. Bà bưng thúng nếp ra phía sau. Dĩnh Xuân đem trà với bánh in để trên bàn thờ, lấy bộ đồ giải trắng vô buồn thai mà bận cho mát. Cậu soạn sách vở để một bên đó, rồi xếp hết áo quần gói cất. Thấy mẹ cầm cụi nấu cơm, Cậu đi vô nhà bếp, ngồi nói chuyện chơi với mẹ. Cậu thuật chuyện học tập cho mẹ nghe. Cậu nói cậu đủ sức theo chúng bạn và xin mẹ đừng lo cậu thua người ta. Nếu trời Phật phò hộ cho mẹ mạnh khỏe đặng cậu học đủ 4 năm thì chắc chắn cậu sẽ nuôi mẹ, không để cho mẹ cực khổ nữa. Nồi cơm gần chín, bà Hương Văn nhớ trong nhà chỉ còn có ít cá sặc nhỏ, kho mặn, đủ cho bà ăn buổi cơm chiều, nên bà tính ra quán mua vài trứng vịt về chiên cho con ăn. Vĩnh Xuân Cang không cho mẹ đi mua đồ thêm. Cậu lấy gói bánh mì lạp xưởng đưa cho mẹ, đặng sắc lạp xưởng ăn cơm cũng được. Bữa cơm chiều sơ sài như vậy, nhưng mẹ con gặp nhau vui mừng nên ăn ngon như mâm cổ đầy. Bà Hương Văn lâu ăn bánh mì, nên bà ăn gần hết một ổ, bà khen ngon. Còn bao nhiêu, bà để dành đặng khuya bà ăn nữa ăn cơm rồi thì trời cũng vừa tối bà hương văn dọn dẹp còn vĩnh xuân đốt đèn lấy bình bỏ trà chế nước sôi rồi đem lên bàn thờ mở phong bánh in và rót trà cúng cha đêm ấy mẹ con tiếp nói chuyện với nhau nữa nói chuyện hiện tại thì mẹ con hăng hái vui cười rồi bàn đến chuyện tương lai thì con cương quyết nỗ lực vượt lên cao, trước trả thảo cho mẹ cha, sao khỏi hổ với đất nước. Vĩnh Xuân cúng cha rồi, cậu bưng bình trà với bánh in để trên gián mời mẹ ăn uống. Bà Hương Văn muốn làm vui lòng con nên bà ăn vài miếng bánh in rồi uống một tách trà. Bà nói khuya rồi, bà biểu con đi nghỉ, để bà lo chỏ xôi và đổ bánh bèo đặng sáng có mà bán. Vĩnh Xuân đi đò bị nắng gió, rồi về nhà mừng ngủ không được, nên sáng bữa sau cậu dậy trễ, mẹ đã bưng xôi bánh mà đi ra chợ bán rồi. Cậu rửa mặt, chải đầu, thay đồ mà mặc sắc phục của nhà trường, rồi ăn hết một chén xôi, khép cửa gửi nhà cho ông hai ở bên kia đường đặng đi thăm ông giáo quân. Ông giáo quân thấy Xuân vô cửa, ông mừng quá, kêu bà vợ ra coi học trò, trường trên mặc y phục hẳn hoi, chớ không phải lem luốc như học trò trường làng. Vợ chồng ông cầu chúc cho Xuân thành công rực rỡ, mặc dầu ông biết chắc Xuân thông minh lại ham học, nên giàu học chỗ nào, học chữ gì, Xuân cũng giỏi hơn các bạn thăm thầy rồi vĩnh xuân đi luôn ra chợ đặng thăm chị hai tỷ với cúc hương chợ đương nhóm đông ai thấy cậu ăn mặc khác thường cũng đứng ngó rồi trầm trồ với nhau cậu còn đi trên đầu chợ mà cúc hương đã ngó thấy rồi nên kêu chị hai tỷ chỉ mà nói đó chiều hôm qua em đứng chỗ khúc quanh em thấy ở dưới đò đi lên bận đồ như vậy đó nên hồi sớm ơi em mới nói với chị chớ em thấy rõ em mới nói cho đâu phải chim bao chị coi phải hôn hai tỷ cười vĩnh xuân lại tới giở nón chào hai tỷ với cúc hương cậu ngó cúc hương với cặp mắt trang chứa ân tình nhưng không dám nói chi hết còn cúc hương liếc ngó mặt cậu ngó sắc phục của cậu thì cô hãnh diện mà tự hào dường như ý cô muốn hỏi thiên hạ cả chợ người yêu của tôi như vậy đó bà con coi có ai hơn hay không. Chị hai tỷ hỏi, em về đò hội chiều hôm qua phải không? Phải, sao chị biết? Có người trong em, họ rình, họ ngó thấy, rồi hồi sáng, họ cho chị hay. Có vậy hay sao? Em không về, ở nhà mạnh giỏi hết thảy, phải không chị hai? Mạnh hết, lại nhắc nhở em hoài. Bãi trường hay sao mà em về được? Bãi trường nghỉ hai chục ngày. Nghĩ lâu như vậy cũng dễ chịu. Thôi, em đi chơi. Buổi chiều có rảnh ra nhà chị, đặng chị hỏi thăm việc trên Mỹ Tho một chút. Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương không bãi bui cười nói như khi trước, rồi lại nghe chị hai tỷ biểu mình đi chơi, thì hiểu ý hai người, thấy mình về, tuy mừng, xong không muốn mình trà lết trước gian hàng. Nên chị hai tỷ mới biểu mình chiều ra nhà chị, rồi sẽ nói chuyện. Vĩnh Xuân từ giả đi liền. Cúc Hương ngồi ngó theo với cặp mắt tự hào, tự đắc. Thấy còn sớm, Vĩnh Xuân đi thẳng vô phía chùa Phật giếng mộ cha, rồi chừng trở về nhà thì mẹ đương lục đục nấu cơm trong bếp. Bạn gian hỏi con đi đâu từ sớm mơi tới giờ. Xuân nói thiệt đi thăm thầy, thăm chị hai tỷ, rồi đi viếng mộ cha cậu lại nói chị hai tỷ mắt buôn bán nên chưa tỏ lời cảm ơn chị được để chiều sẽ ra nhà chị mà nói chuyện dông dài bà hương văn lấy đưa cho con một đôi guốc mới mà nói má có mua cho con một đôi guốc đây con mang cho sạch chân đến xế mát vĩnh xuân thấy mẹ đương gói bánh ú bánh chưng cậu mới hỏi sao bữa nay má lại gói bánh này mà không bán xôi nữa má chắc con thèm bánh ú, bánh chưng nên má làm má bán, đặng cho con ăn luôn thể. Má lo cho con làm chi? Hồi sớm mơi má để chán xôi con ăn cũng được. Ở trên trường sớm mơi, họ có cho ăn lót lòng hay không con? Có, cho ăn cháo trắng. Ăn cháo mà chịu đến trưa sao nổi. Ăn ít bữa quen bụng rồi chịu cũng được. Trong trường có bán bánh trái gì hay không? thưa có, mà họ bán mắc lắm má ơi. Một miếng chuối khô trải trên một miếng bánh phòng sống rồi cuốn tròn lại, mà họ bán tới năm đồng xu thì ăn làm sao nổi. Mà ăn như vậy có no, có bổ chỗ nào đâu. Bởi vậy, đói con ráng chờ cơm, con không thèm ăn gì hết. Thôi, má ở nhà gói bánh, để con ra thăm chị hai tỷ một lát. Vĩnh Xuân mặc bộ đồ hàng trắng, đầu đội nón, chân mang guốc ra đi, Cậu nghi Cúc Hương có thể lại nhà chị Hai Tỷ chơi đặng gặp cậu. Té ra, bước vô nhà, cậu thấy một mình chị Hai Tỷ nằm trên gián. Có chị đàn bà ở gánh hàng đường cầm chổi quét nhà. Hai Tỷ mừng rỡ, ngồi dậy mời Xuân ngồi cái ghế gần bộ gián, rồi xích lại một bên mà nói nhỏ. Hồi sớm mời còn tư thấy em nó mừng quá. Nó nghe chị mời em chiều nay ra nhà chị chơi, chừng em đi rồi. Nó tính nó cũng vô đây đặng gặp em mà nói chuyện. Hèn chi hồi sớm mơi cô không nói chi hết. Em tưởng cô phiền em chứ. Có chuyện gì mà phiền. Nó tưởng nhớ em dữ lắm chứ. Cách mấy bữa trước nó nghe học trò trường tổng nói gần bãi trường. Nó mừng, nó khoe với chị rằng em sắp về. Hồi sớm mơi ra chợ vừa gặp chị thì nó cho chị hay em về đò hồi chiều hôm qua rồi. Chị hỏi tại sao nó biết. Nó nói nghe bãi trường nên mấy bữa rày hẻ đò về rút tù già thì nó đi lại khúc quanh đứng coi chừng. Chiều hôm qua nó thấy em ở dưới đò sách gói đi lên, nó mừng dữ quá. Tội nghiệp, hữu tình quá. Vậy mà em vô ý em không thấy chứ. Để cô vô đây em sẽ xin lỗi với cô. Không, nó không vô đâu. Sao hồi nãy chị nói cô tính vô đây định gặp em? Nó tính như vậy mà chị cản, chị biểu đừng có vô, em mới về ai cũng dòm ngó em hồi sáng em tuốt ra chợ mà thăm chị sợ người ta nghi rồi nếu chiều nay cho hai em gặp nhau tại nhà chị nữa thì chẳng khỏi người ta xầm xì rồi hai em mang tiếng mà chị cũng không khỏi bị người ta trách làm mai làm mối em ở nhà lâu để thủng thẳng ít bữa rồi sẽ gặp nhau có muộn gì nó mượn chị hỏi em coi tiền bạc còn đủ xài hay không còn nhiều tuy em có sắm đồ chút đỉnh đặng vô trường, xong em cũng còn gần 10 đồng. Thế thì em không ăn bánh ăn hàng gì hết hay sao, mà tiền còn nhiều vậy. Em quyết đi học đặng lập thân, chứ phải đi chơi hay sao? Em có tiền, nếu thiếu thứ gì cần ít lắm em mới mua, em không dám xài bậy. Chị làm ơn nói dùm với cô Cúc Hương, em còn tiền nhiều. Còn về sự học tập thì em cố gắng nên không thua súc ai hết con tư nó biết tánh em nên nó chắc em học giỏi nó không lo việc đó em về nghe má em nói chỉ có cho má em một cái áo xuyến dài em xin cảm ơn chị chiếu cố đến má em chừng em làm nên em không dám quên ơn chị dốc xuyến đó của con tư nó mua nó mượn chị đem cho thím hương văn và phải nói của chị đặng tránh tiếng cho nó vậy hay sao lo cho tôi ăn học rồi lo cho mẹ tôi khỏi rách rưới nữa. Nó còn biểu chị dặn thiếm hương văn nếu mua bán có thiếu hụt thì cứ cho chị hay. Chị cứ giúp thiếm, rồi nó trả lại cho chị. Vĩnh Xuân xúc động nên ứa nước mắt. Hai tỷ nói, con tư nó thương em thiệt tình. Nó sợ thiếm hương văn nghèo khổ quá. Em buồn, rồi em học không được, nên nó lo từ chút. Người đối đãi với em đủ tình đủ nghĩa như vậy Em biết làm sao đền đáp cho vừa Em cậy chị hai nói dùm với cô Cúc Hương Em nguyện làm tròn các điều em hứa hẹn với cô Dầu phải nát thân em cũng không dám lỗi hẹn Chị thấy hai em yêu nhau Mà yêu một cách khác hơn thiên hạ Yêu cao thượng Yêu theo người có học Thiệt chị khen quá Trai với gái yêu nhau như vậy thì nên, chớ hư hay sao mà sợ chị dặn em đừng có ra chợ thường nữa. Để bữa nào con Tư nó vô nhà chị mà chơi thì chị sẽ cho em hay, rồi em ra đây nói chuyện với nó một lát. Vĩnh Xuân nói chuyện với hai tỷ đến mặt trời gần lặng mới về. Mấy bữa sau cậu không đi chơi nữa, cứ nằm nhà học bài vở cũ lại cho nhuần. Rồi dở sách coi trước những bài chưa học, đặng chừng khai trường học bài mới, cậu khỏi bỡ ngợt. Thiệt có bữa cậu tưởng nhớ Cúc Hương, nhưng cậu sực nhớ lại chị hai tỷ khen cách yêu cao thượng hôm nọ, thì cậu dằn lòng. Không muốn léo hánh ngoài chợ, mà cũng không nỡ cậy hai tỷ nhắn với Cúc Hương cho cậu gặp một chút trước khi cậu đi học. Còn có năm ngày nữa thì Vĩnh Xuân phải xuống đò đến Mỹ Tho đặng nhập trường. Lối nửa chiều, cậu đưa ngồi học, bỗng có chị gánh hàng cho hai tỷ vô, nói hai tỷ mời cậu có rảnh ra nhà chị chơi một lát. Vĩnh Xuân biết có cúc hương vô, nên biểu chị đàn bà ấy về trước, rồi cậu bận áo và thưa với mẹ mà đi liền. Thiệt quả, ra tới nhà hai tỷ, cậu thấy cửa mở có một cánh, còn khép một cánh. Cậu bước vô, thấy cúc hương ngồi phía trong vách sau cánh cửa khép, nên người đi ngoài đường không thấy cô được còn chị hai tỷ thì ngồi tài đầu dáng ngó ra hai người đương ăn thơm mà nói chuyện vĩnh xuân với cúc hương mừng nhau hai tỷ chỉ cái ghế gần chị mời vĩnh xuân ngồi ăn thơm chơi cúc hương hỏi vĩnh xuân chừng nào anh đi học còn năm bữa nữa vì sợ thiên hạ đàm tiếu nên hôm nay chị hai không muốn anh ra chợ đặng gặp em em nghĩ nếu anh đi mà không gặp em đặng từ giã nhau chắc anh buồn bởi vậy em vô đây rồi mời anh ra Đặng em hỏi thăm một chút Theo lời chị hai nói Thì anh tiện tặng quá Học đã nửa năm rồi Mà anh xài mới có 5 đồng Phải ăn xài như người ta Như có thiếu em đưa thêm Cần gì phải hà tiện dữ vậy Qua đi học chớ Phải đi xài tiền đâu em Nhất là tiền em buôn bán mệt nhọc Qua đã có nói với em Mỗi năm qua có 10 đồng Thì đủ cho qua lập thân được anh đừng ngại chi hết. Nếu anh muốn mua thứ gì thêm thì anh lấy thêm tiền mà mua. Hoa có đủ đồ cần dùng rồi, có mua gì nữa đâu. Mà qua còn hơn 9 đồng, học nửa năm sau dư dật. Hoa nghe nói em lo cho tới má qua ở nhà, thiệt qua cảm đức, cảm tình em hết sức. Anh mắc đi học, em ở nhà phải chăm nom bà già dùm cho anh chứ sao? Cảm ơn em. Hoa nói thiệt với em, vì qua mang tình nghĩa của em nặng quá Nên qua lo học ngày học đêm cho thành công Đặng đền bồi lại cho em Sự nên hư đều do nơi mạng trời Qua không dám đoán trước Nhưng riêng về bổn phận của qua Thì trước mặt chị hai đây Qua dám hứa chắc với em trong sự học tập Bất luận môn nào Qua không nhường chúng bạn của qua Em cứ tin lời qua Đừng sợ qua thua suốt họ Về việc học thì em biết trước có thể nào họ qua mặt anh nổi mà em lo. Em chỉ cầu chúc cho anh mạnh khỏe mà học luôn luôn cho mãn 4 năm rồi tự nhiên anh hiển đạt. Chị Hai tỷ nghe hai trẻ nói chuyện, lời nào cũng thân yêu nhưng chánh đáng, chớ không nhảm nhí thì chị rất vui lòng. Bây giờ chị mới chen vô mà nói, việc tình duyên của hai em là việc lâu dài, chị khuyên hai em ráng giữ một mực bình tĩnh mà đối đãi với nhau. Người ta hát, khi thương thương dội, khi lìa lìa xa. Vậy hai em phải tránh cái dội cho khỏi bị cái lìa. Hai em không gần gũi nhau thường, bữa nay gặp nhau đây từ biệt nhau luôn. Chẳng cần gặp nhau nữa làm chi. Mỗi kỳ bãi trường, hội hiệp với nhau một lần đặng nói chuyện, nghĩ cũng đủ. Làm lộng quá, rủi bể chuyện sợ e khó lòng. Cúc Hương nói, Chị hai nói phải lắm, nếu đổ bể má tía em hay thì khó cho em em nói khó chẳng phải em sợ phải lìa xa anh xuân đã có ông tơ mách bảo lại còn thêm ông quan đế chứng minh ai làm sao lìa xa nhau được em chỉ sợ đổ bể rồi em bị bó buộc không còn phương tiện lo lắng cho anh xuân đến cùng tự thủy chí chung như lời em hứa hẹn vậy thì bữa nay gặp nhau đây em nói chuyện đủ rồi em không còn chuyện gì nữa Em chỉ xin anh Xuân bữa anh xuống đò đi học, anh đi ngang gian hạn của em. Đặng anh em thấy mặt nhau. Thấy mà thôi, chớ không cần nói. Thấy rồi rẽ phân, kẻ ở người đi, một người một ngã. Em cũng xin anh Xuân vào trường. Nếu có việc chi bối rối thì anh cứ nhớ em. Hãy nhớ tới em thì anh định tỉnh tâm hồn mà vượt các khó khăn, quên hết phiền não. Vĩnh Xuân nói, Hoa sẽ làm y theo lời em dặn. Hoa chúc em với chị hai ở nhà an vui mạnh khỏe luôn luôn. Hoa đi tháng chạp, bãi trường cuối năm qua về rồi chúng ta sẽ gặp lại nữa. Cúc Hương đứng dậy, nói cô đi chơi đã lâu rồi, nên cô cáo từ mà về, vì sợ ở lâu cha mẹ sai người đi kiếm. Chị hai không nở cầm. Cúc Hương nhìn Vĩnh Xuân với cặp mắt thân yêu, cô ứa nước mắt mà nói. Thôi, Em chúc anh Xuân đi học, mạnh giỏi. Nhớ mấy lời em dặn hồi nãy nghe hôn. Em về nghe chị hai. Cúc Hương cầm khăn bước ra cửa, dây lại ngó Vĩnh Xuân một lần nữa rồi mới đi. Chị hai tỷ mời Vĩnh Xuân ăn thơm, cậu dị tình ăn một miếng, uống một tách nước trà, rồi từ giá ra về, hứa sẽ ra thăm hai tỷ một lần nữa trước khi xuống đò. Giữ lời hứa, còn một bữa nữa thì đi, Vĩnh Xuân ra thăm hai tỷ, xin chị ở nhà an ủi cho Cúc Hương vui lòng. Chị biểu Xuân cứ lo học tập, chị sẽ chăm nom việc nhà giúp cho, đừng lo chi hết. Sáng bữa sau, Vĩnh Xuân mặc sắc phục nhà trường, ăn uống no, mới mượn người lối sớm sách dùm hai gói xuống đò. Bà Hương Giang gửi theo một đòn bánh tét nhỏ đặng trưa con có đói thì ăn. Bà muốn đưa con xuống đò, Vĩnh Xuân không cho, nói rằng cậu đã lớn rồi, mẹ chẳng nên đưa rước như trẻ nhỏ. Vĩnh Xuân ra tới chợ, thấy hai tỷ với Cúc Hương đứng ngó, cậu dở nón chào rồi đi thẳng xuống đò. Chủ đò thấy cậu thì niềm nở nói, bữa nay đi gặp nước xuôi, chắc bốn giờ chiều sẽ tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì mừng thầm, nghĩ tới năm hoặc sáu giờ vô trường cũng kịp. Chuyến này hành khách có bốn người, xuống đủ rồi thì chủ đò biểu rút tù già, đặng mở dây, đi cho kịp nước. Bảy La Mã Vĩnh Xuân bỏ nho học mà theo tân học. Phải lãng lơ nề nếp cổ truyền, đặng chăm chú tập học thức Tây Âu là tại nghèo. Phải đuổi theo tân học mới giải thoát cái nghèo được mà trả nợ sanh thành và thỏa mãn ân tình. Cả hai mục đích đều quan trọng vì một là hiếu hai là tình phải đạt cho được cả hai mục đích ấy thì nợ đời mới trả xong ân tình mới vẹn vẽ đi học lần này vĩnh xuân được biết cúc hương chẳng những lo lắng cho cậu mà ở nhà cô còn chăm nom giúp đỡ luôn cho mẹ già nữa bởi vậy lòng cậu nhẹ nhàng quyết chí học cho thành công rõ ràng cho xứng đáng với mỹ ý của người yêu đương mong mỏi cậu tận tâm nỗ lực học ngày học đêm, học đặng lấy danh một trò giỏi nhất. Trong lớp không có một bạn nào theo kịp. Thiệt quả nửa năm sau, Vĩnh Xuân học giỏi hơn hết trong lớp. Thì môn nào cậu cũng giật giải nhất luôn luôn. Còn vài tuần nữa thì bãi trường, trên phòng văn của ông đốc học, người ta soạn những bài thi đặng lập sổ phát phần thưởng. Một giáo sư, người Pháp, yêu Xuân, ông lấy sổ phần thưởng mà biên rồi cho Xuân coi, Xuân được một phần thưởng danh dự, một phần thưởng giải nhất và tám phần thưởng theo bài thi, hạng nhất đủ các môn pháp, văn, toán, pháp, địa dư, dân dân. Xuân lấy làm vui lòng thấy công lao cố gắng của mình kết quả mỹ mãn, kết quả quá hy vọng một năm nay. Gần tới bãi trường, các giáo sư đã dạy bài vở dứt hết rồi, nên vô lớp, mấy ổng giảng bài ngoại chương trình cho học trò nghe chơi. Có khi mấy ổng cắt cớ hỏi Xuân một hai chuyện chưa dạy tới. Xuân suy nghĩ rồi trả lời trúng thì mấy ổng khen ngợi làm cho Xuân được thêm danh giá rất cao. Còn 12 bữa nữa phát phần thưởng rồi bãi trường. Chánh nhằm ngày rằm tháng 11 theo âm lịch còn theo dương lịch thì là 12 tháng chạp. Ngày ấy lại nhân Chúa Nhật không có học Vĩnh Xuân đọc sách và nói chuyện chơi với các bạn tối ngày. Đêm ấy cậu khỏe trí vui lòng, không còn lo việc chi hết. Chỉ trông cho mau tới ngày bãi trường, đặng ôm sách thưởng về cho mẹ già phỉ trí và người yêu an tâm. Giữa lúc Vĩnh Xuân với học trò cả lầu đều ngon giấc, tư bề vắng vẻ trên dưới im liềm, thình lình Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương hiện ra đứng trên đầu giường của cậu, đưa tay vỗ mặt cậu và kêu mà nói, Anh Xuân, anh Xuân, thức dậy đặng em nói cho anh hay em chết rồi chừng nào anh về anh ra nhà chị hai tỷ chị sẽ thuộc chuyện tại sao em chết cho anh nghe anh đừng buồn rầu cứ lo học tập cho thành công theo như lời anh đã hứa với em về phần em thì đã sắp đặt sự giúp đỡ cho anh ăn học đủ bốn năm anh khỏi lo việc đó em chết oan ức lắm em sẽ xuống diêm đình em kiện về vụ người ta phá căn duyên của đôi ta em yêu cầu diêm dương cho phép em theo phò hộ anh ăn học cho nên danh và chấp nối chỉ điều của đôi ta lại vậy anh cứ lo ăn học chết cũng như sống sẽ có em ở một bên anh luôn luôn anh đừng lo chẳng sớm thì muộn thế nào đôi ta cũng sẽ sum hiệp thôi em cho anh hay một chút đó thôi em mắc đi kiện em ở lâu nữa không được em chào anh vĩnh xuân lồm cồm ngồi dậy đưa hai tay ra chụp cúc hương hai cái đèn treo trên lầu dọi kiến sáng khắp các hàng giường nhưng vĩnh xuân không thấy hình dạng cúc hương không biết cô đi ngã nào chỉ giọng cô nói vẫn còn nghe văng vẳng bên tai trời đã lập đông đêm khuya mát lạnh thế mà vĩnh xuân đổ mồ hôi dầm về chảy nước mắt ướt mặt Cậu ngồi ngó chân tứ phía, nửa mê, nửa tỉnh, dường như kẻ mất trí, mất thần. Cúc hương chết. Cúc hương chết rồi, hiện hồn kiếm mà cho mình hay. Tại sao lại chết? Không có lý. Chết rồi thì làm sao mà nói dài như vậy được? Mình không nên tin. Chắc là mình cứ mơ tưởng cúc hương, nên chim bao thấy cô, chớ không phải thiệt sự. Mà chim bao thì thấy cúc hương, hoặc ngồi buôn bán, hoặc nói chuyện với mình chứ sao lại thấy cô kêu mình mà cho hay cô chết cô lại biểu chừng về thì hỏi chị hai tỷ chị sẽ thuật chuyện cho mà nghe mình có nghĩ đến sự cô chết hồi nào đâu mà chim bao thấy cô chết nếu thiệt quả cúc hương chết thì mình làm sao mà học cho tới cùng mà học thêm nữa để làm chi mình vì cô nên học thêm đặng lập thân cho cao để tạo hạnh phúc gia đình mà chung hưởng với cô nếu cô chết mình xây hạnh phúc gia đình đặng hưởng với ai mà học nữa trả thảo cho mẹ mình làm giáo tổng cũng có lương đủ nuôi mẹ ấm no cần gì phải học cho nhiều mà bỏ mẹ ở nhà nghèo nàn cực khổ nhưng không có cớ gì mà tin cúc hương chết được cô yêu mình cô tin có lời ông tơ mách bảo nợ duyên cô lại ép đến trước ông quan đế mà thề nguyền nữa cô cương quyết là vợ chồng với mình vì vậy nên cô mới giúp tiền cho mình học thêm cho cao, cô mới lãnh chăm nom mẹ mình, đặng mình yên lòng khỏe trí mà học cho tinh tấn. Cô nuôi hy vọng, thấy có mọi thành tựu, chứ có điểm nào gieo rắc nghi ngờ đâu mà thất trí đến nỗi quyên sinh. Không có lý mà tin cúc hương chết được, chim bao mộng mị, không nên tin bậy mà buồn rầu. Vĩnh Xuân lấy khăn lau nước mắt rồi nằm lại, tính ngủ cho khỏe, không thèm nhớ chuyện chim bao nữa. Tư bề vẫn im liềm, canh khuya vẫn vắng vẻ, trăng rằm vẫn thinh thinh. Tuy dĩnh Xuân nghĩ chim bao không đáng tin, song nằm nhắm mắt, thì cậu thấy hình dạng cúc hương cứ vẫn dơ trước mặt. Cậu nghe lời cúc hương nói cứ văng vẳng bên tai. Cậu bồi hồi trong lòng hoài, không thể ngủ được. Cậu nhớ cúc hương dặn, chừng về thì ra nhà chị hai tỷ, chị sẽ nói cho biết tại sao mà cô chết cô lại biểu học tiếp cho nên danh đừng buồn rầu mà bỏ dở đường công danh cô lại nói cô đã sắp đặt mà giúp cho cậu học đến cùng vậy phần cậu cũng phải giữ lời không được để thất ước cô lại còn nói cô đi kiện đi thưa thế nào vợ chồng cũng sẽ sum hiệp đừng lo chi hết nếu hai tỷ biết duyên cớ về cái chết của cúc hương sao chị thương cúc hương như em mà chị không ngăn cản không lập thế giải cứu lại để cho cúc hương chết nếu cúc hương sắp đặt để giúp cho cậu có phương thế học đến cùng đặng lập thân thì tự nhiên cúc hương biết trước cô phải chết đã yêu cậu nên lo xa như vậy sao lại bỏ mà chết phải cô mang bệnh đau trầm trệ nhiều ngày nên cô biết sắp chết hay sao mà cô lo lắng trước như vậy cúc hương nói cô đi kiện với diêm đình cô chết có oan ức gì hay sao mà thưa kiện mà thưa kiện ai? Ai làm cho cô phải chết hay sao mà cô kiện? Mà cô đã chết rồi, sao cô còn nói chuyện xâm hiệp? Cô dặn đừng buồn, đừng lo. Chuyện gì mà thắc mắc quá, hiểu làm sao cho được. Dĩnh Xuân cho là chuyện mộng mị không đáng tin. Tuy vậy cậu vẫn nằm trăng trở hoài, ngủ không được. Cậu nằm mỏi rồi thì cậu ngồi dậy, mà ngồi cũng như nằm, trong trí cậu cứ nhớ điềm chim bao kỳ quái đó hoài, nên cậu thức luôn tới sáng. Trót mấy ngày sau cậu cứ ngơ ngẩn, trong mấy giờ chơi cậu cứ thơ thẫn đi riêng một mình, biến nói chuyện, hết vui cười. Học hẳn nhất trong lớp sẽ lãnh sách thưởng cả chồng, nhưng cậu bớt mừng, bớt khoái, cứ trông cho mau tới ngày bãi trường, đặng về coi chuyện chim bao thiệt giả lẽ nào. Trông thì lâu, mà rồi cũng tới sớm mời 24 tháng chạp dương lịch, trường làm lễ phát phần thưởng. Vĩnh Xuân lãnh một mình tới 10 quyển sách bìa đỏ, quyển lớn có, quyển nhỏ có, quyển nào cũng tốt đẹp vô cùng. Trong lúc dinh diệu được ông đốc học, mấy giáo sư cùng quan khách ngợi khen, thì Vĩnh Xuân hân hoan mà chừng ôm sách lên phòng ngủ, sực nhớ lại điềm chim bao, thì sự hân hoan đó tiêu tan, rồi trong lòng bắt ngậm ngùi áo não. Lúc ăn cơm trưa có huấn lệnh của ông đốc học truyền xuống rằng tuy chiều mới bãi trường nhưng sách đã gói rồi mà phần thưởng cũng đã phát rồi. Vậy buổi chiều học trò được thông thả đi chơi hoặc muốn đi về cũng được. Vĩnh Xuân muốn về gấp. Ngặt buổi chiều không có đò phải chờ đến sáng bữa sau mới đi được. Buổi chiều cậu lo gói sách, gói tập, xếp áo quần để vào rương. Đến 5 giờ chiều, cậu mới ra bến chợ kiếm đò mà hỏi cho chắc coi sáng bữa sau đò lui giờ nào. Vĩnh Xuân kiếm không có đò chợ dòng mà lại thấy có đò chợ dinh. Cậu hỏi đò chợ dòng lên chưa tới hay sao? Chủ đò chợ dinh nói đò chợ dòng đã nghỉ đưa cả tháng rồi và khuyên cậu đi đò bao nhiêu và về tới chợ dinh mấy giờ. Chủ đò nói Đò của tôi một bữa lên một bữa xuống sáng mai lối 8 giờ rưỡi đò lui chừng hai giờ trót trễ lắm là ba giờ thì về tới chợ dinh tiền đò bốn cắt, tới chợ dinh cậu mướn xe ngựa vô chợ dòng đi một mình thì bốn cắt nữa vĩnh xuân gật đầu nói sáng mai lối tám giờ cậu sẽ chở rương mà đi đêm ấy nhầm lễ giáng sanh noel trước nhà thờ thiên chúa giáo người ta treo đèn đủ màu mà mấy nhà có đạo cũng kình nhau đốt đèn coi cho đẹp ngoài đường thiên hạ đi coi đèn dập diều Phần đông là năm thanh nữ tú, y phục nhốn nha, vui cười ngã ngớn. Hồi chiều Duy có học trò ở Mỹ Tho thì ra trước. Học trò gốc ở Tân An, Sài Gòn và chợ lớn thì đi xe lửa cũng về rồi. Còn lại số đông thì chờ bữa sau có tàu, có đò hoặc có xe mới về được. Mấy cậu sửa soạn áo quần rồi rủ nhau đi coi lễ rần rần. Dĩnh xuân soạn đồ mà gói, đặng sáng chở đi cho gọn. Vĩnh Xuân nóng lòng muốn về cho mau. Cậu năm giao giao, được phần thưởng nhiều hơn chúng bạn mà không mừng. Gặp lễ Giáng sanh mà cũng không chịu đi xem chơi với chúng bạn. Sáng bữa sau mới 7 giờ, Vĩnh Xuân đã kêu xe kéo chở rương, sách, chiếu, mền đem xuống đò. Cậu đi ăn cho no bụng, rồi nhớ lần trước Mẹ ăn bánh mì lạp xưởng mẹ khen ngon. Cậu cũng mua vài cặp lạp xưởng vài ổ bánh mì với theo lèo và trà tàu đem về cho mẹ. Chủ đò nói không sai. Hai giờ rưỡi đò về tới chợ Vinh. Vĩnh Xuân lên mướn xe ngựa đi chợ dòng. Họ đòi năm cắt. Cậu gấp đi không thèm kèn cửa. Biểu bắt kế xe đem liền lại bến đò rồi chở đồ mà đi. Bà Hương Văn Thanh thấy con về bà mừng nên lật đật bước ra hỏi con về ngã nào mà đi xe ngựa con mướn xe ở trên Mỹ Tho đưa con về đây hay sao đò chợ dòng thì hết đưa gần một tháng nay làm má lo quá không biết bãi trường con làm sao mà về Vĩnh Xuân vừa xuống xe vừa nói con về đò chợ dinh rồi mướn xe ngựa về đây bà Hương Văn nói có đò chợ dinh vậy cũng tiện anh Sa Phu bưng rương và đồ đạc xuống mẹ con bà Hương Văn rước xe vô nhà Dĩnh Xuân lấy tiền trả tiền xe và cảm ơn anh Sa Phu từ giả lên xe mà đi. Dĩnh Xuân lột nón và cởi áo bỏ trên bộ gián rồi hỏi mẹ. Cô Tư con của Hia Mỹ buôn bán gạo ở đầu cầu sắt. Cô chết rồi phải không má? Ừ, sao con hay? Con đi đò con nghe họ nói. Con đó học chữ nhòm với ông giáo quân đó mà. Nó chết chừng mười mấy bữa rồi. Trời đất ơi, thiệt vậy hay sao má? Thiệt chứ. Vĩnh Xuân kéo ghế mà ngồi, rồi hai tay bụng mặt khóc rống lên. Bà Hương Văn ngạc nhiên nên bước lại gần mà hỏi. Con quen với nó nhiều lắm hay sao, mà nghe nó chết, con khóc dữ vậy. Vĩnh Xuân cứ khóc, cậu không trả lời. Bà Hương Văn tuy không biết tâm lý học, song thấy con đương buồn thảm, bà không hỏi nữa. Để cho con khóc đặng nguôi bớt nỗi lòng Rồi sẽ nói chuyện Bà đi ra sau Tính nấu cơm cho con ăn Vì đi từ sớm mời tới giờ Chắc ăn bánh chứ chưa có hộp cơm trong bụng Vĩnh Xuân không dọn dẹp hành lý Cứ ngồi khóc rất lâu Rồi chống tay trên bàn Mà ngó ra ngoài lộ Mặt buồn hiu Trí suy nghĩ Bà Hương Văn thấy cơm cạn rồi Bà mới trở ra trước coi con đã hết buồn rầu hay chưa vĩnh xuân thấy mẹ liền hỏi má có biết cô cúc hương đau bệnh gì mà chết vậy không má tên nó là cúc hương hay sao cô học chữ nho với con tại trường ông giáo quân thầy con thấy cô học giỏi nên đặt hiệu cúc hương cho cô để kêu cho thanh nhã má biết mặt nó chớ không quen má nghe họ nói cha mẹ nó ép gả nó cho con nhà giàu nào đó ở trong vĩnh hữu. nó không chịu thì mỹ đánh đập rúng ép nó tức trí nên tự giận mà chết vậy à má nhớ cô chết bữa nào hay không má không nhớ nổi chừng mười bảy bữa chớ không lâu nhưng không biết chắc bữa nào con xin thưa thiệt cho má rõ Cô Cúc Hương là tình nhân của con. Con với cô có đến chùa ông Quan Đế thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Cô là buôn bán mà nuôi con ăn học. Chừng nào con học nên danh rồi con sẽ cưới cô. Vậy hay sao? Thiệt vậy. Con nói giấu với má rằng chị Hai tỷ bao cho con, chớ thiệt là cô Cúc Hương. Cô đã đưa 15 đồng cho con đi học năm nay đó. Hai bộ quần áo mai cho con đó là của cô. Mà dốc xuyến chị hai tỷ đem cho má đó cũng của cô nữa. Trời Phật ơi! Nó thương con tới như vậy lẫn sao? Nó đã lo lắng cho con ăn học mà nó còn lo cho má nữa. Cô sợ má nghèo nàn rách rưới, con buồn con bỏ học để ở nhà làm thầy giáo mà nuôi má, bởi vậy cô lạnh giúp đỡ luôn má nữa cô sợ mang tiếng nên phải cậy chị hai tỷ ra mặt làm dùm hèn chi con hai tỷ dặn má nếu có thiếu hụt hoặc có chi bối rối thì cứ cho nó hay nó sẽ giúp má mẹ con mình nghèo mà có người thương yêu lo giúp đỡ như vậy thì may quá con nghe nó chết con khóc phải lắm bây giờ má hay cuộc tình duyên của con dở lỡ má cũng động lòng cha chả con còn học tới ba năm nữa. Cúc Hương chết, con làm sao mà học tiếp cho được? Con bụng rụng tay chân, tán loạn đầu óc, con hết muốn học hành gì nữa. Vĩnh Xuân bước lại gián, mở gói sách phần thưởng trình cho mẹ coi và nói. Vì con mang nặng ân tình của Cúc Hương, nên trót một năm nay con cố gắng học ngày học đêm, không thèm vui chơi chi hết con thành một học trò giỏi nhất trong lớp. Cuối năm con mới được lãnh phần thưởng nhiều đây. Chớ chi con biết trước sẽ có việc đau khổ như vậy. Năm ngoái con xin làm giáo tổng đặng giúp đỡ má. Khỏi học thêm một năm mà Cúc Hương cũng khỏi bực tức đến tự tử. Vĩnh Xuân nói tới đó rồi khóc nữa. Bà Hương Văn nói Tại vợ chồng hìa mỹ, ham giàu, ép gã con nên mới sanh tai họa để thủng thẳng nghe coi ép gã cho con nhà giàu nào ở đâu và ép cách nào mà con nhỏ bực trí đến tự giận. Để tối con ra thăm chị hai tỷ, con hỏi lại cho rõ ràng rồi sẽ liệu. Ừ, chắc con hai tỷ biết rõ. Đêm rằm tháng 11 này con ngủ, lối nửa đêm con mơ màng thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường, vỗ mặt kêu con mà nói cô đã chết rồi. Cô biểu con về hỏi chị hai tỷ thì sẽ biết tại sao cô chết. Cô khuyên con cứ tiếp tục học, đừng buồn rầu, đừng thối chí. Cô đã sắp đặt giúp con học đến cùng theo như lời cô đã hứa với con. Vậy con phải học cho nên danh, đặng sau vợ chồng sum hiệp. Chết rồi mà sum hiệp nổi gì? Con không hiểu tại sao cô nói kỳ cục như vậy. Con không tin, con cho chim bao là mộng mị. Trừng về đây nghe má nói Cúc Hương tự giận, con chết điến. Thiệt, con không về, ở nhà có việc rắc rối bất ngờ như vậy. Con không có nghĩ đến chuyện cha mẹ cô ép gã cô rồi cô tự giận. Cha mẹ gã, cô không chịu thì thôi, chứ sao lại quỷ mình đi. Giận mà làm như vậy thì thiệt thân mình, chớ có hại cho ai. Con không nên trách nó. Cha mẹ biểu mà nó không dâng lời sao được con à, tại tam tùng nên cúc hương chết con hiểu rồi vĩnh xuân khóc nữa bà hương văn nói cơm chắc chín rồi để má đi hâm đồ dọn cho con ăn rồi ra hỏi con hai tỷ cho rõ công chuyện vĩnh xuân mở gói bánh mì lạp xưởng trà tàu và theo lèo đưa cho mẹ bà hương văn đem để hết trên bàn thờ chỉ lấy một ổ bánh mì với một cặp lạp xưởng đem vô trong đặng nướng lập xưởng mà dọn cơm. Vĩnh Xuân tính ăn cơm rồi đi thăm hai tỷ liền, nên cậu không thay đồ mát, cậu đi qua đi lại mà suy nghĩ. Thầy mình thường nói nho học giúp cho con người nắm giữ thuần phong mỹ tục. Cha chả, đàn bà con gái nếu giữ cho tròn tâm tùng tứ đức thì có khi nguy hại quá. Cúc Hương cảm nhiễm nho giáo, cô bị câu tại gia tùng phụ, cô không được phép trái ý cha mẹ nên cô bối rối không biết làm sao cho khỏi lỗi với cha mẹ mà cũng khỏi thất ước với mình chắc tại như vậy nên cô quyên sinh cho trọn hiếu vẹn tình chớ có gì đâu người học giỏi học nhiều biết trọng nhân nghĩa biết suy thấp cao nhiều khi xử sự không bằng kẻ thất học họ cứ do tình cảm hoặc do lợi danh mà làm liều rồi họ được việc Bà Hương dằn bưng mâm cơm ra để trên ván, rồi kêu con lại ăn. Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi ăn với mẹ mà vì trong lòng đau khổ phải ăn cho đỡ đói chứ không biết ngon chút nào hết. Cậu ráng ăn cho hết chén cơm của mẹ xúc ăn thêm một khúc bánh mì với lạp xưởng nữa rồi buông đũa đi uống nước. Hồi mới về Vĩnh Xuân tính đợi tối rồi sẽ ra nhà hai tỷ hỏi thăm vụ Cúc Hương nhưng nghe mẹ nói cúc hương bị cha mẹ ép gã cho con nhà giàu cô không chịu nên cô tự tử thì cậu nóng nảy quá muốn biết chuyện cho gấp bởi vậy ăn cơm rồi mặt trời chưa lặn mà cậu mặc sắc phục của nhà trường và trình với mẹ mà đi thầm nghĩ cúc hương vì mình mà dám chết thì mình không được phép sợ thiên hạ đến dụ dự không dám đi hỏi thăm bây giờ mà còn sợ ai nữa Bà Hương Văn đứng trong cửa ngó theo con, thấy bộ con áo não lững lơ, thì bà châu mày, thương ái tình của con dở tan, mà tương lai của con cũng sụp đổ. Tám La Mã Chị Hai Tỷ đừng ngồi ăn cơm chiều với chồng là chú tại phú sắm phía sau. Chị nghe có tiếng giày lộp cộp ở ngoài trước, chị bước ra cửa buồn mà dòm, chị thấy Vĩnh Xuân đang bỡ ngỡ ngoài cửa, thì chị la lớn. Ủa em Xuân, em về bao giờ? Em mới về tới hồi 4 giờ chiều đây. Chà chả con Tư mất rồi em à. Em hay. Thiếm Hương Văn nói phải không? Phải. Nó mất chị thương quá, chị chết điếng trong bụng. Chị muốn cho em hay mà không biết làm sao. Em có nói tháng chạp bãi trường, gần hết tháng 11 rồi, nên hôm nay chị có ý trong em, Thôi em ngồi đó chơi cho chị ăn cơm một chút rồi chị nói chuyện cho nghe. Chuyện dài lắm, kéo ghế đó mà ngồi em. Vĩnh Xuân để nón trên bàn ngồi ngó ra lộ, nghe vợ chồng chị tỷ ăn cơm và nói chuyện nho nhỏ với nhau ở phía sau. Cậu dòm trong nhà, cậu nhớ lại hôm gần khai trường, Cúc Hương ngồi trong nhà này mà nói chuyện với cậu rất lâu. Cô ngồi cái ghế để phía sau cánh cửa đó, cậu ngồi chỗ này đây, chỉ tí ngồi tại đầu gián kia. Có lẽ cô cảm tưởng sắp có cái buồn vĩnh biệt hay sao mà cô trầm tĩnh nhu mì, chớ không cười nói tía lia như hồi trước. Có lẽ cô biết trước lần gặp gỡ đó là lần chót hay sao mà chừng cáo từ đặng đi về, cô bệnh rịnh không muốn đi. Chừng ra ngoài cửa rồi cô còn đứng lại nhìn cậu và dặn phải nhớ mấy điều cô nói. Có lẽ cô muốn thấy mặt nhau một lần cuối cùng rồi sẽ rẽ phân âm dương hai ngã hay sao. Nên cô này cậu bữa xuống đò mà đi học. Cậu phải đi ngã chợ, đi ngang gian hàng của cô đang cô thấy mặt cậu một lần chót cho vui lòng. Cậu nhớ bữa đó Cúc Hương với hai tỷ đứng dậy mà ngó cậu. Cúc Hương mặc áo dài hàng đen. Cô thấy cậu dở nón lên mà chào thì cô chúm chím cười. Trong nụ cười ấy có duyên dáng, có thân yêu, có nồng nhiệt ái tình, có tràn trề hy vọng. Vĩnh Xuân nhớ hình dạng của Cúc Hương, cậu nghĩ hình dạng ấy từ đây không còn thấy được nữa, thì cậu đau đớn, tức tuổi nên chảy nước mắt. Cậu đương lấy khăn trong túi ra lau giọt lụy, thì tài phú sắm ăn cơm uống nước rồi, chú ở phía sau đi ra, thấy Vĩnh Xuân ngồi, chú hỏi. Em học chữ Pháp trên trường Mỹ Tho phải không? Phải. Nghe nói em học chữ Tàu giỏi rồi, bây giờ em học được chữ Pháp nữa thì quý lắm. Người các chú mà biết được hai thứ chữ như vậy thì ăn tiền nhiều lắm. Người Y Nam, Việt Nam, phát âm theo tiếng Triều Châu. Biết chữ Pháp giỏi thì làm thầy thông, thầy ký cũng no lắm. Câu chuyện của tài phú sắm ở ngoài xa tư tưởng của Vĩnh Xuân trong lúc này. Bởi vậy Vĩnh Xuân làm lơ không muốn đáp. Tài phú sắm móc gói thuốc trong túi ra lấy một điếu mà ngậm, rồi quẹt hộp quẹt đốt hút. Chú nói, Thôi, em ngồi đó chơi, tôi mắc đi ra tiệm, ra tính sổ, đặng mai đi bổ hàng. Tài phú sắm đi rồi thì dậy hai tỷ bưng cái giỏ trầu cao ra để trên bàn. Chị ngồi tại đầu gián, tem trầu mà ăn. Chị biểu Vĩnh Xuân kéo ghế lại ngồi gần rồi chị nói, con Tư nó chết tức quá em ơi, thiệt chị không về chút nào hết. Má em nói người ta đồn cha mẹ cô ép gã cô cho con nhà giàu nào đó. Cô không chịu mà cha mẹ cứ rúng ép, nên cô tức giận cô tự tử. Phải vậy hay không chị hai? Phải, để rồi, qua nói có đầu có đuôi cho em nghe. Khoan, xin chị cho biết, Cúc Hương tự giận cách nào? Nó uống á phiện, giấm. Chị có nhớ Cúc Hương chết bữa nào, hồi giờ nào hay không? Sao lại không nhớ? Nó chết trên tay chị rằm tháng 11, nhóm họ đặng 16 đưa dâu. Đêm rằm, nó lén vô buồn uống giấm với á phiện. Uống hồi giờ nào không biết. Đến 10 giờ tối bà con trong nhà mới hay rồi hô quảng lên, chạy đi kiếm thuốc mà giải, làm dở lỡ cả chợ. Chị hay, chị chạy ra thì nó nằm nhắm mắt mà thở dốc chị nhảy lên giường chị ôm chị kêu nó nó dịu hoặc nhưng không biết gì hết qua một giờ khuya nó thở yếu lần lần rồi tắt hơi luôn chị ra ngoài chị ngó đồng hồ thì là hai giờ rưỡi nếu vậy thì phải rồi em không có đồng hồ nên em không biết hồi cúc hương kêu em đó là mấy giờ mà em ngồi chờ lâu quá mới sáng Em định hồi cô kêu em đó lối 2 hay 3 giờ khuya. Nó có kêu em hay sao? Kêu nói giống gì? Để em nói chị nghe. Từ mùng 10 tháng 11. Em hay em có sách phần thưởng nhiều nên em vui mừng hết sức. Không biết tại sao qua ngày rằm em lại bức rứt trong lòng hết vui nữa mà lại muốn về cho mau. Tối lại tới giờ ngủ em cứ nằm thổn thức lâu lắm mới ngủ được. Đến khuya em chim bao thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường em, vỗ mặt em mà nói cô đã chết nên cô lên cho em hay. Uy, Linh dữ vậy hay sao? Nó chết rồi, hồn nó xuất mà báo tin cho em hay liền. Vì nó thương em quá mà lại chết quang nên nó hiện hình cho em thấy. Nó nói gì nữa hay không? Cô không có nói tại sao cô chết. Cô biểu em bãi trường về hỏi chị thì biết cô nói cô có sắp đặt để giữ vẹn lời hứa hẹn với em cô căn dặn em đừng buồn rầu đừng thối chí cứ tiếp tục học cho đến cùng đặng rạng rỡ thân danh cô sẽ âm thầm theo ủng hộ luôn luôn và cô sẽ thưa kiện tới diêm đình đặng căn duyên khỏi vỡ tan vợ chồng được xâm hiệp trời ơi nó chết mà hồn nó khôn quá hiện về kêu em cho em hay liền lại còn dặn đủ điều hết nó tính thưa kiện phải lắm, hoàng ức quá mà. Mà cha mẹ cô ép gả cô cho ai, tại sao cô không thú thiệt cô đã thề nguyền với em, lại giận lẫy tự tử mà chết. Chị hai làm ơn thuộc rõ đầu đuôi cho em biết một chút. Mà em ăn cơm rồi hay chưa? Như chưa ăn thì để chị sai đi mua mì cho em ăn. Đừng đừng, em ăn cơm rồi. Em về hồi nửa chiều, em nghe má em nói em bốn rủng tay chân, Tuy chim bao thấy như vậy em buồn, muốn về cho mau, xong em tưởng mộng mị nên không tin cho lắm. Chừng về tới nhà hay Cúc Phương chết thiệt, em muốn chạy ra hỏi thăm chị liền. Ngặt đau đớn quá, em cứ ngồi mà khóc, phần thì má em lại lo nấu cơm dọn cho em ăn. Em mới tính dặn lòng mà chịu, đợi tối rồi em sẽ đi ra đây. Té ra đau lòng quá, ăn uống gì được, má em ép quá, em phải ráng ăn cho hết chén cơm rồi đi đây không cần đợi tối vậy thì để chị nói rõ công chuyện ở nhà cho em nghe bãi trường trước em về em không có gần ngủ với con tư cho lắm mới về tới em ra chợ đứng bên gian hàng của chị mà thăm chị và thăm nó có một chút chị sợ tiếng thị phi chị biểu em ra nhà chị mà nói chuyện chị dặn em đừng léo hánh đặng gặp nhau giữa chợ nữa chừng gần khai trường con Tư cậy chị mời em ra đây đặng nó nói chuyện một lát. Thiệt nó ngồi có một chút rồi lật đật từ giả nhau. Không biết ai ngó thấy nên theo dệt sau đó. Mà em đi học được ít bữa rồi, vợ chồng hia mỹ rầy con Tư. Nói sao nó dám núp lén trai gái với em. Nó chối, nó nói không có. Nó thuật chuyện đó cho chị nghe. Chị khuyên nó cứ chối và về sau phải về giặt. Bảy trường em có về thì chẳng nên gặp nhau thường. Hai đàn muốn nói chuyện gì với nhau thì nói với chị. Rồi chị trao lời lại dùm cho. Cách hơn một tháng, con tiêu cho chị hay cha mẹ nó bàn soạn gã nó lấy chồng phức cho rồi. Đặng khỏi mang tiếng. Nó hỏi chị như cha mẹ ép gã nó lấy chồng thì nó phải làm sao? Chị khuyên nó nếu cha mẹ ép gã thì nó phải nói thiệt, nó thương em từ hồi nhỏ, hai đàn có đến trước mặt ông quan đế mà thề nguyện với nhau. Nếu nó bỏ em mà ưng chồng khác, thì ông quan đế sẽ dặn họng nó chết. Chị nghĩ Hia Mỹ là con cháu người khách, tự nhiên kính trọng ông quan đế. Nói như vậy, chắc Hia không dám ép gã cho người khác. Chị khuyên như vậy thì phải lắm. Thà nói thiệt phức cho rồi, đặng yên ổn mà chờ nhau té ra ít ngày con tư cho chị hay vợ chồng thôn khoa trong vĩnh hữu cậy mai nói cưới nó cho con thôn khoa giàu lớn ruộng dường nhiều có tới bốn đứa con gái mà chỉ có một thằng con trai đó mà thôi theo lời bà mai nói thì thằng con trai muốn cưới con tư đó hai chục tuổi tên tiền vợ chồng hia mỹ nghe thôn khoa giàu thì mê nên tính gả con tư cho rồi không cần dõi ý nó ưng hay là không ưng Chị suối nó chống cự đừng chịu lấy chồng. giàu gả con cho thôn khoa hay là cho người nào khác cũng vậy. Nó nghe lời chị. Ban đầu nó chê con thôn khoa dốt nát, không có học. Vợ chồng hiên mỹ nói người ta không có học, mà người ta có tiền, có ruộng giường, có nhà cửa. Người ta chỉ sinh có một con trai. Mình ưng con trai ấy thì ngày sau mình hưởng phần nửa gia tài. Mỗi buổi sớm mời ra chợ ngồi bán. Nếu trong nhà có bằng tính việc gì thì nó học lại với chị hết. Chị suối nó nói đã có thể nguyện với em. Nó cùng thế rồi, nó mới nghe lời chị mà tỏ thiệt nó đã có hứa hẹn với em. Vợ chồng hiên mỹ nổi giận rầy la nó, nói không thế nào gả nó cho em được. Nếu nó cãi lời thì sẽ đánh nó chết rồi thả trôi xong. Vĩnh Xuân bực tức quá, dằn lòng không được nên chận mà nói. Em biết trước sẽ có sự trắc trở đó nên em đã nói với cúc hương tại cô cứ xem học thức quý hơn tiền bạc nên bây giờ em phải bị người ta nhục mạ hai tỷ thấy trong nhà đã tối rồi nên lấy đèn tọa đăng để trên bàn mà đốt rồi lại mở tủ lấy ra một gói cũng để trên bàn chị ngồi lại vừa êm trầu vừa nói tiếp chị hay họ khinh khi em chị giận hết sức chị đốc nó cứ kháng cự Cha mẹ nó giận nói như vậy chớ không dám đập chết đâu mà sợ. Thiệt nó kháng cự hẳn hòi. Cứ nói có thể thốt với em. Nếu nó ưng người khác thì ông quan đế dặn hồng nó chết. Vợ chồng hiềm mỹ mê giàu nên ám muội quá. Con nói như vậy mà không kể. Cứ chịu gã nó cho con thôn khoa. Lại muốn gã cho mau nên cho đi lễ hỏi rồi định ngày 16 tháng 11 thì làm lễ cưới. Cha mẹ áp bức quá như vậy, sao Cúc Hương không đến làng thưa hoặc bỏ nhà trốn đi chỗ khác ở. Chị có bài cho nó nhiều cách mà nó thối thoát. Nó khóc mà nói làm con lẽ nào dám tố cáo cha mẹ. Còn phận gái bỏ nhà đi thì người ta còn coi ra gì. Thiệt quá tại Cúc Hương có học mà lại học giỏi nên mới chết. Tam Tùng Tứ Đức giết Cúc Hương rõ ràng. Chị không về nó tự giận chút nào hết em. Nếu chị biết thì chị khuyên giải nó chứ. Cha mẹ định ngày cưới rồi. Mỗi bữa ra chợ ngồi bán, nó khóc với chị hoài. Nó nói đạo cha con với đạo vợ chồng đều trọng hết cả hai. Mà phải có cha con rồi mới có vợ chồng được. Vậy muốn trọn đạo cha con thì phải lỗi đạo vợ chồng, chứ biết làm sao. Thôi, kiếp này nó không trọn nghĩa với em thì nó hẹn kiếp sau sẽ đền đáp. Vĩnh Xuân tức tuổi, nước mắt tuôn dầm về. Hai tỷ xúc động nên ngừng lại, có ý chờ Vĩnh Xuân bình tĩnh lại rồi sẽ nói tiếp. Vĩnh Xuân nói, Chị cứ nói tiếp đi chị hai. Cúc Hương nói như vậy thì ý cô nói cha trọng hơn chồng, nên thả lỗi với chồng, chứ không nên lỗi với cha. Nói như vậy mà sao lại tự giận? Chị cũng hiểu như vậy. Chị tưởng nó nghe lời cha mẹ mà ưng con thôn khoa chứ. Bởi vậy chị không dám suối nó cự ngạnh nữa. Bữa mùng năm nó nói má nó biểu nghĩ đừng dọn hàng ra chợ ngồi bán nữa. Ở nhà đặng sửa soạn đám cưới. Nó xin để cho nó ráng bán tới mùng mười đặng tẩy cho hết đồ. Bữa mùng tám nó ra chợ. Nó đưa cho chị cái gói này đây nó cậy chị cất dùm, chừng bãi trường em về chị trao lại cho em nó nói nó muốn viết thơ mà xin lỗi với em nhưng nó không biết chữ quốc ngữ lại câu chuyện thắc mắc quá không thể nào viết cho hết ý được vì chị biết rõ đầu dây mối nhợ hết nên nó cậy chị thay thế cho nó chừng em về chị thuật chuyện lại cho em nghe nó nói trong cái gói nó có viết ít chữ để cho em đặng nhớ bút tích của nó có năm chục đồng bạc để cho em ăn học ba năm nữa cho khỏi bỏ dở nửa chừng. Vì nó hứa bao cho em học đủ bốn năm, nên dầu nó không được làm vợ em, nó cũng phải giữ lời hứa. Lại có một dốc xuyến với một quần lãnh, nó xin em trao dùm cho thím hương văn, và thưa với thím rằng, dầu nó không có phước mà phụng sự thím, nó cũng kính tặng thím một dốc áo, một dốc quần để tỏ tấm lòng hiếu kính, của con dâu xấu số hai tỷ cầm cái gói đưa cho vĩnh xuân gói có buộc dây gai kỹ lưỡng vĩnh xuân vừa khóc vừa mở gói ra thấy ở trên hết có một miếng lụa trắng bề dài chừng một gan còn bề ngang bằng ba ngón tay có viết một hàng năm chữ nho lớn xá sanh nhi thủ nghĩa ở dưới có viết hàng ngang hai chữ cúc hương Vĩnh Xuân vừa thấy miếng lụa ấy thì la lớn. Trời ơi! Cúc Hương viết câu như vậy thì biết cô đã quyết định tự tử rồi. Vậy chứ chị không mở gói ra coi hay sao? Hai tỷ ngạc nhiên đáp. Không! Nó đã kể mấy món trong đó cho chị nghe rồi còn mở ra làm chi? Mà chị không biết chữ, dầu mở ra chị cũng không hiểu. Chú tài phú coi chú hiểu chứ mà nó giết, nó nói làm sao nên em biết nó quyết định tự tử. Cúc Hương học sách mạnh tử một lượt với em. Thầy cắt nghĩa câu, xá sanh nhi thủ nghĩa, rành lắm. Nay cô viết năm chữ đó mà gửi lại cho em. Tức thị cô muốn nói cho em biết, một bên là đời sống, còn một bên là đại nghĩa. Thà bỏ đời sống mà giữ đại nghĩa. Ý cô nói cô phải chết cho trọn nghĩa với em, chớ có gì đâu, vì em mà Cúc Hương phải chết, em sống làm sao được chị hai? Vĩnh Xuân buông miếng lụa, hai tay bụng mặt mà khóc. Hai tỷ lấy miếng lụa cầm coi rồi nói. a hôm con tư tắt hơi rồi, má nó móc khăn với tiền bạc trong túi nó ra thì cũng có một miếng lụa viết chữ y như vậy. Vĩnh Xuân hỏi. Bà con trong nhà coi rồi, họ có bàn luận lẽ nào hay không? Họ có hiểu gì đâu mà bàn luận bữa nhóm họ có chị ở đó hay không? Có chứ. Bữa mùng 10 nó thôi bán. Nó căn dặn chị thế nào chịu rầm nhóm họ chị cũng phải lại chơi với nó, đặng nó về nhà chồng. Xế chị lại. Con Tư thấy chị thì mừng rỡ. Nó vô ra nói chuyện vui vẻ như thường. Gần tối chị muốn từ mà về thì nó mời chị vô buồn, rồi nó khóc. Mà dặn chị chừng em về thì chị đưa dùm gói đồ này cho em thuật rõ tại sao mà nó phải xa em. Đó, cô nói xa chứ không phải phụ bạc hay là lấy chồng khác. Chị thấy chưa, cô muốn chết rõ ràng quá. Chị đâu về. Nó căn dặn chị ráng an ủi biểu em đừng buồn rầu, phải chí công học cho thành danh, rồi sau vợ chồng sẽ sum hiệp. Em còn đầu óc gì nữa mà học chị hai? Em đừng có thất chí chứ, làm trai phải học đặng lập thân. Huống chi em ở trong cảnh nhà nghèo, lại còn phải nuôi mẹ già. Em cần phải học hỏi hơn người ta, đặng trước hiển đạt thân danh cho họ hết kinh khi. Sao giúp đỡ mẹ già mà báo bổ công sanh thành dưỡng dục? Còn từ nó lo việc ấy lắm. Nó cứ căng dặn thế nào em cũng phải tiếp tục học cho đủ 4 năm, đừng có buồn rầu mà bỏ. Nó thương em lắm, nó muốn cho em nên danh nó mới căng dặn như vậy mà nó còn gửi tiền lại cho em ăn học nữa. Nó không phụ lời nó hứa với em. Nó chết rồi, có lẽ nào em đành làm trái ý tốt của nó. Em phải suy nghĩ lại. Vĩnh Xuân ngồi trầm ngâm một hồi, lấy miếng lụa có bút tích của Cúc Hương để vào túi và đưa năm chục đồng bạc cho chị hai tỷ mà nói Em xin chị hai cất dùm số bạc này lại để ít bữa bớt buồn rầu em suy nghĩ coi nên học nữa hay không rồi sẽ hay chỉ cất tiền bạc giùm cho em còn xuyến lãnh đây thì em xin đem về trao cho má em đặng má em thấy lòng thảo của cô cúc hương tuy chưa được làm dâu chánh thức song quyết tự giận mà cô cũng không thiếu sót đạo dâu con đã lo cho chồng mà cũng không quên mẹ chồng con người đủ hiếu đủ nghĩa đủ tình như vậy mà chết mất thì tôi học cho giỏi đặng ngồi cho cao rồi vui hưởng phú quý với ai mà phải cần lo học nữa Vĩnh Xuân gói dốc lạnh với góc xuyến lại rồi hỏi hai tỷ chị hai biết mồ mã của Cúc Hương nằm chỗ nào hay không biết chứ chị có đưa đám ma chị đi tới chỗ chị ở tới hạ khoáng xong rồi mới về chôn trong đất chùa dựa bên đường vô long hữu xa hay gần chị? Không xa gì lắm, đi một chút thì tới. Em hỏi xa hay gần, ý em muốn cậy chị dắt dùm em, đặng chỉ mộ cho em giếng một chút. Nếu xa thì em mướn xe cho chị đi. Đi bộ cũng được, gần mà. Mướn xe làm chi, như em muốn đi thì xế mai chị đi với em. Xế mát em thay đồ, rồi chị vô chị kêu đi. Từ nhà em đi vô một chút, hết sớm rồi thì thấy để chị mua nhang đèn và giấy tiền vàng bạc dùm cho em cúng, em khỏi mua. Đám ma làm tử tế hay không chị hai? Khá, làm coi cũng được. Chừng con tư chết rồi, vợ chồng hia mỹ mới sáng con mắt. Chà chả vợ chồng khóc dữ. Thằng con thứ hai cằn rằng, nó nói con tư đã có thể thốt với em thì thôi, giàu nghèo nó chịu, ép gã nó chỗ khác làm chi cho nó bực tức đến tự giận nội chợ này ai cũng chê hi mỹ dại dột ham giàu làm chi cho chết con họ biết em học giỏi họ nói sao không để sao gả cho em lại gả chi cho công tử bột em nói thiệt với chị ngày trước em yêu cúc hương một phần cái chết của cúc hương chết vì tình vì nghĩa làm xúc động tâm hồn em quá nên bây giờ em tưởng nhớ cô đến mười phần thôi trời khiến em không được cúc hương làm vợ chắc em ở độc thân tới già, em không cưới vợ nào khác. Làm sao em kiếm được một người như Cúc Hương vậy nữa mà cưới? Em buồn em nói như vậy, thủng thẳng nguôi ngoai rồi em cũng sẽ có vợ như người ta. Con Tư chết rồi thì thôi, tuy tưởng nhớ nó thì tưởng nhớ, xong tìm người như nó làm sao cho được. Thôi, để em về cho chị nghỉ. Chị cất giùm em 50 đồng bạc đó, Vĩnh Xuân ôm gói hàng, cáo từ, rồi đội nón bước ra cửa. Hai tỷ đi theo nói. Xế mai lối bốn giờ chị sẽ vô đặng dắt em đi viếng mộ công tư. Vô tới nhà, Vĩnh Xuân thấy mẹ đưa ngồi xếp lá gói bánh chưng. Cậu để gói hàng dựa bên mẹ mà nói. Trước khi Cúc Hương uống giấm với á phiện mà tự giận, cô có mua một dốc lạnh với một dốc xuyến gửi cho chị hai tỷ. Cô dặn chị đợi con về, trao lại cho con, đặng mai áo quần cho má. Chết mà lo việc về sau đủ hết. Mua áo quần cho má, gửi tiền bạc cho con. Ăn học đủ bốn năm, sắp đặt rành rẽ lắm. Bà Hương Giang nói, Tội nghiệp dữ hồn Bà Xô sắp lá chuối ra xa, đặng mở gói hàng mà coi. Vĩnh Xuân đi vô buồn thay đồ mà bận đồ mát. Chừng cậu trở ra, Bà Hương Văn nói, nó mua đồ tốt dữ, sắp đặt đặng tự giận mà nó không quên má, thiệt nó làm cho má cảm quá. Nếu nó sống mà làm dâu má, chắc nó thương má lùng lắm. Con hai tỷ nói chuyện nó chết làm sao đâu, con ngồi nói lại cho má nghe coi. Vĩnh Xuân ngồi trước mặt mẹ, thủng thẳng thuật đầu đuôi câu chuyện lại cho mẹ nghe. Bà Hương Văn ngồi gói bánh trưng nhiều lúc bà nghe rồi động lòng đến rơi nước mắt. Mà Vĩnh Xuân nhắc lại nhiều đoạn, cậu cũng ấm ức rồi khóc dầm, nói không được. Chính là mã. Trót một năm trời, Vĩnh Xuân say sưa mê mẩn cái cảnh tương lai vừa rực rỡ, vừa ấm êm. Ngó tiền trình, cậu thấy chán chở tươi cười. Chỗ thì bằng thẳng như ruộng lúa sắp đơm bông. Chỗ thì dò dọi như non cao. Chỗ thì thinh thinh như biển rộng. Cậu cứ bình tĩnh an vui mà thả bước. Tin chắc rồi đây, cậu sẽ thoát khỏi thiếu thốn bần hàng và vui hưởng ấm no thơ thới với bà mẹ già chân chất hiền từ và người vợ yêu nặng mang tình nghĩa thình lình, gió đông bất trắc, làm sụp đổ hết một khoảng đường của cậu đương đi. Bây giờ phải làm sao? Phải thối lui đặng tìm ngã khác mà đi, hay là phải ngó lơ cảnh thảm khổ điêu tàn, phải lướt trắc trở, dẹt trong gai mà tiến bước để tìm hạnh phúc? Còn hạnh phúc gì nữa mà tìm? Thuật chuyện cúc hương hết cho mẹ nghe, cậu thấy mẹ thương tiếc, mẹ cũng khóc thì cậu càng thêm buồn rầu, càng thêm chán nản. Đêm ấy cậu ngủ không được, nhớ tình duyên thì đau đớn, nhìn tương lai thì tối đen. Tinh thần cậu ổi oải, nghị lực cậu tiêu tan, cậu nằm cứ thở dài, tâm trí giật giờ, lợi danh lơ lãng. Có khi Vĩnh Xuân nhắm mắt, tính ngủ phức đặng quên hết nỗi lòng, mà hễ nhắm mắt thì cậu thấy hình dạng cúc hương vẫn dơ, rồi giọt lệ tuôn rơi, tấm lòng thắt thẻo nửa thức nửa ngủ thức thì đau đớn ngủ thì mơ màng vĩnh xuân thấy trời hừng sáng và nghe mẹ mở cửa đặng đi bán bánh cậu ngồi dậy sật sừ bà hương văn dây lại nói má có để một cái bánh chưng trên bàn đó con lót lòng đi má bán một lát rồi má anh mua đồ về nấu cơm cho con ăn bà nói rồi bưng thúng bánh mà đi Dĩnh Xuân rửa mặt, chải đầu, rồi ra bàn mà ngồi. Cậu không ăn cái bánh chưng của mẹ để, mà lại móc túi lấy miếng lụa di bút của Cúc Hương trải lên bàn, mà nhìn. Ngó năm chữ, xá sanh nhi thủ nghĩa, với hai chữ nhỏ Cúc Hương. Cậu ủ mặt cho mày, ruột gan lạnh ngắt. Cậu nghĩ người bỏ sự sống cho trọn đạo nghĩa. Lúc cầm bút mà viết, không biết tâm hồn đau khổ bao nhiêu. Chớ người mang nghĩa nặng của kẻ hy sinh thì bây giờ tâm hồn ngẩn ngơ, bể nghệ, biến ăn, mất ngủ. Sống cũng như chết, sống cũng như tượng gỗ, không biết vui mừng, không biết ham muốn. Trong ấm nước sôi nếu hơi lên nhiều quá nó tung mạnh, nắp ấm cũng phải rớt. Buồn rầu cũng vậy, thế buồn cực điểm thì nó quá sanh bực tức trong lòng. Vĩnh Xuân thương tiếc Cúc Hương thái quá, rồi cậu giận. Cậu giận Cúc Hương gợi ái tình, gây duyên nợ, gieo ân nghĩa làm chi, nên bây giờ phải chịu kẻ mất người còn, kẻ mất đã an thân, người còn đau đứt ruột. Cậu giận học thuyết mạnh tử bày, xá sanh nhi thủ nghĩa làm chi, cho Cúc Hương bị cảm quá đến trọng nghĩa quyên sanh. Rồi cậu dẫn tới vợ chồng hia mỹ, ham giàu có làm chi, ép duyên con cho nó bực tức mà tự giận. Nhắc tới hia mỹ, cậu nhớ lời hai tỷ nói hia mỹ khinh rẻ phận cậu. Nhớ tới việc đó, cậu trợn mắt đứng dậy đi ra đi vô. a à, người ta khinh mình. Hẹn chi Cúc Hương biết thế tình như vậy, nên chim bao dặn mình ráng học tiếp đặng lập thân, mà trối với hai tỷ cũng dặn dò mình bỏ dẹp buồn rầu để lo học nhờ cái giận đó mà vĩnh xuân bớt buồn cậu mở bánh chưng ra ăn mắt liếc ngó bút tích của cúc hương trong trí vẫn ngậm ngùi tưởng nhớ bà hương văn bán hết bánh rồi bà mua chút đỉnh thịt cá bưng về kho nấu đặng ăn với con bước vô cửa bà thấy xuân đương ngồi đọc sách bà biết con đã bớt buồn rồi nên bà vui vẻ hỏi con. Má để lại một cái bánh đó con có ăn hay không? Con ăn rồi hồi sớm mơi. Nếu vậy thì con không đói, má không cần phải lật đật nấu cơm cho mau. Xin má thủng thẳng mà nấu, con ăn bánh chưng đó đến chiều cũng chưa đói. Con có đi lên thăm ông giáo hay không? Thưa không, con buồn quá nên con chưa muốn đi đâu. Chiều nay con lên thăm ổng một chút đi, Chiều nay chị hai tỷ dắt con vô viếng mộ cúc hương. Để bữa khác con sẽ đi thăm thầy con. Con còn ở nhà lâu nên không gấp gì lắm. Té ra con có hẹn với hai tỷ đặng đi viếng mộ nó. Ừ, được lắm. Nó với mẹ con mình có nghĩa quá. Con phải viếng mộ nó chứ sao? Bậy quá. Phải má hay hồi nãy má mua nhang đèn cho con khỏi thất công ra chợ nữa. Má khỏi lo, Chị hai tỷ có nói để chị mua cho con. Vậy thì xong. Bà Hương văng vô bếp lo nấu cơm, Vĩnh Xuân để quyển sách trước mặt, nhưng đọc ít hàng rồi ngồi lững lơ suy nghĩ. Đến xế mát, Vĩnh Xuân sửa soạn đặng đợi hai tỷ vô rồi đi viếng mộ Cúc Hương. Ban đầu cậu muốn bận đồ mát đi cho gọn. Mà rồi cậu nghĩ, Cúc Hương trước kia này ép rồi bao tiền cho mình đi học trường lớn Dừng chết cũng còn để lời căn dặn mình phải tiếp tục học cho đến cùng, nếu giếng mộ cô mà mình mặc đồ mát, có lẽ cô không vui lòng, nghĩ như vậy nên cậu thay sắc phục nhà trường mà mặc. Gần 4 giờ chiều, hai tỷ che dù đi vô, tay cầm một gói nhang đèn. Bà Hương văng ra mời ghé nhà chơi một chút, bà nói hồi hôm xuân về thuật chuyện lại cho bà nghe và trao gói hàng của Cúc Hương gửi tình sâu nghĩa nặng của gái bất hạnh làm cho bà cảm động đến rơi nước mắt. Bà chắc không thế nào xuân cưới vợ khác mà biết thảo thuận, biết thương mẹ chồng cho bằng cúc hương. Hai tỷ nhắc sắp xuyến của chị đưa hôm tháng 3 đó là áo của cúc hương mua rồi cậy chị nói dối mà hiến cho bà. Cúc hương lại còn căn dặn khi nào bà có thiếu hụt thì cứ cho hay đặng giúp đỡ cho xuân an lòng ăn học. Bà nói hồi hôm xuân thuật chuyện đó bà mới hay, bởi vậy bà cảm động đến rơi nước mắt. Rồi đó bà Hương văn với chị hai tỷ hiệp nhau trách vợ chồng hi mỹ dại dột ham giàu, không kể lời nguyện ước trăm năm của con mới gây tai họa cho hai trẻ. Dĩnh Xuân nghĩ mình sửa soạn đi viếng mộ để niệm ân nghĩa của quốc hương, mà trách móc cha mẹ cô thì thất lễ, bởi vậy cậu thôi thúc hai tỷ chấm dứt câu chuyện đặng đi cho sớm. Bà Hương Văn hỏi có mua nhang đèn đem theo đốt đặng giấy vong linh cúc hương về chứng chiếu lòng thành của Xuân hay không. Hai tỷ đưa cái gói mà nói có mua đủ hết, cũng có hộp quẹt nữa. Vĩnh Xuân lấy gói nhang đèn mà cầm, rồi đội nón ra đi với hai tỷ. Tuy trời còn nắng, song nhờ có gió chướng thổi lai rai, nên hai chị em đi bộ mà không biết nóng nực. Vĩnh Xuân lặng thinh ngó xuống lộ, làm lũi đi một khúc đường, rồi nói với hai tỷ. Em nghĩ cuộc đời chẳng khác nào một đám hát. Còn người đời giàu trai, giàu gái, giàu trẻ, giàu già, đều là đào kép hết thảy. Trời phân người làm tướng, kẻ làm quân, người làm quan, kẻ làm hề, người làm trung, kẻ làm nịnh. Đặng sướng ca nhảy múa một hồi cho hết giai tuồng, rồi gỡ râu, cởi áo, lột mão, bỏ hia, ra ngồi góc chợ, xó đình, ăn xôi, ăn cháo. Mà đời sống của con người cũng như giấc chim bao, lo học cho rộng, lo làm nhân nghĩa cho tròn, lo xử sự cho khôn ngoan, lo ngồi cao hơn thiên hạ, chung cuộc rồi, khôn dại, giàu nghèo, thấp cao, lớn nhỏ, cũng phải chết như nhau. Không ai tránh khỏi. Ấy vậy Cúc Hương chết sớm, Giai tuồng của cô đã dứt rồi cô được nghỉ ngơi phần em còn sống đây sống đặng trả cho dứt nợ đời sống đặng lăng xăng chiều chuộng thế lực nhân tình chớ có ích chi cho em đâu mà sống hai tỷ dây qua ngó xuân mà hỏi sao em lại nghĩ bậy như vậy em tính chết theo con tư hay sao em tính cái đó quấy lắm em sống sao lại vô ích em có một bà mẹ già nghèo khổ đương thương yêu em đặt tất cả hy vọng vào sự ăn học của em vậy đời sống của em có cái ý nghĩa tốt đẹp quá sống đặng lập thân danh mà nuôi mẹ vĩnh xuân đáp em có quên đâu vì em nhớ nên em hay cúc hương chết cho trọn nghĩa với em mà em vẫn còn sống được đây đêm hồi hôm em tưởng nhớ tình nghĩa của cúc hương em ngủ không được Em tính đã đủ mọi đường, mà chưa thấy phải đi đường nào mới đền đáp tình nghĩa ấy cho xứng đáng. Em nói thiệt với chị hai, lát nữa tới mộ, em sẽ giái dòng linh cúc hương về đặng em xin lỗi. Em xin cô chứng nhận lòng kính ái của em, vì còn mẹ già nên em không thể chết theo cô được. Em cũng sẽ xin cô chăm chế cho em thôi học, vì nuôi mẹ già, em làm giáo làng, giáo tổng, hoặc làm bướng, làm thuê cũng nuôi được chẳng cần phải học cho nhiều, học nhiều rồi vui sướng với ai, học nhiều rồi cũng làm tay sai cho thiên hạ. Hai tỷ cười mà nói, cha chà, em xin cái gì, chớ nói với con tư đặng bỏ học, chắc nó không chịu. Nó căng dặn việc đó lung lắm, nó cứ biểu em phải học cho đến cùng, ý nó muốn như vậy nên nó mới gửi tiền bạc đủ cho em ăn học đó chứ. Vĩnh Xuân hết cãi nữa. Ra khỏi sớm rồi, hai tỷ đưa tay chỉ phía trước mà nói, miếng đất chùa ngó thấy rồi đó nằm giữa lộ, về phía tay trái chỗ có mã lúp xúp đó. Vĩnh Xuân nói, vậy thì gần lắm, mộ của cha tôi nằm trong xa nữa, bên phía tay mặt. Hai người đi một chút nữa thì tới thổ mộ của chùa. Hai tỷ do một bờ nhỏ mà vô. Chị đi trước, Vĩnh Xuân theo sau, Dĩnh Xuân buồn hiu, mắt ngó các cô, ý muốn kiếm coi cúc hương nằm chỗ nào. Hai tỷ dắt đi quanh co lại tới một cái mã mới đắp. Đất bị trời nắng, nên núm mã nứt đường ngang, đường dọc. Phía trên đầu có cắm một mộ trí bằng đá xanh. Hai tỷ mới nói đó là mã của Cúc Hương. Vĩnh Xuân đọc mộ trí thấy khắc tên Lý Thị Tư thì cậu dằn lòng nữa không được nên bước tới ôm núm mã vừa khóc vừa nói Cúc Hương em ơi Qua về đây em Một phần cũng vì muốn đền đáp tình nghĩa của em Nên qua ráng học đêm học ngày Cuối năm qua được thấy thành công mỹ mãn Mong mau tới ngày bảy trường Đặng về nói cho em vui mừng Té ra về thì em không còn nữa Qua không thấy vui mừng Mà lại thấy đau khổ Tức quá Chịu sao cho nổi Vĩnh Xuân ngẹn cổ, nói không được nữa. Hai tỷ lấy gói nhang mở ra, quẹt hộp quẹt đốt hai cây đèn cày cắm trước mộ, mở lọn nhang thơm đốt nữa mà cắm giữa hai cây đèn. Chị đốt luôn vài lá vàng bạc với vài tờ giấy tiền mà giấy Có Vĩnh Xuân về cậy chị dắt vô giếng em đây, em tư. Hồn em linh thiên thì về chứng chiếu lòng thành của Xuân và nghe Xuân khóc kể. Hai tỷ lại nắm cánh tay Xuân dắt đứng trước nhang đèn rồi biểu cậu giái. Vĩnh Xuân chảy nước mắt rồng rồng, thủng thẳng đi lại đứng trước chỗ nhang đèn, lột nón quăng xuống đất rồi chắp hai bàn tay đưa lên ngang trán mà giái. Qua là Phan Vĩnh Xuân, học trên trường Mỹ Tho, nhân dịp bãi trường nên mới được về đây. Qua tha thiết khẩn cầu vong hồn của em Lý Thị Tư, biệt hiệu Cốt Hương, hiển hít về đây nghe qua bày tỏ nỗi niềm đau khổ. Cảm xúc quá nói không được nữa, lại thấy hai tỷ ngồi bẹp xuống đất, một bên đó khóc thúc thích. Vĩnh Xuân càng thêm cảm, nên xếp chân quỳ gối mà khóc rống lên. Hai tỷ giói lấy vài lá vàng bạc mà đốt nữa. Vĩnh Xuân móc trong túi lấy miếng lụa có bút tích của Cúc Hương ra trải trước mặt, rồi nói. Cúc Hương em ôi, em rút trong sách mạnh tử viết năm chữ mà để bút tích lại cho qua xem xem câu đó thì qua hiểu rõ tâm trí của em phận em thủ nghĩa đã xong rồi còn phận qua đáp nghĩa qua phải làm sao qua còn mẹ già lại mẹ nghèo khổ qua không phép sát thân di thành nhân cho được về tới nhà từ chiều hôm qua hay tin chắc chắn em đã chết chết đặng vẹn toàn tình nghĩa với qua. thì tinh thần qua tán loạn tâm chỉ qua đảo điên không còn biết đâu là phải đâu là quấy sao là nên sao là hư mà tính nếu vong linh em hiển hít xin em mách bảo cho qua biết đường lối mà đi em cứ căn dặn qua phải tiếp tục học cho đến cùng trong giấc chim bao em đã biểu như vậy mà trối với chị hai em cũng biểu như vậy em lại gửi tiền cho qua ăn học đủ 4 năm. Học làm gì nữa mà em biểu qua học? Trước kia qua hăng hái học thêm, làm gì có hai nghĩa vụ. Thứ nhất giúp cho má qua hết cực khổ. Thứ nhì là làm cho đôi ta thỏa mãn tình yêu. Nay em đã mất rồi. Còn tình yêu gì nữa đâu mà phải lo làm cho thỏa mãn. Còn việc nuôi mẹ thì qua đã đủ sức rồi. Dầu làm nghề gì qua cũng nuôi được không cần học cho nhiều hơn nữa vậy qua xin em vui lòng để cho qua trái ý em về chỗ đó trót một năm rồi qua vì em nên qua cố gắng qua học giỏi nhất trong lớp em không còn sống mà hãnh diện về sự thành công rực rỡ của qua lo lửa tinh thần của qua đã nguội lạnh rồi nghị lực tiến thủ của qua đã giảm suy rồi làm sao qua học cho được giỏi nữa mà em muốn cho qua học thôi em, qua không còn ham muốn phú quý, lợi danh gì nữa hết. Từ rầy, qua chỉ lúc lắc theo đời đặng nuôi mẹ mà thôi. Đợi hết giai tuồng rồi, qua ngon giấc. Hai tỷ lấy vàng bạc, giấy tiền đốt thêm nữa, rồi chị giải tiếp. Tư dặn chị những điều gì thì hồi hôm chị có nói lại cho Xuân nghe đủ hết. Xuân lãnh gói hàng với miếng lụa tư có viết chữ đó còn 50 đồng bạc thì Xuân gửi cho chị cất, nói rằng hết muốn đi học nữa. Y theo lời em dặn, chị có khuyên Xuân đừng buồn rầu mà bỏ học. Dẫu thế nào cũng phải học cho đủ 4 năm. Ý em muốn như vậy. Xuân còn dụ dự, nói để suy nghĩ lại. Đó, các việc em dặn chị đã làm xong rồi hết. Vĩnh Xuân lấy miếng lụa, vừa đứng dậy vừa nói em chết mà em để lại cho qua mảnh lụa này, chẳng những là em để bút tích của em cho qua nhớ mà thôi, mà ý em còn tỏ trí ý của em cho qua biết nữa. Mảnh lụa này qua xem nó quý giá chẳng có chi bằng, qua sẽ cất kỹ lưỡng để dành làm lá bồ tu dưỡng. Chừng qua có nhà cửa, qua sẽ đóng khuôn lọng kiến treo trong phòng qua ngủ, để thấy nó cũng như thấy em thân mến nhau trót hai tháng khi học mạnh tử với thầy, rồi thầm yêu trộm nhớ nhau tới hai năm nữa. Hạnh phúc ấy không cho phép qua hối hận về cuộc gặp gỡ rồi nguyện ước cuộc trăm năm. Nhưng qua nghĩ lại cái hạnh phúc ngày bữa chớ không bền dai mà đôi ta phải mua với một giá mắc quá. Em nghĩ coi, phải lấy đời sống của em mà đổi với cái hạnh phúc như vậy. Thì uổng thân phận em biết chừng nào. Từ buổi chiều hôm qua cho đến bây giờ, Hoa ăn năn về sự hốt tóc của Hoa. Chớ chi khi nghe em nói chuyện chim bao, Thấy ông tơ mách bảo duyên nợ của em, Hoa làm lơ đi, Thà để trộm nhớ thầm yêu vậy thôi, Đừng hứa hẹn trăm năm, Đừng dắt nhau vào chùa ông mà thề thốt. Đôi ta có yêu nhau thì để bụng, nếu phải duyên nợ nên, sao trời khiến được phối hiệp cùng nhau thì tốt. Còn nếu có sự trắc trở nên phải rẽ phân, thì thôi, bất quá đôi ta buồn ít ngày rồi nguôi ngoai. Tại qua thiếu thận trọng, qua nói với em bần phú bất đồng, nên sợ có chỗ khó. Tại qua biết trước như vậy mà qua không có đủ nghị lực đàn áp ái tình, để ái tình lôi cuốn rồi hứa hẹn thề nguyện, nên bây giờ mới sanh họa làm cho em phải xá sanh mà thủ nghĩa. Em chết tại qua, tội của qua lớn lắm. Dĩnh Xuân ngồi xuống đất khóc nữa. Hai tỷ lại ngồi một bên mà an ủi. Hai người nói chuyện với nhau mà chẳng nói chuyện chi khác hơn là nhắc nhở đức tánh của Cúc Hương. Thương tiếc người như vậy mà mạng lại vắng. Mặt trời chen lặng, nhan đèn đã tắt hết rồi hai tỷ quẹt hộp quẹt cho vĩnh xuân đốt hết giấy tiền vàng bạc rồi chị em mới vái vong linh cúc hương mà về ăn cơm tối rồi thấy con chưa thay đồ bà hương văn biểu con lên thăm ông giáo quân một chút kẻo ông hay về lâu mà không thăm ông buồn vĩnh xuân nghe lời mẹ mới đi thăm ông giáo vợ chồng ông thấy xuân thì mừng rỡ vô cùng ông giáo biểu ngồi rồi ông hỏi thăm việc học vĩnh xuân tỏ thiệt trong năm rồi nhờ cậu cố gắng nên cậu giỏi nhất trong lớp hôm bãi trường cậu được phần thưởng đủ các môn ông giáo nói cháu thông minh lại mẫn cán bởi vậy thầy biết trước dầu học chữ gì cháu cũng giỏi hơn người ta thầy dạy mấy năm nay thầy thấy con trai thì có cháu còn con gái thì có cúc hương hai đứa thiệt thông minh. À, con Cúc Hương chết rồi, cháu về, cháu có nghe nói hay không? Vĩnh Xuân dụ dự rồi đáp. Thưa, con có nghe nói. Ông giáo nói, hìa Mỹ dốt nát, ham tiền rồi làm bậy. Con có ăn học thì chọn người có ăn học mà gả, Ép gả nó cho thằng bột, nó bực tức, tự nhiên nó phải tự giận. Năm cháu với Cúc Hương học mạnh tử, Thầy thấy hai đứa đều ham học, lại xứng đôi vừa lứa. Thầy có tính để ít năm cháu học xong rồi, thầy làm mai đặng cháu cưới Cúc Hương. Hai đứa phối hiệp với nhau, chắc chắn gia đình êm ấm lắm. Tại vợ chồng hi mỹ làm bậy nên con nhỏ chết, uổng quá. Vĩnh Xuân nín khe. Bà giáo hỏi, hôm Cúc Hương chết, người ở chợ mình họ đồn rùm, Họ nói Cúc Hương có hứa hẹn tóc tơ với cháu, có dắt nhau vô chùa ông mà thề. Khi vợ chồng hia Mỹ tính gả nó cho con thôn khoa, nó có thú thiệt tình riêng của nó. Cha mẹ nó chê cháu, làm cho nó phiền nên nó mới tự giận. Thiệt nó có hứa hẹn với cháu, hai đàn có thể thốt với nhau hay là thiên hạ đồn quyển dạy cháu. Vĩnh Xuân ú ớ một chút rồi mới đáp. Thưa họ đồn đó đúng, chứ không phải đồn quyển. Ông giáo trợn mắt ngó Vĩnh Xuân mà hỏi. Thiệt hai đứa có yêu nhau và có thề nguyện với nhau hay sao? Thưa yêu nhau rồi thề, chừng khôn lớn sẽ kết nghĩa vợ chồng với nhau vậy thôi, chứ không phải trai gái. Thầy hiểu, con nhỏ thì trai gái miệng, trai gái con mắt, chớ biết gì mà trai gái. Mà yêu nhau nhưng không gần nhau, tình yêu như vậy mới mặn nồng. Kia Mỹ dại quá, con đã thú thiệt, sao lại rầy nó? Biết con có tình riêng thì thủng thẳng ta dọ coi tình con đậm lợt thế nào, người con yêu tánh nết ra sao, rồi ta liệu nếu con khờ dại, yêu đứa quan đàn thì ta lập thế làm cho khối tình tan rã. Còn như tên trai đó phải người thì ta tán thành ý của con làm như vậy con mình nó mang ơn mà thằng rể nếu có nghèo thì nó càng kính trọng mình thập bội sao nghe con nói thì vội chê nghèo không kể tánh tình không màng học thức phụi hết để đem con mà bán vào nhà giàu làm như vậy thì ngu quá nghe nói nó chê cháu nghèo thầy giận lắm người nghèo có phải là đồ bỏ đâu mà khinh khi cháu ráng học cháu học cho đến cùng đặng ngồi trên cổ họ, cưới vợ giàu bằng mời họ cho họ sáng con mắt một chút. Vĩnh Xuân ngồi êm rơ, không nói chi hết. Ông giáo nói tiếp. Thầy không biết coi tướng, nhưng thầy biết tánh tình và trí não của cháu. Thầy chắc cháu học trong ít năm nữa, cháu sẽ nên danh rực rỡ. Cháu ráng làm cho vợ chồng hia mỹ tiếc chơi. Vĩnh Xuân không dám thổ lộ niềm riêng với thầy, nên ngồi nghe thầy nói và cứ dân dạ vậy thôi. Chừng thầy bớt nói rồi, cậu mới cáo từ mà về, nói về cho thầy nghĩ. Bà Hương Văn thấy con về, bà hỏi ông giáo có nói chuyện Cúc Hương tự tử hay không. Vĩnh Xuân thuật câu chuyện lại cho mẹ nghe. Cậu nói rằng bà giáo hay cậu với Cúc Hương có hứa hẹn với nhau. Khi cha mẹ định gả lấy chồng, Cúc Hương có tỏ thiệt tình riêng. Tại hia Mỹ chê cậu, cứ ép gả con cho thôn khoa nên cúc hương mới tự giận ông giáo nghe nói hia mỹ chê cậu nghèo thì ông nổi giận nên khuyên cậu ráng học đằng sau cưới vợ giàu hơn hia mỹ cho hia sáng mắt ra bà hương văn nói đến ông giáo mà nghe chuyện đó ông cũng giận ông khuyên con như vậy phải lắm chớ vĩnh xuân thay đồ đặng ngủ đêm đó vĩnh xuân nằm suy nghĩ cậu nhớ lại thì ai cũng đốc cậu phải ráng học cho cao. Cúc Hương trối mà dặn cậu phải tiếp tục học cho đến cùng, lại để tiền đủ cho cậu ăn học ba năm nữa. Mẹ cậu với hai tỷ đều khuyên cậu phải học tiếp. Bây giờ ông giáo quân cũng ép nữa. Ông biểu phải học cho nên danh, đặng họ hết kinh khi. Chí tấn thủ gặp cơn ngào ngán có thể làm lung lay, còn lòng tự ái, giàu giữa hiểm nguy hay đau khổ, bao giờ cũng vững vàng cứng cỏi bị khinh khi Dĩnh xuân tức giận rồi lò lửa tinh thần từ hôm qua đã nguội lạnh nay nhờ thầy với mẹ khêu gợi nên lần lần ngún lại ít nhiều đã vậy mà hồi chiều viếng mộ cúc hương khấn giái rồi thổ lộ thâm tình vĩnh xuân nhẹ bớt nỗi lòng bởi vậy đêm nay cậu không thổn thức như đêm trước nữa cậu nằm êm rồi ngủ quên ngủ rất ngon giấc vì trí cứ mơ tưởng mà xác lại mệt mỏi, nên đến canh khuya vắng vẻ, Vĩnh Xuân Chim Bao thấy Cúc Hương kêu mà tạ ơn về cuộc viếng mộ hồi chiều. Nàng vui vẻ nói, Em lấy làm vui mừng được thấy rõ ràng, vì yêu quý em nên khi em còn sống, anh gắng sức ăn học được kết quả tốt tươi, rồi khi hay em mất, anh buồn rầu thảm thiết. Nhưng em bất mãn điều này, em phải chết đặng trọn nghĩa với anh anh thương tiếc thì tưởng nhớ nhau vậy thôi. Tại sao anh buồn rầu, rồi thối chí, chán đời, đến tính bỏ học? Em chết thì anh cần phải học nhiều hơn nữa chứ. Anh phải học đặng thân được cao sang, danh được hiển đạt, cho người ta hết kinh rẻ anh nữa. Anh phải học đặng nuôi mẹ già, cho mẹ hưởng sung sướng với người ta, khỏi mua gánh bán bưng cực khổ nữa. Vì anh nghèo nên em mới chết không được phối hiệp với anh. Đó là hai động lực giúp cho anh phấn chí mà học tiếp. Đó là đường lối đã dạch sẵn để cho anh đi. Anh không thấy hay sao, nên anh còn biểu em chỉ dẫn. Vì em muốn anh phải đi đường lối, đó là đường lối giải thoát bần hàng để tiến tới hiển đạt. Nên em ân cần căn dặn anh phải tiếp tục học hoài và có gửi tiền bạc lại cho anh đủ phương tiện mà ăn học. Tưởng nhớ em, thì được mà tưởng nhớ đến chán nản bỏ học cái đó em không vui lòng anh phải dẹp chán nản và phải phấn chí mà học hồn em sẽ ở một bên anh luôn luôn anh đừng lo chi hết vĩnh xuân mừng quá chụp nắm tay cúc hương nàng giật tay bước lại cửa rồi biến mất chàng la lên một tiếng lớn rồi lồm cồm ngồi dậy bà hương giăng đương ngủ bà nghe con la lật đật quẹt hộp quẹt đốt đèn bước ra coi bà thấy xuân ngồi thở dốc mặt đổ mồ hôi bà hỏi tại sao mà la xuân nói chim bao thấy cúc hương về biểu phải tiếp tục học cho đến cùng không được bỏ lỡ dở sẽ có linh hồn nàng theo phò hộ luôn luôn xuân lặp lại các lời của cúc hương cho mẹ nghe bà hương văn nói vì cúc hương chết oan nên linh hồn khôn ngoan bà khuyên con phải làm theo không được cãi ý cúc hương cũng hiệp với ý bà và ý ông giáo vậy thì xuân không nên dụ dự nữa huống chi cúc hương đã có để tiền bạc lại rồi linh hồn theo ám trợ nữa thì còn dụ dự nỗi gì vĩnh xuân ngồi nghe mẹ nói cậu không cãi dường như mười phần đã xuôi theo hết tám phần rồi sáng bữa sau bà hương văn đi bán bánh rồi thì vĩnh xuân mặc đồ mát đội nón ra khép cửa đặng gửi nhà mà đi. bữa nay cậu đi thẳng vô phía trong thăm mã cha. bận về cậu mới ghé mộ cúc hương rồi ngồi một bên mà tưởng nhớ. cậu ngồi rất lâu, ngồi tới mặt trời lên cao, nắng giỏi nóng gắt, cậu mới chịu về. buổi chiều cậu ra nhà hai tỷ thuật chuyện chim bao hồi hôm cho chị nghe, rồi nói thầy với mẹ cậu cũng như cúc hương đồng ý khuyên cậu phải đi học tiếp cho đủ bốn năm. Hai tỷ nói, ai cũng biểu phải đi học nữa, học đặng cho chúng hết khinh khi. Đến Cúc Hương cũng hiện về biểu phải học cho đến cùng. Vậy thì Xuân phải nghe lời, không được phép trái ý người yêu đã khuất mặt. Chị lấy gói bạc giao cho Xuân. Xuân nói, những người yêu tôi đều hiệp nhau khuyên tôi phải tiếp tục học nữa. Vậy tôi phải dâng lời. Nhưng gần cuối tháng giêng mới khai trường nên tôi không lấy tiền bạc làm chi bây giờ chừng gần đi tôi sẽ lấy. Lại mỗi năm tôi lấy 10 đồng mà thôi. Xin chị hai cất dùm để mỗi năm phát cho tôi 10 đồng. Hai tỷ thấy Xuân bớt chán nản thì chị mừng. Chừng Xuân về, chị đi theo ra cửa mà nói. Em thương con Tư thì cứ đi học cho nó vui lòng. Em đừng lo cho thiếm hương văn ở nhà. Bây giờ con Tư mất rồi thì còn chị đây. Em dặn thiếm khi nào có túng rối thì thiếm cho chị hay chị sẽ tiếp giúp cho, sao em làm nên em sẽ trả lại. Vĩnh Xuân đứng ngó hai tỷ và nói, em cảm ơn chị, em sẽ ráng làm nên. Kỳ bãi trường này Vĩnh Xuân cứ ở nhà coi sách, không thèm ra chợ chơi. Hệt nhớ Cúc Hương thì ra nhà hai tỷ nói chuyện, đặng cùng nhau nhắc nhở người quá giảng. Hoặc ôm sách đi vô mộ Cúc Hương ngồi mà đọc, sớm mời đọc tới trời nổi nắng buổi chiều đọc tới trời sụp tối mới chịu về. Đến Tết, tinh thần Vĩnh Xuân dượng lại như xưa, chí tấn thủ hăng hái trở lại, duy sắc mặt có vẻ buồn, cặp mắt lườm lườm như giận. Gần tới ngày khai trường, có đò khác ra đưa hành khách đi Mỹ Tho, Vĩnh Xuân khỏi đi đò chợ dinh mà phải tốn thêm tiền xe. Cậu sắp đặt sách vở áo quân rồi đi thăm ông giáo quân với chị hai tỷ mà tự giả. Hai tỷ lấy gói bạc mà đưa, Vĩnh Xuân đếm lấy 10 đồng mà thôi, còn bao nhiêu thì gửi lại. Hai tỷ này ép lấy 15 đồng. Xuân nói tiền cũ còn ít đồng nên không cần lấy nhiều. Buổi chiều Xuân mua một lọn nhang đem vô mộ quốc hương, đốt mạm giái. Lầm thầm nguyện ước với vong linh người yêu rằng sẽ tận tâm nỗ lực mà học. Đặng lập thân danh cho cao, cho thiên hạ biết núi chẳng cầu cao, hễ có tiên ở thì có danh, sông chẳng cần sâu hễ có rồng thì linh thiêng phật vàng thờ trong chùa rách cũng xong chí sĩ nằm trong lều tranh cũng quý đoạn thứ nhì giữ lời nguyện ước một la mã thợ trời thiệt là khéo léo quá sanh muôn loài, không bỏ sót một loài nào. Đã sanh con voi to mà còn sanh con mũi nhỏ. Đã sanh cọp hùm để giết người mà còn sanh bò heo để nuôi người. Mà thợ trời cũng thiệt trớ trêu. Mỗi loài lại sanh nhiều thứ, hình dáng, màu sắc, tánh chất đều không giống nhau. Sanh rắn độc mà cũng sanh rắn hiền, sanh hoa thơm mà cũng sanh hoa thúi. Sanh loài người, tạo hóa cho có mặt có mũi có tay có chân có gan có ruột như nhau mà cắt cớ sơn cho nhiều màu da người thì trắng kẻ thì vàng người thì đen kẻ thì đỏ mà dầu đồng một màu da với nhau đi nữa tâm tánh cũng bất đồng kẻ hiền người dữ kẻ ngay người gian kẻ dài người khôn kẻ sáng người tối có một điểm loài người dầu đen đỏ trắng vàng dầu dữ hiền khôn dại phần nhiều đều giống nhau, ấy là thói quen mê tiền bạc, say mê đến nỗi không kể tội lỗi, không biết thúi hôi, không sợ chê khen, không màng quấy phải, áp nhau bu lại mà giật dành, nếu giật cho được rồi chết cũng vui lòng, mà nếu giật không được lại phải chết cũng không sợ. Vĩnh Xuân nằm dưới đò trở lên Mỹ Tho mà học năm thứ nhì. Khi đò ra sông cửa tiều, gặp con nước lớn chảy cuốn cuộn lại nhờ ngọn gió chướng phất lai rai cậu ngó nước ngó trời rồi cậu thầm nghĩ máy tạo nghĩ lòng người nghĩ thế cuộc như hí trường nghĩ ái tình như giấc mộng thì cậu chúm chiếm cười nhất là cười cái tiền bạc là quý không có thứ gì bị kịp đã biết không phải tất cả mọi người đều ham tiền cũng có người ham thứ khác nhưng số người ham tiền là số đông còn số người không ham tiền là số ít số người ham tiền họ chỉ lo phần họ lo cho hiện thời được lên xe xuống ngựa được ăn mặc rực rỡ được nhà cửa kinh dinh số người không ham tiền họ cho thế cuộc là hí trường nhân gian là khổ ải bởi vậy họ lo tu tâm dưỡng tánh họ lo cho việc cao xa họ lo tương lai hơn hiện tại bởi vậy họ không để ý đến bề ăn ở Người ham tiền cho người không ham tiền là người mơ mộng, rồi họ chê là dại, không biết hưởng thú vui của đời. Người không ham tiền cho người ham tiền là người cảm nhiễm vật chất, rồi họ chê là gian tham, không kể nghĩa nhân họa phước. Hai đàn chê bai khinh rẻ lẫn nhau, ai cũng dành phần phải, làm cho người vô can phải lưỡng lự, không biết lẽ phải ở bên nào, thấy đám ham tiền đông hơn, đông hơn nhiều, lại rần rộ, rực rỡ thì nhảy bổ theo cho đông thêm nữa thành thử phe ham đạo nhân nghĩa lơ thơ rải rác nói lẽ phải không ai thèm nghe rồi bị chúng khinh khi để ép Vĩnh Xuân nghĩ tới hoàn cảnh xã hội loài người như vậy thì bực tức lồm cùng ngồi dậy ngó ra ngoài sông trời cao, sông rộng gió đùa mặt nước lao sao đập vào thuyền nghe lạch sạch cậu nhớ cậu thuộc trong phe ham đạo đức, nhân nghĩa nên cậu bị phe ham tiền bạc khinh rẻ, bị hia mỹ chê bai. Cậu nổi giận, quyết dễ dùng cho thiên hạ hết khinh khi, quyết vượt cao cho khỏi sình lầy, bụi bặm. Vĩnh Xuân đương giận, rồi lại nhớ Cúc Hương, nhớ hồi mở đầu gây cuộc tình duyên, cậu có than sự bần phú bất đồng, sợ tình duyên không thành tựu. Cúc Hương có nói nhà nàng có tiền bạc nhiều, con chàng có tài học giỏi, Học giỏi mới quý, tiền bạc sánh sao cho bằng. Cậu nhớ mấy lời nàng nói như vậy thì cậu hết giận, miệng chúm chím cười, thầm nghĩ cha quý trọng bạc tiền, không hiểu nghĩa nhân hay học thức là cái quái gì, nhưng con lại biết quý trọng học thức, dám xá sanh nhi thủ nghĩa, vậy thì cũng đủ chuộc lỗi cho cha rồi. Mình còn phiền ông cha mù quán đó làm chi nữa. Nếu mình cứ chấp nhất giận hờn thì mình có lỗi hẹp hòi mà lại còn không dị bụng người yêu đã chết đặng cho trọn tình, vẹn nghĩa. Mình đừng thèm giận thói đời, đừng thèm kể hủ tục, cứ che mặt, bích tai mà tu tâm khai trí. Cứ lo học cho thành công, đặng người bạn yêu dưới suối vàng khỏi thất vọng, đặng ba mẹ già trên dương trần hết lao khổ, đặng thân danh mình vượt lên cao khỏi biến sình lầy, khỏi bị khinh rẻ, vậy thì xong, chẳng cần nghĩ tới việc giận hờn, thù oán làm chi nữa. Đã định tâm, đã lập chí, đã vẽ ra con đường tấn thủ xong rồi. Vĩnh Xuân hết chán nản, tinh thần gom lại đủ, quyết tấn bộ mạnh như xưa. Người có tánh cương quyết hệ nói thì làm, không dụ dự nữa, giàu cực nhọc hay khó khăn bao nhiêu cũng không nại. Thiệt học năm thứ nhì, Vĩnh Xuân cũng đoạt giải nhất trong lớp nữa. Sau lên Sài Gòn hai năm, cậu cũng cứ giữ cái mực ấy luôn luôn, chúng bạn không làm sao qua mặt cậu cho nổi. Mỗi kỳ bãi trường về nghỉ thì hai ba ngày Vĩnh Xuân đi viếng mộ Cúc Hương một lần, mà lần nào Xuân cũng cà ra, ngồi tưởng nhớ trót một hai giờ, dường như quyến luyến không nở rời nhau, mất tưởng như còn, chết coi như sống. Hai năm sau lên Sài Gòn học, Mỗi năm Vĩnh Xuân cũng lấy của 2 tỷ 10 đồng bạc mà thôi. 2 tỷ này ép thế nào, cậu cũng không chịu lấy thêm nữa. Học mãn 4 năm, thi bằng thành chung, Vĩnh Xuân giỏi nhất, chiếm thủ khoa. Chở rương ra về, trong lòng Vĩnh Xuân phơi phới nhẹ nhàng, mừng học được thành công rỡ ràng, khỏi phụ tình người bạn quá giảng. Về tới nhà, Vĩnh Xuân lấy làm hài lòng nhận thấy sự thành công của mình, làm cho người quen biết ai cũng vui mừng, Bà Hương Văn Thanh tự nhiên vui nhiều hơn hết, mà chị Hai Tỷ với vợ chồng ông giáo quân vui cũng không ít. Vĩnh Xuân đi thăm ông giáo quân trước hết, vợ chồng ông mừng rỡ, khen ngợi, vui vẻ vô cùng. Ông giáo nói, thầy biết trước, hệ cháu học thì cháu thành công rỡ ràng, bởi vậy, hay cháu đậu thủ khoa, thầy cho là lẽ tự nhiên, không lạ chi hết. Thầy có môn đệ như cháu, thầy lấy làm hãnh diện, thầy tiếc năm trước vợ chồng hia mỹ làm bậy nên con cúc hương tự giận chớ phải nó còn thì bây giờ làm bạn với cháu thầy vui lắm vậy học xong rồi bây giờ cháu tính làm việc gì phải đợi nhà nước bổ mới đi làm hay là cháu phải kiếm chỗ xin mà làm vĩnh xuân đáp thưa thầy bây giờ nhà nước không bổ nữa mình muốn vô làm sở nào phải xin mà làm có sở vô phải thi có chỗ khỏi thi nhà nước mới thông cáo trong một tháng nữa sẽ mở cuộc thi tại dinh thượng thơ đặng tuyển mười hai thầy ký lục để bổ đi tùng sự với tham biện các tỉnh có anh em rủ nên con có làm đơn gửi xin dự thi con nghĩ tới tháng sau con sẽ lên Sài Gòn thi như đậu thì nhà nước bổ đi làm tỉnh nào tùy ý cháu thi thì đậu chắc trong tay trong ít ngày đây cháu sẽ làm thầy thông thầy ký vinh hiển biết chừng nào đây rồi vợ chồng hia mỹ mới tiếc hùi hụi cho mà coi đi thi thông ngôn ký lục phải ăn mặc cho đàng hoàng cháu đã hết cái lớp học trò rồi còn mặc sắc phục nhà trường nữa sao được cháu có sắm áo dài hay không phải bận áo dài chớ không lẽ đi đâu làm thầy mà bận áo vắng thưa con chưa có áo dài để con xin má con may cho con thôi cháu đừng làm rộn cho chị hương văn cháu thi đậu thầy mừng vậy thầy thưởng cháu một dốc xuyến đặng cháu mài áo dài mà bận như người ta để sáng mai thím cháu ra chợ lựa mua một dốc xuyến cho thiệt tốt rồi thầy gửi xuống cho con cảm ơn thầy quá bà giáo nói có gì đâu mà cảm ơn cháu côi cúc mẹ lại già mà cháu ăn học được như vậy đáng thưởng lắm thầy cháu thưởng cho cháu một cái áo dài thôi về phần thím để thím thưởng cháu một áo cổ giữa với một quần vải trắng đặng đủ bộ mà bận với áo dài cho chị hương văn khỏi lo vĩnh xuân cảm ơn nữa rồi mới cáo từ mà về thấy chưa tối cậu đi thẳng ra thăm chị hai tỷ gây một cuộc vui mừng tưng bừng hơn nữa hai tỷ nhắc cúc hương nói chắc cúc hương phỉ chí vui lòng rồi nhắc tới hia mỹ cũng nói như ông giáo Nói chắc vợ chồng hiê mỹ, tiếc không còn Cúc Hương mà gả Vĩnh Xuân mời hai tỷ như chiều bữa sau có rảnh thì đi với cậu, vô viếng mộ Cúc Hương. Hai tỷ chịu đi, Vĩnh Xuân dặn để cho cậu mua nhang đèn, đàn cậu tỏ tấm lòng thành thiệt tri ân người bạn trăm năm bạc mạng. Hai tỷ mở tủ lấy hai mươi đồng bạc đưa cho Vĩnh Xuân mà nói Em học xong rồi, mà bạc của con Tư gửi lại bây giờ còn dư hai mươi chị phải giao cho em. Em phải lấy đặng sắm áo quần mà mặc. Chớ không lẽ bỏ dạ cho chị, bạc nó gửi đặng giao cho em thì em phải lấy chứ. Vĩnh Xuân ngồi suy nghĩ rồi nói. Em nghĩ lại, em mang ơn của Cúc Hương nặng quá. Nhờ có cô lo cho em đủ mọi phương diện, đã giúp đỡ tiền bạc, lại còn lo làm cho em phấn khởi tinh thần, nên em học mới được đây. Mà để tiền bạc lại cho em ăn học Cô để dư, có lẽ cô biết trước em còn cần dùng nhiều việc khác nữa. Tháng sau em phải lên Sài Gòn mà thi ký lục. Hồi nãy thầy em nhắc phải sắm áo dài đặng bận như người ta. Mai thầy em biểu em đừng lo việc đó, để thầy em thưởng em một dốc xuyến cho em bận. Rồi thím lại hứa mua giải thưởng em để mai một bộ đồ trắng mà bận với áo dài. Thiệt là mai cho em lắm, ai cũng thương, ai cũng giúp đỡ. Bây giờ còn 20 đồng bạc đây, em phải lãnh để làm lộ phí mà đi thi. Em chịu ơn của Cúc Hương cho đến cùng, rồi kiếp sau em sẽ đền đáp lại cho cô. Vĩnh Xuân lấy bạc, bỏ vào túi. Hai tỷ vui vẻ nói. Ông giáo bà giáo hứa mua xuyến, mua giải thưởng em. Vậy chừng nào có thì em đem ra đây, đằng chị cậy con ba đậu nó mai dùm cho. Ba đậu mai khéo, hồi trước nó cũng thân với con tư lắm nó mai dùm cho em, chắc nó không ăn tiền công đâu. Dĩnh Xuân về thuật cho mẹ nghe sự vợ chồng ông giáo quân hứa cho hàng cho giải và chị hai tỷ hứa mượn mai dùm thì bà Hương Văn nói nhà mình thiệt là có phước nên không phải bà con mà ai cũng thương ai cũng lo giúp mẹ con mình còn phải ghi nhớ việc đó nay mai con đi làm thầy thông thầy ký con thấy người nghèo con phải giúp đỡ cho họ nghe hung con đó là cách con trả ơn cho người đã giúp con sáng bữa sau bà hương văn đi ra chợ bán bánh vĩnh xuân dặn mẹ mua dùm nhan đèn với giấy tiền vàng bạc đặng buổi chiều cậu đi viếng mộ cúc hương mà tạ ơn đến trưa hai mẹ con đương ăn cơm thì có một học trò gái ôm vô đưa cho vĩnh xuân một gói nói bà giáo sai đem cho xuân bà hương văn mở liền ra coi thấy có một sắp xuyến đen với một sắp dạy trắng. Vĩnh Xuân dặn con nhỏ về thưa lại cậu cảm ơn ông giáo bà giáo vô cùng. Lối nửa chiều hai tỷ vô tới Vĩnh Xuân lấy nhang đèn đi liền với chị vô mộ đặng tạ ơn Cúc Hương. Vĩnh Xuân cảm thấy phần mộ bây giờ cỏ chỉ mọc bao trùm. Cậu đốt nhang đèn và giấy vàng bạc rồi đứng trước mộ mà giái. Em Cúc Hương qua học xong rồi qua thi đậu rỡ ràng nên qua về đây mà tạ ơn em. Em có công gắng sức lo cho qua ăn học thành danh. Qua vừa theo ý em nên qua phải giữ vẹn lời hứa. Qua học thành công rồi nhưng em không còn cho qua đền ơn đáp nghĩa. Vậy qua ước mong kiếp khác đôi ta tái ngộ đặng qua trả nợ cho em. Vĩnh Xuân giái mà cậu ứa nước mắt cúng giái xong rồi, hai tỷ với Vĩnh Xuân ngồi dựa bên mộ mà nói chuyện. Gió chiều hiu hắt, ngọn cỏ phất phơ, phía trước những thớt giường cao, dừa liên tiếp nhau trưng cảnh xanh lè, phía sau những đám ruộng lúa chính nằm lãi rãi phơi màu vàng chói. Chìm về ổ bay kêu chéo chét, người đi đường săn bước sung xăng Nhắm cảnh động tình, Vĩnh Xuân ngồi tưởng nhớ người quá cố. Hai tỷ nhắc tánh nết cúc hương, thẳng ngay, cương quyết, ưa làm nghĩa, dám cứu người, không kể thị phi, không chịu gian dối. Vĩnh Xuân thang không thế nào trong đời này. Cậu còn gặp được một cúc hương thứ nhì, mà giàu gặp được, có lẽ cậu cũng lãng lơ vì lửa tình đã tắt, khối tình đã tan. Trót ba năm rồi cậu sống với quyển sách hoặc bài văn Cậu vui với dừng mây hoặc ngọn gió. Cậu đã quen rồi, không biết thích thứ gì khác. Hai tỷ ngó cậu mà cười, rồi cùng nhau đi về. Xuân nói bà giáo đã gửi xuyến với giải cho rồi. Hai tỷ mới ghé nhà Xuân lấy đem về mượn may dùm. Bà Hương Văn có gói theo một bộ đồ giải cũ của Xuân để cho thợ mai coi biết kích tức. Cách mười bữa sau, đồ mai xong, hai tỷ ôm lên giao cho Xuân bận thử bộ đồ trắng cũng như áo xuyến bận ngoài, cái nào cũng dựa hết. Xuân bận đi qua, đi lại cho mẹ với hai tỷ xem, cậu ra dáng thầy thông thầy ký rõ ràng. Nên bà Hương Văn vui lòng cực điểm. Hai tỷ có đem theo một gói nữa, bây giờ chị mới mở gói đó ra lấy đưa cho Xuân một bộ đồ giải trắng với một bộ đồ lụa trắng mà nói con tư không còn mà lo sắm áo quần cho em đi làm việc chị là chị cả của hai em vậy chị thay mặt cho con tư may thêm cho em hai bộ đồ nữa ấy là phần của chị thưởng em chị nghĩ một bộ đồ trắng bận đi làm việc không đủ nên chị may thêm một bộ nữa đặng có mà thay đổi còn bộ đồ hàng để lúc rảnh rang em bận đi chơi mẹ con bà hương văn cảm tình nói không xiết cách ít ngày nữa dĩnh xuân được thơ của người bạn học ở sài gòn cho hay ngày thi đã định chắc rồi và dặn phải lên trước một bữa lên ở nhà người bạn đặng anh em bàn soạn với nhau mà đi thi gần tới ngày thi dĩnh xuân đi thi đã có đủ áo quần có sẵn tiền bạc trong lưng lại có nhà bạn mà ngủ đỡ ít bữa khỏi tốn hao chi hết bởi vậy xuân vững bụng không lo chi nữa thì kỷ lục xuân đậu nữa cũng đậu cao mục đích lập thân đã đạt được rồi công lao học tập thành tựu viên mãn đã bỏ cảnh đời bần sĩ mà bước qua cảnh đời thầy ký thầy thông cảnh đời mới thế nào chưa biết được mừng mà cũng lo vĩnh xuân về tới nhà bà hương văn vui mừng chị hai tỷ vui mừng vợ chồng ông giáo quân vui mừng mà ông giáo hãnh diện hơn hết. Ông đi khoe cùng chợ, khoe môn đệ của ông danh giá lẫy lừng, khoe tài ông đoán trước không sai, khoe con nhà nghèo có tâm trí thì quý hơn con nhà giàu thập bội. Mấy người buôn bán sầm xì chê vợ chồng hia mỹ dại, chớ chi đừng ép gã con tư để bây giờ gã nó cho Vĩnh Xuân, nó được làm cô ký, cô thông, sung sướng một đời, vinh quang một cửa. Vợ chồng hia mỹ hổ thẹn nên ban ngày rút ở phía sau, không muốn ló ra cửa. Chiều bữa đó, Vĩnh Xuân một mình đi viếng mộ cha và mộ cúc hương. Mỗi chỗ cậu ngồi mặc niệm dây lâu, với cha thì tạ ơn sanh thành, với cúc hương thì cảm tình, cảm nghĩa. Tối lại Vĩnh Xuân ngủ, chim bao thấy cúc hương về thăm. Nàng vui vẻ nói Em về mừng anh học đã thành công Theo ý anh định trước mà cũng theo ý em mong mỏi. Em cũng cho anh hay lời em hứa với anh đâu đó đã vuông tròn. Vậy anh thấy em lần này là lần chót, bởi vì ba năm nay hồn em theo phò hộ anh cho anh ăn học. Em xin giới diêm chúa như vậy. Nay anh ăn học đã xong, lập thân đã xong, nên diêm chúa dạy em phải đi đầu thai, không để cho hồn em theo anh nữa. Vậy từ ray về sau, anh tưởng nhớ em thì được, nhưng đừng giái vàng mong thấy mặt em Em không thể cho anh thấy em nữa được Thiên cơ đã định như vậy Xin anh đừng buồn Diêm chúa có mắt cho em biết Kiếp sau đôi ta sẽ gặp nhau Vậy kiếp này Anh phải cưới vợ Đặng có người lo cơm nước cho anh Từ nhỏ chí lớn Má cực khổ lung lắm Bây giờ má già rồi Tự nhiên má mỏi mệt Anh đi làm việc Hãy kiếm nhà ở yên rồi Thì rước má về mà nuôi Nuôi má thì phải để má ở không đi chơi, anh đừng có để má phải lo cơm nước cho anh nữa. Anh phải cưới vợ, đặng vợ anh lo phụng sự anh và má. Thôi, em cầu chúc cho đường công danh của anh càng ngày càng thêm rạng rỡ. Ở trong gia đình thuận thảo, ra ngoài thiên hạ kính nhường, ngó lên không hổ, ngó xuống không phiền. Chí tấn thủ không khờn, lòng háo nghĩa không mỏi. Người ta thôi thúc em phải đi cho kịp giờ. Vậy em xin anh nhìn em một lần chót, rồi cùng nhau vĩnh biệt. Em kính chào anh. Vĩnh Xuân la một tiếng lớn, chần giờ ngồi dậy, đưa tay như muốn níu cúc hương. Té ra không thấy ai hết, chỉ có ngọn đèn leo lét trên bàn thờ, với tiếng gạ cổ gáy vang trong xóm. Bà Hương Văn nghe con la lớn, bà bước ra thấy con ngồi trơ trên gián. Bà hỏi tại sao con la, Vĩnh Xuân thuật điềm chim bao lại cho mẹ nghe. Cậu nói Cúc Hương về mách bảo rằng nàng xin phép Diêm Dương hưởng đầu thai ba năm, đặng linh hồn nàng theo phò hộ cho cậu ăn học hoàn tất. nay cậu học đã thành công rồi nên Diêm Đình buộc nàng phải đi đầu thai, đợi kiếp khác sẽ được phối hiệp. Nàng lại căng dặn hệ đi làm việc, dọn nhà cửa ở yên rồi thì phải cưới vợ, đặng có người lo cơm nước cho mẹ nghỉ vì mẹ già mỏi mệt, không nên để mẹ cực nhọc nữa. Bà Hương Văn cảm thấy hồn ma mà cũng biết hiếu đạo, sắp đi đầu thai mà cũng còn lo cho mẹ con bà, thì bà xúc động đến ứa nước mắt. Bà đốt một cây nhang cắm trên bàn, giải cho linh hồn Cúc Hương đầu thai vào nhà giàu có sang trọng cho nàng sung sướng tấm thân. Rồi đó mẹ con trong đèn ngồi mà bàn tính đời sống tương lai với nhau. Vĩnh Xuân nói để coi nhà nước bổ đi làm việc xứ nào Hãy tới đó cậu mướn phố, rồi cậu sẽ viết thơ cho mẹ hay, đặng mẹ bán nhà, bán đồ, theo ở với cậu cho mẹ con khỏi cách biệt. Như có thể chở đồ đi được, thì lựa thứ nào cần như bằng thờ, giường dáng, thì mướn ghe chở đi. Còn đồ lặt vặt không xứng đáng, thì để lại cho bà con lối xóm ai cần dùng thứ gì, họ lấy mà dùng. Mẹ con tưởng còn phải chờ lâu, Té ra chưa tới 10 bữa thì có trác tham biện, xuất cho hương chức làng Vĩnh Lợi, phải truyền cho thầy Phan Vĩnh Xuân hay, quan thống đốc đã cấp bằng cho thầy làm ký lục chánh ngạch và bổ thầy tùng sự với quan tham biện, chủ tỉnh Mỹ Tho. Vậy thầy phải đến tòa bố gò công, lãnh cấp bằng và lấy giấy đi tàu, đi xe lửa, lên Mỹ Tho mà làm việc. Hương chức hay Vĩnh Xuân được nhà nước cấp bằng làm ký lục, lại thấy quan tham biện gọi bằng thầy thì kiên nể nên cậy hương hào là nhà bà hương văn mời thầy ký xuân đến nhà diệt dòng đặng lãnh trác của quan tham biện dĩnh xuân mặc áo dài đàng hoàng đi lại nhà việc làng hương chức niềm nở nhắc ghế mời ngồi rồi lấy lá trác của quan tham biện trao cho xuân đợi xuân xem trác rồi thôn trưởng mới nhỏ nhẹ tỏ lời khen ngợi xuân ăn học giỏi được chức vị cao làm rõ ràng cho làng Vĩnh Lợi. Hương Hào tiếp hỏi thăm cách ăn học, cách thi cử. Hương Giáo hỏi về lương hướng. Còn Hương Thân tiếc Xuân không được bổ làm việc tại tòa bố gò công cho Hương chức được nhờ che chở. Vĩnh Xuân thấy được bổ Mỹ Tho không xa thứ sở cho lắm thì mừng thầm. Muốn về liền đảng báo tin cho cha mẹ hay mà bị Hương chức hỏi cù nhây làm cậu phải mất hơn nửa giờ đồng hồ chừng Vĩnh Xuân về, bà Hương Giang hay tin con được làm việc tại Mỹ Tho, thì bà mừng mà nói, chợ dòng có đò đi Mỹ Tho hàng ngày, bà lên xuống thăm con rất tiện. Xuân nói nhờ có đò nên chừng Xuân mướn được phố rồi, mẹ bán nhà và chở đồ lên mà ở, khỏi tốn hao tiền chở chuyên nhiều. Vĩnh Xuân tính trưa mai phải xuống tòa bố gò công mà lãnh cấp bằng, giới giấy đi tàu đi xe, kiếm nhà quen ở nghỉ một đêm rồi sáng mốt xuống tàu lên sài gòn đặng đi xe lửa qua mỹ tho cậu ra nhà hai tỷ cho chị hay và cáo từ với chị mà đi làm việc hai tỷ hỏi cậu ra đi mà còn tiền hay không như cậu cần dùng tiền bao nhiêu thì nói cho chị biết chị sẽ cho mượn xuân nói hôm đi thi cậu xài tiền cũ nên số bạc hai chục đồng của chị giao hôm nọ vẫn còn nguyên bây giờ đi làm việc nhà nước cho giấy đi tàu đi xe khỏi tốn tiền bởi vậy cậu không cần dùng tiền thêm làm chi. Vĩnh Xuân đi thẳng lên từ giá vợ chồng ông giáo quân. Hai ông bà nghe Xuân được bổ Mỹ Tho cũng mừng lắm. Bà giáo hỏi Xuân đi làm việc, vậy có đem bà Hương dãn theo hay không? Xuân nói, để lên trển kiếm phố, mướn được rồi sẽ rước mẹ lên. Bà giáo nói xuất thân đi làm việc. Tới xứ lạ quê người trong lưng phải có sẵn tiền mới khỏi bối rối. Vậy để bà cho mượn một số tiền đem theo mà xài vì lương phải để cuối tháng người ta mới phát. Nếu không có tiền thì lấy chi ăn đặng chờ ngày lĩnh lương. Xuân nói đã có 20 đồng xài một tháng cũng không hết. Bà giáo nói thím có một đứa con tuổi cỡ tuổi cháu nó cũng một cô cha như cháu mà nó ở bên tàu thím không châu cấp cho nó được không biết nó no đói thể nào Thiếm thấy cháu côi cút lại bẩn chật thiếm thương cũng như con thiếm vậy. Vậy để thiếm giúp cho cháu một số tiền đặng nhờ âm đức khiến cho có người khác giúp đỡ con thiếm. Bà giáo lấy đưa cho Xuân 30 đồng bạc, Xuân cố từ không chịu lấy. Ông giáo phải can thiệp, ép Xuân lấy đặng trong lưng có ít nữa là 50 đồng. Chừng nào làm có tiền dư rồi sẽ trả lại, mà giàu không trả cũng không sao bởi vì bà giáo tính làm phước đặng con bà nhờ âm đức. Xuân nghe như vậy nên mới chịu lấy tiền. Ông giáo hỏi chừng nào đi, Xuân nói ngày mai xuống tòa bố lãnh giấy tờ rồi đi luôn. Ông giáo mới nói, vậy thì bắt đầu ngày mai cháu sẽ lìa cố hương, sẽ xa thầy, xa bạn mà bước chân vào đường đời, sống trong cảnh đời khác hẳn với cảnh đời thuở nay. Cháu không phải là một đứa học trò nghèo nữa cháu là thầy thông, thầy ký, kẻ bẩm người dạ, kẻ bợ đỡ, người cầu thân. Vậy trước khi cháu xa thầy, để thầy giảng cho một bài học cuối cùng, bài học làm người sống với cuộc đời thực tế. Cháu có học tứ thơ, cháu biết thánh nhân có nói như vậy. Sống trong đời thái bình, xa gần đều lạc nghiệp an cư, mà mình ở địa vị nghèo hèn, đó là một điều đáng hổ. Còn sống trong đời ly loạn, nước nghiêng nhà nát, trăm họ lầm than mà mình ngồi địa vị giàu sang đó cũng là một điều đáng hổ này nước mình đã mất chủ quyền mà vì cơm áo phải ấm no lại vì thảo thân phải toàn vẹn nên cực chẳng đã cháu phải bỏ nho học mà theo âu quá đặng làm thầy ký thầy thông xưa thánh nhân nói ra làm quan là vì muốn thi hành đạo học chớ không phải vì nghèo nhưng có khi cũng vì nghèo mà phải làm quan mà nếu vì nghèo nên phải ra làm quan thì nên lãnh một chức vụ nhỏ mọn như đánh trống canh cũng được chức vụ thầy thông thầy ký không có gì hệ trọng nhưng người cầm quyền không biết tiếng việt còn thầy thông thầy ký thì biết tiếng pháp chức vụ nhỏ mọn mà nó thành trọng hệ là tại trường hợp đó tại quan pháp không biết tiếng việt dân việt không biết tiếng pháp Cháu làm thông ngôn, ký lục, cháu nói và hiểu được cả hai thứ tiếng, tất nhiên cháu đứng làm trung gian giữa quan với dân. Cháu nói sao thì quan tin vậy, cháu biểu sao thì dân làm vậy. Cháu thấy cái điểm quan hệ đó hay không? Vĩnh Xuân gật đầu mà đáp: "Dạ con thấy. Ừ, chức vụ của cháu lợi hại cho làng cho dân lắm. Tội phước ở trong đó, ghét thương cũng ở trong đó mà phát sanh." Mấy mươi năm nay thầy thông thầy ký phần nhiều làm gió, làm mưa, làm sống, làm chết. Bởi vậy mấy ổng được dân kiên nể chiều chuộng, vua bợ, đúc nhét. Nhờ vậy nên mấy ổng giàu có, sang trọng hơn người. Mấy ông không nhớ nước ngã, dân nghèo, cứ lo cho vinh thân, phì da, ăn ngon, ở sướng mà thôi. Đó, cảnh đời thực tế của thầy Thông, thầy Ký trong buổi này là vậy đó. Vì vậy nên từ bữa hay cháu thi đậu ký lục, thầy giật mình, thầy lo cho cháu sẽ bị tiền bạc nhem thèm, rồi còn bị bỡ đỡ lôi cuốn, mà cháu cũng phải xa ngã vào đường bất công, bất chánh với họ. Thưa, con không thể làm như họ được. Sửa soạn bước chân lên đường đời, con đã chọn bốn chữ thanh cao chánh trực để làm tiêu biểu đặng ngó chừng mà đi tới. Thanh cao chánh trực. Được vậy thì hay lắm, nhưng không phải dễ mà làm được đâu cháu. Cháu chung chạ với một đám người, cả thải đều phải băng ngang qua một dũng bùng lầy. Cháu không chịu lắm chân, cháu cũng không làm sao cho khỏi lắm được. Nếu cháu không chịu lội qua, thì cháu trái ý với các bạn, làm sao cháu chung chạ nữa được. Thanh liêm, cao thượng, chánh trực, phải hiền nhân, chí sĩ mới làm được. Cháu nhỏ tuổi, lại học ít, thầy sợ e cháu khó mà đạt được mấy đức tánh đó vậy thầy khuyên cháu ở đời giao gặp trường hợp nào cháu cũng đừng quên đạo nhân nghĩa của khổng mạnh cháu đừng vua bợ bề trên mà cầu thân đặng dễ bóc lột kẻ dưới mà thủ lợi cháu phải gắt cao với cháu và rộng dung cho người cháu phải thương yêu cứu giúp người yếu hèn nghèo khổ tiền bạc bất nghĩa cháu đừng thèm những thói xa hoa cháu đừng tập cháu phải tu tâm dưỡng tánh, giúp người chớ đừng hại người. Được như vậy cũng đã khá lắm. Con sẽ ráng sức làm theo lời thầy dạy. Cháu phải nhớ điều này nữa. Mặc dầu vật đổi sao dời, cháu là người Việt thì bao giờ cháu cũng là người Việt, không lột da mà làm người gì khác được. Cháu có biết câu hát này không? Nguyện đường mãn, nha môn bất mãn, bìm bìm leo, thúi địch cũng leo. Chi chi cũng kiếp thằng Tèo, đắc thời hống hách, nghiêng nghèo ai thương. Thúi địch, loại dây leo mọc ở mé sông chung lộn với dừa nước, mùi thúi gắt. Người miền Nam ép lá thúi địch lấy nước trộn với bột gạo làm bánh thúi địch. Bánh có màu xanh ở trung tâm và màu trắng ở rìa, ăn với đường cát hoặc với mắm kho. Cháu hiểu ý câu hát đó hay không? thưa hiểu. Ông giáo chúm chím cười, rồi ông đưa tay chỉ ngoài sân mà hỏi. Cháu thấy hai chậu môn của thầy trồng thỏa nai kia hay không? Dính Xuân thấy hai chậu môn hai giống khác nhau, một giống lá xanh mà có điểm trắng đỏ xen lộn, còn một giống lá xanh ngoài rìa mà trồng ở giữa thì đỏ lòm. Cậu không hiểu ý thầy hỏi chi vậy, xong cậu cũng đáp. Thưa mấy năm nay con thấy hai chậu môn đó hoài, sách vợ nói cây trúc tượng trưng người quân tử mà thầy coi môn có đủ tánh chất quân tử hơn thầy trồng đó đặng mai chiều thầy ra ngó mà tu tâm dưỡng tánh cháu nhớ coi mỗi bẹ môn cái cọng thì thẳng ngay xuôn đuột mà ở trong thì có lỗ thông từ dưới lên trên không có gai mà cũng không có nhánh còn cả bụi môn thì lá nằm trên che gốc kín mít coi có đủ văn đủ chất lắm vậy năm trước thầy ngó môn rồi thầy đặt một cặp đối như vậy trung thông ngoại trực vô mạng vô chi thượng cái hạ tàn hữu văn hữu chất phải hôn trong thông ngoài thẳng không có gai không có nhánh trên che đậy cho dưới được ấm êm ra vẻ đủ văn đủ chất như người quân tử thưa thầy tả tính chất môn như vậy thì trúng lắm Ừ, chừng cháu có nhà cửa, cháu kiếm môn trồng như thầy, để ra vô dòm thấy, đặng nhớ mà tu dưỡng. Con vâng lời thầy. Thôi, cháu về sửa soạn hành lý, đặng mai có đi làm việc. Hồi xưa đưa bạn đi làm quan người ta tặng cây quạt để phất gió nhân cho dân gian được gội nhuần. Này cháu đi làm việc, thầy cũng chúc cháu rải nhân đức cho dân chúng đều được hấp thụ. Bà giáo tiếp nói, cháu đi mạnh giỏi, chừng chị Hương văn theo lên trển ở với cháu rồi, lúc nào cháu có dịp về giếng mộ thì cháu ghé nhà thầy thiếm đây ở, đừng ngại chi hết. Vĩnh Xuân cảm ơn, chúc thọ cho vợ chồng ông giáo, rồi từ mà về. Bà Hương văn lăn xăng lo cơm cho con ăn, bà hỏi đi thăm đủ hết chưa, Vĩnh Xuân nói thăm xong hết rồi, lại thuật chuyện, bà giáo ép cho mượn 30 đồng bạc cho mẹ nghe. Bà nói bà dành dụm xưa rầy được 10 đồng, tính chừng con đi bà sẽ đưa cho con đem theo. Vĩnh Xuân nói bây giờ con đã có tới 50 đồng, con lấy thêm làm chi nữa. Cậu xin mẹ cất để dành ở nhà xài. Buổi chiều, Xuân đi viếng mộ cha với mộ cúc hương một lát, rồi xếp quần áo bỏ vô rương sửa soạn mà đi. Bữa sau bà Hương Giang nghỉ bán bánh ở nhà lo cơm nước cho Xuân, rồi bà mượn người vác rương ra xe tờ bà cũng theo đưa con đi làm thầy ký lục đoạn thứ ba lãng lơ duyên mới một la mã cải cách cơ quan hành chánh nhà nước sắp đặt lần lần trong mấy mươi năm Đến lúc này, người ta đã nhận thấy có nhiều tục cũ bị thủ tiêu và có nhiều cách mới được phát hiện trong xứ. 20 hạt tổ chức hồi ban đầu, bây giờ gọi là 20 tỉnh. Tham biện cai trị mỗi tỉnh thì gọi là tham biện chủ tỉnh. Nhà nước cũng đã ban hành đạo luật gọi là tổng lý quy điều, chỉ định cách tuyển cử hương chức, hội tề trong mỗi làng và cách thâu suất giữ gìn tiền bạc công nho trường học của làng thì chuyên dạy chữ quốc ngữ chứ không được dạy chữ nho nữa nhưng dân đến tòa bố hoặc tòa án yêu cầu hay thưa kiện diệt chi thì đơn từ phải viết bằng chữ quốc ngữ mới được quan chấp để tra xét cơ quan y tế đã bắt đầu tổ chức chính sách bắt đầu đắp lộ để giúp thuận tiện cho cuộc giao thông có lẽ tại ngân sách eo hẹp nên chưa áp dụng lúc ấy người ta chỉ thấy có 1. Một đường xe lửa từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho, khởi công kiến trúc hồi năm 1885. 2. Một đường xe lửa nhỏ từ Sài Gòn vô chợ lớn, chạy ngang OMA, Com Mà, gọi tắt OMA, có lúc là trụ sở Ủy ban quốc tế kiểm soát đình chiến, về sau là trụ sở tổng cục công an cảnh sát. 3. Một đường xe lửa nhỏ từ Gò Giáp ra Sài Gòn rồi thẳng vô chợ lớn chạy dọc theo mé sông. 4. Đường xe lửa xuyên Đông Dương khởi công từ năm 1900 chỉ mới đưa hành khách tới Biên Hòa mà thôi. Còn lộ để giao thông liên tỉnh vì chưa có xe hơi nên không cần thiết, bởi vậy tổ chức cuộc giao thông đường thủy thấy tiện lợi hơn. Mỗi ngày đường chợ lớn xuống Gò công và đường Sài Gòn lên thủ dầu một đều có tàu đi tàu về. Đường Sài Gòn đi Vũng Tàu, Bà Rịa mỗi tuần có hai chuyến tàu chạy, đường sài gòn lên tây ninh mỗi tuần có một chuyến đường sài gòn lên nam giang mỗi tuần có hai chiếc tàu lớn chạy ngã sông cửa tiểu ghé mỹ tho đường sài gòn xuống dùng tiền giang và qua hậu giang thì mỗi tuần ba chuyến có tàu lớn gọi là tàu lục tỉnh chạy ngã kinh chợ gạo cũng ghé mỹ tho hành khách ở lục tỉnh lên sài gòn hay là ở sài gòn về lục tỉnh thảy đều phải đi ngang qua tỉnh lỵ mỹ tho mà đến 95% bận lên tới Mỹ Tho rồi người ta đi xe lửa cho mau và bận về người ta cũng đi xe lửa xuống Mỹ Tho rồi mới đi tàu. Vì vậy nên người ta mở nhiều đường thủy lộ cho tàu nhỏ chạy để đưa rước hành khách từ tỉnh lỵ Mỹ Tho xuống mấy tỉnh miệt dưới. Mỗi đường đều có tàu của hãng người Pháp mà lại có thêm tàu Hoa Kiều. Mỗi ngày có tàu đi tàu về đường Bến Tre, đường trà vinh đường cần thơ sóc trăng bạc liêu tới đại ngãi phải sang tàu khác đường vĩnh long sa đéc long xuyên rạch giá ấy vậy tỉnh lỵ mỹ tho chiếm vị trí trung tâm về cuộc giao thông giữa sài gòn và lục tỉnh tàu ở lục tỉnh vô tới đó phần nhiều nhằm ban đêm hành khách phải trú ngụ đợi đến gần sáng mới có xe lửa chạy lên sài gòn khách sạn mở ra rước khách rất nhiều mà luôn luôn có khách ra vào không bao giờ ế bởi vì có người đi Sài Gòn về nếu họ có mua đồ nhiều họ xuống trước buổi chiều ở đó nghỉ một đêm đặng sáng đem đồ xuống tàu cho tiện khỏi phải lật đật sợ hết tàu tuy vậy mà mỗi ngày đúng 8 giờ rưỡi sớm mơi khoảng đường từ nhà ga xe lửa lại bến tàu thiên hạ rần rộ lại qua náo nhiệt cả chục chiếc tàu đậu trực dưới bến đốt lửa cho nóng máy sẵn sàng chờ khách xuống đặng mở dây chạy liền chiếc nào cũng muốn chạy trước, đặng giành rước khách dọc đường. Hãy nghe xe lửa súp lê đặng vô ga, thì các tàu ở mé sông đều đua nhau súp lê vang dội. Hành khách lóng nhóng chờ xe ngừng thì chen nhau nhảy xuống, rồi người dắt con, kẻ sách đồ, đi riết lại bến tàu, gây ra một quan cảnh ôm sòm lật đật, kêu réo lăng xăng, làm cho người vô sự đứng coi cũng phải mệt. Phan Vĩnh Xuân có ở học 2 năm tại Mỹ Tho, thầy đã từng xem cái quan cảnh náo nhiệt này. Sáng hôm nay, thầy ngồi xe lửa từ trên Sài Gòn đi xuống dưới Mỹ Tho tự chức. Có giấy nhà nước cho thầy đi hạng nhì, nên trong toa xe không có hành khách đông như bên hạng ba. Chỉ có một bà sùng sồn với một thiếu nữ sang trọng ngồi trong một góc. Thầy không dám ngó, không thể gì nói chuyện được. Nên thầy lột cái nón trắng mới mua trên Sài Gòn hồi chiều hôm qua mà cầm trong tay cứ dây mặt ra cửa sổ xem đồng ruộng với xóm nhà dọc theo đường. Thầy tính trong trí, coi chừng xuống tới Mỹ Tho, thầy sắp đặt bề ăn ở cách nào, phải kiếm nơi trú ngụ đỡ ít bữa rồi mới mướn phố mà ở được. Trú ngụ nhà ai? Thầy chỉ quen có một anh bạn học ở bên chợ cũ, mà anh bạn đó không có đi thi ký lục. Anh đi làm việc gì, ở đâu? Anh có ở nhà hay không? Nếu mình chở rương đi thẳng qua đó, rủi không có anh bạn ở nhà thì làm sao xin ở đậu cho được. Vĩnh Xuân suy nghĩ, rồi quyết định xuống tới Mỹ Tho, thầy sẽ mướn một căn phòng trong khách sạn mà để Rương đặng đi trình diện. Trưa thầy ăn cơm tiệm, chiều thầy sẽ qua chợ cũ tìm bạn, rồi cậy sắp đặt dùm chỗ ăn ở ít bữa. Nghĩ tới khách sạn, Vĩnh Xuân chẳng khỏi nhớ tới quang cảnh tưng bừng náo nhiệt khi xe lửa tới ga, tàu súp lê gian rân hành khách chen nhau đi riết, hè hụi lăng xăng, người bồng con kẻ sách gói. Nhớ cảnh đó như thấy trước mắt, thầy dây vô ngó bà với cô ngồi trong góc miệng thầy chúm chím cười. Bà nọ tưởng thầy cười là muốn làm quen, nên bà nhìn thầy trân trân. Không về thầy cười là gì, thầy nghĩ chừng xe tới, thầy khỏi sung xăng lật đật như họ. Thiệt vậy, chừng xe chạy ngang nghĩa địa thổi súp lê, thì hành khách trên máy toa xe lao nhau, kẻ đứng dậy soạn đồ, người biểu con đội nón. Chừng xe ngừng, Vĩnh Xuân bình tĩnh chống tay giữa cửa sổ mà ngó. Bà với cô đi hạng nhì với thầy, sách đồ đi xuống, bộ đi cũng hâm hở như người ta. Thầy nghĩ ở đời chẳng có chi vui sướng cho bằng mình vô sự, trí không lo, lòng không sợ, đứng nhìn thiên hạ sâu xé tranh đua nhiều khi lật đật, lăng xăng mà rồi không mau hơn ai, không ít chi hết đợi người ta đi hết rồi Vĩnh Xuân mới kêu một anh phu mướn giác rương đem vô khách sạn ở ngang nhà ga thầy lấy một căn phòng nhỏ để rương rồi rửa mặt thay đồ sạch sẽ thầy mặc quần lụa trắng mới với áo xuyến dài đầu đội nón trắng chân mang giày đen lại đứng trước cái kiến nhắm nhía rồi khóa cửa phòng đi tòa bố y phục đàng hoàng tướng đi cứng cỏi phải điệu thầy thông thầy ký lắm Giờ đó tại tòa bố làng dân đương hầu rất đông, làng bịch khăn đen, bận áo dài, còn dân thì mặc áo vắng để đầu trần nên dễ phân biệt. Vĩnh Xuân đi ngoài hành lang phía trước, đi giáp ba phòng, thấy phòng nào cũng có mấy ông, mấy thầy ngồi làm việc, cả thấy đều mặc áo dài, nhưng người bịch khăn đen, người bịch khăn đầu rìu xanh, mà cũng có người không bịch khăn gì hết. Trong cái phòng giữa rộng lớn, có năm sáu thầy ngồi hai hàng bàn đặt hai bên phía trong sâu có một bàn lớn một ông quan pháp để râu bó hàm ngồi dây mặt ra ngoài đừng hút thuốc và nói chuyện với một ông quan pháp khác trẻ tuổi hơn đứng tại đầu bàn bên tay trái vĩnh xuân nhắm nhía muốn vô nhưng vì mới lãnh chức thầy ký nên còn bợ ngợ lại không biết hai ông quan pháp này là ai tự nhiên đứng dụ dự may có chú cai hầu ở trong phòng đi ra hai tay áo có gắn lon vàng cháy Vĩnh Xuân chận chú lại mà nói Tôi là ký lục, có giấy bổ tôi làm việc tại đây, tôi muốn trình diện với quan chánh tham biện. Hai ông đương nói chuyện trong phòng đó, ông nào là ông chánh? Té ra, thay đổi lại đây. Xin lỗi thầy tôi không dè, hai ông đó không phải quan lớn chánh. Ông có râu ngồi đó là quan phó nhất, còn ông nhỏ đứng một bên đó là quan phó nhì. Quan lớn chánh ngồi phòng phía trong nữa, phải đi vòng vô phía sau mới hầu ngài, mà thầy mới đổi lại nên trình diện với quan lớn phó nhất rồi sẽ vô quan lớn chánh cho hầu rồi bây giờ hai ông nói chuyện chơi thầy cứ vô đại đi vô trình giấy cho quan lớn ngồi giữa đó vĩnh xuân nghe nói như vậy mới lấy giấy của quan thăm biện gò công phát cho đi đường mà cầm trong tay rồi lột nón đi ngay vô cúi đầu chào hết hai ông và đưa giấy đi đường cho quan phó nhất Quan phó coi giấy rồi vui vẻ hỏi Vĩnh Xuân phải mới thi đầu kỳ này và phải gốc ở gò công hay không. Vĩnh Xuân nói phải. Ông đứng dậy kêu cai hầu, hỏi quan lớn chánh hồi sớm mơ ngồi xe đi quan sát dùng chợ cũ đã về rồi hay chưa. Cai hầu bẩm quan lớn chánh đã về nãy giờ rồi. Quan phó nhất biểu Vĩnh Xuân đi với ông rồi ông mở cửa phía sau lưng dắt ký Xuân qua trình diện với quan chánh tham biện khác hẳn với quan phó, quan chánh lớn tuổi nhưng nhỏ dốc, nghiêm chỉnh, nói ít lại nói chậm. Quan phó giới thiệu thầy ký mới, rồi quan chánh ngó qua Vĩnh Xuân mà nói rằng quan phó sẽ chi việc cho thầy làm, còn nhỏ tuổi mới tập sự, thầy phải siêng năng, hăng hái lo cho tròn bổn phận, đừng trễ nải, nhất là đừng kiếm cách làm khó cho làng, cho xã, đừng ăn tiền, bởi vì ăn hối lộ là tội trọng luật pháp sẽ trừng trị thẳng tay. Mới xuất thân mà nghe lời hăm dọa, Vĩnh Xuân thấy hổ thẹn. Thầy muốn cãi rằng không phải quyết chí bóc lột nên thầy thi mà làm ký lục, nhưng thấy quan chánh oai quá, thầy phải ẩn nhẫn mà nói thầy sẽ cố gắng làm việc, làm việc siêng năng, ngay ngắn cho đẹp lòng quan trên, không dám để lỗi phận sự. Quan chánh gật đầu, phát tay, tỏ ý câu chuyện đã chấm dứt. Quan phó dắt Xuân trở ra, kêu thầy khuê. Người trọng tuổi, bịch khăn đen, ngồi cái bàn gần đó, biểu dắt Xuân đi giới thiệu với mấy ông, mấy thầy trong tòa bố. Trước hết thầy khuê dắt Xuân qua trình diện với quan phủ, ngồi trong phòng phía tay trái. Quan phủ bịch khăn đen, không có râu, ốm yếu, mặt thon, nước da mét như người có bệnh. Tuổi ông đã quá năm mươi, cánh ôn hòa, tiếng nói nhỏ, ít hay cười. Ông nói ít lời rồi có hương chức vào chầu, nên ông biểu thầy Khuê dắt đi giới thiệu với mấy thầy để bữa khác rảnh ông sẽ nói chuyện dài. Thầy Khuê dắt ra bàn quan huyện, ông ngồi phía trước, quan huyện cao lớn, mập mạp, để râu ngạnh trê, bịt khăn đầu rìu xanh, tuổi đã trên 40, tướng khỏe mạnh. Vừa nghe thầy Khuê tiến dẫn thầy ký mới thì ông vui vẻ đưa tay ra bắt tay Vĩnh Xuân kêu bếp hầu biểu nhắc lại hai cái ghế ép Vĩnh Xuân ngồi và hỏi Xuân Thầy ký ra trường năm nào, thầy được bao nhiêu tuổi? Thưa tôi mới ra trường kỳ rồi đây, năm nay tôi được 22 tuổi. Có hấp vợ hay chưa? Thưa chưa. Làm ít tháng rồi cưới vợ. Ở đất này thiếu gì gái đẹp, lựa cô nào có sắc lại có tiền thì đem về cất nhà cửa mà ở sắm xe ngựa đi chơi. Làm việc ở tòa bố nhà giàu họ dành mà gã con lo gì ế vợ, cha mẹ còn song toàn hay không? Thưa tôi một cô cha, còn bà mẹ già. Thì lại đây hồi nào, tính mướn phố dọn nhà hay là ở đậu với người ta? Thưa tôi đi xe lửa mới tới hồi 8 giờ rưỡi đây, tôi ghé khách sạn mướn phòng mà để rương. Để chiều tôi đi hỏi thăm coi có nhà nào chịu nốt cơm tháng cho tôi thì tôi xin ở đậu ít ngày đợi kiếm phố mới được rồi sẽ ở riêng. Ở khách sạn rầy rà quá, nghĩ sao được, lại làm thầy thông thầy ký mà ở như vậy khó coi. Nhà tôi đông quá, nhất là có bầy cháu ngoại vẫn trững rầy rà dữ. Chớ chi nhà tôi rộng, tôi mời lên nhà tôi mà ở đỡ. Mong sự khuê coi trong tòa bố. Thầy nào có nhà rộng thì nói dùm cho thầy ký ở đầu, anh em thuộc một ti phải giúp nhau. Đó là cuộc vần công, Bây giờ mình giúp thầy ký đây, sau mình đổi qua tỉnh lạ thì sẽ có thầy khác giúp mình lại. Thầy Khuê suy nghĩ một chút rồi nói Mấy thầy ai cũng có gia đình đông quá. Duy ông kinh lịch lương có lẽ ổng cho mong sự xuân đùm đậu đỡ được. Ông ở một căn phố rộng rãi mát mẻ mà nhà chỉ có hai ông bà. Con gái lớn của ổng có chồng về ở dưới bình đại còn người con trai thì làm thông ngôn tòa án trên Long Xuyên. Ông cho thầy ký ở ăn cơm với ổng thì tiện lắm. Quan huyện nói, đâu thầy mời ông Kinh qua đây đặng tôi nói dùm thử coi ổng chịu hay không. Thầy khuê đi một chút rồi dắt ông Kinh lương qua. Quan huyện nói, ông Kinh, thầy ký xuân mới được bổ lại làm việc với mình đây. Thưa hồi nãy tôi thấy vô trình diện với quan lớn rồi. Ừ, quan phó biểu thầy khuê dắt đi trình diện với mấy ông mấy thầy mới đi tới đây chưa kịp qua ông tôi hỏi thăm mới hay thầy không có quen với ai hết thảy phải mướn phòng ở ngoài nhà ngủ ở như vậy coi không được tôi nghe nhà ông chỉ có hai ông bà vậy ông làm ơn cho thầy ký xuân ở đậu đỡ ít ngày đặng thầy kiếm phố được rồi thảy dọn nhà thảy đáng em cháu ông bà ăn gì thì thảy ăn nấy là một ti với nhau cũng như bà con một nhà. Nếu giúp đỡ thảy trong bước đầu, thảy không quên ơn đâu. Tôi có một căn phố, tôi sợ chật hẹp bất tiện cho thầy. Như thảy bằng lòng tá túc với tôi, thì vợ chồng tôi vui mà cho thấy ở đặng có người hữu hủ hỷ chơi. Được lắm, được lắm, vậy thì xong rồi. Xuân cảm ơn ông Kinh, cảm ơn quan huyện, thấy ai cũng chiếu cố sẵn lòng dùm giúp thầy mừng hết sức. Ông Kinh Lương biểu Xuân đợi tang hầu rồi ông sẽ dắt về nhà ở với ông. Xuân cảm ơn quan huyện một lần nữa, rồi theo thầy Khuê đi thăm hết mấy thầy trong tòa bố. Chừng thăm đủ rồi, quan phó kêu Xuân mà nói, bữa nay thứ bảy, dậy buổi chiều, ông cho Xuân nghỉ ở nhà đặng lo bề ăn ở cho yên, rồi sáng thứ hai sẽ bắt đầu làm việc. Xuân cảm ơn rồi lại bàn ông Kinh Lương ngồi nói chuyện. Ông kinh lịch lương đã trên 50 tuổi, để râu le the, tóc râu đều điểm bạc, tướng đi khoan thai, nói chuyện hòa hưởng. vốn nhà nho học nên y phục đàng hoàng, đầu vấn khăn nhiễu đen, mình mặc áo xuyến đen, trong có áo dài trắng. Ông bận quần nhiễu trắng, chân mang giày tàu, kiểu hắc mã dĩ. Xuân thấy ông đang ngồi dịch một tờ bán đất chữ nho ra chữ quốc ngữ, mới hỏi ông dịch chi vậy, bây giờ người ta còn được vô đơn từ bằng chữ nho hay sao? Ông Kinh cắt nghĩa rằng mấy năm nay đơn từ phải viết chữ quốc ngữ hoặc chữ lăng xa chứ không được viết chữ tàu nữa. Nhưng có nhiều giấy tờ cũ, thuở cựu trào lập bằng chữ tàu như tờ chúc ngôn, tờ tương phân, tờ đoạn mãi điền thổ, tờ hôn thơ. Bây giờ có người đem những giấy tờ ấy đến xin đóng bách phần cầu chứng đặng nạp cho tòa mấy thầy bây giờ học giỏi chữ tây mà không biết chữ nho làm sao hiểu cho được mà làm việc vì vậy nên mỗi tòa bố phải có một vị kinh lịch đặng dịch giấy tờ chữ nho cho mấy thầy lại mấy tờ cáo thị nếu là bằng chữ quốc ngữ thì ít người đọc được phải dịch chữ nho một bên để phổ thông khắp dân gian xuân hỏi làm kinh lịch cần phải biết chữ tây hay không ông nói không cần như ông thì ông biết chữ nho với quốc ngữ mà thôi nếu tờ nào quan lớn muốn hiểu cho rõ thì thầy thông ngôn coi bổn quốc ngữ của ông rồi dịch ra chữ Tây. Đúng 11 giờ, nghe trống tăng hầu, mấy thầy đều dẹp đồ đi về ăn cơm. Vĩnh Xuân đi theo ông Kinh Lương. Ra ngoài đường, ông hỏi Xuân dễ chớ hành lý để đâu nên lấy đem luôn lại nhà ông cho rồi. Xuân dắt ông lại khách sạn, trả tiền phòng rồi kêu xe kéo chở rương vô nhà ông Kinh. Ông Kinh Lương ở đường từ cầu tàu lục tỉnh chạy vô trường học, qua khỏi tòa án một đổi, có dãy phố bên phía tay mặt. Ông ở căn thứ nhì. Ông dắt Xuân vô nhà, kêu Sa Phu biểu đem rương vô, chủ khách nói chuyện lao sao. Bà Kinh ở sau bếp coi cho chị bếp dọn cơm. Bà nghe nói chuyện phía trước, biết ông đi hầu về, nhưng không biết ông nói với ai. Bởi vậy, bà săn sớm đi ra trước mà coi. Ông Kinh đường cởi áo dài, ông thấy bà ra thì chỉ thấy xuân mà nói thầy thông đây mới thi đậu quan trên bổ xuống làm việc tại tòa bố mình đến đây thầy không quen với ai hết quan huyện nói để thầy ở nhà ngủ và ăn cơm tiệm coi kỳ quá nên ngài hỏi tôi có sẵn lòng cho thầy ở tạm đợi kiếm phố mướn được rồi thầy sẽ dọn nhà tôi nghĩ nhà mình tuy không rộng song có hai vợ chồng chen ngoẻn cho thầy ở đậu không hại gì. Bởi vậy tôi rước thầy vô đây, bà nó coi cơm rồi thì dọn ăn. Bà Kinh mừng rỡ nói, cơm gần rồi đa, thay đồ rồi thì con bếp sắp đặt cũng rồi. Ông nó rước thầy thông vô ở với mình thì phải lắm, chứ để ở ngoài nhà ngủ coi kỳ quá. Thầy đừng ngại gì hết thầy thông, không biết nhau chẳng nói làm chi, chớ làm chung một chỗ cũng như bà con trong nhà, thầy cũng như em cháu, Thầy mới tới còn chân ướt, chân ráo, không quen với ai. Thôi thì ở đây cho vui. Mỗi bữa thầy đi làm với ông Kinh. Tối tôi dăn mùng cho thầy ngủ bộ dáng trước đây. Còn cơm nước không có thầy, tôi cùng nấu cho ông ăn vậy. Có thầy thì thêm một cái chén với một đôi đũa. Chớ có thất công gì đâu. Thôi thầy thay đồ mát đi. Thay đồ rồi tôi biểu nó bưng cơm lên. Vĩnh Xuân cảm ơn bà. Thấy bà niềm nở sẵn lòng như ông, thầy vui mừng hết sức. Bà Kinh đi vô trong coi dọn cơm. Thầy Xuân mở rương lấy đồ mát ra thay. Thầy dòm trong nhà, thấy trong ngoài sạch sẽ, dán khéo. Ghế bàn tốt, tủ dán bóng ngời. Có một tủ sách nhỏ, lại có treo đần kìm, đờn tranh, đờn co với một ống tiêu trên dách. Trên bàn có để một bộ chén uống trà với một bình nhỏ. thấy như vậy, thầy biết ông Kinh ưa thú phong lưu, trưa uống trà, tối khảy đờn, không kể thị phi không màng danh lợi ông kinh vô trong thay đồ rồi ra trước thấy thầy xuân mặc bộ đồ mát chân mang guốc đương đứng tại cửa ngó ra đường ông kêu mà nói mời thầy vô thầy thông vô đặng tôi dắt đi từ trước ra sau cho thầy biết vô đặng rửa mặt rồi ăn ông kinh dắt thầy xuân vô trong chỉ cái giường mà nói vợ chồng ông ngủ chỗ đó chỉ có bàn để tại cửa sổ phía sau nói chỗ đó ăn cơm gần đó có lót một bộ gián gõ nhỏ để nằm chơi hoặc để ông nghỉ trưa. Ông dắt luôn xuống nhà bếp, mở cửa sau chỉ chỗ đi đại tiện hoặc tiểu tiện cho Xuân biết, rồi trở lại chỉ thao nước cho Xuân rửa mặt. Thầy Xuân nhận thấy nhà tuy chật hẹp, nhưng từ trước ra sau chỗ nào cũng sạch sẽ, đồ đạc có đủ dùng, trong có chỗ ngủ, chỗ ăn, ngoài có bàn tiếp khách uống trà, lại có dáng để nằm nghỉ Xuân mong muốn được như vậy thì mẹ con ở thông thả. Chị bếp bưng mâm cơm dọn lên để trên bàn. Ông Kinh mời thầy Xuân ngồi lại ăn cơm với ông bà. Mâm cơm có một tô canh, một dĩa thịt, một dĩa cá với một dĩa rau, chớ không có thực phẩm gì quý, nhưng nấu khéo, lại chén đũa sạch nên ăn ngon vô cùng. Trong lúc ăn cơm, bà Kinh hỏi thăm góc gác và gia đạo của Xuân thầy lấy sự thiệt mà tỏ ông bà cũng như thầy đã tỏ cho quan huyện trong tòa bố nghe hồi sớm mơi thầy cũng không giấu phận thầy là con nhà nghèo một mẹ một con mẹ già hẩm hút phải bán bánh trái mà độ nhật vì vậy nên từ nhỏ thầy phải gắn công học tập đặng lập thân mà nuôi mẹ thầy cậy bà kinh coi có căn phố nào rẻ rẻ chỉ dùm cho thầy mướn đặng rước mẹ lên ở với thầy không cần mướn phố tốt và gần chợ bởi vì lương hướng không bao nhiêu, phải tiện tặng cho khỏi thiếu hụt. Vợ chồng ông Kinh thấy Xuân khiêm nhượng lại thành thiệt thì đem lòng thương. Bà Kinh nói, làm thầy thông thầy ký phải ở phố khá khá mới được. Chớ mướn phố cho rẻ tiền thì phải ở ngoài xa lại phải chung chạm với hạng bình dân. Rầy ra tối ngày chịu không nổi đâu. Vậy để thủng thẳng kiếm cho phải chỗ rồi dọn mà ở không nên gấp lắm. Thầy thông đừng ái ngại chi hết, thầy ở đây với vợ chồng tôi ở bao lâu cũng được mà. Vợ chồng tôi có hai đứa con, đứa lớn con gái, ổng gả lấy chồng, nó ở theo bên chồng nó ở Bình Đại mấy năm nay. Còn đứa nhỏ con trai, năm ngoái nó thi đậu thông ngôn tòa án, nó đổi lên làm việc trên Long Xuyên, chật hẹp mà có thầy đùm đậu, vợ chồng tôi vui, chớ có sao đâu mà ngại." Vĩnh Xuân nói đến xứ lạ quê người mà tôi gặp được ông bà đem lòng thương tôi như con cháu thiệt tôi cảm đức lung lắm tôi xin ở đỡ năm ba ngày chớ ở lâu cực lòng ông bà nhất là bà phải lo cơm nước thiệt tôi không dám ấy tôi nói không có cực lòng chi hết thầy đừng ngại để thủng thẳng coi gần đây có phố trống rồi sẽ mướn đặng thầy tới lui cho tiện ăn cơm xong Ông kinh giới thầy Xuân ra bàn phía trước ngồi uống trà. Xuân ngó mấy cây đờn treo trên vách rồi hỏi ông kinh. Ông đờn đủ cây hay không ông kinh? Tôi chuyên về cây kìm. Còn mấy cây kia tôi không thích nên đờn được nhưng ngón không tươi. Sách nho ông có nhiều quá. Nhà nho thì có sách nho chứ sao? Thầy học tay mà có biết nho chút đỉnh gì hay không thầy thông? Hồi tôi còn nhỏ, ông thân tôi cho tôi đi học chữ nho Chừng tôi được 13 tuổi, ông thân tôi mất. Ông cậu tôi ép bà già tôi phải cho tôi học chữ Tây đặng lập thân với người ta. Chớ học nho nhiều không ít gì, bà già tôi nghe lời mới biểu tôi bỏ nho mà đi học Tây. Nếu vậy thì thầy biết chữ nho. Tôi có nghe giảng trọn bộ tứ thơ. Vậy à, học hết bộ tứ thơ thì khá lắm. Thầy học với ai? Thầy tôi là ông giáo quân ở chợ dòng ông quê. Chà, thầy học với ông giáo quân. Tôi không biết ổng nhưng tôi có nghe danh ổng học rộng lắm. Thầy coi chuyện được hay chưa? Từ ngày qua học chữ Tây, tôi không cố đến chữ Nho nữa. Để dọn nhà ở yên rồi tôi sẽ tập lại. Tôi có chuyện đủ thứ. Thầy có buồn thì cứ lấy mà đọc. Thầy nên đọc Tam Quốc, Đông Châu, Tây Hớn, Thủy Hữ cho biết thầy có tập làm thi hay không? Chưa. Để thủng thẳng, tôi chỉ thể thức dùm cho, rồi anh em mình sướng quả với nhau chơi, thầy cũng nên học đờn đặng dưỡng trí phong lưu. Uống trà ngon là một bài thi rồi đờn chơi vài bài, thú vị biết chừng nào. Tôi thích sống với cảnh đời đó. Cảnh đời đó là cảnh đời phong lưu nhàn lạc, tôi cũng thích lắm. Vậy thì anh em mình là đồng thinh, đồng khí mà. Tôi mừng lắm, để tôi tập cho thầy biết đờn, biết làm thi phú, đặng vui hưởng thú vị thanh cao với nhau chơi trong tòa bố có thầy nào giỏi chữ nho như ông vậy hay không? Không có, bởi vậy tôi buồn quá. Có vài thầy trọng tuổi như thầy Khuê hồi sớm mơi đó, họ học lỡm ít câu trong sách Minh Tâm, rồi tới đám tiệc họ nói chữ lốp bốp không dùng được vào chỗ nào hết. Bây giờ mấy người xưng là nhà nho đó thì ai cũng học chữ nho chút đỉnh, chớ có học đạo nho đâu, bởi vậy nhà nho đời nay không hiểu tâm để của Thánh Hiền, không hiểu nghĩa lý sâu xa của đạo học, nên xử sự, sự họ làm nhiều việc chứng tai, gai mắt hết sức. Thầy còn trẻ tuổi, mới bước chân vào đường đời, thầy chưa thấy đời đê tiện, để rảnh rồi tôi sẽ nói cho thầy nghe. Chiều nay thầy được nghỉ mà tôi mắc đi làm, để mai Chúa Nhật tôi sẽ dắt thầy đi thăm mấy ông mấy thầy, phải thăm cho đủ hết, mới đổi lại phải thăm kẻ bề trên với bạn đồng liêu, thăm như vậy người ta mới cho thầy là người biết lễ quan phủ tên gì vậy ông Kinh? Tên Hậu, Nguyễn Trung Hậu, Ngài ưa lập nghiêm lắm, lại có bệnh hút nên hay quạo quọ. Còn quan nguyện tên Lê Thành Kiên, ngài có tật uống rượu, tánh tình vui vẻ, giản dị, biết thương kẻ dưới, nên ai cũng yêu ngài. Nhà còn người lạ mà người cũng chưa quen. Thầy Xuân nằm liêm diêm, muốn gây giấc ngủ mà cứ thao thức hoài. Thầy nhớ thầy vào tòa bố trình diện hồi sớm mơ quan chánh, quan phó đều dễ chịu, còn mấy ông mấy thầy vui vẻ, quan nghinh. Thầy thấy bước đầu trong đường đời đã có mòi dễ dàng, duy có lời quan lớn tránh tham biện, dặn đừng hối lộ. Lời ấy làm cho thầy hổ thẹn, rồi thầy nhớ tới ông kinh nho nhã, bà kinh bãi bui, vợ chồng đều sẵn lòng giúp, dịu dắt thầy, thì thầy lại càng thêm mừng. Nhưng thầy nghĩ, không lẽ đùm đậu với người ta nhiều ngày thế nào cũng mướn dọn cho mau trước khỏi làm nhọc lòng vợ chồng ông kinh sau rước mẹ lên ở đặng mẹ con khỏi phân cách hai giờ ông kinh thức dậy tắm rửa rồi thay đồ đi làm việc ông mở tủ lấy bộ truyện tam quốc chí để trên bàn dặn xuân ở nhà có buồn thì đọc thử chơi mà giải muộn ông đi rồi bà cứ theo nói chuyện với xuân hỏi chuyện học hành nói chuyện kiếm đôi bạn học chuyện mấy thầy làm việc ở đây đều khá hết bà tỏ ý muốn cho xuân hiểu cách ở đời của thiên hạ trong thời đại kim tiền này câu chuyện càng kéo dài bà kinh càng tỏ tình thân thiết xuân cứ ngồi nghe bà giảng dạy dầu có điều không hạp ý thầy cũng cười chớ không dám cãi vì thầy không muốn trái ý bà là người trưởng thượng sáng suốt tình đời gần ba giờ rưỡi xuân mới thay đồ thưa với bà kinh để thầy đi viếng nhà trường là chỗ thầy có ở ăn học hai năm rồi qua chợ cũ tìm một người bạn hồi trước coi còn ở đó hay đã dời đi chỗ khác dĩnh xuân đội nón đi vô trước trung học mỹ tho đứng ngó một hồi rồi trở ra chợ lên cầu quay mà ra chợ cũ vào nhà của người bạn cũ hỏi thăm thì người nhà nói anh bạn xin làm giáo viên nên quan trên đã bổ đi dạy học trường tỉnh bên Tân An. Xuân thầm nghĩ, nếu hồi sớm mơi mình chở rương qua đây thì bơ dơ vô ích. Thầy càng thấy phải có phước mới gặp được ông Kinh Lương. Thầy càng kính mến hai ông bà, cả hai đều hảo tâm làm nghĩa. Thầy đi xem phố hai bên đường, thấy dãy nào cũng tệ quá. Phố lá thì nhiều, còn phố ngói thì cũ, lại căn nào cũng có người ta ở buôn bán đồ lặt vặt, thấp thỏi, dơ giấy, không phải chỗ mấy thầy ở được. Thầy trở lại cầu quay, rồi đi dọc theo mé sông mà chơi. Thầy vô mấy đường trong có ý kiếm phố trống. Té ra, dãy nào cũng có người ta ở đủ, không thế gì chen vô được nữa. Gần 6 giờ, dĩnh Xuân mới về tới nhà. Tan hầu hồi 5 giờ, nên ông Kinh về đã lâu rồi. Ông nằm trên gián coi truyện Tam Quốc Chí, còn bà Kinh đứng dựa bàn têm trầu ăn. Thầy Xuân bước vô, ông Kinh ngồi dậy, hỏi Xuân đi chơi phía nào. Xuân nói thăm trường cũ, rồi qua chợ cũ kiếm phố, sau trở ra phía nhà ga nữa. Bà Kinh nói, phố bên chợ cũ tệ quá, thầy ở sao được mà kiếm, còn phía ngoài ga bao giờ có trống mà mong. Tôi biểu để thủng thẳng vậy mà, gấp làm chi. Tôi nghe phong phanh dãy mình đây có một người tính đi, họ về ăn quá. Vậy để đợi họ đi rồi, tôi sẽ mướn giùm cho thầy, đặng bà con mình ở gần nhau cho vui. Xuân nói, nếu được vậy thì tốt lắm. Bà Kinh nói, phố này sạch sẽ lại thị tứ, mà một tháng có năm đồng, rẻ quá. Ông Kinh nói, Buổi chiều nay vô nhà hầu, tôi có nghe một chuyện ngộ ngộ. Số là thỏa nay thầy sung coi bộ đinh, dân cư thuế thân, mà coi luôn bộ sanh ý, nghề nghiệp, thuế hành nghề, nữa. Bây giờ buôn bán thạnh phát, dân sự đến xin sanh ý nồm nượp. Thầy sung làm tới hai việc, thầy làm không xiết để bê trễ người ta kêu nài hoài quan phó nhất mới nói với quan lớn chánh xin thêm một thầy ký nữa đặng chia công việc với thầy sung hôm nay được mấy quan trên cấp bằng thầy xuống đây ai cũng tưởng quan phó sẽ chia cho thầy hoặc bộ đinh hoặc bộ sanh ý hồi sớm mời thầy vô trình diện với quan phó rồi ổng dắt thầy vô quan lớn chánh chừng trở ra Ông biểu thầy khuê dắt thầy đi giới thiệu với mấy ổng, mấy thầy trong nhà hầu. Hồi nãy đi về chung một khúc đường với thầy quấn coi về điền thổ. Thầy nói nhỏ với tôi rằng, Hoàng Phó Nhất sẽ bắt thầy đứng thông ngôn cho ông, chớ không phải coi bộ đinh hay là sanh ý. Vĩnh Xuân la lớn, trời ơi, tôi mới vô làm việc, tôi chưa biết gì hết, tôi đứng thông ngôn sao nổi. Phải để tôi tập sự lâu lâu cho tôi thông thạo việc nhà nước đã chớ. Mà sao thầy Quấn biết việc đó nên thầy nói với ông? Thầy nói lúc thầy Khuê đưa thầy đi chào mấy ông mấy thầy đó thì quan Phó Nhì qua nói chuyện với quan Phó Nhất. Hai ông đồng khen thầy ký mới nói tiếng Tây bạc thiệp rành rẽ. quan Phó Nhất lại nói ông sẽ bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy Khuê vì thầy Khuê chậm lục nói tiếng Tây không chạy thưa không được nếu quan phó biểu thì tôi xin từ để cho tôi làm việc gì dễ dễ đặng tôi học tập tôi chưa hiểu việc nhà nước mà đứng thông ngôn nổi gì làm không kham nói bậy bạ họ cười chết thông ngôn với quan phó có gì đâu mà khó họ hầu đặng xin sách ghe đóng sanh ý mua bán trâu bò với điền thổ hoặc xin phép về việc lặt vặt vậy thôi mấy việc lớn thì hầu trong quan lớn chánh Thầy đứng thông ngôn chừng một tuần lễ, thầy thạo hết. Tôi cũng phải từ, vì nếu tôi chịu, té ra tôi giật chỗ thầy khuê. Tại lệnh quan phó định, chứ có phải thầy xin hay sao mà sợ mít lòng. Thầy khuê giao việc của thầy cho thầy làm, thì thầy coi sanh ý hay là bộ đinh cũng có lợi vậy, tuy thua bộ thuyền một chút. Nếu thầy đứng thông ngôn, thì thầy coi bộ thuyền, giấy súng với đơn xin phép lặt vặt thầy làm nếu có việc gì chưa hiểu tôi chỉ giùm cho đừng lo chi hết thầy thay đồ rồi đi ăn cơm vĩnh xuân thay đồ mà sắc mặt buồn xo so. bà kinh ngó ông mà nói quan phó thấy có tài nên bắt đứng thông ngôn vinh gian hết sức mà thầy thông không vui cái đó mới là kỳ vui hay buồn cũng vậy mình tùng sự với quan tham biện quan muốn biểu mình làm việc gì mình phải làm chớ cãi sao được để ăn cơm rồi tôi sẽ cắt nghĩa tư cách của thầy thông ngôn ký lục cho thầy nghe bà đi dọn cơm đi từ hồi trưa đến giờ bà kinh thấy vĩnh xuân mềm mỏng nhỏ nhoi hiền lành thành thiệt bà đem lòng yêu lại nghe nói nhà nghèo mẹ góa con côi nên thầy ráng ăn học đặng làm việc mà nuôi mẹ thì bà phới động từ tâm bà quyết giúp đỡ thầy đặng làm ơn làm nghĩa Bây giờ, bà nghe ông Kinh nói quan phó nhất khen Vĩnh Xuân bạc thiệp, nói tiếng Tây gọn ghẽ, dễ dàng. Ông định bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy quê lù mù, chậm chạp, thì bà thêm mến tài học của thầy nữa. Bà thầm nghĩ, thầy mới để chân vào quảng lộ thì được quan trên yêu chuộng liền, nếu không học giỏi, không nói hay hơn người thì làm sao mà được vậy? Thầy thông trẻ tuổi này không phải là người tầm thường thầy sẽ đi xa, sẽ vượt lên cao, rồi đây thầy sẽ lần lên thông ngôn cho quan lớn chánh, sẽ bước tới địa vị ông nguyện, ông phủ cho mặt coi, giúp đỡ thầy không uổng công đâu. Ngồi ăn cơm, bà thấy Vĩnh Xuân vẫn còn sắc buồn, bà mới cười mà nói. Mấy thầy đi làm việc, ai cũng mong mỏi được đứng thông ngôn cho vinh giang. Nhiều khi họ dùng cách cúi lòn bợ đỡ hoặc âm mưu hại bạn đặng giật cái địa vị đó thầy thông mới lại tới quan phó tự nhiên muốn bắt thầy đứng bàn thầy không bợ đỡ không âm mưu giành giật chỗ của ai dạy công ăn học giỏi hơn người tự nhiên thầy được phần thưởng chớ có gì đâu mà thầy lo ngại nên buồn đến muốn thoái thác thưa bà vì nghèo nên cực chẳng đã tôi phải theo tân học đặng làm việc lãnh lương mà nuôi mẹ tôi ước mong được ngồi yên trong một góc bàn mà biên chép chờ cuối tháng lãnh lương ăn vậy tôi thừa thiệt với ông bà tôi không ham danh ham lợi chút nào hết nhất là danh không chánh đáng và thứ lợi không hạp nghĩa không ra làm thầy thông thầy ký thì thôi chớ thầy đã mang cái lớp thầy thông thầy ký thì còn nệ cái gì nữa thầy đã vào trường danh lợi rồi thì phải chen lấn tranh đua với người ta, không nên để thua sút họ. Tuổi thầy đáng em cháu của vợ chồng tôi, vậy để tôi nói sự thiệt cho thầy nghe. Thầy côi cút nhà nghèo, phải nuôi mẹ già lại chưa có vợ, thầy cần phải có tiền, có danh hơn người ta, chớ sao lại chê. Phải có tiền đặng nuôi mẹ cho sung sướng, phải có danh đặng cưới vợ chỗ sang giàu. Tôi khuyên nhập gia tùy tục, người ta làm sao, thầy cứ làm vậy đừng thèm ngại chi hết với tài học đã cao của thầy chắc thầy sẽ hiển đạt mau lẹ hôm tôi được trác đòi đi làm việc tôi có đến từ giả ông thầy cũ của tôi là ông giáo quân thầy tôi có giảng dạy việc đời cho tôi nghe có nhắc đời quân tử theo trong sách rồi chỉ đời thực tế theo bây giờ thầy tôi căng dặn dầu việc chi cũng đừng quên đạo nhân nghĩa của khổng mạnh mặc dầu người đời nay họ chê đạo ấy đã lỡ thời là thối quá. Tôi đã có hứa với thầy tôi, dầu phải nghèo khổ, dầu bị hoạn nạn, tôi cũng chẳng dám bỏ nhân nghĩa là căn bản tấn quá của người Việt Nam. Tôi lại quyết định lấy bốn chữ thanh cao chánh trực làm tiêu biểu để nhắm vào đó mà bước tới. Tôi nghĩ đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi. Sống giữa đời hỗn độn thì giàu sang càng thêm hổ nãy giờ ông kinh ngồi ăn lóng tai nghe bà kinh với vĩnh xuân bàn cãi ông không muốn chen vô đến đây ông mới cười và nói tôi hiểu tâm trí của thầy thông rồi môn đệ của ông giáo quân giàu hèn cũng thể có lẽ nào thua súc người ta câu chuyện thầy nói với bà nó đó tôi xin thầy đình lại để thầy làm việc ít ngày cho thầy thấy thế thái nhân tình, cho thầy nếm mùi đời cay đắng, rồi tôi sẽ bàn luận với thầy. Bây giờ tôi xin cãi với thầy về điểm này. Thầy nói đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi. Thế thì quan phó muốn thá dí phía nào thì thầy phải đi phía đó, chớ sao thầy cự nữ. Dầu đi qua sình lầy, thầy cũng phải ráng mà bước, làm sao mà cãi được vĩnh xuân suy nghĩ một chút rồi nói thiệt vậy đã làm tay sai thì người ta biểu làm gì thì mình phải làm theo chớ đâu được phép cãi nhưng nếu việc người ta biểu mình làm đó quá sức của mình thì mình phải nói trước cho người ta biết đặng khỏi trách mình ông kinh gật đầu nói nói như vậy thì phải làm việc mà thầy biết dè dặt như vậy thì ai dám khinh khi ăn cơm rồi thì trời đã tối ông kinh đốt cái đèn treo cho sáng rồi ông với vĩnh xuân ngồi tại bàn mà uống trà không hiểu vì muốn khoe ngón đần tươi hay là vì cảm hứng gặp bạn đồng đạo mà ông kinh uống vài chung trà rồi ông lấy đờn kìm treo trên vách Đêm lại gián, ngồi dích đốc khêu tim đèn mà lên dây bắt đầu ông đần một bản nam xuân rồi sửa dây đờn một bản lưu thủy sau hết ông đổi dây oán, đờn thêm một bản tứ đại nữa. Vĩnh Xuân ngồi nghe, vì ngón đờn déo chắc, tiếng đờn thanh tao, nên thầy mê mẩn tâm thần. Thầy liếc mắt ngó ông kinh, thấy ông đờn mà sắc mặt ông vui sướng như nương mây mà bay, như ngồi trên đỉnh núi cao nhìn xuống đồng án. Phòng lưu biết chừng nào, thú vị biết chừng nào. Ông kinh đờn mấy bản, rồi ông để cây đờn trên gián, lại rót chung trà mà uống, Nghe Vĩnh Xuân khen ông đần tươi. Ông hứng chí lấy ống tiêu ngồi ngang thầy mà thổi chơi ít bài. Vĩnh Xuân càng mê mẫn hơn nữa. Ông kinh để ống tiêu trên bàn mà nói. Thầy thông đã thấy đời sống của tôi về bề ngoài rồi. Để tôi dở bề trong cho thầy xem luôn. Tôi cũng như thầy, tôi không mang danh lợi. Làm việc thì tôi đi đúng giờ, không khi nào bê trễ. Mà làm việc là có ý để lãnh lương đủ cho vợ chồng sống thông thả không cần dư giữ xã giao đủ lễ đám tiệc mời phải đi không ham thả đi chơi thú vui của tôi là lúc rảnh rang uống trà ngon ngâm ít câu thi đờn chơi vài bản rồi nằm đọc truyện đọc sách ai tranh đua danh lợi mặc ai tôi cứ giữ thú vui của tôi ai nói khôn không mừng ai chê dại không giận bề cư xử của ông như vậy thì ông là quân tử rồi Tôi không dám lãnh lời thầy tặng đó. Tôi chỉ lo thủ phận cho an thân vậy thôi. Tôi ước mong được như ông thì nguyện vọng đã thỏa mãn. Nếu tôi dọn nhà cửa yên rồi và nếu ông sẵn lòng với tôi thì tôi sẽ xin thọ giáo. Đặng ông dạy tôi đơn kìm vì tôi nghe tiếng đơn kìm sao tôi thích quá. Được chứ, tôi sẵn lòng chỉ cho. Tôi muốn thầy học đơn mà cũng tập thi phú chơi nữa. Khải đờn ngâm thi là thú phong lưu cao thượng đệ nhất. Người có học ai cũng phải biết thưởng thức cái thú ấy. Đợi ít bữa thầy lãnh việc làm quen rồi thì bắt đầu tập liền, cần gì phải chờ dọn nhà. Ông Kinh mở tủ lấy tập thi của ông làm thủa này, đưa cho Vĩnh Xuân xem, hai người đọc và bình luận với nhau đến khuya mới đi ngủ. Sáng bữa sau, ông Kinh lương dắt thầy Vĩnh Xuân đến thăm mấy ông, mấy thầy trong tòa bố, thăm đủ hết, không bỏ sót một nhà nào qua sáng thứ hai vĩnh xuân bắt đầu theo ông kinh đi làm việc quan phó nhất lại nhà hầu vừa ngồi thì ông kêu thầy khuê thầy sung với vĩnh xuân lại mà nói ông nhất định bắt thầy xuân đứng thông ngôn cho ông ông biểu thầy khuê giao việc của thầy cho xuân làm còn thầy xuân thì giao bộ đinh cho thầy khuê coi vĩnh xuân nhỏ nhẹ nói với quan phó rằng mình mới vô làm chưa hiểu công việc nhà nước nên xin cho phụ với một thầy nào đó để tập sự một thời gian cho quen rồi làm một mình mới được. Ông Phó nói không có gì khó, làm trong ít bữa thì quen. Ông dặn thầy Khuê phải chỉ cách thức mỗi việc cho Xuân biết, Xuân không dám cãi nữa. Thế thì lời ông Kinh nói không sai. Mới vô lãnh việc, Vĩnh Xuân đã được đứng thông ngôn cho quan Phó và coi bộ thuyền với giấy súng. Trong nhà hầu ai cũng nể, vì lệnh của quan bố nhất đã định nên không ai dám bàn luận gì hết chừng tang hầu đi về dọc đường ông kinh mới thỏ thẻ nói cho vĩnh xuân hay rằng theo lời người ta đồn thì quan phó nhất đổi thông ngôn thiệt cũng tại thầy khuê nói tiếng tây không rành mà phần nhiều là tại thầy khuê phát giấy súng thầy ăn tiền sau đó thấu tới tài quan phó nên ổng mới đổi thầy qua coi bộ đinh về tới nhà ông kinh kêu bà mà cho hay quan phó đã bắt Dĩnh Xuân đứng thông ngôn thế cho thầy khuê rồi. Bà vui mừng mà nói, có phước thì có phần, hữu tài tất đắc dụng. Dĩnh Xuân nói, thế nào tôi cũng không quên tiêu biểu của tôi, thanh cao chánh trực. Hai La Mã Người có danh thường hay thận trọng, giàu danh lớn hay nhỏ cũng vậy, phải lo giữ gìn củng cố, không chịu để cho người ta chê hữu danh vô thiệt phải làm sao cho người ta công nhận danh bất hư truyền. Vĩnh Xuân hồi nhỏ học chữ nho với ông giáo quân, được ông giáo khen thông minh, mẫn cán, ông cho là ngôi sao rạng rỡ trong trường ông. Chừng bỏ nho học mà theo tay học thì từ chợ Dòng xuống Gò Công, sau lên Mỹ Tho, Sài Gòn cũng vậy, học trường nào cũng được cái danh giỏi nhất trong lớp. Nay xuất thân đi làm việc, vừa mới vào tòa bố Mỹ Tho trình diện, liền được quan phó tham biện khen thầy bậc thiệp, nói tiếng Tây dễ dàng nên chọn thầy đứng thông ngôn. Dầu muốn, dầu không, thầy cũng phải dân chịu, không được phép kiếm kế mà từ chối. Trưa về ăn cơm, Vĩnh Xuân nói với ông Kinh. Đường đời có nhiều khoản gây go, bây giờ tôi mới thấy gây go thiệt. Thi đặng làm nghề ký lục, tôi tưởng tôi ngồi biên chép, rồi cuối tháng lãnh lương mà ăn vậy thôi. Tôi có về phải làm việc khó quá như vậy đâu. Có khó chi đâu, tôi biết thầy dư sức. Thầy đừng lo chi hết. Hồi sớm mơ quan phó cho dân vô hầu, thầy đứng thông ngôn lần đầu mà mấy thầy lén coi, ai cũng cho thầy thông ngôn vững vàng, không bợ ngợ, không lụi đuổi chút nào hết. Người ta đoán trong ít lâu, thầy sẽ lên đứng thông ngôn cho quan lớn chánh cho mặt coi. Làm việc gì cũng vậy, hệ có thiện chí tự nhiên phải thành công, tuy chưa thạo việc, song tôi cố gắng. Có lẽ tôi cũng sẽ làm cho quan trên vừa lòng được. Có một điều làm cho tôi ái ngại quá nên hết sốt sắng. Điều gì? Hồi nãy đi về dọc đường, ông nói ông nghe rõ lại thì quan phó không để thầy khuê thông ngôn nữa là tại thầy ăn hối lộ sau đó nên mất tín nhiệm. Tại thầy làm lọng quá nên mới đổ bể chứ. Làm việc ai lại khỏi quơ vào chút đỉnh nhưng người ta làm kín đáo có sao đâu. Tôi nghe như vậy, tôi buồn quá. Hôm thứ Bảy vô trình diện với quan lớn chánh. Ông dặn tôi làm việc phải siêng năng mà ông còn khuyên tôi đừng hối lộ. Tôi hối lộ có danh hay sao mà ông khuyên như vậy. Lời khuyên đó nhục tôi quá, bởi vậy hôm nay tôi phiền không biết chừng nào. Tôi nói thiệt, nếu nhà tôi có cơm tiền đủ sống thì hôm đó tôi nói tiếng cho ông nghe rồi tôi đi về. Vì nghèo nên phải làm tay sai cho người ta, mà còn để cho người ta nhục mạ nữa thì chịu sao được. Thầy đừng phiền, có lẽ tại quan phó đã cho quan lớn chánh hay thầy Khuê lôi thôi sau đó và đã có tính hễ thầy vô làm việc thì bắt thầy thế cho thầy Khuê, nên quan lớn chánh mới khuyên như vậy, nghĩa là khuyên đừng có làm như thầy Khuê, chứ không phải cố ý nhục thầy. Nếu vậy thì một thầy hối lộ rồi cho tất cả mấy thầy đều hối lộ hết hay sao mà dặn như vậy? Việc đó tôi không muốn nói. Để thầy làm lâu lâu rồi thầy sẽ hiểu lấy. Ai làm sao thì làm. Tôi lập chí thanh cao chánh trực như tôi đã dặn lòng tôi. Mà tôi cũng đã hứa với thầy tôi như vậy. Được vậy thì quý lắm. Dạy hay khôn chung cuộc rồi mới biết. Thầy ở theo sách chớ không chịu ở theo đời sách hay đời cũng vậy, có cái phải mà cũng có cái quấy. Tôi quyết ăn ở theo lẽ phải mà thôi, không kể đời hay sách. Được lắm, được lắm. Cuộc đời biến chuyển, con người tấn quá, phải dung hòa cũ với mới cho hiệp thời. Duy có lẽ phải bao giờ cũng là lẽ phải. Không làm sao thay đổi được. Nếu cái phải mà cho là quấy, còn cái quấy lại cho là cái phải, thì trật tự đảo điên. Phật trời sụp đổ còn biết đâu mà nương dựa nữa. Tôi khuyên thầy thông cứ lấy lẽ phải mà xử sự, ăn ở như vậy thì không ai dám kinh khi mà cũng khỏi lo ai oán hận. Quan phó gây chuyện rắc rối cho tôi quá. Chớ chi ông giao bộ đinh cho tôi coi thì tôi khỏe. Tôi mới lo kiếm phố mướn mà dọn chỗ ăn ở được. Bà kinh chặn mà nói, thầy thông lo dọn nhà gấp làm chi? ở đỡ đây với vợ chồng tôi được mà ở đôi ba ngày không nói gì chớ ở lâu quá tôi làm nhọc lòng ông bà tôi đâu dám Thì ở đây vợ chồng tôi vui lắm có nhọc lòng gì đâu thầy ở mấy tháng cũng được tôi muốn dọn nhà đặng rước bà già tôi lên hôm ra đi tôi có hứa nếu để lâu quá sợ bà già tôi trong à nếu có việc đó nữa thì tôi không cản mà tôi muốn thầy ở gần đây đặng tới lui chơi cho tiện. tôi hỏi lại thì chắc có người ở dãy phố này họ sẽ dọn đi. vậy thầy viết thơ thưa cho bà chị hay đợi tháng sau có lẽ sẽ có phố trống mà dọn nhà được. để tôi nói trước với chủ phố, hãy người đó trả phố thì phải giao chìa khóa cho tôi. chủ phố làm hương cả làng này nghe nói thầy thông đứng bàn quan phó mướn phố, ổng phải bằng lòng đâu dám cho người khác đâu mà sợ ông kinh nói tiếp thầy muốn học đờn tập làm thi với tôi thì phải ở gần nhau cho tiện thầy ráng chờ ít ngày ở đỡ đây với tôi được mà thầy ở tới chừng nào cũng không sao đâu mà ngại hai bữa nay vợ chồng ông kinh thấy vĩnh xuân mới vô làm liền được đứng thông ngôn thì biết thầy học giỏi thiệt đã vậy mà thầy tánh tình ôn hòa khiêm nhượng song cứng cỏi thẳng ngay vợ chồng đem lòng yêu muốn chứa thầy ở lâu lâu cho vui. Còn Vĩnh Xuân chưa thạo việc trong nhà hầu, cũng muốn cậy ông Kinh chỉ dẫn nên không đòi dọn nhà gấp nữa. Viết thơ cho mẹ hay rằng chưa kiếm được phố trống nên xin chờ qua tháng sau mới có thể dọn nhà. Bây giờ mắc lo làm việc bổn phận vuông tròn, Vĩnh Xuân chưa dám nói tới việc học đờn và việc làm thi. Vô nhà hầu thì phải soạn các nghị định và quấn lệnh của quan trên nói về bộ thuyền mà xem cho hiểu thuyền chia làm mấy hạng thuyền lớn phải làm sao cách thức đo thuyền mà tính ra trọng tải thế nào tính số thuế cách nào ghe tân tạo phải làm sao mà cho sách ghe giải bản phải làm sao mà bồi hộ thầy cũng kiếm xem cuốn lệnh về phép bắn súng xem coi tính được bao nhiêu giấy phép buộc người xin phép bắn súng phải có điều kiện gì người có súng nếu chết thân nhân phải làm sao trong hai ngày thì Vĩnh Xuân đã biết hết công việc của thầy làm. Nếu có chỗ nào chưa hiểu rõ thì thầy Khuê chỉ thêm cho. Về nhà, ban đêm nói chuyện với ông Kinh thì Vĩnh Xuân hỏi tới việc của mấy thầy khác làm. Ông Kinh làm việc lâu năm nên ông thạo hết. Ông cắt nghĩa các sắc thuế, thuế quản hạt, thuế địa hạt, phụ công nho. Ông chỉ các sắc bộ, bộ đinh, bộ điền, bộ dụ đầu, bộ thổ trạch, bộ sanh ý, bộ trâu bò, Ông cũng nói luôn cách cử hội đồng địa hạt, cách cử hương chức hội tề và cách cử mấy ban trưởng với thể lệ thâu thuế qua kiều. Một buổi sớm mời, ông Kinh ở trong, Vĩnh Xuân ở ngoài, hai người đương thay đồ đặng đi làm việc. Có hai người cầm giấy tờ trong tay, lúm cúm bước vô cửa, thấy Vĩnh Xuân đương ngồi đút giày vô chân mà mang thì cung kỉnh xá mà hỏi thầy Thông coi bộ thuyền ở đây hay không. Xuân nói phải và hỏi lại hai người có việc chi mà kiếm nhà thầy Thông coi bộ thuyền. Một người nói mới mướn đóng rồi một chiếc ghe nên đem xuống xin cho đặng lãnh sách với bài chỉ, còn người kia nói mới mua một chiếc ghe để chở lúa nên đem nhờ mua bán xin đóng bách phần đặng sang bộ sửa sách. Vĩnh Xuân nói việc như vậy thì vô tòa bố mà hầu, chớ đây là nhà riêng, không biết việc của nhà nước. Hai người đều nói theo tục lệ phải thưa trước với thầy thông rồi sẽ vô tòa bố hậu sau. Vĩnh Xuân cười mà nói. Tôi coi bộ thuyền hôm nay, tôi đã bỏ tục lệ cũ rồi. Hai anh cứ đi ngay vô tòa bố mà hầu, khỏi nói trước với ai hết. Hãy vô đơn rồi, tự nhiên tôi làm cho. Đi liền đi, gần tới giờ hầu rồi. Hai người mở gói lấy tiền, Vĩnh Xuân la lớn. Ê ê, hai anh muốn làm cái gì đó, tôi đã nói như vậy hai anh chưa hiểu hay sao một người nói thưa kiến tiền nước cho thầy vĩnh xuân nói nhà nước trả lương cho tôi đặng tôi làm công việc cho dân tôi không được phép lấy tiền của dân mà dân cũng không được phép đem tiền cho tôi hai anh làm sái phép ở tù chết đa đừng có làm quấy như vậy nữa nghe hôn thôi đi đi hai người ngó nhau bộ bối rối vĩnh xuân đứng dậy thôi thúc biểu đi ông kinh lương bước ra nói Thầy Thông đã biểu như vậy thầy hai anh em đi lên tòa bố đi, sao lại còn dục giặc? Hai người nghe như vậy mới chịu xá mà ra cửa. Ông Kinh cười mà nói với Vĩnh Xuân. Tại có tục lệ như vậy nên họ mới đến đây mà kiếm thầy đó, thầy thấy chưa? Vì thầy mới lãnh việc, họ chưa biết nên mới tới có vài người. Lâu lâu họ biết rồi mỗi bữa họ tới cả chục cho mà coi sớm mời thầy đi thử một dòng mà coi. Mấy thầy coi bộ trâu bò, điền thổ, sanh ý, bách phần, nhà nào cũng có khách vô ra nườm nượp. Có như vậy nên người ta khuyên hờ tôi, nghĩ cũng phải. Mà xét cho chí lý thì bệnh hối lộ nảy sanh ra được là tại dân, nếu dân đừng thèm cho tiền thì sao mà hối lộ được. Không cho tiền thì họ làm khó, họ bắt bẻ từ chút, họ làm tờ giấy lại Họ bắt chờ đợi cả ngày thì bất tiện quá. Thôi, ra phức ít đồng bạc đặng xong chuyện cho mau. Nếu người ta làm khó thì mình thưa. Thưa với ai? Dân có biết tiếng Tây đâu mà thưa với quan Phải nhờ thầy Thông nói dùm. Nếu thầy Thông binh vực đằng kia, thầy thêm bớt rồi mình mang quả. Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi mới nói. Hôm tôi thi đậu, Thầy tôi có nói thông ngôn ký lục là hạng công bọc, không có quyền hành gì, nhưng làm trung gian giữa dân với quan trên nên có trách nhiệm quan hệ lắm. Thiệt vậy, làm sống làm chết được chớ chơi sao? Dân thiệt thà, lại nói ra quan không hiểu, tự nhiên ức thì ráng mà chịu, không dám hở môi. Người ta thừa tình thế đó mới làm mưa làm gió mà không hách bốc lột. Cái nạn này phải làm sao mà trừ, chớ để hoài như vậy thì nguy cho dân quá. Tôi không thấy phương pháp nào hết. Có chứ, muốn trừ cái nạn áp bức bóc lột thì cứ dạy dân cho khôn, cho dạng, cho cứng. Đừng chịu ai hiếp đáp, đừng để ai bóc lột. Hệ ức trí thì chống cự hẳn hòi, hệ sái phép thì kêu nai mạnh mẽ. Làm như vậy thì gỡ nạn cho dân mới được. Ai chịu dạy dân? Người có học thức, họ muốn để cho dân dốt nát, ám muội đặng dễ sai khiến thấy gần tới giờ hầu hai người tạm dứt câu chuyện đặng đi làm việc vĩnh xuân nhờ có sẵn khiếu thông minh lại nhờ quen tánh ưa tìm hiểu bởi vậy làm việc trong vài tuần thì biết rành rẽ công việc thuộc phận sự của thầy mà thầy cũng hiểu sơ lược các công việc của mấy thầy khác trong tòa bố thầy còn được biết các ngành hoạt động tổ chức về mặt hành chánh trong tỉnh và khắp trong xứ vì vậy nên bây giờ thì thầy đứng thông ngôn rất bình tĩnh vững vàng ngồi làm việc thì lẹ làng, còn nói chuyện thì hoạt bát, không khác nào một thầy thông ngôn giúp việc nhà nước đã nhiều năm. Các bạn đồng liêu ai thấy thầy thông thạo mau lẹ như vậy thì giàu không thương cũng phải khen tài, mà lại thấy thầy được quan phó càng ngày càng thêm thân yêu, nhưng thầy cứ một mực nhỏ nhoi khiêm nhượng, hỏi đặng học, chớ không khoe khoang thì ai cũng phải kiên nể. Có một điều thầy làm cho bạn đồng liêu xăm xì rồi ái ngại là thầy không chịu hối lộ. Ai có chuyện đem tiền tới lo với thầy thì thầy đuổi đi hết. Nếu còn nài nỉ thì thầy hầm kêu lính bắt đặng giải tòa. Không chịu hối lộ sao không làm thầy giáo, lại làm thầy thông. Làm thông ngôn ký lục mà thầy khác ý với bạn đồng liêu thì làm sao mà thuận hòa với nhau cho được. Tập sự xong rồi, làm việc đã dễ. Bây giờ Vĩnh Xuân khỏe trí mới tính tới việc mướn phố dọn nhà. Bà Kinh cho thầy hay, bà Sáu ở cách bà một căn mới cho chủ phố hay, bữa rằm tháng tới, nghĩa là còn 20 ngày nữa, bà sẽ trả phố, đặng dọn về ăn quá mà ở với cháu. Bà Kinh đã có dặn ông chủ phố rồi, hễ bà Sáu dọn đi thì phải giao chìa khóa cho bà, đặng bà đưa cho thầy Thông đứng bàn quan phó dọn về mà ở. Chủ phố đã hứa chắc với bà rồi, vậy kể từ ngày rằm tháng tới thì sẽ dọn nhà được. Ông Kinh hỏi sẽ chở đồ đạc dưới gò công lên mà dọn nhà hay là phải mua đồ mới trên này. Vĩnh Xuân tỏ thiệt vì nhà nghèo nên đồ đạc lôi thôi không có thứ chi quý giá. Thầy có dặn mẹ chừng nào mướn phố được rồi. Thầy gửi thơ cho mẹ hay thì mẹ bán cái nhà còn đồ đạc thứ gì xài được và cần ít thì chở ghe đò đem lên mà dọn. Thứ nào không xứng đáng thì bỏ lên trên này sẽ sắm thêm. Bà Kinh nói nếu không đủ bàn ghế hay giường dán thì bà kiếm mượn dùm cho mà dọn đỡ rồi sau sẽ mua sắm thêm đừng lo việc đó. Vĩnh Xuân viết thơ cho mẹ hay chắc rằm tháng sau sẽ có phố và xin mẹ sắp đặt cho xong đặng qua ngày rằm thì chở đồ lên. Ông Kinh thấy Vĩnh Xuân đã ăn lòng khỏe trí rồi. Ban đêm mới bắt đầu chỉ cho thầy hiểu các thể thi, chỉ niêm giận và bình trắc theo thể thất ngôn Bắc cú. Nghe thầy nói thầy thích đờn kìm, ông lại kiếm mượn thêm một cây đờn kìm kêu tiếng tốt mà treo trong nhà đặng tập cho thầy đờn. Từ đó mỗi đêm Vĩnh Xuân học làm thi một hồi rồi tập khẩy đờn, thầy sốt sắng rèn tập. Ông Kinh cũng tận tâm chỉ dẫn, đêm nào hai người cũng thức hoặc đờn hoặc làm thi đến 12 giờ mới chịu nghỉ. Đến bữa rằm, thiệt quả bà Sáu chở đồ đạc xuống ghe đi về ăn quá, giao chìa khóa căn phố cho bà Kinh Lương. Trưa, bà Kinh dắt Vĩnh Xuân lại coi phố, bà chê vách dơ, chỉ gạch bể hết vài tấm. Bà nói để bà xin ông chủ phố sơn phết, sửa gạch lại cho đàng hoàng. Buổi chiều ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc rồi, thì bà Kinh che dù đi vô nhà ông Hương cả chủ phố, bà nói thế nào không biết, mà bữa sau mới tảng sáng thì ông chủ phố ra nhà ông Kinh đặng thăm thầy thông dĩnh xuân. Nói chuyện qua lại theo lễ xã giao xong rồi, ông chủ phố hỏi chìa khóa và mời thầy thông lại coi căn phố. Ông nói ông lấy làm vui lòng mà được để một căn phố cho thầy thông ở. Vợ chồng ông Kinh đi theo mở cửa đặng cùng nhau coi, ông chủ phố nói thầy thông muốn sơn phết màu gì, muốn sửa chữa chỗ nào thì chỉ cho ông biết. Đặng ông biểu thờ hồ làm lại cho sạch sẽ, rồi sẽ dọn. Vĩnh Xuân chưa kịp nói thì bà kinh danh. Xin ông chủ phố cho thay hết mấy tấm gạch bể từ nhà trên xuống nhà bếp, sửa khóa cửa trước, cửa sau cho chắc, còn sơn dách thì nên sơn màu trứng gà, bắt chỉ màu xanh đậm. Ông chủ phố chịu hết. Chừng coi rồi ra về, ông nói với thầy Thông rằng trong nhà ông có bàn ghế tủ gián dùng không hết vậy dọn nhà, thầy Thông có cần dùng thứ gì thì cho hay. Ông sẽ biểu trẻ nhà, đem ra cho mượn mà dùng. Chẳng cần phải mua hoặc đặt cho thợ đóng, tốn tiền nhiều lại cây không tốt. Chủ phố về một lát thì có thợ hồ, thợ mọc ra làm lăng xăng. Người thay gạch bể, trám mấy lỗ đóng đinh, kẻ thì sửa khóa cửa, làm thông hồng, đặng đóng cửa cho chắc. buổi chiều họ bắt đầu cạo vách đặng sơn sơn nhà trên mà cũng sơn luôn nhà bếp nữa thợ làm trong hai ngày thì xong rồi hết tới phiên ba người trai mạnh mẽ hai người gánh nước cho một người cầm chổi quét rửa gạch cho thiệt sạch họ làm một chút thì rồi nhưng bà kinh không cho đóng cửa để có hơi gió vô đặng khô vách khô gạch cho mau đến xế cũng ba người rửa nhà hồi sớm mơi đó đẩy xe tay chở ra một cái giường cây một bộ dáng gõ, ba tấm mỏng nhưng dồi láng bóng, một bàn viết, một tủ áo với một bàn nhỏ có kèm hai cái ghế. Bà Kinh nghe họ lụi hụi khiên vô, bà liền lại mà chỉ lót cái giường trong buồn, cái bàn nhỏ với hai cái ghế thì để trước bộ dáng, bàn viết tự nhiên để dựa cửa sổ bên tay mặt. Còn cái tủ áo, bà đứng nhắm nhía coi phải để đâu, bà suy nghĩ rồi biểu khiên để trong buồn, đặng đựng quần áo mà thay cho tiện chiều ông kinh với thầy thông về bà kinh mời lại coi bà dọn nhà vĩnh xuân bước vô thấy bàn ghế gián tủ đủ hết thì chân hững hỏi đồ ở đâu có mà dọn đủ hết như vậy bà kinh mới nói ông chủ phố cho bạn của ổng chở ra mà dọn đó bữa hổm ông có nói nếu dọn nhà mà thiếu thứ gì thì cho ổng hay ổng sẽ cho mượn tôi lặng thinh vì chưa quen với ổng mà hỏi mượn đồ thì kỳ quá sao bữa nay ổng lại chở đủ thứ mà dọn như vậy ổng ở nhà lớn lại giàu xưa nên đồ đạc thiếu gì ổng thấy thầy mới đổi lại dọn nhà mà không có đồ nên ổng cho mượn đồ có sao đâu mà ngại hôm tôi lên nói mà lấy chìa khóa căn này tôi nói tôi mướn giùm cho thầy đặng bà con ở gần với nhau cho vui ổng nghe nói mướn cho thầy thì ổng sẵn lòng lắm ổng khen ngợi kính mến thầy quá Ông nói thầy mới đổi lại mà ai cũng khen thầy trẻ tuổi, học giỏi, vui vẻ, khiêm nhường, nhất là thanh liêm, làm việc mà không thèm ăn hối lộ của dân. Cái đó làm cho ổng kính phục hơn hết. Có lẽ vì vậy nên ổng giúp cho thầy dọn nhà mà ở cho đàng hoàng như người ta, chớ có gì đâu. Tôi không ăn hối lộ mà tôi thọ lãnh đồ đạc như vậy thì tội của tôi còn nặng hơn lấy tiền bạc nữa. Ông chủ phố cho thầy mượn mà dùng đỡ, chớ phải cho đức hay sao mà gọi là hối lộ. Hơn nữa, ông kính phục tài đức của thầy nên ông giúp cho bề ăn ở được phương tiện. Ông có cầu thầy làm việc chi cho ông đâu mà nói ông lo lót. Vĩnh Xuân suy nghĩ, rồi ngó ông Kinh vừa cười vừa nói. Mình không nhận tiền bạc mà nhận đồ của người ta cho mượn, hoặc đi Tết, hoặc lễ chi đó. Nhận đồ như vậy có phải hối lộ hay không? đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ đặng giải quyết cho đúng giới phong hóa và pháp luật. Ông Kinh nói, Theo phép lịch sự của xã giao, hai người quen nhau nên thù tạc cho nhau đồ, có phải hối lộ đâu. Còn việc ông chủ phố cho mượn đồ đặng dọn nhà lại còn không phải nữa. Ôi, ông chủ phố có đồ dư dùng, ổng cho mượn thì thầy cứ lãnh, chừng nào hết dùng thì phải trả lại cho ổng, đó là việc ân nghĩa, chớ đâu phải hối lộ mà thầy ngại. Vĩnh Xuân nói, có đủ đồ hết để ăn cơm rồi tôi đi mua một cái đèn. Đặng tối nay tôi về ngủ nhà mới, nhưng xin ông bà tiếp cho tôi ăn cơm tới chừng bà già tôi lên, tôi sẽ ăn cơm nhà. Ông Kinh nói, phải lựa ngày tốt mới về nhà mới chứ, để tối tôi coi ngày nào được rồi sẽ về, còn việc ăn cơm thì thầy cứ ăn với tôi lò làm chi bà kinh khóa cửa rồi ba người dắt nhau về ăn cơm câu chuyện hối lộ hoặc với bạc tiền hoặc với lễ vật còn kéo dài thêm nữa vĩnh xuân tỏ ý lo ngại về sự người ta có thể cậy trước làm ân làm nghĩa để mua lòng thiện cảm của kẻ có quyền hành hoặc có thế lực mà nhờ nhỏi về sau bởi vậy người có chút quyền thế phải sáng suốt phải đề phòng không nên để cho người ta lợi dụng hai tiếng ân nghĩa mà che đậy dục vọng âm thầm đương hướng về ngã khác. Ông Kinh cảm thấy Vĩnh Xuân trẻ tuổi, lại mới để bước vào đường đời là thầy, biết nhân tình thế thái rất châu đáo, thì ông càng kiên nể, nên ông cười chớ không dám cãi. Còn bà Kinh thì bà không dám suối hối lộ, song bà không muốn nghe bài bác việc ấy là chứng bệnh chung của thời đại, bởi vậy bà cố tâm kéo câu chuyện qua sự dọn nhà là việc cần kiếp của Vĩnh Xuân. Bà khuyên ông Kinh lấy lịch tàu hoặc sách ngọc hạp coi ngày nào tốt rồi sẽ để cho Vĩnh Xuân bắt đầu về nhà mới mà ngủ. Bà khuyên Vĩnh Xuân viết tiếp một bức thơ nữa cho mẹ hay đã mướn phố xong rồi nên mời mẹ lên mà ở. Ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân ngồi viết thơ cho mẹ. Ông Kinh mở tủ lấy cuốn lịch tàu ra coi ngày. Bà Kinh đốt một cái đèn nhỏ, bưng lại để trong căn phố mới mướn. Bà nói rằng đồ dọn rồi mà để tối mò, lạnh lẽo như vậy không nên. Ông Kinh lật lịch coi một hồi, rồi ông nói với Vĩnh Xuân nếu thầy muốn về ngủ nhà mới thì nên chờ ngày mai là ngày 20, về ngày đó mới hạp với sự dời chỗ ở. Vĩnh Xuân viết thơ rồi thì bà Kinh trở về, tay có bưng một cây đèn tọa đăng mới tin. Ông Kinh hỏi đèn ở đâu vậy, Bà nói, tôi đổ cây đèn nhỏ để đằng nhà thầy thông rồi đi luôn ra tiệm kiếm mua dùm cho thầy một cây đèn đây. Đèn trọng đến, ban đêm có khách thì đốt mà nói chuyện được. Có ống khói, có tiêm đủ, mà tôi mua có một đồng mốt, rẻ quá. Đồ này mà để cho đàn ông đi mua, không biết kèo nài, khách trú nó đòi tới một đồng rưỡi hoặc một đồng ba. Vĩnh Xuân khen rẻ lấy một đồng mốt trả lại cho bà Kinh. Bà bưng cái đèn vô trong, rót dầu đốt thử, rồi bưng trở ra để trên bàn cho ông Kinh với Vĩnh Xuân coi. Vĩnh Xuân khen tốt, bà dặn thầy muốn mua vật gì thì thầy nói với bà, đặng bà mua dùm cho vì thầy không biết giá, sợ thầy mua mắc lắm. Ông Kinh nói tối mai Vĩnh Xuân mới về nhà mới được. Bà Kinh nói vậy thì chiều mai tôi biểu con bếp bưng một cái lò lại đẳng đặng tôi dúm một bếp lửa cho ấm áp theo phép thì về nhà mới phải có bếp lửa không nên bỏ tục lệ ông bà chiều bữa sau đi hầu về vĩnh xuân thấy căn nhà của thầy mở cửa thầy đi thẳng lại đó thấy bà kinh đương nhúm một lò lửa trong bếp mà bộ dáng đằng trước lại có trải chiếc chiếu bông cái đèn tọa đăng mua hôm qua cũng có để trên bàn vĩnh xuân trở về nhà ông kinh thay đồ mát, rồi bưng cái rương áo quần đem lại, dọn đồ về nhà mới. Bà Kinh ở sau bếp đi ra, thấy Vĩnh Xuân bưng rương, thì bà la lớn. Sao thầy không biểu con bếp nó bưng giùm cho? Vĩnh Xuân cười mà đáp. Tôi bưng được, cần gì phải cậy chỉ bếp. Làm thầy thông mà bưng rương, chồng sớm ngó thấy họ cười chứ. Rương của tôi thì tôi bưng, sao lại cười tôi? Nếu họ cậy thì tôi bưng giùm cho họ cũng được. Có luật lệ nào cấm thầy thông bưng đồ đâu thôi, thầy bưng luôn vô trong đặng sắp áo quần vô tủ cho rộng rãi. Tủ có chìa khóa hẳn hòi, để đồ rồi khóa lại tiện lắm. Tôi lấy chiếc chiếu của tôi mà trải thử trên bộ dáng coi vừa quá thấy hôn thầy thông. Tôi cho thầy mượn ngủ đỡ ít ngày rồi sẽ kiếm chiếu mà mua. Để tôi về tôi ôm mùng mền lại dùm cho. Cảm ơn bà, để một lát tối rồi tôi dọn được mà. Thầy có một mình, để tôi phụ với chứ. Bà Kinh đi về, Vĩnh Xuân mở rương lấy đồ sắp vô tủ. Áo quần không có bao nhiêu nên để không giáp một ngăn tủ. Bà Kinh ôm mùng mền đem lại, có ông Kinh đi theo. Bà hỏi Vĩnh Xuân muốn ngủ cái giường trong buồn hay là ngủ ngoài gián. Vĩnh Xuân tính để cái giường cho mẹ nằm, thầy ngủ ngoài gián cho mát. Bà Kinh trở về lấy đinh với dây gai đem lại, rồi ông Kinh phụ với Vĩnh Xuân đóng đinh, dăng mùng thử rồi dắt lên, đợi chừng nào ngủ sẽ bỏ xuống cuộc dọn nhà chỉ có bao nhiêu đó thì xong cả tháng nay vĩnh xuân lo lắng đêm ngày may nhờ cách khôn ngoan lanh lẹ của bà kinh nên vĩnh xuân được ở một căn nhà tốt tươi sạch sẽ có đủ đồ dùng mà chỉ tốn có một đồng mốt mua cái đèn mà thôi xuân không tính mua vật chi nữa đợi mẹ lên coi mẹ muốn mua thêm thứ nào thì mẹ mua đêm ấy ăn cơm rồi ông kinh biểu bà chế bình trà ngon đem lại nhà vĩnh xuân rồi ông sách cây đờn kìm lại đó, ngồi uống trà mà đờn déo dắt mấy bản hay của ông để mừng thầy thông về nhà mới. Người ở phía tay trái khích một bên Vĩnh Xuân là thím son, một quá phụ bán hàng ngoài chợ. Tuổi thím trên 40, thím có hai đứa con, đứa trai tên Lạc 15 tuổi, đứa gái tên Xuyến 13 tuổi. Hai đứa đều đi học trường nhà nước. Còn người ở căn phía tay mặt rồi tới ông Kinh là ông Hoàng, thầy thuốc nam, tuổi gần 60, làm thuốc được tổ đại. Nên có bệnh rước hàng ngày và mỗi bữa người ta ra vô hốt thuốc cả chục thang. Ông nghe thầy Thông dọn nhà mới, có ông Kinh lại đờn chơi. Ông mặc áo dài qua mừng thầy Thông đặng làm quen. Vì có hai cái ghế không đủ ngồi, ông Kinh phải về nhà nhắc thêm một cái ghế đem lại cho mượn. Chủ khách ngồi nói chuyện với nhau. Vĩnh Xuân lấy làm vui mà được lân cận với một danh y mà cũng là một nhà nho học. Bà Kinh biểu chị bếp chế bình trà lớn sách lại và đem thêm tách đặng chủ khách uống trà mà nói chuyện. Vĩnh Xuân nhận thấy ông Hoàng học nho thì biết chữ vậy thôi, chứ không hiểu thuần túy của đạo nho so sánh với ông Kinh Lương hay ông giáo quân thì lù mù còn ở sau xa lắm. Nói chuyện chơi trót giờ rồi ông Hoàng về. Ông Kinh ngồi đờn hoài gần 11 giờ ông mới về nghỉ. Vĩnh Xuân bưng bình tách đem lại trả rồi đóng cửa, dặn đèn lưu lưu và bỏ mùng xuống mà ngủ. Thầy nghĩ lại, thì bước chân vào thế cuộc, nhờ được mọi người thương yêu nên việc gì khó cũng quá ra dễ. Sự làm việc đã yên ổn rồi, nhà cửa dọn cũng xong xuôi, bây giờ chỉ đợi bà mẹ lên nữa thì mọi việc đều vuông tròn. Ba ngày làm việc, ban đêm học đơn và tập làm thi. Tiện tặng đặng số lương đủ cho mẹ con sống thông thả vậy thôi. Bao nhiêu đó đủ thỏa mãn chí hướng, chẳng cần mong mỏi rực rỡ, vinh quang trong lúc chung quanh mình, kẻ khóc người than, kẻ khòm lưng, người mỏi gối. Chiều bữa sau tan hầu, Vĩnh Xuân biểu ông Kinh về trước để cho thầy đi vòng ngã mé sông coi đò chợ dòng lên hay chưa, đặng thầy nhắn cho mẹ lên. Ông Kinh nói để ông đi với cho vui. Hai người xuống mét xong, Vĩnh Xuân ghé tiệm bán đồ học trò. Thầy mua vài manh giấy, một sắp bao thơ, một bình mực để dành trong nhà. Còn cán viết, ngồi viết, với viết chì thì thầy có sẵn nên khỏi mua. May quá, đò chợ dòng lên rồi. Vĩnh Xuân kêu chủ đò mà cậy về chợ dòng làm ơn vô nhà bà Hương Văn. Nói dùm thầy đã dọn nhà xong rồi, nên xin bà lên gấp. Hôm nay thầy trông bà lắm. Vì Vĩnh Xuân có đi đò này mấy lần nên chị chủ đò biết thầy. Vừa nghe thầy nhắn thì chủ đò nói. Bà Hương Văn nói mốt 24 bà lên thầy à. Nhưng thầy nhắn như vậy để mai đò về tôi cũng vô nhà tôi nói lại dùm cho. Sao chị biết mốt má tôi lên? Hồi hôm bà Hương Văn có xuống đò tôi coi đò có chở đồ đặt chút đỉnh được hay không. Bà nói có được thơ thầy biểu lên gấp nhưng bà còn phải dọn dẹp đồ đạc nên chưa đi chuyến đò bữa nay kịp. Mai đò về, mốt bà sẽ chở đồ đi. Nếu vậy thì chiều mốt tôi sẽ xuống đây tôi rước. Chị nhắm coi mốt chừng giờ nào đò mới lên tới. Cha chả, mốt bị ngược nước, nên đò có đi giói lắm thì cũng phải mặt trời lặn lên mới tới đây. Tôi sợ tới đỏ đèn không biết chừng. Má tôi có chở đồ chút đỉnh, chị làm ơn chở dùm nghe không? chị ăn tiền chở bao nhiêu lên đây tôi trả cho được mà bà con một chợ chở đồ chút đỉnh bà muốn cho bao nhiêu cũng được có chị đâu mà lo hai anh chèo có anh nào chỉ làm ơn cho ảnh đi theo tôi cho biết nhà đặng mốt như đò tới sớm tôi xuống không kịp thì ảnh lên cho tôi hay tôi ở đường sau chợ đây được để anh chèo mũi đi với thầy à như mốt có đồ Tôi cậy hai anh chèo đem dùm lên nhà rồi tôi cho tiền. Được hay không chị? Được như vậy thì tôi khỏi mướn người ta. Được chứ. Đò tới thì hai người nghĩ chớ có làm gì đâu. Đem đồ dùm. Thầy cho tiền mua thuốc hút thì hai ảnh mừng lắm. Vĩnh Xuân được tin mốt mẹ lên thì thầy mừng lắm. Từ giá chi chủ đò rồi cùng với ông Kinh đi riết về đặng cho bà Kinh hay. Ăn bữa cơm tối đó Vĩnh Xuân vui vẻ nói chuyện không ngớt mà chẳng nói chuyện chi khác hơn chuyện mẹ con sum hiệp từ đây con ở đâu thì mẹ ở đó hết xa nhau nữa vợ chồng ông kinh lương thấy vậy thì đủ biết xuân kỉnh ái mẹ chứ không phải như hạng người bất hiếu hễ học giỏi làm nên rồi thì quên ân nghĩa sanh thành không thèm ngó ngàng tới mẹ cha nữa nhân dịp này bà kinh mới ướm thử lòng vĩnh xuân nên bà nói thầy thông làm việc ai cũng chịu hết đi đến đâu cũng nghe người ta khen rùm, khen học giỏi, làm việc bạc thiệp, ăn nói nhỏ nhoi, tánh tình vui vẻ, nhất là khen thanh liêm, cái đó làm cho người ta kiên nể hơn hết. Có gì đâu mà kiên nể, nhà nước mướn tôi làm công việc của dân, nhà nước đã trả tiền công cho tôi rồi, tôi buộc dân phải trả tiền cho tôi nữa sao được. Bày chuyện nói đền ơn, tôi có làm ơn gì đâu mà đền, bổn phận của tôi buộc tôi phải làm, chớ tôi có giúp ai đâu. Mấy thầy khác họ có nói như thầy vậy đâu. Ai nói sao tự ý họ, riêng về phần tôi thì tôi cứ do lẽ phải mà nói ngay ra. Thôi chuyện đó tôi không dám cãi với thầy, bây giờ việc làm thì thầy đã thông thạo hết rồi, trên được quan yêu, dưới được dân chuộng. Thầy còn trẻ tuổi lại mới ra làm mà thầy đã được danh vọng rất lớn, nhà cửa dọn cũng đã yên rồi. Mốt đây bà chị lên thì mẹ con sum hiệp một nhà. Hay chỉ còn thiếu có một việc, tôi muốn thầy phải nghĩ tới cho sớm một chút. Thưa ba, còn việc chi? Việc lập gia thất. Thầy nên lựa con nhà tử tế mà cưới đặng có người nội trợ, lo cơm nước cho thầy với bà chị. Chứ không lẽ thầy rước bà chị lên đây rồi bắt bà chị đi chợ nấu ăn. Việc cưới vợ thì tôi chưa tính, mà chắc tôi không tính đâu, nhưng việc đi chợ nấu ăn thì tôi đã có tính rồi tôi chưa dám nói với bà là vì tôi đợi má tôi lên tôi thưa với má tôi rồi tôi sẽ nói hôm nay tôi muốn cậy bà kiếm mướn giùm cho tôi một người đi chợ nấu ăn chẻ củi xách nước làm công việc lặt vặt trong nhà thuở nay má tôi cực khổ quá vì nhà nghèo nên phải nhọc thân bây giờ má tôi già rồi tôi phải ép má tôi nghĩ không biết ở đây mướn một người ở giúp trong nhà mỗi tháng phải trả tiền công bao nhiêu bà. Ba? Người lớn tuổi, nông ăn giỏi, họ đòi tới 5 đồng. Như mướn đứa nhỏ làm công việc trong nhà được, nhưng dở việc bếp nút thì dài 3 đồng. Để bà chị lên rồi tôi kiếm dùm cho một đứa biết nấu cơm, nấu nước chút đỉnh vậy thôi. Bà chị chỉ cho nó làm, thì trả chừng 3 đồng được. Ông Kinh Lương chứa Vĩnh Xuân trong nhà cả tháng nay. Ông đã nghe Vĩnh Xuân nói chuyện nhiều. Ông đã thấy cách Xuân xử sự, sự. Ông biết chí hướng ông hiểu tánh tình ông chứng nhận lời nói không bao giờ trái với việc làm mà việc làm cũng không bao giờ rời xa nhân nghĩa ông cảm thấy vĩnh xuân không phải thuộc trong hạng thanh niên cậy tài học mà hống hách bốc lột hiếp đáp hệ đắc lộ rồi thì mong hốt tiền cho nhiều cưới vợ thiệt giàu thiệt đẹp đặng lên xe xuống ngựa ăn ở cao sang miễn mình được sung sướng thì thôi ai thảm khổ mặc kệ vĩnh xuân được quyền thế lại không chịu ăn hối lộ nhà nghèo lại không ham bạc tiền hôm nay làm việc yên rồi thì mong mướn phố dọn nhà đặng rước mẹ về nuôi chẳng hề tính tới việc cưới vợ cứ nói sắp đặt bề ăn để cho yên đặng học đờn kìm tập làm thi để hưởng thú phong lưu lánh xa danh lợi thấy con người dị kỳ như vậy ông kinh cũng kiên nể như mấy thầy trong nhà hầu ông không dám bàn tới việc lợi danh đợi bà hương văn thanh lên coi mẹ con có nói tới việc tơ tóc trăm năm của vĩnh xuân hay không rồi ông sẽ liệu mà hướng dẫn hôm nay tình cờ bà kinh dở chuyện cưới vợ ra mà nói với vĩnh xuân vĩnh xuân lại gạt ngang mà xoay câu chuyện qua hướng khác ông kinh không thể nín nữa được bởi vậy ông để hai người bàn dứt câu chuyện mướn đứa ở rồi ông mới chen vô mà hỏi theo ý tôi Thầy thông dọn nhà cửa xong, mẹ con xung hiệp rồi, thì thầy phải lo kiếm người nội trợ đặng nuôi mẹ. Chớ sao thầy lại nói, việc cưới vợ chắc thầy không chịu tính. Nhà nghèo lương ít, cưới vợ phải tốn thêm một miệng ăn nữa, tôi lo sao cho kham ông Kinh. Tôi phải lo nuôi mẹ đặng đáp nghĩa đền ơn đã chứ. Nếu tôi đã có chịu ơn nghĩa của người vợ thì tôi mới lo trả. Tôi không có dây mà bắt tôi trả nợ thì tội nghiệp cho tôi quá. Ông bà nghĩ thử coi. Cưới vợ là để nối dòng, để có người giúp đỡ việc trong nhà. Sao thầy lại nói cưới vợ là trả nợ? Người ta nói vợ chồng là duyên nợ, vậy thì vợ là nợ chứ gì? Huống chi cưới vợ phải lo nuôi vợ, tức thị là trả nợ. Cưới vợ nếu muốn khỏi nuôi, thì ta lựa người có nghề nghiệp làm ra bạc tiền, hoặc người có tài sản nhiều, có quê lợi lớn, Ta cưới vợ như vậy ta khỏi nuôi, mà nó còn nuôi ta lại. Cưới vợ mà cầu cho vợ nuôi thì hổ quá. Thầy có nói học trọn bộ tứ thơ, lại ông giáo quân có giảng mạnh tử cho thầy rành lắm. Vậy tôi xin nhắc thầy câu này. Thú thê phi vị dưỡng giả. Nhi hữu thời hồ dị dưỡng. Rất đổi thầy mạnh còn nói, cưới vợ là gì phải lập gia đình, phải nối tông tộc, chứ không phải cưới vợ là vì cần phải có người nuôi mình, nhưng có nhiều lúc cũng cần phải có người nuôi nên mới cưới vợ. Thế thì cưới vợ đã có người nuôi, làm như vậy có lỗi với đạo thánh hiền đâu mà hổ thẹn. Ý thầy Mạnh nói câu đó, tôi tưởng thầy muốn nói cưới vợ không phải cầu vợ nuôi, nhưng khi đau ốm, hoặc rủi bị tật nguyền thì có người dưỡng nuôi săn sóc. Tôi mạnh khỏe mà tôi lựa người có tài nghề tôi cưới, đặng vợ tôi làm mà nuôi tôi, vậy thì tôi lường công người ta. Hổ lắm, chứ sao không hổ. Còn lựa con nhà giàu có mà cưới đặng hưởng gia tài, thì tôi sẽ mang tiếng đào mỏ, làm như vậy càng xấu hổ hơn nữa. Tôi nghèo, thôi, để tôi lo trả thảo cho bà già tôi mà thôi, cưới vợ làm chi mà phải thêm một mối lo nữa. Thầy ở trong nhà gần một tháng rồi, Thầy biết vợ chồng tôi yêu mến thầy như em ruột vậy, yêu mến mà lại quý trọng nữa. Bây giờ không có ai, tôi xin phép tỏ thiệt việc nhà của thầy theo ý tôi nhận xét. Thầy có nói thầy là con nhà nghèo, thuở nay bà già phải làm cực khổ mà nuôi sống. Bây giờ thầy làm việc chắc là thầy chỉ nhờ lương bổng mà sống, chớ không có quê lợi nào khác. Mà thầy mới vô làm thì lương mỗi tháng có 20 đồng, lại bị truất một đồng cho kho hưu trí thì còn có 19 đồng. Trong số đó phải trả tiền phố hết 5 đồng, tiền mướn người 3 đồng thì còn có 11 đồng, làm sao mà đủ sống. Hổm rài vợ chồng tôi lo cho thầy về chỗ đó lung lắm. Chớ chi việc làm mà thầy chịu nhận tiền bạc của người ta đền ơn, không ép buộc ai, ai muốn đền ơn bao nhiêu tùy hỷ thì có lẽ mới đủ tiền mà sống. Trái lại thầy không chịu ăn hối lộ như người ta thì làm sao? Tôi thấy chỉ có cách cưới vợ giàu đặng bên vợ giúp đỡ. Cám ơn ông bà. Ông bà thương tôi nên mới cắt nghĩa chi lý như vậy. Việc tiền bạc tôi đã có suy nghĩ rồi. Tôi tính bà già tôi lên ở yên rồi thì tôi kiếm học trò tôi dạy riêng từ 6 giờ tới 8 giờ. Mỗi tháng tôi kiếm thêm từ 15 tới 20 đồng thì đủ mẹ con sống thông thả làm việc mà về nhà còn phải dạy học nữa thì mệt lắm tôi còn trẻ tuổi sức khỏe còn dư nên không mệt đâu thầy lập chí thanh cao chánh trực chí ấy tôi kính phục lắm vậy tôi muốn chí ấy được thỏa mãn nên thiệt hôm nay tôi đương tính kiếm làm mai cho thầy cưới một người vợ có sẵn gia tài đặng lo cung cấp tiền bạc đủ dùng trong nhà giúp cho thầy trọn thảo với mẹ già nuôi được chí thanh cao và hưởng phong lưu thú vị Cưới vợ, đặng nhờ vợ thì kỳ quá. Tôi cảm ơn ông, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Ở đời muốn bên này đầy thì bên kia phải lưng một chút. Muốn được thanh liêm hoàn toàn thì phải cưới vợ giàu đặng có tiền mà ăn mới thanh liêm được chứ. Tôi xin thưa thiệt với ông bà. Tôi đã quyết định không cưới vợ để đời sống của tôi thông thả mà giữ thanh cao chánh trực. Ông bà thương nên lo dùm cho phận tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng thiệt, Tôi không thể dâng theo ý ông bà được." Bà Kinh cười mà nói, "Thầy nói như vậy, để mốt bà chị lên đây coi bà chị có hiệp ý với thầy hay không." Tại vợ chồng ông Kinh khuyên Dĩnh Xuân cưới vợ, nên đêm ấy, Xuân nằm nhớ lại Cúc Hương. Thầy tiếc ngày nay công thành danh toại, nhà cửa đàng hoàng mà Cúc Hương không còn đặng sum hiệp một nhà cho chồng yêu vợ, vợ giúp chồng vợ chồng đồng chí đồng tâm mà nuôi mẹ già làm nhân nghĩa. Thầy cũng tiếc Cúc Hương đã đi đầu thai rồi nên không cho thầy chim bao thấy mặt nữa. Thầy nhớ Cúc Hương có dặn thầy phải cưới vợ, đặng có người lo cơm nước và phụng dưỡng mẹ già. Dặn thì dặn, chớ tình của Cúc Hương thiệt nặng, nghĩa của Cúc Hương thiệt dày. Ngày nay thầy nên danh là nhờ Cúc Hương, nếu không trả nghĩa đáp tình với nàng được thì làm sao mà cưới vợ. Chiều bữa 24, Vĩnh Xuân ra khỏi tòa bố rồi thì thầy đi thẳng xuống bến chợ coi đò chợ dòng đã tới rồi hay chưa. Hôm nọ chủ đò nói bữa nay đò lên trễ, té ra đò đã lên tới rồi. Vĩnh Xuân thấy hai trạo phu đương khiên dán để trên bực thạch giữa mé sông. Thầy hỏi mẹ thầy có lên hay không? Thì chị chủ đò bước ra nói chị tưởng đò lên trễ, may nhờ có gió xuôi đò chạy buồm được nên tới sớm hai người chèo đò đã xách đồ lặt vặt đưa bà hương văn lên nhà rồi bây giờ chỉ còn khiêng hai bộ dáng với hai cái bàn nọ thì xong vĩnh xuân mừng quá hỏi tiền chở đồ ăn bao nhiêu đặng thầy trả chủ đò nói bà hương văn đã cho tiền rồi vĩnh xuân dặn hai người chèo đem dùm đồ lên hết rồi thì sẽ đền ơn thầy đi riết về nhà đặng mừng mẹ về tới đầu dãy phố, Vĩnh Xuân thấy tại căn của thầy thì cửa mở bét hết hai cánh. Còn ông Kinh thì đứng trước căn nhà ông. Thấy thầy đi tới thì ông Kinh kêu mà nói Ghé đây thầy Thông, có bà chị ở đây. Phải thầy đi về luôn với tôi thì thầy đã gặp bà chị trước rồi. Vĩnh Xuân bước vô thấy mẹ đưa ngồi uống nước trà nói chuyện với bà Kinh. Thầy vui vẻ mừng mẹ, nói thầy xuống bến đò mà đón. Té ra mấy người chèo đò nói đã đưa mẹ lên nhà rồi. Họ đương đem đồ để giữa mé xong rồi sẽ vác lên. Bà Hương Văn hỏi con. Đồ ở đâu mà con dọn đủ thứ hết vậy? Phải má về có đồ nhiều rồi thì má bán hết đồ của mình. Lên trên này có thiếu thứ gì thì mua thêm. Đồ không đáng gì mà chở đi kinh cạn quá. Má chở lên những gì đó má. Con thấy có hai bộ dáng nhỏ với bàn thờ. Ừ, bàn thờ tốt hay xấu cũng phải đem theo, chớ không lẽ bỏ. má chở bộ gián dầu phía trước với bộ gián nhỏ ở nhà bếp, cái bàn ăn, hai cái ghế còn chắc và mùng chiếu chén bát. có vài cái lò với cái lu nhỏ nữa, còn đồ lặt vặt má để lại cho chòm xóm họ dùng. má chở gần hết đồ trong nhà còn gì nữa? thôi, để con lại con coi cho họ để đồ. Dĩnh Xuân đi về nhà thay đồ rồi thì hai người chèo vác bộ gián dầu lên tới. Bà Hương văn với vợ chồng ông Kinh cũng lại coi. Dĩnh Xuân biểu vác thẳng bộ gián dầu vô lót trong buồn. Bộ gián nhỏ lót dưới nhà bếp. bàn ăn thì để trong buồn sát với bộ gián. Dời bộ gián gõ của chủ phố cho mượn qua lót một bên vách, Chừa chỗ trống chính giữa đặng đặt bàn thờ. Còn các đồ lặt vặt thì đem xuống hết nhà bếp bà kinh về lo bữa cơm tối đặng đại khách ông kinh chạy đi chạy lại để cho vĩnh xuân coi sắp đặt đồ đạc theo ý thầy bà hương văn mới cho con biết cái nhà bà bán cho người ta được năm chục còn đồ lặt vặt bán được ba chục nữa đến đỏ đèn thì đồ đã dọn xong rồi hết bà hương văn nói tiền chở chủ đò xin hai đồng bà đã trả rồi bây giờ bà cho hai người đem đồ lên nhà mỗi người một đồng vĩnh xuân cho hai người thêm một đồng nữa Hai người cảm ơn rồi từ giá mà xuống đò. Bà Kinh lại mời ăn cơm. Vĩnh Xuân để mẹ theo bà Kinh đi trước, thay khóa cửa rồi theo sau. Trong lúc ăn cơm, bà Hưng Văn tỏ lời cảm ơn vợ chồng ông Kinh lấy lòng háo nghĩa mà cho Vĩnh Xuân đùm đậu trong nhà cả tháng nay. Ơn ấy không bao giờ bà quên được. Bà Kinh nói anh em một ti một sở với nhau, người cũ phải giúp đỡ người mới, đó là việc dần công với nhau đằng sau như ông Kinh đổi đi tỉnh khác thì có người khác giúp đỡ ông. Ông Kinh nói Vĩnh Xuân lên tới thì muốn mướn phố đặng dọn nhà liền, vợ chồng ông Cảng biểu chờ ít bữa dãy này có phố trống, sẽ mướn, đặng anh em ở gần nhau chơi cho vui. Bà Hương văn tính ngày sau, bà sẽ lo cơm nước cho Vĩnh Xuân liền, không dám làm cực lòng bà Kinh lâu nữa. Bà Kinh không cho, bà nói hai mẹ con phải ăn đặng nhà bà thêm một ngày nữa, đặng có thì giờ mua gạo mua củi mướn gánh nước và mua đồ lặt vặt rồi mốt sẽ nấu được vĩnh xuân cậy bà kinh kiếm mướn giùm một người làm công việc nhà đặng đỡ tay cho mẹ và xin bà sẵn lòng giúp mẹ trong lúc ban đầu vì mẹ chưa biết chợ mỹ tho nếu muốn mua đồ cần dùng thì không biết chỗ nào mà mua bà kinh khuyên vĩnh xuân đừng lo bà sẵn lòng giúp mọi việc trong lúc đầu Bữa sau bà Hương văn theo bà Kinh ra chợ mua lưu đựng nước, mua thêm nồi, ơ, mua gạo, củi, dầu lửa, nước mắm, đủ hết. Rồi bữa sau nữa bà mới đi chợ mua cá thịt nấu riêng đằng nhà, đặng mẹ con ăn với nhau. Bữa đó nhằm cuối tháng, tòa bố phát lương rồi, tối lại Vĩnh Xuân đem lại 10 đồng bạc mà thưa với bà Kinh cho phép thầy chung đậu chút đỉnh trong số tiền mua cá thịt cả tháng này. Thầy xin bà vui lòng chấp nhận ít đồng bạc này, tuy không đủ vào đâu, xong có vậy, thầy mới bớt ái ngại. Bà Kinh không chịu lấy 10 đồng bạc đó, bà nói rằng bà giúp anh em làm nghĩa, chứ không phải nấu cơm quán cho thầy ăn mà trả tiền. Ông Kinh mới tiếp mà nói hẳn hỏi, Thầy thông này, thầy biết vợ chồng tôi thương thầy như em ruột vậy, anh em mình còn gần gũi với nhau lâu dài, chớ không phải một ngày một buổi rồi thôi. Nay thầy bỡ ngỡ trong bước đầu thì vợ chồng tôi giúp thầy. Mai mốt rủi tôi xa chân sảy bước thầy giúp tôi lại. Thầy có học nho, thầy hiểu ở đời nhân nghĩa mới quý, chớ tiền bạc có quý gì đâu. Thầy ăn cơm với tôi một tháng nay không đến nỗi tôi nghèo mà thầy không ăn tôi cũng chưa giàu được. Thầy cất tiền đi. Đừng nài nỉ mà làm cho vợ tôi buồn. Ông lấy 10 đồng bạc nhét vào túi Vĩnh Xuân rồi ngâm danh lợi mắc lơ trồng một cặp. Non sông gánh nặng đạo ba diền. Ông vừa ngâm thi, vừa bước lại lấy cây đờn kìm, lên dây, rồi đờn ít bản cho Vĩnh Xuân nghe. Ba La Mã Mấy bữa rồi, những người ở trong dãy phố bình an thanh tịnh này thấy đều công nhận duy có căn nhà của thầy Thông Vĩnh Xuân là xinh tươi vui vẻ hơn cả. Không xinh tươi sao được, chủ phố chú ý lo lắng đặc biệt đã cho thợ dặm giá, sơn phết như phố mới, đã cho dân rửa quét sạch sẽ, lại còn chở đồ cho mượn dọn ở đàng hoàng. Không vui vẻ sao được, Vĩnh Xuân xuất thân đi làm việc, trong lưng có sẵn tới 50 đồng, trong một tháng rồi mua sắm ăn xài chỉ hao có mười mấy đồng. Mới lãnh lương rồi trả tiền cơm thì vợ chồng ông Kinh lại không chịu lấy. Thành thử trong tủ của Vĩnh Xuân còn hơn 50 đồng bạc. Làm sao thiếu hụt được mà lo. Huống chi bà Hương văn bán nhà và đồ đạc tôm góp đem lên thêm tới bảy tám chục nữa. Tiền bạc đã dồi dào mà ăn xài thì tiện tặng. Nếu xài có thâm thủng thì cũng lâu lắm mới hết tiền đã vậy mà bữa mẹ lên tới tối lại mẹ con to nhỏ bàn tính việc nhà vĩnh xuân than số lương ít quá không đủ sống thảnh thơi thầy tính kiếm học trò mà dạy riêng ban đêm đặng kiếm tiền thêm một hai chục mới sống được thì mẹ khuyên con đừng lo vội để thủng thẳng bà coi rồi bà sẽ liệu cho tư cách bình tĩnh lạc quan của bà hương văn làm cho vĩnh xuân vui lòng ăn chí nên mấy bữa rồi ban ngày thầy hăng hái làm việc ban đêm thầy đốt đèn sáng rỡ rồi ông kinh lại dạy đờn và tập làm thi làm phú mà chơi còn bà hương văn bà nhờ bà kinh mướn giùm cho bà được thím tư cam thím đã 50 tuổi rồi nhưng còn mạnh mẽ nhậm lẹ siêng năng vui vẻ thím pha phách dọn dẹp trong nhà lại đi chợ nấu ăn tuy không khéo song cũng dễ ăn mà mỗi tháng thím chỉ đòi có ba đồng và xin cho thím trầu cao đặng thím ăn vậy thôi. Có người phụ giúp, bà Hương Văn rảnh rang, sớm mời bà đi chợ mua thịt cá về chỉ cho thím tư cam kho nấu. Nhiều bữa bà Kinh lại rủ bà đi chợ, đặng chỉ cho bà biết chỗ nào bán thứ gì, đi vài lần thì bà đã thấy đủ hết. Đi một mình, thì bà Hương Văn thường nghỉu ngến lối hàng bánh, coi họ bán chè, cháo xôi bún bánh cam bánh tét bánh ếch bánh chưng bà cũng hay đi dạo hàng bán trái cây coi thứ nào nhiều thứ nào rẻ đã quen nghề bán bánh trái thuở nay bởi vậy bà sẵn có cặp mắt sáng suốt liếc qua thì bà thấy thứ nào bán đắt thứ nào bán ế bà nhận thấy có hai việc bà làm thì chắc có lợi thứ nhất cậy chị chủ đò thương thuyết với mấy người bán trái cây ở chợ dòng rồi bà mua trái cây gửi theo đò chở về cho họ bán. Họ trả tiền chở và chịu tiền dầu cho bà. Thứ nhị gói bánh ú, bánh chưng, bánh tét mà đếm cho bạn hàng ngồi chợ hoặc bưng ra bến xe, bến tàu mà bán. Gói những bánh ấy thì lựa nếp thiệt tốt, xào nhưng thiệt ngon. Mỗi ngày gói 100 bánh ú, vài chục bánh chưng và một chục bánh tét thì chắc chắn có lời không dưới 3 đồng bạc. Mới lên ở chưa tới 10 bữa, mà bà Hương Văn đã quen hết với các người ở trong dãy phố, đã sẵn cách bãi bui mua bán, lại thêm tánh giản dị, bình dân và chinh phục thiện cảm của tất cả mọi người đến mấy chị bán bánh, bán trái cây ngoài chợ. Dầu họ chưa biết bà là mẹ của thầy thông ngôn đứng bàn quan phó. Một đêm, trong lúc ông Kinh lại dạy Vĩnh Xuân học đờn, thì bà Hương Văn qua nhà bà Kinh nằm nói chuyện chơi, Hai bà đã thân thiết với nhau rồi, nên nói chuyện với nhau thì lấy thiệt tình mà nói, không cần phải dè dặt hay giấu giếm. Bà Kinh mới dở chuyện vợ chồng, bà thấy Vĩnh Xuân ăn lương ít, lại quyết giữ thanh liêm nên tính kiếm chỗ giàu làm mai cho thầy cưới vợ, đặng thầy nhờ cậy cho khỏi bẩn chật trong việc ăn xài. Thầy nói thầy không thể cậy nhờ người đàn bà nuôi thầy, mà thầy đã quyết định thầy không cưới vợ, nên thầy xin đừng có tính tới việc đó, nếu tiền lương không đủ ăn thì thầy sẽ kiếm học trò mà dạy riêng ban đêm để có thêm tiền đủ nuôi mẹ thầy sẽ ráng sức một chút tự nhiên sẽ có đủ tiền xài chẳng cần phải cưới vợ đặng nhờ vợ bà kinh khuyên bà hương văn nên cắt nghĩa cho vĩnh xuân nghe vĩnh xuân mới làm việc mà được quan yêu dân chuộng đứng thông ngôn mà không ăn hối lộ bởi vậy danh giá nổi như cồn nhà giàu ở đây ai cũng kỉnh ái ai cũng muốn gả con vậy vĩnh xuân nên thừa nhân tâm đương quý trọng đó mà cưới vợ giàu đặng có sẵn tiền bạc mà xài mới nuôi tánh thanh liêm được bà hương văn nằm êm mà nghe cho hết câu chuyện rồi bà mới cười mà nói ép nó cưới vợ không được đâu bà vì nó có một chuyện riêng nên ba bốn năm nay nó thường nói nó không cưới vợ còn chuyện lương ít không đủ xài nên nó tính dạy học ban đêm thì bữa tôi mới lên, tối lại nó có bàn với tôi. Tôi đã cản nó, tôi nói ban ngày làm việc rồi tối còn phải dạy học nữa thì mệt lắm. Để thủng thẳng cho tôi tính ít bữa, rồi tôi sẽ liệu cho. Tôi không dám giấu bà, thỏa nay tôi có cái nghề bán bánh trái đã quen rồi, bây giờ nếu ăn rồi nằm co tôi chịu không nổi. Hôm nay đi chơi ngoài chợ, tôi thấy có hai cách buôn bán khỏe lắm, mà lại có lợi, hoặc mua trái cây ở đây, gửi đò chở xuống chợ dòng cho bạn hàng bán, mình ăn tiền đầu, hoặc gói bánh ú, bánh chưng, bánh tét, đếm cho bạn hàng họ bán ngoài chợ với bến xe, bến tàu. Ở đây mấy thứ bánh đó, họ gói dở quá, mình gói cho ngon tự nhiên bán đắt. Bán trái cây có khi lời khi lỗ, chớ bán bánh tôi chắc mỗi ngày lời hai ba đồng dễ như chơi. Gói bánh mà bán thì cực chỉ lắm. Có thím tư cam, thím phụ thì có cực chi đâu. Điều cần nhất là phải có nếp cho tốt và phải có lá chuối cho sẵn, đủ cho mình gói bánh hàng ngày. Không biết trên đây họ có bán nếp tốt hay không? Nếu không có thì phải mượn chủ đò mua dùm dưới chợ dòng trở lên. Nếp trên này tốt lắm, tôi có quen với tiệm gạo, nếu chỉ cần dùng mỗi tuần hoặc mỗi tháng bao nhiêu. Thì tôi dặn trước tiệm gạo, họ kiếm mà trữ sẵn đặng bán cho chị. Còn lá chuối thiếu gì mà lo, chung quanh đây là vườn, nhất là bên phía chợ cũ, chị muốn dùng bao nhiêu cũng có. Vậy thì xong lắm, để tôi sắm chả ba, sắm đồ hấp bánh cho đủ bộ giận, rồi tôi cậy bà tiến dẫn cho tôi làm quen với tiệm gạo, đặng tôi mua nếp mà làm. Gói bánh rồi phải gánh ra chợ ngồi bán hay sao? Không, mình đếm cho bạn hàng, họ vô nhà lấy mà đi bán chứ. Họ mua một chục, mình phải thêm cho họ hai bánh, đặng họ có lời. Tôi có nói chuyện với vài người rồi, họ chịu lãnh bánh của tôi họ bán. Thiếm tư cam, thiếm nói có vài đứa cháu gái, thiếm sẽ biểu nó lãnh bưng đi bán theo bến xe, bến tàu còn hồi nãy chị nói thầy thông có chuyện riêng nên thầy không chịu cưới vợ không thể gì ép thầy được chuyện riêng là chuyện gì vậy bộ thầy đã hứa hẹn với ai rồi hay sao chị tại vậy đó mà hư hỏng rồi nên nó nản chí thất tình mới ghét con gái không thèm cưới vợ à tại vậy à hèn chi lại đây hơn một tháng rồi ông kinh để ý không khi nào thầy thèm ngó con gái không phải tình nhân nó phụ bạc nên nó giận rồi quán hết con gái. Tình nhân nó vì thương nó mà phải tự giận, làm cho nó bực tức và tưởng nhớ đêm ngày không đành cưới vợ nào khác. Thương sao lại tự giận đi? Chuyện kỳ cục lắm để tôi nói cho bà nghe, nhưng xin bà đừng có nhắc lại với nó. Nhắc tới nó buồn lắm, con nhỏ đó đích đáng thiệt. Nói tới tôi cũng đồng lòng, Tôi chắc không thể nào tôi kiếm con dâu nó biết thương thằng Xuân và biết lo cho tôi bằng con đó. Số là năm trước, bãi trường, nó đi học thêm chữ nho. Nó gặp con Cúc Hương, con gái của một người buôn bán giàu có ở trong chợ. Con nọ học chung với nó, mà cũng học giỏi như nó. Hai đứa thương nhau, rồi lén thề thốt với nhau thế nào, tôi không hay. Chừng Xuân thi đầu học bổng được học thêm bốn năm. Đằng sau làm thầy thông thầy ký, tôi mới than với con rằng tuy nhà nước chịu cơm, chịu áo quần, song con cũng phải có tiền mà ăn bánh, sắm đồ, đi xe, đi tàu. Nhà nghèo, tôi bán bánh trái kiếm lời nuôi sống hàng ngày, tôi làm sao có tiền mà nuôi con đi học xa. Lại phải học tới 4 năm, tôi khuyên nó thôi, bỏ học để xin làm giáo, tổng, lãnh lương đủ ăn cho tiện. Nó buồn, nó nói mình nghèo, phải học cho nhiều mới lập thân danh được. Nếu tôi ở nhà mua bán đủ ăn thì để cho nó nói với thầy nó bao tiền dùm cho nó học đủ 4 năm sau nó ra làm việc rồi nó sẽ trả lại. Cách ít bữa nó nói với tôi có con 2 tỷ bán hàng ngoài chợ nghe nó học giỏi mà nghèo thì thương nó như em ruột nên chịu ra tiền cho nó ăn học đến cùng. Nó kể giúp mỗi năm 10 đồng 2 tỷ chê ít nên đưa cho nó 15 đồng đặng sửa soạn đi học năm đầu, sau mỗi năm cứ giúp một số như vậy hoài. Chà, người có tiền mà biết làm ơn làm nghĩa như vậy thì sẽ được phước lắm. Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi cảm ơn hai tỷ lắm. Xuân đi học được vài tháng, hai tỷ đem vô nhà cho tôi một dốc xuyến để may áo bận đi sớm cho lành lẽ với người ta. Nó lại dặn tôi nếu có túng rối thì cho nó hay, nó sẽ giúp đỡ, đừng ái ngại chi hết, tôi càng cảm ơn hơn nữa. Vậy thì, chị hai tỷ này tử tế quá, ít ai được vậy. Khoan, để tôi nói tới cho bà nghe. Chừng bãi trường cuối năm xuân về, vừa bước vô nhà thì nó liền hỏi tôi phải Cúc Hương là con hia Mỹ chết hay không. Tôi nói phải, vì cha mẹ nó ép gã lấy chồng chỗ giàu có, mà nó không chịu nên tự giận Xuân nghe như vậy thì ré lên khóc dữ quá. Nó mới chịu nói thiệt với tôi, nó cùng Cúc Hương đã có thề nguyện kết nghĩa vợ chồng với nhau. Thiệt Cúc Hương buôn bán kiếm lời, đặng bao cho nó đi học. Cúc Hương cũng mua cho tôi dốc xuyến, có cậy hai tỷ ra mặt, đặng tránh tiếng cho nó mà thôi. Người có tình, có nghĩa như vậy, tôi nghe, tôi cũng cảm. Thầy thông thảy tưởng nhớ, không đành cưới vợ nghĩ cũng phải xuân nhờ con cúc hương nó mới học được mà làm thầy ký thầy thông đây bởi vậy hôm tôi mới lên nó mừng nhưng tối lại nó nhớ con nọ nó khóc mà tiếc bây giờ thành công danh toại mẹ con sum hiệp mà thiếu cúc hương đặng chung vui cùng nhau cho phỉ tình mãn nguyện mà bãi trường thầy thông về thầy hay cô nọ chết thầy có hỏi coi tại sao cô nọ chết hay không Cha mẹ ép gã lấy chồng, ta không ưng thì thôi, hoặc ta bỏ nhà mà đi, dạy gì mà tự giận. Có chuyện này hiển hít lắm bà. Xuân nói đêm rằm tháng 11, còn có vài tuần nữa tới bãi trường, nó đương ngủ. Đến khuya, nó chim bao, thấy Cúc Hương đứng trên đầu giường, vỗ mặt kêu, mà nói cho nó hay cô đã chết rồi. Cô biểu, về hỏi hai tỷ, sẽ biết tại sao cô chết cô lại căn dặn đừng có buồn rầu mà thôi học. Phải học cho đủ 4 năm. Cô đã sắp đặt trước rồi cô mới chết, nên không có điều chi trở ngại hết. Xuân lo sợ, nhưng tưởng chim bao là mộng mị. Chừng về, nghe tôi nói chết thiệt, nó mới chạy ra hỏi hai tỷ. Theo lời hai tỷ thuật lại, thì cha mẹ Cúc Hương ham giàu, nên ép gã cô cho con trai của một điền chủ. Nó không ưng, nó nói thiệt nó đã thương Xuân và có thể nguyện kết duyên vợ chồng với Xuân. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo, cứ ép gã nó. Nó không đành bội ước với Xuân mà cũng không dám cãi lệnh cha mẹ. Nó mới tính tự giận. Nhưng mà nó không chịu nói cho hai tỷ biết. Cha mẹ nó định bữa rằm tháng 11 nhóm họ rồi sáng 16 đưa dâu. Cúc Hương đem một gói mà gửi cho hai tỷ dặn Xuân về thì đưa lại cho Xuân, biểu Xuân phải học cho đến cùng. Vì trong gói đó, nó có để 50 đồng bạc đủ cho Xuân ăn học 3 năm nữa, lại có gửi cho tôi một dốc lãnh đặng tôi may tôi bận. Xuân khỏi lo tôi rách rưới. Đây, xuyến với lãnh nó để lại cho tôi năm nay vẫn còn, tôi đương bận đây. Tội nghiệp quá, sắp chết mà cũng còn nhớ tới mẹ chồng. Bởi vậy tôi nói, không thế nào tôi kiếm con dâu khác bằng nó được. Con hai tỷ nói chiều rằm, nó có đi đám nhóm họ, cúc hương ra vô như thường. Hai tỷ tưởng nó gửi gói đồ và dặn công việc là dặn đặng đi lấy chồng, chớ có dè trối đặng chết đâu. Đến tối hai tỷ từ giả ra về, thì Cúc Hương mời nó vô buồn khóc mà từ biệt, và căn dặn phải ráng an ủi cho Xuân đừng buồn rầu, khiến Xuân phải học cho nên danh đặng trước nuôi mẹ sao khỏi bị người ta khinh chê nghèo hèn nữa. Hai tỷ về, đến nửa đêm nghe người ta rước thầy chạy thuốc làm dở lỡ, nói Cúc Hương uống dấm giới á phiền mà tự giận. Hai tỷ chạy lại thì con nọ mê man không biết gì nữa hết, rồi mòn hơi lần lần, đến khuya thì chết. Chết rồi, hôn suốt đi lên nhà trường kêu thầy thông mà cho hay đó chớ gì vậy thì linh quá còn cái này mới linh nữa chứ xuân nghe rõ công chuyện rồi nó thối chí nhất định không học nữa để xin làm giáo tổng đặng nuôi tôi nó mượn hai tỷ dắt chỉ mã đặng nó cúng giái tối lại nó chim bao thấy cúc hương về biểu nó phải học cho đủ bốn năm chớ không được bỏ cúc hương lại nói nó đã kiện dưới diêm chúa nên Diêm Đình hưởng đầu thai cho nó, để hồn theo phò hộ cho Xuân học đủ 4 năm. Có vậy nên Xuân mới chịu tiếp tục học luôn, mà hôm Xuân thi đậu ký lục rồi, còn chim bao thấy cúc hương về mừng cho Xuân và từ giả đặng đi đầu thai. Nói rằng từ đó hồn không còn theo Xuân nữa được, dặn Xuân phải cưới vợ đặng có người giúp nuôi mẹ và lo cơm nước cho còn duyên nợ thì để kiếp sau rồi sẽ tương hội. Hồn Cúc Hương biểu thầy Thông phải cưới vợ đó chớ có cản đâu. Vậy mà nó không chịu, nó còn thương nhớ con nọ quá nên nó không muốn ai hết. Tôi tưởng phải để đôi ba năm đặng nguôi ngoai rồi ông Kinh giúp cắt nghĩa dùm, có lẽ nó sẽ hồi tâm mà lo lập gia thất như người ta. Ừ, thôi để thủng thẳng coi rồi vợ chồng tôi sẽ liệu mà an ủi thảy. Thiệt đáng thương hết sức. Nhỏ tuổi, học giỏi, biết điều, có thiện chí, mộ nghĩa nhân, mà bị cái họa làm cho thất tình chán nản. Tội nghiệp quá. Ông chủ phố ái mộ, ông muốn gả con, nên ông sửa phố và cho mượn đồ mà dọn nhà đó. Vậy hay sao? Mà không được chị à. Ông chủ phố thì nhiều tiền, nhưng con gái ổng kém bề nhan sắc quá, thiếu gì con gái khác cũng có tiền mà lại có sắc nữa. Hai ông bà nói làm sao cho nó chịu cưới vợ, thiệt tôi mang ơn lắm. Chỉ để vợ chồng tôi lo cho. Qua bữa sau nhằm Chúa Nhật, sớm mời bà Hương Văn đi chợ về. Bà thấy Vĩnh Xuân đương thay đồ. Bà hỏi, thầy tính đi đâu? Thầy nói thầy đi vòng xuống mé sông coi có bán sách gì đặng đọc thì mua đọc chơi. Vĩnh Xuân đi một hồi rồi trở về, đưa cho mẹ một gói trà, còn một gói lớn nữa thầy để trên bàn viết. Thầy thay đồ rồi ra ngồi tại bàn viết mà mở cái gói lớn đó. Té ra trong gói chỉ có một khuôn kiến để lòng hình, chớ chẳng có vật chi khác. Thầy lấy dẻ lau kiến sạch sẽ, rồi mới đem miếng lụa trắng của Cúc Hương viết hàng chữ nho mà để lại hồi năm trước đó. Thầy để vào khuôn kiến, và treo ngay trước mặt mà nhắm vĩnh xuân đương ngồi xem di bút của người bạn yêu quá giảng thì ông kinh lương bước vô ông thấy cái khuôn kiến lộng tấm lụa viết hàng chữ xá sanh nhi thủ nghĩa dưới lại có hai chữ cúc hương hồi hôm ông dạy vĩnh xuân học trần chừng ông vô bà kinh đã có thuật tâm sự của xuân cho ông nghe bây giờ ông thấy chữ viết trong tấm lụa đó thì ông hiểu nhưng ông cũng cứ hỏi Thầy lộng kiến mà treo câu chữ này làm chi vậy thầy thông? Đó là di bút của người bạn học thân yêu với tôi đã quá giảng, nên tôi lộng kiến để kỷ niệm, thấy chữ cũng như thấy người. Mà di bút lại viết câu của mạnh tử như vậy, chắc người bạn của thầy muốn cho thầy hiểu ý nghĩa sau đó, chớ không phải vô cớ mà viết liều đâu. Vĩnh Xuân lặng thinh, lấy cây đờn trao cho ông Kinh, rồi lấy gói trà mới mua, Tính bỏ trà chế nước cho khách uống. Ông kinh cản mà nói mới uống trà vừa rồi nên không khác và mời Xuân lại nhà đờn chơi. Hai người xách đờn đi qua nhà ông Kinh, đờn được một bản rồi, ông Kinh để cây đờn trên gián mà hỏi. Thầy Thông, nghe nói bà chị tính làm bánh mà bán, phải không? Phải, má tôi nói ăn ở không thì buồn quá, nên tính kiếm công việc mà làm cho vui tôi sợ coi không được sao lại coi không được lương ít quá không đủ xài hôm trước tôi có hỏi thử ông phó vậy chớ tôi làm việc mà ban đêm tôi được phép dạy riêng học trò hay không ông nói ngoài giờ hầu ai muốn học thì tôi dạy không có luật nào cấm việc đó dạy riêng năm mười đứa nhỏ trong nhà có hại gì đâu mà tôi lên tôi nói cho má tôi hay tôi phải dạy học ban đêm mới có đủ tiền mà sống má tôi sợ tôi mệt nên không cho Má tôi nói để má tôi gói bánh ú bánh tét. Đếm cho bạn hàng họ đi bán. Làm như vậy khỏe mà có lợi nhiều. Tôi sợ làm việc mà để cho mẹ mua bán thì trái luật. Tôi mới hỏi thử ông phó. Ông nói tôi làm việc thì riêng phần tôi. Còn cha mẹ mua bán thì riêng phần của cha mẹ. Dĩ như người ta đương làm nghề buôn bán. Người ta cho con ăn học, nó được vô giúp việc nhà nước, rồi nhà nước bắt buộc người ta phải dẹp nghề buôn bán hay sao có vợ của người làm việc thì không được vì sợ vợ cậy oai quyền của chồng mà cạnh tranh với bọn buôn bán khác mà nói chuyện buôn bán đây là mở tiệm lớn bán hàng quá nhiều kìa chớ lương ít cha mẹ vợ con làm bánh mà bán đặng kiếm lời cho đủ sống khỏi sanh tâm hối lộ cái đó người ta khen lắm ai mà cấm bao giờ té ra thầy có nói chuyện trước với ông phó hay sao? Có, hôm nọ rảnh, ông nói chuyện chơi với tôi, sẵn dịp tôi hỏi ông cho khỏi trái luật. Hèn chi, Hoàng Quyện nói ông phó nói thầy ăn lương không đủ sống, mà không chịu hối lộ. Hôm nọ tính dạy học trò ban đêm, đặng kiếm tiền thêm cho đủ ăn, rồi bây giờ lại tính để mẹ làm bánh mà bán. Ông phó quyết định thầy làm mãn năm, thế nào ổng cũng xin cho thầy lên chức, đặng số lương tăng thêm 10 đồng nữa cho thầy đủ sống. Ông yêu thầy lắm. Trong nhà hầu ai cũng biết hết. Có lẽ đó là hoa quả của những cây thanh cao chánh trực tôi dung phân tưới nước hàng ngày. Chớ có gì lạ đâu ông Kinh. Thiệt như vậy, không thèm đồng tiền phi nghĩa thì được kẻ yêu người chuộng. Thầy thông còn nhỏ mà biết chọn con đường thẳng ngay sáng lạng, đặng tiếng bước thầy giỏi quá vậy thì cần gì phải ăn hối lộ hay là phải cưới vợ giàu làm chi Vĩnh Xuân không nói nữa lấy cây đờn, ngồi tập đờn cách ít bữa sau bà Kinh tiến dẫn bà Hương Văn làm quen với chủ tiệm gạo đặng bà Hương Văn mua nếp rồi bà còn dắt chỉ tiệm cho biết mà mua đậu bà cũng chỉ dường cho thiếm tư cam đi mua lá chuối đặng gói bánh mà bán Ban đầu bà Hương Văn không dám làm nhiều, bà gói 100 bánh ú, 20 bánh chưng với 5 đòn bánh tét mà đếm cho bạn hàng bưng đi bán thử. Mới bán vài bữa đầu, ai ăn cũng khen bánh ngon, nên bạn hàng bán một lát thì hết ráo. Họ kêu nài xin làm cho nhiều, đặng có đủ bán tối ngày. Bà Hương Văn phải gói thêm mỗi bữa tới 250 bánh ú, rồi lần lần tới 300. Còn hai thứ kia tốn nếp với nhân nhiều Tự nhiên giá bán cao hơn nên khó bán, bởi vậy nên mỗi bữa chỉ gói có ba chục bánh chưng với mười đòn bánh tét. Bán trong một tháng, bà Hương Văn tính số lời đã lên năm chục đồng, hết lo tiền xài thiếu hụt. Mà bà nhận thấy thiếm tư cam cực quá, khuya phân phát bánh cho bạn hàng xong rồi, thiếm phải qua giường gánh lá chuối đem về. Bà Hương Văn đi chợ mua cá thịt, hệ thiếm tư cam về tới thì ráp vô bếp lo nấu ăn rồi còn giúp nếp nấu nhân, phơi lá. Xế bà Hương Văn bắt đầu gói bánh thì thím phải phụ với bà. Rồi tối hấp bánh tới ba lò thì thím phải thức canh chừng lửa củi. Bà Hương Văn thấy bán bánh có lời nhiều mà thím tư cam thì cực quá. Bà mới tăng tiền công của thím lên 5 đồng và biểu thím kiếm mướn dùm thêm một đứa nhỏ chừng 15 tuổi để phụ giúp thím như đi gánh nếp, gánh lá chuối, quét nhà, chẻ củi chụm lửa. Thiếm Tư cảm thấy chủ nhà biết xét công lao của thiếm thì thiếm cảm nghĩa, nên thiếm nỗ lực gia công mà giúp chủ. Thiếm mướn giùm cho bà Hương văn một đứa con gái mỗi tháng hai đồng. Đi gánh lá chuối thiếm dắt nó theo vài lần cho nó quen, rồi sớm mơi thiếm giao việc đó cho nó. Thiếm ở nhà đi chợ mua ăn thế cho bà Hương văn. Xế gói bánh thì thiếm tập gói, Nhờ có bà Hương văn chỉ biểu nên thím gói ít bữa rồi quen tay, thím gói lẹ làng và dễ coi. Tuy bà Hương văn làm rần rộ như vậy, song bà biết sắp đặt cho việc làm có giờ, có khắc nên trong nhà êm ấm, bộ bà khỏe ra. Tối hấp bánh thì có thím tư cam coi nên bà cũng lại nằm nói chuyện đời với bà Kinh mà chơi thông thả. Vĩnh Xuân nhờ cái nghề của mẹ giúp cho thầy khỏi bối rối về tiền bạc nữa thì thầy khỏe trí ban ngày đi làm việc cho nhà nước mà lãnh lương ban đêm tập đờn ngâm thi với ông kinh vui hưởng thú phong lưu không thèm ghé mắt đến cuộc cạnh tranh danh lợi thầy nhớ lời của ông giáo quân dặn thầy kiếm xin hai thứ môn đem về trồng hai chậu để trước thềm đi ra đi vô thấy hai chậu môn thầy hay ngâm hai câu của ông giáo quân để nhớ khiếu quân tử trung thông ngoại trực vô mạng vô chi thượng cái hạ tàn hữu văn hữu chất mà ngồi lại bằng viết thầy ngó bút tích của cúc hương đề câu xá sanh nhi thủ nghĩa thì thầy áo não ngậm ngùi tức cuộc đời hữu thị vô chung thương bạn ngọc dám quyên sinh cho trọn nghĩa bốn la mã nhà văn gặp hồi cảm hứng nên nói ngày vui ngắn chẳng đầy gan tại vui nên nói bướng cho xuôi câu vậy thôi chớ ngày trời nếu có vắng hay dài thì vắng dài chút đỉnh đâu có văn quá như vậy trong xứ mình có câu tục ngữ tháng năm chưa nằm thì sáng tháng mười chưa cười thì tối nói như vậy thì trúng chớ không phải nói bướng trái đất vừa lăn tròn vừa xây xung quanh mặt trời rồi có tháng nằm ngay có tháng nằm xéo tháng năm xứ mình nằm ngay được mặt trời dọi lâu nên ngày dài hơn đêm. Mà sự dài hay là vắng đó bất quá khác nhau lối một giờ đồng hồ, chớ không lâu hơn, nhất là không thể thâu ngắn còn không đầy một gan được. Tuy vậy mà thiệt, khi mình được thạnh thời đắc thế, sao mình thấy ngày tháng đi qua mau lẹ vô cùng, mới đầu tháng đó rồi tới cuối tháng, mới ăn Tết đó rồi lại thấy gần tới Tết nữa mẹ con vĩnh xuân sum hiệp ăn vui cùng nhau trong một căn phố nhỏ mà không chật không tốt mà cũng sạch hơn cái chòi lá ở dưới chợ dòng ông quê mẹ vui mà gói bánh bán lấy lời để cung cấp cho gia đình con vui mà làm việc mỗi tháng lãnh lương phụ thêm cho mẹ mẹ con an thân khỏe trí mà sống với chuỗi ngày thảnh thơi sung sướng vô tư vô lự bất hoặc bất cụ không nghi không sợ Ngày làm tối ngủ, không trông mau tối mà cũng không muốn mau sáng làm chi, thì ngày tháng lại trôi qua, mà qua rồi kế lại nữa, lẹ làng hết sức, mới đó mà đã được 5 năm rồi. Bà Hương Văn rèn tập cho thím tư cam, gói bánh ú, bánh tét, khéo và ngon cũng như bà. Đã lâu rồi bà chỉ ra tiền cho thím mua nếp, mua đậu, mua củi, mua lá chuối với dây lát, rồi thím làm một mình bà coi chừng vậy thôi khi nào vui hay gấp bà mới ra tay mà tiếp với thím thấy bán bánh lời mỗi tháng trên năm chục đồng luôn luôn bà tăng tiền công lần lần cho thím lên tới 10 đồng thím khoái chí vui lòng nên cần mẫn công việc lo lắng như việc của thím mà hứa sẽ ở giúp bà đến mãn đời cho tròn ân nghĩa bà hương văn đã có trở về chợ dòng hai lần Lần đầu Vĩnh Xuân cậy về thăm hai tỷ với vợ chồng ông giáo quân, luôn dịp thăm mồ mã của ông Hương Văn với Cúc Hương và trả 30 đồng bạc lại cho bà giáo. Bà có tiền dư rồi, bà cậy bà Kinh dắt bà vô nhà ông chủ phố mà nài phức tủ giường dán ghế của ông cho mượn năm trước. Ông chủ phố nói đồ chút đỉnh, không đáng giá bao nhiêu, nên ông xin biếu luôn cho thầy thông dùng, ông không lấy tiền mà cũng không đòi lại. Bà không biết nói thế nào mà trả tiền cho được, nên phải thay mặt cho con, tỏ lời cảm ơn rồi đi về với bà Kinh. Bà nghĩ con bây giờ đã có chức phận với người ta, mấy ông mấy thầy hay tới nhà thăm, dậy sửa dọn trong nhà đặng cho khách tới rước tử tế. Không thèm nói cho Vĩnh Xuân hay, bà đặt đóng một cái tủ thờ bằng cây gõ, để thay cho cái bàn thờ cây dầu cũ kỹ khó coi, Bà mua lư với chân đèn thao mà chân coi cho đẹp. Bà mua một cái đèn treo, đặng ban đêm đốt cho sáng. Mỗi tháng bà mua thêm một món. Thành thử trong mấy năm thì trong nhà có đồng hồ treo, gõ giờ, nghe bon bon. Có tủ kiến cho Vĩnh Xuân đựng sách. Có bàn gõ với sáu cái ghế để cho khách ngồi. Có thêm một bộ dáng gõ lớn lót trong buồn để nằm chơi cho mát. Còn Vĩnh Xuân làm việc mãn năm đầu thì được thăng chức lương lên mỗi tháng ba chục đồng cách hai năm sau được thăng chức thứ nhì lương thêm năm đồng nữa là ba mươi lăm đồng trừ tiền hưu trí hết một đồng bảy mươi lăm còn lãnh mỗi tháng được ba mươi ba đồng hai mươi lăm dầu mẹ bỏ nghề bán bánh đi nữa cũng có đủ tiền cho mẹ con sống thông thả đã vậy mà năm sau thầy sử đứng thông ngôn cho quan chánh thăm biện bị đổi về sài gòn quan tham biện chọn Vĩnh Xuân làm thông ngôn thế cho thầy sử. Từ đó, Vĩnh Xuân ít có tiếp xúc với hạng bình dân nữa. Người hầu mỗi ngày là làng, tổng với điền chủ, còn làm việc thì phần nhiều làm công việc hành chánh của tổng với của làng. Một đêm Vĩnh Xuân qua đơn với ông Kinh Lương một hồi, rồi hai người uống trà nói chuyện chơi. Ông Kinh Lương nói. Thầy đứng thông ngôn cho quan lớn chánh xưa nay, làng tổng họ chịu quá. Họ nói thầy vui vẻ, không có dọa nạt làng, chuyện gì thầy cũng cắt nghĩa rành rẽ nên dễ làm việc lắm. Lên đó tôi buồn quá, ở dưới ông phó tôi chịu hơn. Sao vậy? Được đứng thông ngôn cho quan lớn chánh, danh vọng lớn quá, ai cũng muốn, sao thầy lại buồn? Ở dưới ông phó tôi được tiếp xúc với hạng tay lắm chân bùn, tôi có thể dạy dỗ họ nên có ít hơn nhiều. Thì lên trên thầy dạy dỗ làng tổng. Tôi nhận thấy hẳn đó khó giáo quá lắm. Làng thì cứ nghe lời tổng. Tổng biểu sao họ làm vậy, không dám cãi. Mà tổng thì cứ dạ dạ dân dân, muốn cho làng và dân cứ ngu dại hoài, đặng dễ sai khiến. Tình thế như máy, làm sao mà giáo hóa được? Ai làm sao mặc họ? thầy đã giữ được thanh cao chánh trực, ai cũng quý trọng thầy, chớ có ai nói xấu thầy đâu. Tôi nghe có người chê tôi dại chứ. Ôi, thứ chim yến chim tước sẵn bẩn theo hàng rào, giống đó làm sao mà biết nổi tâm trí của chim hồng, chim học bay liền trên mây xanh. Thầy quên câu thiên nhân chi nặc nặc bất như nhất sĩ chi ngạc ngạc hay sao? Một cái gật đầu của một người quân tử quý hơn lòng dạ của một ngàn đứa tiểu nhân. Thầy cứ thủ phận chánh trực thanh cao của thầy mà vui thú phong lưu, đừng thèm ngó việc đời làm chi mà bực tức. Năm nay Vĩnh Xuân đã đờn được đủ bản, nhịp chắc, ngón tươi, còn thi thì thầy làm đã tao mà lại lẹ. Bởi vậy ban đêm, như không hòa đờn, thì cũng quả thi với ông Kinh hoặc xem truyện rồi nghị luận nhân vật xưa mà uống trà. Lúc ấy có cụ quấn trai, người gò công có danh suy tiêu déo dắt hơn hết trong đất Việt Nam. Cụ mới sang làm chủ một khách sạn tại Mỹ Tho để ở dưỡng nhàn. Cụ nghe ông Kinh Lương với thầy Xuân Thi hay đờn giỏi, cụ đến làm quen. Ba người qua đờn quả thi với nhau một bữa. Tặng nhau là đồng chí tri âm, rồi lâu lâu mời nhau hội ẩm luận đàm kim cổ cụ năm diệm ở chợ giữa cụ hay về cây tỳ bà có khi cụ cũng được ông kinh mời xuống quà chơi mà có cụ mộng liêm một danh nho ở sa đéc cụ cũng lui tới đặng đàm tâm ngôn chí